nữ chính của chúng ta thương Trăn, bị em gái vu oan khiến cô mất đi sự trong trắng mất hết sự nghiệp và mất hết danh dự trước bản dân thiên hạ khi cô giải thích với bố thì câu trả lời ông dành cho cô chỉ là em nó còn nhỏ có biết gì đâu mày lớn chấp nhận em nó làm cái gì quả là một người bố tốt và rồi thương Trăn bị mẹ kế liên thủ cùng em gái hãm hại bóc lột ăn cắp chất xám đến khi cô nhắm mắt xuôi tay cũng không có ai bên cạnh ngoài đứa em gái âm binh đang nở nụ cười sung sướng bên trong phòng chăm sóc đặc biệt của viện nghiên cứu virus cấp độ 4, thương chân toàn thân cắm đầy ống tiêm bị tra tấn khiến trên người đầy vết thương em gái cùng cha khác mẹ thương thanh thanh đứng trước giường bệnh khoanh tay nhìn vết thương điên cuồng nói người khác nhiễm virus ca thì một tháng sẽ chết nhưng cô không những không chết mà còn không lây nhiễm thật là vật thí nghiệm sống hoàn hảo thế nào chị gái tốt của tôi ba năm qua sống không tệ chứ thương chân ngoảnh mặt đi che đi sự tuyệt vọng trong mắt lạnh lùng khịt mũi một tiếng thương thanh thanh cười tươi như hoa như lại nói ra những lời độc địa nhất lấy ra một ống tiêm màu vàng nhạt chị kiên trì đến giờ chẳng phải là đang chờ loại huyết thanh giải độc này sao? nghe đến hai chữ huyết thanh, thương chân đột ngột quay đầu lại, nhìn loại huyết thanh giải độc trong tay thương thanh thanh, trong mắt tràn đầy ham muốn sống mãnh liệt. ba năm rồi, cuối cùng cũng nghiên cứu ra rồi sao? thương thanh thanh lắc lắc ống tiêm trong tay, chưa chọc nói, những nhà nghiên cứu kia đến tận bây giờ vẫn còn ghi nhớ nỗi vất vả của chị trong ba năm qua, không phải vừa nghiên cứu ra là đã chuẩn bị cho chị một liều rồi sao? chỉ cần tiêm, chị sẽ khỏe lại. chị muốn không? cầm ống tiêm uy hiếp nói, đồ vật nào quan trọng bằng mạng sống? cô cố gắng đến giờ chẳng phải là vì thứ này sao thấy thương chăn không để ý thương thanh thanh tiếp tục kích thích nói cô còn chưa biết đấy thôi phong hành diệm hôm nay đính hôn rồi đối tượng chính là mối tình thanh mai trúc mã nhạc mộng như lúc trước là cô ta liên thủ với tôi đối phó với chị cũng không ít lần ra tay tàn độc với chị nghe đến cậu chủ phong tim thương chăn đau nhói bàn tay cắm đầy kim tiêm nắm chặt lấy ga giường người đàn ông mà cô đã hy sinh tất cả yêu đến tận xương tủy tại sao lại ghét bỏ mình như vậy thậm chí còn trơ mắt nhìn mình bị người khác sỉ nhục nếu không phải vì yêu người đàn ông này cô cũng sẽ không rơi vào bước đường này thương thanh thanh thấy cô có phản ứng lấy huyết thanh ra dụ dỗ nói đã không cam lòng như vậy cô không muốn sống để trả thù sao mau nói cho tôi biết mật khẩu kết sắt trong phòng thí nghiệm tôi đảm bảo sẽ tiêm ngay thương chan dùng hết sức lực toàn thân gào lên tôi biết trong ống tiêm là chất độc thương thanh thanh không chịu nói thương thanh thanh kích động nói thương chan cô đừng có nói bậy bạ đây chính là huyết thanh thương chan nhìn chằm chằm vào người em gái độc ác trước mặt đầy vẻ chế giễu thương thanh thanh cô là em gái tôi tôi còn không hiểu cô sao danh tiếng học vấn của cô đều là nhờ tôi mà có chỉ cần tôi còn sống tôi chính là mối đe dọa lớn nhất của cô cô câm miệng lại thương thanh thanh mặt mày vặn vẹo sự tức giận bắt đầu dâng lên chỉ vào thương chăn mắng lớn đồ bỏ đi vô dụng cũng dám lớn tiếng với tôi tôi là tiểu thư nhà họ thương rời xa cô thì không sống nổi sao cô muốn chết vậy thì chết đi nói rồi cô ta tiến lên hai bước tiêm ống tiêm vào cổ thương chăn nở một nụ cười tàn nhẫn nói chỉ cần cô chết đi trên thế giới này sẽ không còn ai có thể vạch trần tôi nữa khoảnh khắc kết thúc cuộc đời thương chăn ôm lòng căm hận nguyền rủa nếu có thể sống lại tôi nhất định sẽ không sống nhu nhược như vậy nữa tôi nhất định sẽ khiến những kẻ phụ bạc tôi phải trả giá một tia chớp xé ngang bầu trời như giải ngân hà từ trên trời rơi xuống mưa như chút nước đổ xuống từ bầu trời giúp thương chăn rửa sạch mối thù hận thương chăn đột ngột mở mắt ra cô ấy đã được tái sinh kiếp trước cô bị em gái độc ác hãm hại đến chết một lần nữa được tái sinh trở về đêm định mệnh năm 18 tuổi khi cơn ác mộng bắt đầu ngoài cửa sổ một tiếng sấm sét xé ngang bầu trời thương chăn được ngột mở mắt ngồi dậy ôm lấy ngực thở hồn hển đột nhiên sửng sốt mình không phải đã chết rồi sao nhìn lại bản thân đôi chân đã tê liệt ba năm bây giờ tại sao lại có thể cử động được thương chăn vô thức sờ vào hai chân của mình kết quả nhìn thấy ngón tay cái bên trái của mình thật sự đeo vật đính ước mà phong gia đã tặng cô nhớ rất rõ chiếc nhẫn này đã bị cướp mất vào đêm cô bị làm nhục đang đắm chìm trong niềm vui được tái sinh bên ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của hai người đàn ông vừa mới ôm cô ấy vào tôi đã hôn cô ấy mấy cái bị con nhóc đó dùng điện thoại đập vỡ đầu một người đàn ông béo và một người đàn ông gầy đang tiến đến gần căn phòng ai bảo anh vội vàng như vậy dù sao cũng đã bỏ thuốc rồi anh đợi thêm một chút không được sao hai người cười ngạo nghễ thật kinh tởm quá nhiều sự kinh ngạc khiến thương chân ngày càng tỉnh táo cơ thể bị bỏ thuốc trong biệt thự xa hoa đó hai người đàn ông bên ngoài chẳng lẽ mình đã chết rồi lại được tái sinh sao còn trở về đêm xảy ra cơn ác mộng đó nữa sao hai người đàn ông bên ngoài đã đi đến cửa lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa tính thời gian thuốc có lẽ đã có tác dụng rồi con nhóc thối tha đó chắc là chịu không nổi rồi người đàn ông gầy gò giữ chặt người đàn ông béo và nói này đợi thêm hai phút nữa đảm bảo không có sai sót như vậy thì người đó cũng vừa kịp đến để bắt quả tang đúng không thương chân nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài tim đập thình thịch kiếp trước cô đã phản kháng nhưng vẫn bị thương thanh thanh hãm hại khiến cô có miệng cũng không thể nói rõ lần này cô nhất định phải bảo vệ chính mình cô đứng dậy định xuống lầu cầu cứu nhưng lại ngã mạnh xuống đất ba năm nằm liệt giường khiến cô gần như quên mất cách đi lại tiếng động này đã làm kinh động hai người bên ngoài thương chăn không dám nghĩ nhiều vừa lấy quần áo khoác lên người nhanh chóng đi về phía cửa sổ nhìn độ cao của tầng hai sắc mặt cô tái mét do dự một chút nhưng hai người đàn ông bên ngoài đã xoay tay nắm mở cửa nghĩ đến cảnh tượng kiếp trước thương chăn không do dự nữa bất chấp độ cao 4 mét nhảy xuống cho dù có chết đi chăng nữa cũng không thể lặp lại sai lầm như kiếp trước nữa bàn chân không còn sức lực khiến cô không thể đứng vững thân thể nặng nề ngã xuống đất trong nháy mắt toàn thân đau đớn như bị xe cán qua xong rồi cô ta chạy mất rồi nghe thấy tiếng động từ trên lầu chuyển đến thương chăn nhịn đau bò vào bụi cây bên cạnh hai người đàn ông thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống giận dữ hết lớn mau đi tìm chết tiệt chắc chắn nó chưa chạy xa đâu lời còn chưa dứt bọn chúng đã lao ra khỏi cửa trong cơn mưa lớn thương chăn chống đỡ thân mình cơn đau kích thích khiến cơ thể cô có thêm chút sức lực núp dưới tán cây và màn mưa cô điên cuồng chạy về phía tòa nhà sáng đèn ở đằng xa chỉ có đến đó mới có thể cứu được mình mấy người đàn ông đuổi theo phía sau cô đừng có liều mạng nữa đó là biệt thự của phong gia cô dám qua đó sao thương chăn đứng trước nhà chính của phong gia hai tay nắm chặt ánh mắt đầy giận dữ họ phong tôi đã trở lại rồi nhưng lần này sẽ khác tôi thương chăn cả đời này cũng sẽ khác trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn của sự trả thù bước những bước lớn về phía trước trong đại sảnh nguy nga tráng lệ của họ phong tiếng ly rượu va vào nhau không dứt không có nhiều người đến nhưng tất cả đều là những người xuất chúng trong các lĩnh vực khác nhau thương thanh thanh và mẹ cô ta cầm ly rượu vui vẻ khác thường đi đến một góc lâm tuyết hàm cẩn thận hỏi thanh thanh con đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa hai người đó đáng tin không yên tâm đi mẹ thương thanh thanh đắc ý đầy tự tin con đảm bảo hôm nay sẽ khiến con nhóc thối thương chân mất hết danh dự còn bị phong hành diệm đuổi ra khỏi nhà cánh cửa bị người ngoài đẩy mạnh thương thanh thanh nhìn ra ngoài cửa thở ra một hơi lạnh như thể nhìn thấy ma vậy thương chân toàn thân lấm lem bùn đất thảm hại xuất hiện ở cửa đại sảnh thương chân hoảng sợ nhanh chân chạy vào đại sảnh gào lên với bên trong có người muốn giết tôi mọi người dừng các hoạt động lại đồng loạt nhìn về phía cửa đều nhìn thương chân bằng ánh mắt khác thường người này là ai thế sao lại ra nông nỗi này trong đám đông một người đàn ông không nhịn được kinh hô một tiếng thương chân sao con lại thành ra thế này lâm tuyết hàm thương thanh thanh đồng loạt kinh hô thương chân sao lại ở đây chẳng lẽ hứa chết thất bại rồi sao biểu cảm kinh ngạc của hai người khiến thương chân thu hết vào mắt cô cất đi vẻ hoảng sợ trong mắt đôi mắt như chim én nhanh chóng hướng về phía thương thanh thanh cô không ngờ đúng không tôi đã được tái sinh kiếp trước tôi đã mất hết danh dự cuối cùng rơi vào cảnh chết thảm kiếp này tôi sẽ không lùi bước nữa mẹ kế lâm tuyết hàm chột dạ nắm lấy vai thương thanh thanh dục dã nói nhanh gọi điện cho hứa chiết xem có chuyện gì xảy ra không thương thanh thanh cũng bị thương chăn nhìn mà run lên cô ta không hiểu từ bao giờ mà người chị gái nhu nhược vô năng của cô ta lại có ánh mắt đáng sợ như vậy cô ta giấu điện thoại ra sau lưng lén gọi điện cho hứa chiết trong lòng thầm chửi hứa chiết rốt cuộc đang làm gì vậy người phụ nữ tự dâng tận cửa mà lại để cô ta chạy mất lâm tuyết hàm tiến lên một bước chắn trước mặt thương thanh thanh sau đó ngạc nhiên hỏi thương chăn con làm sao vậy không phải con say rượu đang nghỉ ngơi trong phòng sao thương thanh thanh trực tiếp tiến lên chắn trước mặt thương chăn nói giọng vội vàng chị sao chị lại thành ra thế này cô tiến đến cầm tay thương chăn lộ ra vẻ mặt quan tâm giả tạo ôi chị ơi em không phải cố ý để mấy anh bảo vệ canh ở cửa sao chị lại thương thanh thanh ấp úng có phải vì say rượu không cho nên có người không kiềm chế được với chị thương thanh thanh trực tiếp dùng những lời cay nghiệt vu khống thương chăn khiến những vị khách ban đầu quan tâm đến thương chăn đột nhiên nghĩ sai đều dùng ánh mắt khác thường nhìn thương chăn di dầm bàn tán hóa ra vị hôn thê của phong hành diệm lại lăng nhăng với mấy anh bảo vệ còn say rượu nữa tôi thấy chắc là say rượu làm loạn rồi nhìn cái mặt đỏ bừng kia thật là không biết xấu hổ thương thanh thanh nghe thấy tiếng bàn tán khóe miệng cong lên một nụ cười đắc thắng rồi lập tức biến mất giả vờ vội vàng giải thích ôi chị ơi chị đừng sợ bố mẹ chồng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị giọng điệu lạnh lùng như băng tuyết cả người tỏa ra hơi lạnh ý của cô vừa rồi là ám chỉ tôi bị người ta làm nhục sao câu trả lời bất ngờ của thương chăn khiến thương thanh thanh giật mình ngay sau đó tỏ vẻ ấm ức nói chị em không có ý đó nhìn xem chị toàn thân thương tích đừng cố nữa đi nghỉ ngơi trước đi bây giờ có nhiều người như vậy chị bẩn như vậy mẹ chồng nhìn thấy sẽ không vui đâu nếu là thương chân trước đây chắc chắn sẽ lựa chọn nhẫn nhịn cho qua chuyện nhưng bây giờ cô tuyệt đối không khuất phục tôi cũng không vui thương chân hất tay thương thanh thanh ra lạnh lùng nói họ phong mở tiệc nhưng lại có người muốn giết tôi thương chân chống một tay vào eo thẳng lưng nhìn mọi người rồi cười lạnh một tiếng tôi mới thoát chết em gái không vội giúp tôi báo cảnh sát mà lại cố tình ám chỉ vu khống tôi em gái tốt của tôi cô thật sự rất quan tâm đến tôi nói rồi cô lấy điện thoại ra cô không giúp tôi báo cảnh sát vậy thì tôi tự báo thương thanh thanh vội vàng giữ tay thương chân lại nói gấp gáp chị đợi đã hay là đợi điều tra rõ ràng sự việc rồi hãy báo cảnh sát cũng không muộn thương thanh thanh toát mồ hôi lạnh trong lòng thầm chửi tên chết tiệt hứa chết sao còn chưa đến nếu đợi cảnh sát đến thì tối nay coi như công cốc rồi thì ra tiểu thư họ thương đến đây rồi à một giọng nói lưu manh chuyển đến hứa chết và người đàn ông béo xuất hiện ở cửa vừa rồi không phải còn rất vui vẻ sao sao đột nhiên lại bỏ chạy còn làm thành ra thế này đúng vậy tiểu thư họ thương người đàn ông béo liếm ngón tay một cách tục tĩu ánh mắt tham lam nhìn thương chăn vừa rồi cô ở trên giường còn gọi anh trai một tiếng rồi lại một tiếng thật là dâm đãng tôi còn chưa thỏa mãn đây thương chăn chỉ lạnh lùng nói với hai người những kẻ đuổi giết ta chính là các người các người còn dám vào đây thật là quá kiêu ngạo đuổi giết cô hứa chiết giả vờ ngạc nhiên nói tiểu thư họ thương cô nói quá đáng rồi đấy chúng tôi chỉ đùa giỡn với cô thôi mà chuyện nam nữ chẳng phải là chuyện bình thường sao cô cần gì phải vu khống chúng tôi như vậy lúc này thương thanh thanh giật phát áo thương chăn xuống lộ ra nửa bên vai giả vờ kinh ngạc rồi tiếp tục bôi nhọ ôi chị đây là cái gì vậy sao lại giống vết hôn thế này chẳng lẽ chị thực sự bị bọn họ lời vừa nói ra hội trường lập tức xôn xao chẳng lẽ là thật sao vết tích còn đây thương chăn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với bọn họ người phụ nữ họ thương này lợi hại thật đấy bỏ mặc cậu chủ họ phong không cần lại đi dây dưa không rõ ràng với người khác những vị khách hả hê bàn tán lúc này trái tim thương chăn như rơi xuống vực băng giá cô mơ hồ như trở lại kiếp trước bị thương thanh thanh dẫn người xông vào cô không mảnh vải che thân cùng hai người đàn ông đó ở chung một phòng năm đó cũng vậy cô bị muôn người chỉ trích đối mặt với sự chế giễu của mọi người cô có miệng cũng không thể nói rõ cuối cùng để thương thanh thanh toại nguyện khiến cô và phong hành diệm phải hủy hôn nhưng bây giờ được sống lại một lần nữa cô sẽ không để mình rơi vào vực thẳm nữa những vết tích trên người cô đúng là có thật bây giờ chỉ có thể chuyển trọng tâm sang hai người đàn ông đó chỉ như vậy mới có thể giải được thế bí hôm nay của cô được rồi bảo bối của anh nói rồi hứa chết từ từ tiến lên anh biết là em không thỏa mãn chuyện vừa rồi nên mới nổi giận với chúng anh bây giờ anh đưa em về làm lại từ đầu thương chân cười lạnh một tiếng bình tĩnh nói các người làm nhục tôi chỉ muốn chuyển hướng sự chú ý vì tôi đã nghe thấy tội ác của các người những kẻ cặn bã các người còn ở đây trắng đen lẫn lộn đừng tưởng tôi không biết các người đã làm những gì các người muốn che giấu sự thật sao thương chân sẽ không để bi kịch kiếp trước lặp lại nữa ngay lập tức vạch trần tội ác của bọn chúng nhanh chân đi đến trước mặt một quý bà kêu lên thảm thiết bà lưu bà có biết cô con gái bảo bối mất tích của bà đang ở đâu không vợ chồng nhà họ lưu vốn đã kiệt sức khi nghe thấy lời này ngay lập tức nhìn thương chăn bằng ánh mắt tha thiết ba tháng trước con gái bà nhận được lời mời của bạn bè tham dự vũ hội ngoại ô nhưng lại bị hai tên cặn bã này để mắt tới vì con gái bà không đồng ý bọn chúng đã chuốc rượu rồi hiếp giết con gái bà còn giấu xác con bà trong khu vườn biệt thự ngoại ô của châu diệu văn hứa chiết và châu diệu văn lộ vẻ kinh hoàng không thể tin được nhìn thương chăn hội trường lại trở nên hỗn loạn các vị khách thì thầm bàn tán nói đủ thứ chuyện hứa chiết đột nhiên gào lên dữ tợn Cô nói bậy, chúng tôi không phải chỉ làm nhục cô sao? Cô cần gì phải vu khống chúng tôi như vậy?" Hắn ta cuống cuồng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Vu khống sao?" Thương Chân khoanh tay trước ngực bình tĩnh, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên người Châu Diệu Văn, "Hãy nhìn vẻ mặt của anh ta đi, có giống như tôi đang vu khống không?" Mọi người vô thức nhìn Châu Diệu Văn thì thấy lúc này sắc mặt anh ta tái nhợt, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Tôi không có, tôi tôi không cố ý." Sự đảo ngược đột ngột khiến cho cả đại sảnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bà Lưu kích động tiến lên túm lấy Châu Diệu Văn không buông gào lên chất vấn có phải hai người các người đã làm hại con gái tôi không? Có phải không? Châu Diệu Văn đã bị bà Lưu chất vấn đến mức suy sụp, hai chân không tự chủ được run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi tôi không cố ý, là cô ta tự đâm đầu vào chỗ chết. Bà Lưu nghe vậy, bóp cổ Châu Diệu Văn, đột nhiên đập anh ta vào tường thương chăn lạnh lùng nhìn. Kiếp trước hai người các người nhờ nhơ 10 năm mới bị bắt vào tù lần này tôi nhất định sẽ đích thân trừng trị các người. Lúc này hứa chết hoảng hốt đột nhiên ra tay, lớn tiếng quát, đồ đàn bà đê tiện. Rồi xông về phía thương chăn, thằng khốn các người định làm gì thương chăn bà thương oai phong đến nơi một tiếng quát lớn chấn áp cả hội trường người đâu bắt hai con cầm thú này đưa đến đồn cảnh sát cho tôi thương thanh thanh nghiến răng tối nay để cho con ả à thương chăn dễ dàng thoát vậy sao hứa chết bị hai tên bảo vệ kìm chặt không cam lòng gào lên thương chăn dưới lớp quần áo của cô đều là dấu vết do chúng ta ân ái cho dù cô có giải thích thế nào cô cũng đã bị chúng ta làm nhục rồi bà phong nhíu mày trực tiếp ra lệnh cho người đưa hai người họ đi bà phong tiến lên nắm tay thương chăn quan tâm hỏi thương chăn nghe nói vừa rồi con bị hai người kia truy đuổi không sao chứ có bị dọa không thương chân nở một nụ cười ngọt ngào yên tâm đi bác gái cháu không sao thương thanh thanh nhìn hai người thân thiết biểu cảm âm u cô ta tin chắc rằng hứa chết và người kia chắc chắn đã thất thủ nói đến đây cô ta lập tức chạy đến trước mặt bà phong nước nở nói bác phong hai người nhất định phải làm chủ cho chị gái cháu ạ à, không thể để chị gái bị bọn chúng làm nhục vô cớ được nói rồi còn trực tiếp kéo tay bà phong vẻ mặt tủi thân thực ra hai người đó đã nói như vậy lại để nhiều người nghe tha y danh dự của chị gái cháu đã nói rồi cô ta cố tình làm ra vẻ khó xử dừng lại một chút rồi nói tiếp bác phong con xin bác hãy tha thứ cho chị gái cháu bà phong nghe thấy lời này sắc mặt lập tức thay đổi chị gái chắc chắn cũng không muốn bị làm nhục bà phong nghe vậy không vui nhìn thương thanh thanh một cái con đang nói bậy bạ gì vậy thương chân tiến lên nâng tay bà phong lên nói bác gái không sao đâu nhưng vì cháu là vợ của phong hành diệm nên chuyện này phải để anh ấy kiểm tra lời vừa nói ra mọi người đều xì xào bàn tán nhìn thương chân bằng ánh mắt có phần chế giễu phong hành diệm là ai anh ta chính là người thừa kế duy nhất của cả tập đoàn phong thị là người đứng đầu một tập đoàn lớn sao có thể đến đây để kiểm tra thân thể cho người phụ nữ này cô ta chính là cố ý chọn lúc phong hành diệm không có nhà rồi cố tình nói như vậy ai nói tôi không có nhà một giọng nói lạnh lùng và đầy từ tính vang lên mọi người đều giật mình cùng nhau nhìn về phía phát ra tiếng nói khuôn mặt đẹp trai của phong hành diệm xuất hiện trên tầng hai anh ta hơi nheo mắt đôi mắt sâu thẳm nhìn thương chăn ngẩng đầu nhìn xuống lạnh lùng nói để tôi kiểm tra thân thể cho cô sao dựa vào đâu mà cô nói cô là vợ tôi nói câu này khuôn mặt phong hành diệm tràn đầy vẻ ghê tởm thậm chí còn khiến anh ta buồn nôn gặp lại phong hành diệm lần nữa tính ra cũng đã năm sáu năm rồi cô không gặp anh ta anh ta vẫn ghét cô như vậy sao từ nhỏ cô đã thích anh ta phong hành diệm giống như một vầng hào quang mãi mãi không thể chạm tới lên cấp 3 cô chỉ có thể trốn ở một góc nhìn anh ta từ xa cho đến khi xảy ra chuyện đó phong hành diệm bị người khác bỏ thuốc rồi phát sinh quan hệ với thương chăn khiến anh ta hoàn toàn ghét bỏ cô bất kể thương chăn giải thích thế nào rằng mình không làm chuyện đó với phong hành diệm anh ta đều chán ghét cô vô cùng trong lòng phong hành diệm thương chăn chính là người có mưu đồ cô ý tiếp cận anh ta rồi danh chính ngôn thuận kết hôn với anh ta nghĩ đến đây lần đầu tiên thương chăn không né tránh mà nhìn thẳng vào người đàn ông này kiếp trước cô yêu người đàn ông này đến tận xương tủy kiếp này cô tuyệt đối sẽ không để bản thân bị tình cảm trói buộc nữa cô lạnh lùng hỏi phong hành diệm tại sao tôi không phải là vợ anh lời nói của cô lập tức khiến mọi người xôn xao ánh mắt của mọi người như muốn đâm thủng lưng thương chăn không ngờ vị cậu chủ cao quý của họ phong lại từng có quan hệ với vị hôn thê mà mình ghét thật là không biết xấu hổ phong hành diệm tỏ vẻ không vui mắng một tiếng rồi đột ngột quay người định lên lầu bà phong vội vàng tiến lên giữ phong hành diệm lại con trai con đợi một chút thương thanh thanh cũng tiến lên một bước lau nước mắt nói cậu chủ phong chuyện này liên quan đến danh dự của chị gái mong anh giúp đỡ bà phong dùng ánh mắt cầu xin nhìn phong hành diệm con giúp mẹ đi mà coi như mẹ cầu xin con được không bà đã nghĩ kỹ rồi nếu trên người thương chân thực sự có vết tích bà sẽ để con trai mình thay thương chăn che giấu phong hành diệm nhìn xuống tầng dưới người phụ nữ từ nhỏ đã dây dưa với anh ta trong mắt càng thêm ghê tởm quát lớn một tiếng cút lên đây rồi thẳng bước lên lầu thương chăn lặng lẽ nhìn bóng lưng anh ta cô đã yêu anh ta hai mươi mấy năm cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm hại có lẽ với tính cách của anh ta cho dù cô có cố gắng thế nào anh ta cũng sẽ không nhìn cô lấy một lần mặc dù đã được tái sinh nhưng lòng vẫn đau nhưng cũng tốt đau tức là còn sống so với tình yêu và mạng sống thì tình yêu đã không còn quan trọng nữa, không phải muốn tôi kiểm tra thân thể sao? Cởi ra đi, Phong Hành Diệm lạnh lùng nói nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Thương chăn dù không còn hy vọng, nhưng vẫn ngây người tại chỗ, muốn cô cởi hết quần áo trước mặt anh ta sao? Là cố tình muốn làm cô mất mặt sao? Khóe miệng Thương Chân nở một nụ cười nhạt, cũng đúng, dù sao kiếp trước cô cũng nhút nhát và e thẹn, kiếp trước cơ thể của cô không biết đã bị bao nhiêu người nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Cô đã chẳng còn cảm giác xấu hổ nữa, Thương chăn dứt khoát kéo khóa váy xuống trong nháy mắt chiếc váy rơi xuống dưới ánh đèn sáng trưng những vết hằn đỏ đó rõ ràng như vậy thân hình gợi cảm và làn da trắng nõn tôi điểm thêm những vết hằn đó càng thêm chói mắt ánh mắt phong hành diệm tối sầm lại anh ta không ngờ cô lại không hề bận tâm đến những chuyện này là do cô trong sạch hay là do cô đang dở trò nghĩ đến đây anh ta đột nhiên vươn tay ấn cô vào cửa lạnh lùng cười nói trên người cô toàn là vết tích mà còn dám để tôi kiểm tra sao muốn tôi nói dối thay cô sao mưa đi trong đôi mắt sâu thẳm dâng lên sự giận dữ cô vì muốn tôi chạm vào cô thật sự là không từ thủ đoạn thì ra cô muốn tôi kiểm tra thân thể cô như vậy cô nằm mơ đi nói xong anh ta buông thương chăn ra rồi bỏ đi anh không phải luôn muốn hủy hôn sao thương chăn lạnh lùng nói với bóng lưng anh ta chỉ cần anh chứng minh được sự trong sạch của tôi ngày mai tôi sẽ đến hủy hôn phong hành diệm khựng lại cười khẩy một tiếng hủy hôn chỉ cần tôi bước xuống đây nói trên người cô toàn là vết tích thì danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại đến lúc đó hôn ước chết tiệt này tự nhiên sẽ không còn hiệu lực nghe thấy lời này thương chân kích động gào lên với anh ta sau đó mọi người sẽ biết tôi đã cắm cho anh một cái sừng gương mặt anh nhất định sẽ rất dễ nhìn lời nói của cô khiến phong hành diệm đột ngột quay người lại ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chừng cô cô cho rằng tôi sẽ sợ sao thương chân khẽ thở dài một tiếng dùng ánh mắt cầu xin nhìn phong hành diệm nói với giọng bất lực vì chúng ta cùng lớn lên với nhau vì tôi tự nguyện hủy hôn anh giúp tôi một lần được không chỉ cần có thể vượt qua đêm na y giữ được mạng sống cô sẽ có tương lai tươi sáng vì vậy cô sẵn sàng hạ mình cầu xin phong hành diệm phong hành diệm vẫn không chút động lòng thương chân lại cầu xin anh nhất định phải để một người phụ nữ yêu anh sâu đậm danh dự bị hủy hoại bị muôn người khinh thường rơi vào vực sâu vạn trượng sao phong hành diệm nhìn thương chân với vẻ mặt đáng thương toàn thân đầy vết thương anh ta đột nhiên cảm thấy thương hại không rõ lý do anh ta nắm chặt nắm đấm nói giận dữ mặc quần áo vào rồi xuống đây nói xong nhanh chóng đi xuống lầu dầm một tiếng thương chân ngã gục xuống đất cô không chắc phong hành diệm có thực sự giúp cô không nghĩ đến đây cô cắn răng mặc quần áo vào đi xuống lầu kết quả cũng chỉ như vậy dù có sống thế nào cũng sẽ không tệ hơn kiếp trước khi hai người xuất hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ tất cả đều háo hức muốn biết câu trả lời phong hành diệm đứng trên cầu thang sắc mặt khó coi một lúc lâu sau anh ta lạnh lùng nói tôi đã kiểm tra cơ thể cô ấy rồi thật sự có một số vết thương nghe thấy lời này sắc mặt của mọi người khác nhau có người kinh hãi có người lo lắng có người thì hả hê Như những vết thương trên người cô ấy phong hành diệm nhìn thương chân với ánh mắt phức tạp từ từ nói là vết xước và vết thương do bị ngã khi bỏ chạy cô ấy trong sạch sau khi tìm người kiểm tra thân thể và trả lại sự trong sạch cho chị thương thanh thanh tức giận hét lên sao lại như thế thấy mọi người đều nhìn mình cô mới phản ứng lại vội vàng xua tay xin lỗi em chỉ quá vui mừng cho chị thôi nhìn thấy bà phong quan tâm đến thương chăn như vậy thương thanh thanh ghen tị đến nỗi mặt mày méo mó thương chăn lần này cô may mắn đấy chúng ta hãy cùng chờ xem tiệc tối kết thúc khi xe rời khỏi nhà họ phong lâm tuyết hàm không nhịn được mà nổi trận lôi đình cô ta quay người lại lường thương chăn một cách hung dữ mắng thương chăn tối nay con bị sao vậy làm thành ra thế này để mọi người đều nhìn thấy bộ mặt xấu xí của nhà họ thương thật là mất mặt để thương chăn không phát hiện ra manh mối hai mẹ con họ không tiếc lời đổ hết tội lỗi lên đầu thương chăn thương chăn theo phản xạ dùng mình quay đầu đi đột nhiên quay lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người họ ánh mắt lạnh lùng đó như thể có thể đóng băng người khác ý của gì là cháu không nên nói rõ ràng sao cháu nên để em gái vu khống cháu để mọi người nghĩ rằng cháu bị cưỡng hiếp và bị luân phiên sao như vậy mới không làm mất mặt gia đình sao sắc mặt lâm tuyết hàm cứng nở dần dần cảm thấy chuột dạ trước ánh mắt lạnh lùng của thương chăn con đang nói gì vậy thấy vậy thương thanh thanh lập tức khóc lóc tỏ vẻ oan ức chị chị nói gì vậy em và mẹ chỉ quan tâm đến chị thôi chị không nên nói như vậy với em và mẹ nếu không người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào về nhà họ thương thương chăn tức đến bật cười ngọn lửa trong lòng không thể dập tắt được cô dứt khoát không dập tắt nữa em gái tốt của chị câu đầu tiên em nói với chị là gì có phải là hỏi chị có bị ai làm nhục không những lời em nói sau đó câu nào cũng có ý là đang làm nhục chị em còn mặt mũi nói không cố ý sao em tưởng mọi người đều ngốc à em làm những chuyện xấu xa chị vạch trần em thì chị lại sai à thương thanh thanh khóc như mưa kêu lên một tiếng ba thương bách tề thấy con gái út khóc trong lòng mềm nhũn nhớ mày nhìn thương chăn thương chăn sao con có thể đối xử với em gái như vậy thương chăn ngạc nhiên nhìn thương bách tề trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng bố chuyện tối nay lẽ nào ba đều cho rằng toàn bộ đều là lỗi của con sao thương bách tề quay đầu đi không nhìn cô chỉ thản nhiên nói một câu em gái con còn nhỏ Thương Chân cười lạnh một tiếng, ánh mắt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên ngọn lửa giận dữ. Nhỏ sao, nghĩ cách hại tôi là còn nhỏ sao? Dừng xe, Thương Chân đột nhiên nói rồi trực tiếp xuống xe, tối nay con về nhà ông bà ngủ. Thương Bách Tề nhìn bóng lưng Thương Chân rời đi không hiểu hỏi, trước đây Thương Chân rất ngoan ngoãn, sao đột nhiên lại trở nên như vậy trong căn nhà của ông bà nội? Thương Chân ngồi trên ghế sofa, nhìn cuốn sách trong tay, chìm vào hồi ức. Ngôi nhà này chứa đựng tất cả những kỷ niệm đẹp của cô, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô còn có tất cả các bản thảo nghiên cứu của cô đều ở trong căn nhà nhỏ bé này nhưng tất cả những thứ này đều đã bị thương thanh thanh hủy hoại hiện tại cô vẫn chưa đủ lớn mạnh vẫn chưa thể bảo vệ được chúng may mắn là kiến thức của cô sẽ luôn trung thành tồn tại trong đầu cô cô sẽ không lặp lại sai lầm nữa những thứ này cô sẽ không cho thương thanh thanh có cơ hội có được nữa thương chăn ôm chiếc kết sắt rồi đi đến lò sưởi đốt cháy kết sắt chứa đầy những kỷ niệm đẹp này ngọn lửa tàn phá cả ngôi nhà trong mắt cô chỉ toàn là ánh lửa rực rỡ đốt cháy nơi này đồng thời cũng đốt cháy hết sự yếu đuối trong cô đồng thời cũng cắt đứt đường lui không còn đường lui nữa cô đứng trước biển lửa ánh mắt kiên định và quyết đoán kiếp này cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội bắt nạt cô ngày hôm sau thương chăn đúng hẹn đến nhà họ phong tự mình đưa ra chuyện hủy hôn bà phong nghe vậy đột ngột đứng dậy không được bác không đồng ý bác đã hứa với mẹ ruột của con rằng bác sẽ chăm sóc tốt cho con thương chăn dường như đã đoán trước được phản ứng của bà mỉm cười nhẹ nhàng gì gì hãy nghe cháu nói không phải là hành diệm đã nói gì với con tối qua sao hay là bác đợi cháu nói xong đã bà phong nắm chặt tay thương chăn đầy vẻ đau lòng thương chăn con yên tâm bác đã nói rằng bác muốn con làm con dâu của bác ta nhất định sẽ để hành viêm cưới con thương chăn lắc đầu giọng điệu vẫn ngoan ngoãn như trước nhưng bớt đi một phần yếu đuối thêm một phần điềm tĩnh không cần đâu bác cháu rất cảm ơn cậu chủ đã nghĩa hiệp đêm qua giúp cháu giải tỏa hiểu lầm nhưng chuyện hủy hôn là ý riêng của cháu thương chăn bình tĩnh nói như chút được gánh nặng bác gái anh ấy không thích con chúng con hà tất phải ở bên nhau chỉ làm cả hai người đều không vui bà phong mặt mày buồn rời rượi liền thở dài được rồi nếu như vậy thì bác đồng ý hủy hôn với con bà phong đứng dậy nắm tay thương chăn nói thương chăn không thể làm con dâu thì làm con gái nuôi của bác nhé thương chăn nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình cô cần nhà họ phong làm chỗ dựa vì vậy cô ngoan ngoãn đồng ý bà phong vui vẻ nắm tay thương chăn đi thẳng đến bàn ăn trực tiếp ra lệnh cho người hầu đi gọi cậu chủ xuống ăn cơm thương chăn tỏ vẻ khó xử lên tiếng ngăn cản bác ơi bữa cơm hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn thôi được không ánh mắt cô đơn của cô khiến bà phong càng đau lòng hơn thằng con trai đó cô gái tốt như vậy mà thôi được rồi bà thở dài bảo người hầu trực tiếp mang cơm lên cho phong hành diệm khi hai người ăn được một nửa thì phong hành diệm đi đến thương chăn nhìn thấy anh ta nụ cười trên mặt lập tức cứng nở cô vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với phong hành diệm bà phong thấy vậy vui mừng khôn xiết thú vị tìm một cái cớ rồi rời đi phong hành diệm ngồi đối diện thương chăn lắc ly rượu vang trong tay lạnh lùng liếc thương chăn một cái xem ra cô đã thay đổi chiến lược rồi thương chăn buông nghĩa xuống cũng lạnh lùng hỏi ý anh là gì phong hành diệm với vẻ đắc ý từ từ nói đến hủy hôn sau đó lợi dụng sự hối hận của mẹ tôi để trở thành con gái nuôi của họ phong dùng danh nghĩa là em gái để tiếp cận tôi khóe miệng phong thiếu cong lên một nụ cười kỳ lạ ngẩng đầu nhìn thương chăn cô đúng là thông minh hơn rồi đấy trước tiên làm em gái nuôi của tôi sau đó tìm cơ hội chuốc thuốc tôi để gả cho tôi cô đúng là không từ thủ đoạn mà thương chăn tự tin nhìn thẳng vào phong hành diệm nói xong chưa hai tay chống lên đầu gối anh ta với tư thế vô cùng gợi cảm nhìn anh ta chăm chú từ từ nói anh biết không vì anh rất mong tôi đang quyến rũ anh làm sao tôi có thể khiến anh thất vọng được nụ hôn bất ngờ khiến phong hành diệm ngây người tại chỗ thậm chí quên đẩy cô ra thương chăn liếm môi vẻ mặt đắc ý đúng là anh vẫn đáng yêu hơn khi không nói gì thương chăn cô thật không biết xấu hổ phong hành diệm tức giận quát một tiếng ánh sáng lạnh lẽo từ đôi mắt lạnh lùng chiếu ra thương chăn nghiêng người mỉm cười hai tay chống lên cổ anh ta không phải anh nói tôi cố ý lạt mềm buộc chặt không biết xấu hổ sao tôi chỉ chứng minh lời anh nói thôi thương chăn tiến lại gần hơn hơi nóng thoang thoảng phả vào mặt phong hành diệm cậu chủ phong nếu anh thấy ghê tởm vậy thì sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa hoặc là tôi chủ động không xuất hiện trước mặt anh cũng được phong hành diệm nhau mắt lại anh ta luôn cảm thấy thương chăn giống như một người khác thương chăn trước đây nhút nhát và yếu đuối nhưng bây giờ anh ta thực sự nhìn thấy sự phấn khích trong mắt người phụ nữ này điều này có nghĩa là gì bà phong bước vào các con đang nói chuyện gì vậy thương chăn nhanh chóng đứng dậy ngoan ngoãn mỉm cười bác ơi muộn rồi cháu nên về rồi thế là đi à bà phong nắm tay thương chân vẻ mặt không nỡ phong hành diệm ở bên cạnh nhìn sang bằng ánh mắt kinh ngạc thương chân có vẻ rất muốn tránh xa anh ta khiến anh ta rất khó chịu bà phong không muốn thương chân đi xe buýt vì vậy bà đề nghị phong hành diệm đưa cô về thương chân không chút do dự từ chối thẳng thừng ai ngờ phong hành diệm lại chủ động yêu cầu đưa cô về bây giờ anh ta rất muốn biết thương chân rốt cuộc đang dở trò gì sau khi đưa thương chân về nhà họ thương khi cô định xuống xe phong hành diệm không nhịn được mà kéo cô lại thương chân không chút do dự rút tay lại hỏi một tiếng phong hành diệm đang làm gì vậy là không nỡ xa tôi sao phong hành diệm sửng sốt ngay lập tức thốt ra có một chút khóe miệng thương chân thoáng nở một nụ cười lạnh anh thật biết đùa cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà nói xong cô trực tiếp mở cửa xe bước xuống phong hành diệm nhìn bóng lưng thương chân qua cửa sổ xe lòng càng dối bời trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia thất vọng cô ta đây là đang dùng thủ đoạn mới sao hay là thật sự muốn dứt khoát với mình thương chân vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của thương thanh, thanh. ồ biết đường về nhà à tôi còn tưởng chị chơi vui quá không muốn về nhà nữa cơ thương thanh thanh chống một tay vào hông vẻ mặt khiêu khích chặn trước mặt thương chăn thương chăn tiến lên hai tay khoanh trước ngực nhìn em gái lạnh lùng cười một tiếng xem ra chuyện tối qua vẫn chưa khiến cô sợ hãi nhỉ nhắc đến chuyện tối qua thương thanh thanh tức đến run cả người con đàn bà đê tiện này chị còn dám nhắc đến chuyện tối qua à tối qua cô và những người đàn ông đó đã làm gì cô còn mặt mũi chối sao cô đúng là không biết xấu hổ thương chăn từ từ nói nói đến bọn họ tôi lại nhớ ra một chuyện tôi không thù không oán với bọn họ sao bọn họ lại tìm đến tôi hay là tôi nhờ bác phong gây sức ép xem hỏi bọn họ xem cô thấy thế nào thương thanh thanh nghe vậy sắc mặt lập tức tái mét hoảng loạn chỉ vào thương chân hét lớn cô là đồ đàn bà đê tiện còn chưa thấy đủ mất mặt sao tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói lung tung nếu không tôi sẽ cho cô biết tay cho tôi biết tay sao thương chân đột nhiên tiến lại gần một bước khi cô gặp nguy hiểm ánh mắt càng khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng khiến thương thanh thanh không nhịn được mà sợ hãi lùi lại thương chân túm lấy cổ áo thương thanh thanh đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh trừng mắt nhìn thương thanh thanh nếu tôi là cô bây giờ chắc đã nóng lòng không chịu nổi rồi nhỉ dù sao thì bác phong cũng nói sẽ đòi lại công bằng cho tôi mà trong quá trình này nếu bác phong biết được sự thật cô đoán xem cô sẽ ra sao thương chân nói xong buông tay ra thương thanh thanh mềm nhũn cả người ngồi phịch xuống đất với vẻ mặt sợ hãi khi thương chân trở về phòng người thấy mùi thơm từ nhà bếp bay ra vì vậy cô đi đến nhà bếp dặn người hầu mang thức ăn đến phòng ngủ của cô cô chưa kịp quay đầu lại thì lâm tuyết hàm cũng đi vào và chỉ vào bát cơm thừa canh cặn trên bếp bực tức nói nó đói rồi thì đem cái này cho nó ăn người như thế nào thì xứng đáng ăn những món ăn như thế đó khi bà ta nói lời này thái độ vô cùng khinh thường bởi vì thương chân trước đây thực sự không dám kén ăn nên người hầu cũng rất tự nhiên trực tiếp bưng bát cơm thừa canh cạn đó định mang đến phòng thương chân khi người hầu đi ngang qua thương chân liền bưng bát cơm thừa canh cạn trực tiếp úp lên đầu mẹ kế dưới sự áp bức lâu dài của mẹ kế cuối cùng thương chân cũng phản công lâm tuyết hàm kinh ngạc đến ngây người tại chỗ thương chân cười gian xảo đúng vậy người như thế nào thì xứng đáng ăn những món ăn như thế đấy thương chăn cô điên rồi sao Lâm Tuyết Hàm đột nhiên hét lên, khuôn mặt méo mó gào lên trói tai. Thương Trân nhìn Lâm Tuyết Hàm với vẻ mặt vô tội, cười nói: Cháu chỉ phối hợp với lời nói của dì thôi. Tiện thể tiết kiệm lương thực, các người mù hết rồi sao? Lâm Tuyết Hàm mặt mày giữ tợn gào lên với người hầu: Con nhỏ này điên rồi, còn không mau trói nó lại! Những người hầu xung quanh như bừng tỉnh, vội vàng xông về phía Thương Trân. Thương chăn cười khẩy một tiếng, muốn bắt tôi, nằm mơ đi. Lâm Tuyết Hàm đội đầy dầu mỡ trên đầu không màng hình tượng gào lên, mau đi bắt nó lại ai bắt được nó thưởng ba tháng lương thấy họ xông tới thương chân hất đổ bàn trà bình hoa vỡ tan tành lạnh lùng quát một tiếng tôi xem ai dám động vào tôi những người hầu bị giọng nói lạnh như băng này dọa cho đứng khựng lại lâm tuyết hàm trợn tròn mắt như thể không nhận ra thương chân vậy đợi lâm tuyết hàm lên cơn thương chân từ từ đi đến giữa phòng khách nói với giọng đe dọa gì đừng quên thương thanh thanh muốn được du học thì phải nhờ tôi giúp đỡ con bé phế vật đó nếu không có tôi viết luận văn thay thì e rằng tốt nghiệp bình thường cũng không được cô quay sang nhìn lâm tuyết hàm ánh mắt cảnh cáo bà chắc chắn muốn đấu với tôi sao lâm tuyết hàm dùng mình mặc dù rất tức giận nhưng vẫn phải nhịn thương chăn cười lạnh một tiếng rồi quay người ngồi xuống ghế sofa lúc này người hầu chạy đến thưa bà cậu chủ lâm đến rồi thương chăn cười khẽ nhìn lâm tuyết hàm là vì chuyện tối qua đặc biệt đến để điều tra sao bà chắc là muốn tiếp khách với bộ dạng như vậy sao lâm tuyết hàm lại dùng mình ánh mắt thương chăn như thể có thể đóng băng bà ta quay sang chút giận lên mấy người hầu còn không mau dọn dẹp nhà cửa đi có khách đến rồi nói xong bà ta chừng mắt nhìn thương chăn một cái rồi đi lên lầu thay quần áo hai người hầu nhìn nhau vội vàng dọn dẹp nhà cửa làm việc ở nhà họ thương nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên họ thấy thương chăn cứng rắn như vậy không lâu sau lâm văn phong bước vào anh ta là con trai của anh trai lâm tuyết hàm anh họ của thương thanh thanh nghề nghiệp là cảnh sát nghe thấy tiếng động thương chăn không đứng dậy chào đón chỉ hơi ngẩng đầu lên giơ tay ra mời anh ta ngồi tự giới thiệu tôi là thương chăn hình như anh không nhớ tôi rồi lâm văn phong nhìn thấy thương chăn xinh đẹp thậm chí còn ngẩn người trong giây lát sau đó mới nhận ra hóa ra đây chính là cô gái hư hỏng mà thương thanh thanh thường nhắc đến thương chăn anh ta lạnh lùng ngồi xuống một bên hỏi một cách lịch sự và xa cách gì đâu thương thanh thành đầu thương chăn nhẹ nhàng rót cho anh ta một tách trà bọn họ đột nhiên có việc nên tôi ra đón tiếp anh thương chăn nói tiếp cảnh sát lâm tối qua xe buýt có đưa hai tên giết người đến đồn cảnh sát không nói đến công việc lâm văn phong lập tức cảnh giác ánh mắt cũng trở nên sắc bén vụ án đó liên quan rất rộng vẫn đang trong quá trình điều tra cô hỏi chuyện này làm gì thương chăn mỉm cười nhẹ nhàng đừng căng thẳng như vậy Hôm qua chính tôi là người vạch trần những chuyện xấu xa của bọn họ trước mặt mọi người. Bác Phong đã bảo vệ tôi, vẫn chưa để tôi đến đồn cảnh sát uống trà. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nói chuyện này với anh. Nhưng Lâm Văn Phong lại cười lạnh một tiếng, vụ án của bọn họ. Ban đầu không dễ bị người khác phát hiện như vậy. Sao lại tình cờ bị cô nhìn thấy, còn bị cô vạch trần tại chỗ? Còn Phong ra tại sao lại muốn cứu cô? Bởi vì lúc đó bọn họ muốn xâm hại tôi. Giọng nói bình tĩnh của Thương Trân khiến Lâm Văn Phong sửng sốt, mặc dù không để bọn họ đắc thủ nhưng để bảo toàn danh tiếng nên bác phong mới không báo cho các anh biết còn lý do tại sao hai người đó lại nhắm vào tôi có lẽ đây là lý do mà dì lâm gọi anh đến hôm nay dù sao thì muốn bọn họ câm miệng anh chính là người thích hợp nhất lâm văn phong lập tức hiểu ý thương chăn biểu cảm nghiêm túc và hơi không vui ý cô là dì thuê bọn họ hãm hại cô sao nhưng dì không có lý do gì để làm như vậy hai người đó có quyền có thế dì dùng gì để mua chuộc bọn họ thương chăn thở dài não nề dì đương nhiên không được nhưng nếu là em gái tốt của tôi thì sao dùng tiền không được nhưng dùng sắc thì sao lâm văn phong đột nhiên đứng dậy nhíu mày nhìn thương chăn với vẻ không đồng tình tôi biết cô rất có ý kiến với gì mẹ kế và con riêng quả thực rất khó hòa hợp nhưng thương thanh thanh mới 17 tuổi lại là em gái cô sao cô có thể nói ra những lời vu khống cô ấy như vậy thương chăn nhớ mày mỉm cười nhẹ nhàng đối mặt với sự không vui của lâm văn phong cô dường như đã lường trước được có phải hay không thì anh hỏi hai người đó không phải là biết ngay sao lời đã đến bên miệng lâm văn phong đột nhiên do dự anh do dự vì tiềm thức anh đã tin rồi chỉ vì tình cảm với thương thanh thanh khiến anh phủ nhận lời tôi nói nói bậy lâm văn phong dứt khoát không nói nhảm với cô nữa đội mũ lên quay người định rời đi khoan đã thương chân nhẹ nhàng giữ người lại cảnh sát lâm một tháng trước vụ án giết người của cô gái ở ngô đồng các anh vẫn chưa tìm ra hung thủ sao lâm văn phong đột ngột dừng bước không đợi anh hỏi thương chân trực tiếp nhét một tấm danh thiếp có địa chỉ của hung thủ vào túi quần anh ta lâm văn phong nhíu mày ngạc nhiên và nghi ngờ hỏi sao cô biết địa chỉ của anh ta thương chân nghiêm túc nhìn lâm văn phong mỉm cười nhẹ nhàng tôi có thể đảm bảo tôi không liên quan gì đến chuyện này đi thôi cảnh sát lâm anh mà không đi nữa anh ta sẽ bỏ chạy mất chúng ta chia nhau ra anh đến nhà anh ta tôi đến nơi anh ta có thể gây án chúng ta liên lạc với nhau khi có chuyện thương chăn dựa vào ký ức kiếp trước tìm thấy trước hội trường vụ án của nạn nhân vừa đến cửa thì thấy phong hành diệm cũng đi về phía này có hơi ngạc nhiên sao anh lại ở đây phong hành diệm liếc cô một cái khẩu khí khó chịu nên nói đúng hơn là sao cô lại ở đây cô theo dõi tôi sao khi anh ta nhìn thấy tờ giấy dán trên cửa thần sắc đột nhiên căng thẳng quay sang nói với vệ sĩ phía sau báo cảnh sát ngải văn sẽ không tự ý rời khỏi vị trí làm việc mà chưa xin phép thông báo cho gia đình cô ấy cô ấy vẫn còn ở đây thương chăn đột nhiên lên tiếng ngắt lời phong hành diệm thương chăn nhìn phong hành diệm thần sắc khá kỳ lạ thì ra ngải văn là thư ký của anh ta thế giới này thật nhỏ bé không đợi phong hành diệm hỏi thương chăn trực tiếp bắt đầu gõ cửa trương cường mở cửa ra bây giờ cảnh sát đã bao vây nhà anh và tìm thấy chiếc đầu mà anh giấu đi tôi đã theo dõi anh tôi biết anh đang ở bên trong thương chân cũng không vội cứ bình tĩnh đứng trước cửa chờ đợi phản hồi từ bên trong lúc này chỉ nghe thấy một tiếng cạch nhỏ cửa thực sự mở ra trái tim thương chân đập thình thịch cô đẩy cửa ra hết cỡ còn bước vào bên trong phong hành diệm cũng đi theo sát phía sau chưa đi được mấy bước đột nhiên một bóng người từ trên cao nhảy xuống lưỡi dao trực tiếp lao tới thương chân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc phong hành diệm hét lớn một tiếng cẩn thận thậm chí còn che chở thương chân trong lòng cùng lúc đó vệ sĩ phía sau nhanh chóng tiến lên đá bay trưng cường ra ngoài con dao nhuốm máu rơi xuống đất thương chân ngạc nhiên nhìn phong hành Diệm. trong mắt đầy vẻ phức tạp vệ sĩ đè trương cường xuống đất lo lắng nói cậu chủ ngài bị thương rồi lúc này thương chân mới nhìn thấy phong hành diệm vì bảo vệ cô mà cánh tay bị rạch một vết lớn cô nhìn phong hành diệm với tâm trạng phức tạp không hiểu tại sao phong hành diệm rất ghét cô nhưng lại cứu cô tôi không sao phong hành diệm nhịn đau ở cánh tay nhìn trương cường lạnh lùng hỏi tại sao mày lại tìm ngải văn lúc này trương cường đã sớm bị khí thế của phong hành diệm làm cho hoảng sợ nói lắp bắp cô ấy cô ấy là đồng bọn với tôi nhưng cô ấy phát đạt rồi lại không giúp tôi phong hành diệm nghe thấy lý do vô lý này càng không vui trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ áp giải anh ta đến đồn cảnh sát đến đồn cảnh sát sau khi làm xong biên bản thương chân lo lắng đi đến tìm phong hành diệm thấy vết thương của anh ta vẫn đang chảy máu cô do dự một lúc rồi nói để tôi băng bó cho anh sợ anh ta hiểu lầm ngay lập tức bổ sung thêm một câu anh yên tâm tôi sẽ không đụng vào những nơi không nên đụng trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người thương chân nghiêm túc băng bó vết thương một lúc lâu sau thương chân từ từ lên tiếng tôi tưởng anh cái gì cũng không biết làm thương chăn không ngẩng đầu lên chỉ rất tự nhiên nói tiếp một câu bị thương nhiều rồi sẽ quen thôi lần đầu tiên phong hành diệm rất bình tĩnh lắng nghe cô nói trong thâm tâm anh ta thực sự cảm thấy rất chua xót cô ngẩng đầu lên nhìn phong hành diệm nghiêm túc tôi không thích không rõ ràng vì vậy tôi muốn anh cho tôi vài phút để tôi nói hết một số chuyện sau đó tôi đảm bảo sẽ không dây dưa với anh nữa phong hành diệm hiếm khi kiên nhẫn cô nói đi anh ghét tôi là vì chuyện năm tháng trước anh bị bỏ thuốc hãm hại đúng không thương chân nói rất bình tĩnh mặc dù đang đối mặt với phong hành diệm nhưng lại không nhìn anh ta không phải tôi làm tối hôm đó ly rượu tôi đưa cho anh tôi không biết trong đó có thuốc nhắc đến chuyện này phong hành diệm rõ ràng không vui nhớ mày cười lạnh một tiếng ý cô là có người hãm hại cô sao thương chăn đã đoán trước được điều này vẫn bình tĩnh giải thích trước buổi tiệc nguyệt mộng như đã tìm đến tôi để tạo ra thứ thuốc kích thích đó tôi có hơi sợ nên đã ghi âm lại lưu vào điện thoại của tôi tối qua khi tôi phản kháng đã dùng điện thoại đập vào đầu những tên kia điện thoại bị bọn họ vứt đi bây giờ về tìm không biết có thể tìm thấy hay không nói đến đây thương chăn không khỏi nắm chặt góc áo còn về ly rượu đó tối hôm đó ly rượu đó cũng là cô ta đưa cho tôi tôi phát hiện không ổn mới dìu anh vào phòng nghe thương chăn đổ lỗi cho nhạc mộng như phong hành diệm nhướng mày đột ngột đứng dậy giận dữ nói mộng như tốt như vậy mà cô cũng có mặt mũi vu khống cô ấy cơn giận sắp bùng nổ nhưng cô vẫn cố kìm nén cô nhìn chằm chằm vào phong hành diệm nghiến răng từng chữ hỏi anh chắc chắn là tôi vu khống cô ấy sao cho dù tôi có bằng chứng, phong hành diệm, tôi có thể hỏi tại sao anh tin cô ấy mà không tin tôi không? Bởi vì cô ấy lương thiện, còn cô thì máu lạnh. Phong hành diệm giận dữ nói, chỉ vài từ ngắn ngủi phun ra từ miệng phong hành diệm như những con dao sắc nhọn đâm vào tim thương trăn. Nói xong, anh ta trực tiếp quay người định rời đi. Thương trăn đột nhiên nổi giận, đóng sầm cửa lại chặn ở cửa. Phong hành diệm không còn kiên nhẫn nữa, sự ghê tởm trong mắt anh ta lại hiện lên. Anh ta hét lớn vào mặt thương trăn, tránh ra, không, anh phải nói rõ ràng với tôi. Trong mắt thương trăn ẩn chứa sự không cam tâm sâu sắc ngọn lửa dẫn dữ cuồn cuộn như muốn nuốt chửng đối phương hôm nay cô nhất định phải nói cho ra nhé lý do khiến anh có định kiến với tôi là gì anh chỉ cần nói ra tôi sẽ buông tay được cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết phong hành diệm đập mạnh vào cánh cửa ép cô vào giữa cánh cửa cúi đầu ép sát cô năm mười bốn tuổi chúng ta đến biệt thự ngoại ô chơi tôi bị đuối nước cô vì sợ nước nên đứng nhìn từ xa là mộng như cứu tôi lời nói của anh ta khiến thương chăn sửng sốt cô ngơ ngác nhìn anh ta có chút kinh ngạc anh nói là nhạc mộng như cứu anh sao ha 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 thương chân đột nhiên bật cười nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đôi mắt đỏ hoe cô cười rất mạnh giọng nói rất chói tai như thể cô đã phát điên phong hành diệm thấy cô như vậy ngược lại còn thấy hơi khó hiểu cô cười cái gì tôi tự cười mình ngu ngốc anh không biết nhìn người cô đấm vào ngực mình đôi mắt tràn đầy sự thất vọng toàn thân tỏa ra hơi thở bi thương đột nhiên tiến lên túm lấy cổ áo phong hành diệm kích động nói năm đó anh xem chết đuối tôi không dám xuống nước nhưng khi nhìn thấy anh không ổn tôi vẫn chịu đựng nỗi sợ hãi to lớn để cứu anh lại phát sốt đi bộ hơn chục dặm đường núi để mua thuốc cho anh nhưng khi tôi đưa thuốc cho nhạc mộng như thì tôi lại bất tỉnh nằm viện rất lâu tôi dần bình tĩnh lại từng ngón tay buông lỏng cổ áo phong hành diệm lúc đó nhạc mộng như nói với tôi nếu anh biết chuyện này anh sẽ rất dây dứt tôi không muốn anh dây dứt nên bảo cô ấy đừng nói với anh vốn dĩ ha ha tiếng cười nhỏ dần nhưng giống như tiếng khóc thì ra không được đáp lại tình cảm lại là vì lý do này phong hành diệm không thể tin được đôi mắt sắc bén như dao cô nói là cô cứu tôi vậy thì bằng chứng đâu bằng chứng tất nhiên là tôi có thương chân không hề yếu thế phản bác lại anh còn nhớ lọ thuốc lúc đó không lúc đó thuốc mà bệnh viện cấp cho tôi chỉ được gói bằng giấy nhưng trời mưa bên ngoài tôi sợ bị ướt nên đặc biệt dùng bình sữa rỗng để đựng nhưng tôi quá vội vàng trên đường về tôi bị ngã miệng chai bị vỡ đôi mắt phong hành diệm hơi mở to anh ta đương nhiên nhớ còn bằng chứng nào nữa không thương chân khàn giọng nói bệnh viện tôi nằm còn có hồ sơ nhập viện của tôi nếu anh không tin có thể đi kiểm tra thân sắc cô đau buồn oán hận và không cam tâm nhìn phong hành diệm tương chân đột nhiên giật lấy cổ áo phong hành diệm hôn anh ta một cách mạnh mẽ phong hành diệm ngây người tại chỗ hai tay lơ lửng trên không trung nhưng không hề đẩy cô ra một lúc lâu sau cô buông phong hành diệm ra ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm nụ hôn này là anh nợ tôi nói xong cô không ngoảnh đầu lại anh nợ tôi cả đời nhưng tôi không cần anh trả nữa từ nay về sau như anh mong muốn chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa tôi chúc anh và nhạc mộng như bạc đầu dai lão đi dưới trời mưa thương chân cảm thấy đau xót cô ngồi phịch xuống suy ngẫm hóa ra dù kiếp trước hay kiếp này chúng ta chỉ có thể coi nhau như người dưng qua đường trông thấy thương chân ngồi dưới mưa lâm văn phong nhanh chóng chạy đến dìu cô lên xe để đưa cô về nhà khi cả hai gần lên xe thì hành diệm cũng đi ra từ tòa nhà ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn theo thương chân cô cũng quay lại liếc nhìn phong hành diệm như thể muốn nói từ nay tôi không còn mong muốn bất cứ thứ gì từ anh nữa trên xe lâm văn phong xin lỗi vì đã hiểu lầm cô anh đã xác thực hai tên thủ phạm có quan hệ với thanh thanh thương chân nhẹ nhàng đáp anh không cần phải xin lỗi chúng ta chẳng có quan hệ gì anh thấy thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi lâm văn phong cua y sang nhìn thương chăn nhưng dù sao tôi cũng được xem như là anh họ của cô mà nghe vậy thương chăn áp sát lâm văn phong thỏ thẻ vậy anh họ hôm nay tôi giúp các anh phá được án lớn các anh có định khen thưởng gì không lâm văn phong sửng sốt một chút ngay lập tức lấy 10 vạn tệ tiền thưởng từ ghế sau đưa cho cô nhìn thấy thương chăn đếm tiền tham lam lâm văn phong ngạc nhiên hỏi cô thiếu tiền đến vậy sao gì không phải cho cô 5 vạn tệ mỗi tháng sao thương chăn hừ một tiếng từ mũi lạnh lùng nói anh đỗ xe ở bên ngoài tôi dẫn anh đi xem một vở kịch hay đến cửa lâm văn phong định gõ cửa thì thương chăn túm lấy anh ta chỉ vào góc tường bên cạnh ra hiệu cho anh ta trốn ở đó sau khi lâm văn phong trốn kỹ thương chăn mới bấm chuông cửa không lâu sau lâm tuyết hàm đi ra một tay chống nạnh khuôn mặt dữ tợn con nhóc thối mày còn về làm gì mày không phải rất cứng rắn sao nói xem mày đi gặp văn phong để làm gì có phải mày nói bậy bạ trước mặt cậu ta không thương chăn cười khẩy một tiếng rất tự nhiên đáp tôi tìm anh ta tất nhiên là để nói một số sự thật chứ còn có thể làm gì nói xong cô tiến lên một bước gì tránh ra tôi muốn vào nghỉ ngơi lâm tuyết hàm túm lấy cánh tay thương chăn đứng lại không được vào thương chăn dừng bước lạnh lùng nói không cho tôi về nhà vậy thì đưa tiền cho tôi tôi sẽ lập tức rời đi may nằm mơ đi lâm tuyết hàm mắng một tiếng sắc nhọn thương chăn cười lạnh vì bà luôn khoe khoang với người ngoài đã cho tôi bao nhiêu tiền nhưng trên thực tế thì sao bà không những không đưa tiền cho tôi mà còn bắt tôi ăn cơm thừa canh cặn bà không sợ người khác biết sao thương chăn không nhắc đến thì thôi một khi nhắc đến chuyện này lâm tuyết hàm lại nhớ ra chuyện cô úp bát cơm thừa canh cặn lên đầu mình hôm qua khuôn mặt dữ tợn nhe răng gào lên được mày đi nói đi xem ai tin mày nói xong bà hung hăng đẩy thương chân một cái cút đi dù sao mày cũng lẳng lơ như vậy không thiếu đàn ông bên ngoài thu nhận mày nói xong bà ta đóng sầm cửa lại thương chân quay sang nhìn lâm văn phong với vẻ mặt phức tạp mỉm cười nhẹ nhàng anh họ xem ra chỉ có thể làm phiền anh đưa tôi đến khách sạn rồi trong mắt lâm văn phong lộ ra một tia thương hại không hiểu sao anh ta lại thấy hơi khó chịu Bình thường Lâm Tuyết Hàm đối xử với cô như vậy sao? Tôi đi tìm Lâm Tuyết Hàm để nói chuyện, không cần đâu Thương Chân lên tiếng ngăn cản. Thần sắc cô rất bình tĩnh không có tức giận, chỉ có vẻ mặt mệt mỏi. Tôi đã quen rồi, đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Nếu bà ta biết tôi tính kế để lừa bà ta thì không chỉ đơn giản là đuổi tôi khỏi nhà họ Thương đâu. Những lời nói bình tĩnh của Thương Chân khiến trái tim Lâm Văn Phong chấn động vô thức nói, vậy thì cô đến chỗ tôi đi. Thương Chân đột nhiên đẩy Lâm Văn Phong vào góc tường, ngón tay che ngực anh ta, nhướng mày mỉm cười nhẹ nhàng, anh muốn làm người đàn ông phong lưu thu nhận tôi sao? dưới ánh đèn mờ ảo ngũ quan của cô càng thêm tinh tế ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo vẻ quyến rũ một mùi hương lạnh nhạt thoang thoảng quanh chót mũi lâm văn phong lâm văn phong nhìn ngây người trái tim đập thình thịch khuôn mặt tuấn tú của lâm văn phong đỏ bừng khẽ gọi một tiếng thương chăn nhưng thương chăn đã quay người vẫy tay đưa tôi đến khách sạn đi đến khách sạn thương chăn thoải mái ngâm mình trong nước nóng đang thư giãn thì đột nhiên nghe thấy tiếng cạch cạch là tiếng lên đạn của súng lục thương chăn giật mình quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì cả cô lập tức quấn một chiếc khăn tắm quanh người cảnh giác bước ra khỏi phòng tắm vừa ra khỏi cửa phòng tắm một khẩu súng lục đã chĩa vào thái dương của cô lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp người đàn ông dựa đầu thương chăn từ từ di chuyển đến cửa khẽ đe dọa đuổi bọn họ đi nếu không tôi bắn chết cô vừa mở cửa những viên cảnh sát bên ngoài liền hỏi em gái em có nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen không thương chăn tỏ ra ngoan ngoãn hoàn toàn không hoảng sợ không tôi vừa nãy còn đang tắm vậy thì xin lỗi đã làm phiền cô nghỉ ngơi đi đóng cửa lại thương chân mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông anh ta không khỏi cau mày người đàn ông tên tư không cần là quý nhân tương lai của thương thanh thanh thương chân hung hăng dẫm mạnh vào mũi chân tư không cần đấm một quyền đâm một cây kim vào ngực anh ta tư không cần đau đớn không khỏi lùi lại vài bước vội vàng giơ súng chĩa vào thương chăn cô dám giở trò với tôi tôi không giở trò thương chăn bình tĩnh đáp tôi chỉ tự vệ thôi nhưng nếu anh dám nổ súng tôi có thể đảm bảo anh sẽ chết vì chúng độc trước khi kịp nổ súng tư không cần có hơi không tin thương chăn tiếp tục nói nếu anh không tin anh có thể ho hai tiếng, xem ngực có đau không. Tư không cần ho nhẹ hai tiếng, quả nhiên ngực đau nhói. Thương chăn nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt đầy hận thù. Kiếp trước, Thương Thanh Thanh với sự giúp đỡ của Tư không cần đã bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta tọa nguyện. Người đàn ông dùng súng uy hiếp cô gái. Cô gái không những không sợ mà còn nói chuyện hợp tác với anh ta. Tư không cần không ngờ Thương chăn lại táo bạo như vậy, thậm chí còn thấy rất thú vị. Vì vậy, anh ta hỏi hợp tác như thế nào với sự thích thú. Thương chăn nhìn đôi chân của Tư không cần từ từ nói, xương chân của anh bị chật khớp thêm vào đó là máu tụ trong bụng đưa tôi 20 vạn tôi sẽ chữa cho anh tư không cần nhướng mày khinh thường cười một tiếng được tôi để cô chữa chữa khỏi tôi đưa cô 20 vạn chữa không khỏi gương mặt đẹp trai lộ ra nụ cười tàn nhẫn mang theo vẻ tàn nhẫn tôi sẽ bán cô cho bọn buôn người khóe miệng thương chăn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tư không cần chuẩn bị 20 vạn đi tư không cần nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì không còn do dự nữa cởi áo ngồi bên giường nhìn thương chăn thấy thương chăn thực sự lấy ra một cây kim từ trong tóc anh ta dùng mình cơ thể phản ứng nhanh hơn ngay giây tiếp theo anh ta chĩa súng vào đầu thương chăn căng thẳng toàn thân cô muốn làm gì thương chăn đối mặt với vũ khí chĩa vào đầu mình thờ ơ mỉm cười nói châm cứu cho anh tôi không cần tỏ vẻ nghi ngờ đột nhiên anh ta cười gian xảo tôi đổi ý rồi vũ khí trong tay anh ta từ từ di chuyển xuống cuối cùng di chuyển đến ngực thương chăn thương chăn vẫn bình thản nếu tôi là anh thì cứ ngoan ngoãn nằm im giọng nói bình tĩnh của thương chăn vang lên lạnh lùng không hề sợ hãi nhìn tư không cần anh có muốn chết rồi để em trai anh cũng phải chết theo không tư không cần giật mình đột ngột đứng dậy họng súng chĩa vào thương chăn hỏi lớn cô rốt cuộc là ai thương chăn nhanh như chớp tóm lấy tư không cần tay phải vặn mạnh một cái tiếng xương khớp bị bẻ vang lên tư không cần đau đớn buông tay rên lên một tiếng nhìn chằm chằm thương chăn cô đã làm gì với cánh tay tôi chật khớp rồi thương chăn nhướng mày thích thú nói tôi có thể cứu anh tôi cũng có thể cứu em trai anh nhưng nếu anh giết tôi không chỉ anh sẽ chết em trai yêu quý của anh cũng sẽ không ai có thể cứu được còn nữa tên tôi là thương chăn mắt tư không cần hơi nhau lại không thể tin được cô là vợ chưa cưới của phong hành diệp ánh mắt có phần phức tạp nhìn thương chăn được tôi đồng ý hợp tác với cô nếu cô thực sự có thể cứu em tôi điều kiện cô muốn là gì cũng được nhưng nếu không được mặc mà kệ mày là vợ chưa cưới của ai tôi cũng sẽ khiến cô sống không bằng chết được thôi rắc rắc một tiếng thương chăn xoay tay nhỏ một cái lắp lại khớp tay bị chật khớp của tư không cần tư không cần nằm trên giường bề ngoài bình tĩnh nhưng cơ thể lại căng thẳng thương chăn dùng ngón tay kẹp kim châm vào ngực anh ta sau vài mũi kim, màu tím đỏ ở ngực đã nhạt đi nhiều. Tư không cần rõ ràng cảm thấy cơn đau ở cơ thể giảm đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thương chăn, tư không cần bắt đầu có chút tin tưởng. Anh không ngờ cô lại có y thuật cao như vậy. Thậm chí cả khí châm huyền thoại cũng biết. Nói xong, ngồi dậy ngón tay chạm vào eo thương chăn. Thương chăn lùi lại một bước nhanh chóng, ánh mắt lạnh lùng. Anh tư không tôi chỉ bán nghệ thuật không bán thân. Sau đó cầm lấy áo khoác của tư không cần khoác lên người. Ngày mai anh tư không nhớ chuyển 20 vạn tiền thuốc men và 100 vạn cho em trai cô đi đến cửa thì bỗng quay đầu lại hơi liếc nhìn tư không cần một cái với đôi mắt long lanh anh yên tâm vì chúng ta đã hợp tác tôi sẽ không để cảnh sát bắt anh tư không cần nhìn bóng lưng thương chăn rời đi ánh mắt lộ vẻ phức tạp khi thương chăn ra ngoài đêm đã rất khuya cô không để ý thấy phía sau có một chiếc xe màu đen bám sát theo mình chiếc xe từ từ đi đến bên cạnh thương chăn khiến thương chăn giật mình cửa sổ từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của phong hành diệm thương chăn nhìn thấy hai mắt hơi nheo lại cơ thể đột nhiên tỏa ra hơi lạnh phong hành diệm thấy thương chăn khoác áo khoác của một người đàn ông khuôn mặt đẹp trai căng chặt nắm đấm phun ra hai chữ lên xe thương chăn cười lạnh một tiếng không nhìn anh ta tiếp tục đi về phía trước lên xe đừng để tôi nói lần thứ ba phong hành diệm lái xe từ từ đi theo anh bị làm sao vậy lúc này thương chăn mới nghiêng đầu nhìn anh ta một cái tôi rất thân với anh sao chúng ta đâu có quan hệ gì sao phải lên xe anh ánh mắt của phong hành diệm một lần nữa dừng lại ở chiếc áo khoác của thương chăn cô vừa ở khách sạn với ai giọng điệu lạnh lùng xen lẫn trách móc khiến thương chăn rất khó chịu cô dừng bước ánh mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn anh ta một cái phong hành diện quản lý quá rộng rồi phải không tôi đã trả lại vật đính ước cho nhà họ phong rồi tôi cũng không còn là vợ chưa cưới của anh nữa tôi muốn ở bên người đàn ông nào còn phải hỏi anh sao phong hành diệm cũng không chịu nhượng bộ cô nói hủy hôn là hủy hôn à hai bên gia đình đã gặp nhau chưa chưa gặp nhau vậy thì cô vẫn là vợ chưa cưới của tôi cô nói tôi có thể quản không ánh mắt hai người chạm nhau như thể tia lửa bắn ra từ phía không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi một lúc sau thương chân đột nhiên im lặng thở dài một tiếng nói đi anh tìm tôi làm gì phong hành diệm im lặng thân xác thương chăn đột nhiên trở nên lạnh nhạt cũng dịu giọng lại lên xe chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện phong hành diệm không thể quên những gì thương chăn nói vào ban ngày đặc biệt là thương chăn ánh mắt đau đớn của thương chăn cứ lởn vởn trong đầu anh sau khi ra khỏi đồn cảnh sát anh ta đã đi điều tra vụ đuối nước năm đó nhưng chuyện đã quá lâu nhiều thứ không điều tra được nữa vì vậy anh ta muốn đợi nhạc mộng như trở về để đích thân hỏi cô ấy thương chăn cười nhưng tiếng cười rất lạnh lùng nếu cô ta thừa nhận thì sẽ không làm vậy ngay từ đầu nhưng muốn biết nhạc mộng như là người như thế nào thương chăn dừng lại một chút quay sang nhìn phong hành diệm thật ra vẫn còn một cách bây giờ cô ta đang lưu diễn đúng không theo tôi biết điệu múa phượng khởi thủy hương làm nên tên tuổi của cô ta là ăn cắp ý tưởng của một vũ công dân gian tên là tô tuần cô ta còn làm tô tuần câm điếc giữ anh ta ở bên mình điều tra rõ chuyện này anh sẽ biết nhạc mộng như là người như thế nào thương chăn nói rất tự nhiên nhưng sắc mặt phong hành diệm lại lạnh đi không nói gì cũng không biết đang suy nghĩ điều gì sao không nỡ à thương chăn cười khẽ lạnh lùng chế diễu có lẽ tôi đã nói sai rồi nhạc mộng như không ăn cắp cũng không đầu độc người khác phong hành diệm nâng cầm thương chăn lên như muốn nhìn thấy sự thật trong mắt cô thương chăn rốt cuộc cô còn giấu giếm điều gì cô có nhiều bằng chứng như vậy sao bây giờ mới nói hôm qua cũng là cô nói là cô đã nghe thấy hai người đó tự thú về quá trình gây án những lời này chỉ có thể lừa gạt người ngoài thương chăn cười một tiếng môi hơi hé mở phong hành diệm anh dường như rất tò mò về tôi ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của anh ta vậy thì anh phải cẩn thận rồi tò mò về một người phụ nữ là một điều rất nguy hiểm tôi có trách nhiệm để nói cho anh biết nếu anh thích tôi chắc chắn sẽ không có gì vui vẻ phong hành diệm nghe xong liền nắm chặt cổ tay thương chan cô tự tin về bản thân quá đấy yên tâm đi mười mấy năm đi nữa tôi cũng sẽ không yêu cô sau này càng không thể thương trăn bình thản đáp vậy ư ừ, ừm nói xong cô nhảy khỏi lan can phong hành diệm chúng ta giao dịch đi tôi biết anh luôn muốn tham gia vào ngành dược phẩm nhưng trong tay không có người tài nào có thể đánh bại đối thủ một cách tuyệt đối nhưng tôi có thể làm được cô giơ ba ngón tay lên thần sắc nghiêm túc Ba năm tôi sẽ giúp công ty dược phẩm của anh thâm nhập vào thị trường toàn cầu tạo ra giá trị hàng trăm tỷ. Và anh chỉ cần đồng ý với tôi một chuyện. Nghe Thương chân nói về chuyện viền vông phong hành diệm lạnh lùng hỏi, chuyện gì tôi muốn làm con gái nuôi của họ phong? Là người có quyền lực thực sự anh chỉ cần ủng hộ tôi trong 3 năm tôi sẽ dùng bạc tỷ để đổi lấy. Phong hành diệm nhìn cô mặt dày mày dạn cười khẩy một tiếng, bạc tỷ không phải nói kiếm được là kiếm được. Dựa vào đâu mà tôi tin cô có thể làm được? Chỉ vì chín đời tổ tiên của tôi là ngự y, vì tôi là truyền nhân sở hữu tuyệt kỹ đã thất truyền nếu anh vẫn không tin thương chân đi đến trước mặt phong hành diệm tôi có thể chứng minh cho anh xem nói xong cô có vẻ nghiêm túc kim trâm đã chuẩn bị sẵn trong tay đột nhiên đâm vào ngực phong hành diệm với tốc độ nhanh như chớp phong hành diệm lùi lại một bước bịt ngực kinh ngạc nói cô đã làm gì vậy anh ta sờ đi sờ lại nhiều lần phát hiện ra cây kim mà thương chân đâm vào không thấy đâu nữa thương chân loạn trọng bước chân cười gượng yên tâm đây là một cây kim ngoại khoa một tháng sau sẽ tự đào thải ra ngoài nhưng trong vòng một tháng này anh sẽ tràn đầy năng lượng thính tai tinh mắt lời còn chưa dứt đột nhiên cô ngã về phía trước cơ thể vốn đã mệt mỏi lại bị châm hai lần khí châm không chịu được nữa phong hành diệm giật mình vô thức ôm lấy cô thương chân sao cô lại thế này thương chân bất lực dựa vào lòng anh ta phong hành diệm anh tin tôi đi cô ngẩng đầu nhìn phong hành diệm cầm chặt tay áo của anh ta ánh mắt đầy vẻ cầu xin hãy tin một lần nữa nói xong ngất lịm đi phong hành diệm ôm thương chân về phòng bác sĩ kiểm tra xong đưa ra kết luận không có gì đáng ngại chỉ là quá mệt tỉnh lại sau cơn hôn mê phong hành diệm gật đầu sau đó cởi cúc áo chỉ vào một chấm đỏ trên ngực nói ông yến ông cũng xem giúp tôi vừa rồi cô ta đâm một kim vào nhưng nó biến mất rồi ông yến ban đầu chỉ nhìn thoáng qua nhưng khi nhìn thấy vị trí của chấm đỏ nhỏ đột nhiên kinh ngạc kêu lên chờ đã đây có vẻ là cảnh giới cao nhất của châm cứu châm cứu tâm mạch nghe nói là kim châm tâm mạch đi vào cơ thể trong vòng một tháng ngay cả khi bị thương nặng đến mức sắp chết cũng có thể bảo toàn mạng sống quay đầu nhìn thương chân đang hôn mê trên giường lão bác sĩ trong mắt là sự khó tin tôi cũng chỉ thấy cách châm cứu này trong sách cổ không ngờ lại có thật người châm cứu hóa ra lại là một cô gái trẻ phong hành diệm nhìn thương chăn suy nghĩ sâu xa đột nhiên nghĩ đến giao dịch mà cô vừa nói hóa ra không phải là nói đùa sáng ngày hôm sau thương chăn mặc bộ quần áo mà phong hành diệm chuẩn bị cho cô rồi đi xuống lầu phong hành diệm thay đổi sự lạnh lùng như thường lệ nói thẳng tôi đồng ý hợp tác với cô một tháng sau cô có thể có được thứ cô muốn hiếm khi thấy phong hành diệm nở nụ cười với mình thương chăn không khỏi đỏ mặt khuôn mặt này của anh ta thực sự quá đẹp hoàn hồn lại tôi nhìn anh ta làm gì phong hành diệm đứng dậy đi đến bên thương chăn thú vị nói thương chăn có vẻ như cô không dám nhìn tôi cô có biết khuôn mặt cô bây giờ đỏ thế nào không? Thương chăn luôn miệng nói hủy hôn nhưng cô vẫn còn tình cảm với tôi. Nói xong, thương chăn nghiêng đầu không chút kiêng rẻ hôn anh ta một cái rồi nhanh chóng tách ra. Lộ ra nụ cười lịch sự nhất cầm phong hành diệm trêu chọc nói, anh không phản kháng là muốn tôi tiếp tục sao? Phong hành diệm đột nhiên giữ chặt đầu thương chăn và hôn cô, một nụ hôn sâu hơn. Vài giây sau, thương chăn đột nhiên đẩy phong hành diệm ra mặt đỏ bừng hỏi, sao thế? Anh không ghét tôi nữa sao? Phong hành diệm đứng thẳng người vuốt lại quần áo, miệng nói, ghét chứ nhưng phong hành diệm sao có thể để người khác chiếm tiện nghi của mình một cách vô cớ thương chân lau khóe môi lạnh lùng liếc anh ta một cái phong hành diệm anh thực sự không thay đổi chút nào nói xong đứng dậy rời khỏi bàn ăn tôi ăn no rồi đi lên thu dọn đồ đạc đầy sau khi thương chân đi phong hành diệm bực bội xoa chán nguy hiểm quá không ngờ chỉ hôn một chút mà đã về đến nhà trong lúc lướt điện thoại thì có một giọng nói cắt ngang chăn chăn hôm trước con chịu đã kích nên mẹ con đặc biệt mời bác sĩ lê tới phụ đạo tâm lý cho con người đàn ông kia trực tiếp mở lời trước tôi là lê kính dân bác sĩ tư vấn tâm lý của cô khi thương chăn nhìn thấy người đàn ông cơ thể run lên không thể không nhận ra lê kính dân cô sẽ không bao giờ quên tên khốn nạn này kiếp trước anh ta mượn danh nghĩa bác sĩ tâm lý muốn làm nhục cô còn quay trộm video cô tắm rồi đăng lên mạng khiến cô trở thành trò cười kẻ bại hoại của giới thượng lưu và bây giờ tên khốn này đang ở ngay trước mắt tôi sẽ đối phó với anh ta như thế nào mới tốt đây thương chăn hai tay khoanh trước ngực ngẩng đầu phớt lờ bàn tay anh ta đưa ra nhớ mày cười khẩy ai nói anh là bác sĩ tâm lý của tôi lâm tuyết hàm nghe thấy vội kéo lê kính dân khuôn mặt lo lắng thương chăn đừng sợ bác sĩ lâm rất giỏi anh ấy đến chỉ để giúp con tình trạng của con bây giờ rất nguy hiểm khuôn mặt giả tạo của lâm tuyết hàm rõ ràng là không có hình ảnh của một người mẹ tình trạng của con như vậy dì cảm thấy rất nguy hiểm đúng không thấy thương chăn lại gọi lâm tuyết hàm là gì cha cô phản ứng chăn chăn sao lại gọi gì gọi mẹ không sao thương chăn thích gọi gì thì gọi lâm tuyết hàm nắm chặt tay chồng lộ ra nụ cười tủi thân hiểu chuyện thương chăn à con dẫn bác sĩ lâm vào phòng nói chuyện tử tế đi thương chăn hiểu rõ lâm tuyết hàm giấu camera trong phòng cô giọng điệu tinh tế nói lớn vội vàng như vậy sao muốn tôi đưa một người đàn ông vào phòng riêng sao thực sự là một người mẹ kế quan tâm đến con chồng đó sau đó liếc nhìn lê kính dân muốn làm bác sĩ của tôi không được thôi hãy mang trà cho tôi ông thương khó chịu thương chăn con thật vô lễ bác sĩ lê là khách không sao đâu lê kính dân vội rót một cốc nước cười nói những cô gái ở độ tuổi này đều có chút nổi loạn tôi hiểu mà thương chăn uống trà đi thương chăn nhận lấy tách trà mỉm cười nhẹ nhàng anh nói đúng những cô gái ở độ tuổi của tôi không chỉ nổi loạn mà còn rất hung dữ. Nói xong mấy chữ cuối, cô đột nhiên hất cốc trà trong tay vào mặt Lê Kính Dân. Ba người cùng kinh ngạc hít một hơi thật sâu, nhưng sau khi Lê Kính Dân kinh ngạc, ngay lập tức nở nụ cười, nói nhẹ nhàng, như vậy tôi có thể làm bác sĩ tâm lý cho tiểu thư thương không? Tôi thực sự muốn giúp cô, nếu trước đây nhìn thấy Lê Kính Dân làm như vậy cô có thể đã mềm lòng. Nhưng bây giờ trong mắt Thương Trăn chỉ còn sự nực cười, còn thiếu một chút nữa. Thương Trăn cong môi, cúi xuống cầm lấy ấm trà trên bàn đổ vào mặt anh ta ánh mắt lê kính dân lóe lên vẻ tàn nhẫn như nhanh chóng thu lại thương chăn con điên rồi sao ông thương tiến lên nắm lấy tay thương chăn quát lớn thương chăn hôm nay thực sự quá vô lễ lâm tuyết hàm đưa khăn giấy cho lê kính dân có chút ngượng ngùng thực sự xin lỗi thương chăn còn nhỏ không hiểu chuyện anh đừng tức giận nhưng thương chăn lại bình tĩnh lạ thường cô cười nhìn lê kính dân nhàn nhã nói mọi người đều nói rằng một bác sĩ tâm lý giỏi có thể hiểu được nỗi đau của bệnh nhân nhất con nghĩ bác sĩ lê nhất định có thể cảm nhận được nỗi đau của con rồi con còn cãi lý à ông thương chừng mắt đỏ mặt vì tức giận lê kính dân đầy đầy gọng kính nghiến răng nói cô thương nói đúng những người có vấn đề về tâm lý nói chung sẽ làm những việc trái ngược với ý thức tôi có thể hiểu tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô thương chăn cười duyên dáng ném ấm trà đi anh đủ tiêu chuẩn rồi bác sĩ lê đi ngang qua lê kính dân cô lộ ra nụ cười bí ẩn ý vị sâu xa tôi sẽ là một bệnh nhân ngoan tôi tin rằng ở nhà họ thương anh nhất định sẽ có một kỷ niệm đẹp thương chăn cười nói xong thì đi thẳng lên lầu trở về phòng ngủ cô lôi thẻ ngân hàng của mình ra kiểm tra số dư phát hiện ra hiệu suất làm việc của tư không cần vẫn khá nhanh thẻ của cô đột nhiên đã có số dư 120 vạn, nhưng số tiền này cũng phải tiết kiệm. Đột nhiên cô ngồi dậy nghĩ đến bản ghi âm trong điện thoại, ngoài bằng chứng nhạc mộng như tìm cô chế tạo thuốc còn có những thứ khác, cô nhanh chóng ra khỏi cửa. Quản gia của gia đình họ Phong cung kính đưa một chiếc điện thoại di động và một chiếc bút ghi âm đến trước mặt Phong Hành Diệm. "Thưa cậu chủ, đây hẳn là thứ mà anh muốn tìm." Phong Hành Diệm cầm bút ghi âm, anh ta muốn xác minh chuyện nhạc mộng như tìm thương chân chế tạo thuốc, nhưng anh ta chưa kịp nghe thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vội vã xông vào, phong hành diệm đó là đồ của tôi làm ơn trả lại cho tôi phong hành diệm lộ ra nụ cười thích thú lắc lư bút ghi âm cái này sao không phải là bằng chứng mà cô cung cấp cho tôi sao sao lại vội vàng muốn lấy lại như vậy chẳng lẽ bên trong có bí mật gì không thể nói thương chăn từng bước tiến lại gần mắt chăm chú nhìn vào chiếc bút ghi âm trong tay phong hành diệm bên trong có kết quả nghiên cứu của tôi trong những năm qua thuộc về bí mật hôm qua tôi nhất thời bốc đồng quên mất về phần bằng chứng chỉ là một đoạn ghi âm thôi không nói lên được điều gì phong hành diệm nhướng mày khóe miệng nở một nụ cười xấu xa nếu không có đoạn ghi âm này tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ chuyện hạ độc lần đó là do cô làm cô không muốn chứng minh sự trong sạch của mình sao vậy cô định thế nào trả đồ cho tôi thương chăn cũng không còn giữ kẽ nữa tiến lên một bước trực tiếp xông lên giật lấy cây bút trong tay phong hành diệm phong hành diệm đã sớm lường trước được anh ta né tay trái về phía sau tay phải thuận thế ôm lấy eo thương chăn kéo cô vào lòng cô vội vàng như vậy tôi chỉ nghĩ bên trong có một số bí mật không thể nói có lẽ còn liên quan đến tôi thương chăn càng sốt ruột hơn tiến lên và ra tay để cướp nhưng cơ thể mất thăng bằng áp thẳng vào người phong hành diệm hai người nhìn nhau vài giây phong hành diệm trực tiếp đứng dậy ôm thương chăn quay người một cái là chế ngự được cô được rồi đừng đùa nữa anh ta hơi tức giận hét lớn một tiếng bởi vì sự tiếp xúc thân mật này khiến cơ thể anh ta một lần nữa không thể kiểm soát nhưng thương chăn không cảm thấy gì cô không ngừng dễ dụa để cướp lấy chiếc bút ghi âm hai người trong lúc rằng co vô tình chạm vào vỏ máy ghi âm ngày 7 tháng 1, tôi đã nhìn thấy anh ấy anh ấy thực sự đẹp trai giống như ánh sáng vậy nếu được anh ấy chiếu sáng chắc hẳn sẽ rất ấm áp chiếc bút ghi âm đầy khao khát vẫn tiếp tục phát ngày 9 tháng 3, tôi lại gặp anh ấy môi của phong hành diệm thật đẹp có lẽ có vị mật ong phong hành diệm cười anh ta cầm bút ghi âm che người lại thương chăn đây là nhật ký của cô hóa ra cô đã thích tôi từ lâu như vậy nhanh trả lại cho tôi thương chăn mặt đỏ bừng không muốn nghe nữa thấy phản ứng của cô dữ dội như vậy phong hành diệm dứt khoát đè cô xuống giường một tay đè hai tay thương chăn lên đỉnh đầu tiếng bút ghi âm lại vang lên Nghe nói vợ chồng sẽ ngủ chung một giường làm chuyện viết trong sách sinh học, tôi và anh ấy cũng sẽ như vậy trong tương lai. Phong Hành diệm bật cười, "Thương Chan, tôi thực sự muốn biết quyển sách sinh học nào đã dạy cô những điều như vậy." Anh ta cười rạng rỡ đôi lông mày tinh tế càng thêm rực rỡ, "Hóa ra đây là thời con gái mới lớn, cô còn nghĩ gì nữa, sinh con với tôi không?" Lời trêu chọc của anh ta vẫn chưa dứt, bút ghi âm đã phát đến đoạn đó, "Nếu tôi và anh ấy có một đứa con, chắc chắn sẽ rất đẹp." "Ôi, khi nào thì tôi mới có thể kết hôn với anh ấy?" Biểu cảm của Phong Hành Diệp đột nhiên trở nên phong phú đang định trêu chọc thương chăn thì thương chăn đột nhiên kéo mạnh cả vạt của phong hành diệm thế là kéo mạnh xuống dùng sức bịt chặt cái miệng đáng ghét đó thương chăn nhân lúc anh ta ngẩn người cuối cùng cũng cướp được bút ghi âm phong hành diệm có chút tức giận chết tiệt anh ta lại có phản ứng rồi sợ thương chăn phát hiện ra anh ta dứt khoát ôm lấy thương chăn rồi nhìn thẳng vào cô cô thích như vậy đúng không được tôi sẽ thỏa mãn cô cảm hứng cao trào hai người ôm hôn nhau thắm thiết phong hành diệm đè thương chăn xuống có lẽ bây giờ anh ta đã muốn đi quá giới hạn đang lúc hai người quấn quýt hai người đang làm gì vậy một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên khiến hai người mất kiểm soát ngay lập tức tỉnh táo lại như khi bà phong nhìn thấy thương chân thì ngay lập tức trở nên hối hận bà còn tưởng là hành diệm đang ở bên người phụ nữ khác không ngờ lại là thương chân bà vừa lùi lại vừa nói mẹ không biết là hai con hai con cứ tiếp tục mẹ không nhìn thấy gì cả mẹ còn có việc phải làm trước đã sau khi bà phong đi thương chân cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi hy vọng phong cậu chủ sẽ giải thích rõ ràng với bác chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm điều tôi muốn làm là trở thành con gái nuôi của gia đình họ phong tôi không muốn bác ấy vui mừng rồi lại hụt hẫng phong hành diệm tiến lên bắt lấy cổ tay thương chăn trong lòng có chút chua sót hiểu lầm thì phải tự nói nhân tiện nói với bà ấy cô đã quyến rũ tôi như thế nào thương chăn hất mạnh tay anh ta ra khuôn mặt lạnh như băng trừng mắt nhìn phong hành diệm quyến rũ sao nếu anh không muốn tôi có thể quyến rũ được không hay là phong hành diệm anh một khi đã hôn là nghiện không muốn dứt khoát với tôi anh ta cố né tránh việc của cô à thương chăn không nói gì nữa trực tiếp quay đầu bỏ đi đi trên đường thương chăn cố đè nén trái tim đang gợn sóng kiếp trước đã mất hai mươi mấy năm mà không thể khiến người đàn ông này thích mình kiếp này cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa khi đang đợi xe ở trạm xe buýt tình cờ gặp lâm văn phong cô bất ngờ hỏi sao anh lại ở đây văn phong đáp đúng lúc làm việc gần chỗ này cô muốn đi đâu một lát sau thương chăn lên xe và nhờ lâm văn phong đưa cô tới trung tâm thuê nhà vì thương chăn nghĩ đến lâm tuyết hàm lắp camera khắp phòng mình cảm thấy kỳ lạ văn phong quay sang hỏi cô tới đó làm gì dù quan hệ giữa cô và gì không tốt thì cũng không đến nổi phải chuyển ra ngoài chứ thương chăn nghiêng người lại gần lâm văn phong tôi có chuyển ra ngoài hay không hình như không liên quan tới anh thì phải anh để ý tới chuyện của tôi như vậy chẳng lẽ cảnh sát lâm có ý với tôi lâm văn phong mặt đỏ bừng nói gượng cô là em họ của tôi tôi quan tâm chuyện của cô là điều hiển nhiên thương chân liền phản bác thú vị cũng chỉ là cái danh mà thôi trước anh đâu có coi ra gì giờ lại lấy ra để nói chuyện anh không thấy muộn quá à lâm văn phong cạn lời mặt đỏ bừng quay sang hướng khác thương chân thấy vậy chăm chọc rồi sau đó cô nghiêm nghị nói Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên có suy nghĩ gì với tôi, bởi vì điều này chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì đâu. Lâm Văn Phong tay gì chặt vô lăng, yên tâm, tôi và cô không có bất cứ tình cảm gì ngoài tình anh em họ cả. Cảm thấy đã làm rõ chuyện này, Thương chân muốn cho Lâm Văn Phong biết một điều thú vị, nếu anh đã muốn nhận người em họ này như vậy. Vậy thì em dí đây sẽ đưa anh họ đi xem vài chuyện thú vị nhé. Hai người lái xe đến biệt thự riêng của Lâm Tuyết Hàm. Thương Trân nhìn biệt thự trước mắt, ánh mắt đầy hận thù. Kiếp trước cô bị nhốt ở nơi này 3 tháng không chỉ bị gãy tay mà còn bị tra tấn tàn nhẫn cô hít một hơi thật sâu kiềm chế sự căm ghét trào dâng thương chân mỉm cười nhẹ nhàng lâm văn phong tuy anh là cậu ấm nhà giàu nhưng anh đã học tất cả những gì cần học ở trường cảnh sát phải không khuôn mặt lâm văn phong hơi đỏ lên gật đầu khẽ ử một tiếng thương chân đi đến cửa chỉ vào góc anh có thấy thiết bị báo động ở đó không tháo nó xuống đi lâm văn phong đột nhiên do dự nhưng vẫn làm theo hai người hành động rất nhẹ nhàng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng động không thể tả được từ trên lầu truyền đến lâm tuyết hàm em thật tuyệt anh thích em lắm lâm văn phong đột nhiên dừng bước anh ta quá quen thuộc với giọng nói này, gì thực sự đang làm chuyện đó, nhưng thương chân lại tỏ ra rất tự nhiên ném một cái gạt tàn xuống đất, một tiếng sảng giòn tan làm kinh động hai người trên lầu, hoảng hốt, lâm văn phong kéo thương chân lại nhanh chóng trốn vào góc, rất nhanh, lâm tuyết hàm và lê kính dân vội vàng chạy xuống lầu, hai người trốn ở góc cầu thang tầng hai nhìn trộm, thấy họ xuống lầu lâm văn phong thở phào nhẹ nhõm, lúc này thương chân đột nhiên di chuyển cô trực tiếp nắm lấy tay lâm văn phong, nói nhỏ, đi theo tôi, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ, hai người họ vẫn chưa lên lầu cô lại thành thạo kéo lâm văn phong chui vào gầm giường lúc này lâm tuyết hàm kéo tay lê kính dân cùng lên lầu nói nhỏ yên tâm đi chắc chắn là mèo hoang biệt thự của tôi có báo động ở khắp nơi người ngoài không vào được đâu nhưng lê kính dân lại tỏ ra không muốn tôi thấy vẫn không ổn chúng ta vẫn nên quay lại đi đừng mà không phải chỉ mới bắt đầu sao tôi biết cậu vẫn chưa thỏa mãn nói xong lâm tuyết hàm trực tiếp kéo lê kính dân ngã xuống giường dưới gầm giường lâm văn phong mặt đỏ bừng không biết vì sao thương chăn mò mẫm lấy bút ghi âm ra nhấn nút công tắc tiếng nói của lâm tuyết hàm trên giường bàn bạc cùng lê kính dân liên tục phát ra anh mau nghĩ cách giải quyết con nhóc thối thương chân đó đi đừng phụ lòng tôi đã bỏ tiền ra mời anh giọng nói phấn khích của lê kính dân truyền đến được chị trả tiền lại còn hiến thân tôi chắc chắn sẽ giúp chị giải quyết ổn thỏa lâm văn phong nghe những lời này thì không thể chấp nhận được lông mày cau chặt lại ánh mắt lạnh lùng cũng ngày càng dữ hơn anh ta thực sự muốn động vào thương chân vừa định hành động thì thương chân nắm chặt tay anh ta quay sang một bên làm một cử chỉ muốn anh im lặng Lâm Văn Phong sừng sốt chỉ cảm thấy bị bàn tay mềm mại của cô nắm lấy, sự tức giận trong cơ thể đột nhiên biến thành một loại kích động nào đó, khuôn mặt anh càng ửng đỏ, trái tim cũng đập thình thịch liên hồi. Lúc này điện thoại của Lê Kính Dân đổ chuông, liếc nhìn một cái phát hiện ra đó là tin nhắn thương chân gửi đến, anh ta vội vàng dừng lại xem nội dung tin nhắn, lộ ra nụ cười đắc thắng, tôi đã nói không ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của tôi, con gái lớn của chị tìm tôi, Lâm Tuyết Hàm nghe vậy vội vàng giật lấy điện thoại để xem, con nhóc thối này lạnh lùng như vậy mà lại hẹn anh đến khách sạn gặp mặt anh phải nắm bắt cơ hội thật tốt lê kính dân vội vàng xuống giường mặc quần áo lộ vẻ sốt ruột cô ta nói nếu tôi không đến trong vòng nửa giờ cô ta sẽ đi chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau lâm tuyết Hàm miễn cưỡng xuống giường được rồi chúng ta cùng đi tôi muốn xem con nhóc chết tiệt đó định làm gì sau khi hai người rời đi thương Trân mới bỏ ra khỏi gầm giường bên kia lâm tuyết hàm chờ đợi khổ sở ở cửa khách sạn tận 4 tiếng trời tối vẫn không thấy thương chăn lúc này mới nhận ra mình bị lừa thương chăn lúc này nghịch bút ghi âm trong tay rất hài lòng với thành quả của chuyến đi này lâm văn phong nhìn thương chân có chút phức tạp cô đã biết từ lâu rằng gì sẽ hãm hại cô cô có muốn giao đoạn ghi âm này cho chú không thương chân liếc anh ta một cái cười gian xảo sao anh ngây thơ thế anh có biết biệt thự này trị giá bao nhiêu không anh có biết tại sao lâm tuyết hàm dám đối phó với tôi một cách trắng trợn không bà ta hoàn toàn không dựa vào bố tôi để sinh tồn thứ này đưa cho bố tôi chỉ mang lại tai họa cho ông ấy đột nhiên cô nhìn lâm văn phong với vẻ nghiêm túc anh được coi là người có lương tâm nhất trong gia đình họ lâm là trụ cột tương lai của gia đình họ lâm tôi cho anh thấy bộ mặt thật của bà ta tốt hơn là anh bị bà ta lừa dối mãi nhưng đây là mối liên hệ phức tạp anh đừng hành động thiếu suy nghĩ tôi phải cắt đứt móng vuốt của hai mẹ con kia từng chút một từ gốc rễ để đổi lấy thương chân đột nhiên tiến lại gần lâm văn phong tôi sẽ cho anh biết một bí mật nữa trái tim vừa mới bình phục của lâm văn phong lại đập loạn nhịp toàn thân run lên vội vàng tránh ra thương chân cười khẽ một tiếng nói bến long kỳ ở phía nam đại dương sẽ có một lô hàng đến vào tối mai tin tôi đi trọng lượng của lô hàng đó đủ để anh thăng tiến vài cấp Lâm Văn Phong kinh ngạc nhìn Thương Chăn, cô biết chuyện này bằng cách nào? Thương Chăn chỉ cười tinh nghịch đặt ngón tay lên môi mỏng, đó là bí mật. Lô hàng tối mai có liên quan đến gia đình họ Tư Không, tôi khuyên anh nên mang theo nhiều người. Kiếp trước cô đã có cơ hội trốn thoát nhưng bị Tư Không cần bắt giao cho Thương Thanh Thanh khiến cô chết thảm. Vì Tư Không cần sợ nhất là để lại tiền án, vậy thì lần này cô nhất định phải tặng Tư Không cần một món quà lớn. Tư Không cần không ngờ được người phụ nữ đã cứu anh ta và đã đàm phán hợp tác với anh ta thực sự đã dẫn người phá tan xào huyệt của anh ta vào ngày hôm sau trời tối gió lớn tại bến long kỳ thương chăn đội mũ lưỡi chai đen mặc thường phục trốn ở một góc bến tàu cô nhìn thấy phía xa có người đàn ông tóc đó đứng nghiêm nghị đó là tư không cần đột nhiên thương chăn nhớ lại ngày nay đời trước đã có hai nhóm người đấu súng ở đây cảnh sát đã điều tra rất lâu phát hiện ra rằng một trong số những người liên quan đến một lô vũ khí lớn chính là gia đình họ tư không những năm gần đây gia đình họ tư không luôn cố gắng tẩy trắng từ bỏ không ít hoạt động kinh doanh phi pháp nhưng vẫn không thể buông bỏ mảng vũ khí ngay khi mọi người đang vội vã chuyển hàng đột nhiên một chiếc xe tải lớn lao vào bến tàu ngay lập tức tất cả mọi người đều cảnh giác cầm vũ khí khóe miệng tư không cần nhét lên như đã lường trước được đã sớm biết rằng những người của băng đảng bàn long sẽ đến buộc phải tiêu diệt chúng ngay khi hai nhóm người chuẩn bị đấu súng từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cánh quạt trực thăng đèn chiếu sáng khiến những người vốn đang đánh nhau kịch liệt hoảng sợ tiếng hét lạnh lùng vang lên từ máy bay vang vọng khắp bến tàu những người bên dưới nghe đây các người đã bị cảnh sát bao vây bỏ vũ khí xuống ngay thần sắc tư không cần đột ngột thay đổi anh ta hiểu rõ hậu quả của việc bị bắt vì vậy anh ta chuẩn bị dẫn theo thuộc hạ trốn thoát qua đường hầm bí mật lúc này thương chăn đang trốn gần lối vào đường hầm biết được tư không cần định trốn thoát trực tiếp nhấn nút báo động đã chuẩn bị sẵn ném về phía tư không cần tiếng báo động chói tai khiến mọi người giật mình tư không cần cảnh giác nhìn về phía kho hàng chỉ thấy một bóng đen thoáng qua thương chăn không ngờ tư không cần lại nhạy bén như vậy nhưng tôi không dễ bắt thế đâu cô nhảy lên nhảy xuống nhẹ nhàng giữa những thùng hàng nhanh chóng di chuyển giữa các thùng container nhưng tốc độ của tư không cần cũng không chậm anh ta bám sát phía sau trong khu kho hàng yên tĩnh tư không cần nhanh chóng tìm thấy thương chăn không chút do dự chuẩn bị nổ súng vào thương chăn thương chăn phản ứng rất nhanh đá bay khẩu súng trong tay tư không cần mặc dù cô nhanh nhẹn nhưng sức mạnh vẫn yếu hơn khi so với đàn ông đối mặt với tư không cần không khỏi liên tục lùi lại tư không cần hét lớn một tiếng tìm đường chết à rồi rút con dao găm bên hông ra trực tiếp tấn công vào yếu huyệt của thương chăn thương chăn nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị con dao găm rạch rách quần áo trước ngực trong khoảnh khắc chiếc mũ của thương chăn rơi xuống tư không cần đồng tử co lại thì ra là một người phụ nữ thời khắc nguy cấp lâm văn phong dẫn theo một nhóm lớn cảnh sát ập đến tất cả bỏ vũ khí xuống đưa tay lên đầu nghe thấy tiếng động tư không cần nhất trí hành động nhưng không hề hoảng loạn ngược lại quay đầu gầm lên lâm văn phong anh tưởng với số người này là có thể bắt được tôi sao giọng nói vừa dứt những tiếng bước chân rầm rập chuyển đến thuộc hạ của tư không cần cũng ồ ạt kéo đến đối đầu trực tiếp với lâm văn phong và những người khác cảnh sát lâm lúc này có một giọng nói khác vang lên một người đàn ông mặc vest bước tới cần cậu chủ không phải là người các người muốn tìm thượng cấp của anh đã cho người đi bắt đầu sỏ của bàn long bang thì ra là trợ lý ngoại giao của phong hành diệm lâm văn phong cất súng có chút kinh ngạc bởi vì chuyện này rất quan trọng tối nay không báo cáo với cấp trên có thể liên quan đến gia đình họ tư không không ngờ còn liên quan đến gia đình họ phong thấy lâm văn phong rút lui tư không cần trực tiếp lấy khẩu súng lục của cấp dưới chĩa vào thương chăn được rồi cô không thể chạy được nữa sao thương chăn từ từ tháo khẩu trang cong môi nhẹ chạy mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút tư không cần đồng tử co lại nhìn thương chăn không thể tin nổi giọng nói này người phụ nữ này hóa ra là thương chăn tại sao cô lại làm như vậy ngực tư không cần phập phồng dữ dội hỏi lạnh lùng tôi đang giúp anh thương chăn từ tốn cười gia đình họ tư không có nội gián anh lấy được lô vũ khí này một tháng sau người chú thứ hai của anh sẽ mang chúng đi phản bội vì vậy tôi sẽ gửi chúng đến nơi cần đến thì có gì không đúng tại sao vừa rồi cô lại hại tôi tư không cần đầy giận dữ đôi mắt hung dữ nhìn cô chằm chằm hỏi cô rằng tại sao cô biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn báo cho cảnh sát là muốn hủy hoại cuộc đời của chính mình sao thương chăn liếc anh ta một cái đột nhiên cười gian xảo tôi thấy anh không vừa mắt được không câu trả lời này khiến tư không cần tức giận đến cực điểm đột nhiên túm lấy cổ áo thương chăn kéo cô lại trước mặt mình nhìn thẳng vào mắt cô chuyện tối nay cô nói với lâm văn phong đúng không cô biết kế hoạch của tôi từ đâu và làm sao cô biết chú thứ hai của tôi sẽ phản bội cô tốt nhất nên nói rõ ràng nếu không tôi sẽ giết cô ngay bây giờ thương chăn không hề sợ hãi nhìn vào mắt anh ta cười lạnh một tiếng có bản lĩnh thì anh giết tôi thử xem Tôi muốn xem không có tôi, em trai anh có thể sống được bao lâu. Tư không cần nghe vậy đồng tử co lại thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn. Anh ta buông cổ áo thương chăn, nạp đạn khẩu súng lục, thách tôi phải không? Vậy thì cô chết đi, ngay khi tư không cần chuẩn bị bóp cỏ. ầm một tiếng, một viên đạn bắn trúng khẩu súng lục của tư không cần một cách chính xác. Cậu cần giết người là mối thủ không đội trời chung. Tôi vừa giúp anh một lần, anh lại báo đáp ân tình như thế sao? Một giọng nói lạnh lùng mang theo sắc khí vang lên, phong hành diệm rơi súng bước tới bỏ qua biểu cảm và ánh mắt của mọi người đi thẳng đến trước mặt thương chăn một tay ôm cô vào lòng không sao rồi có tôi ở đây không ai có thể làm tổn thương cô lời nói của anh ta bá đạo và mạnh mẽ khiến trái tim thương chăn khẽ run lên hành động bảo vệ thương chăn của phong hành diệm ngay lập tức khiến tư không cần nổi trận lôi đình đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thương chăn anh giúp tôi nhưng tôi thảm hại như vậy đều do cô ta ban tặng người phụ nữ này rất kỳ lạ cô ta biết quá nhiều chuyện nhưng lại không nói ra được lý do cậu phong anh không sợ bị người phụ nữ này lừa sao người phụ nữ của tôi thì liên quan gì đến anh Giọng nói của Phong Hành Diệm trầm ấm và uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Tư không cần run lên không thể nhận ra thực sự bị hàm ý này làm cho kinh ngạc. Anh ta không cam tâm chừng mắt nhìn Thương Chân nói với cấp dưới, "Chúng ta đi." Sau khi mọi người rời đi, khuôn mặt Phong Hành Diệm tối sầm lại không nói một lời cứ nắm chặt tay Thương Chân như vậy nhanh chân bước ra ngoài. Lúc này Thương Chân hất tay Phong Hành Diệm ra, nói lạnh lùng, "Anh Diệm, chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, làm ơn tôn trọng tôi." Lời nói của Thương Chân khiến vẻ mặt Phong Hành Diệm cứng đờ. Anh ta không ngờ người phụ nữ này lại không biết điều đến vậy. Thương Chăn, nếu tôi không đến kịt cô đã chết dưới họng súng rồi. Thương Chăn lại cười nhạt một tiếng tôi có nhờ anh giúp không, thật là chuyện vớ vẩn. Đột nhiên Phong Hành Diệm bế ngang cô lên ném thẳng vào ghế phụ. Bất kể Thương Chăn nói gì Phong Hành Diệm cũng không có ý định dừng xe. Thương Chăn không muốn dây dưa với Phong Hành Diệm nữa trực tiếp lấy một cây kim bạc kề vào cổ anh ta. Anh biết bản lĩnh của tôi mà, nếu không muốn tôi đâm vào thì dừng xe ngay. Phong Hành Diệm bị anh ta đe dọa trong lòng nổi giận. Giây tiếp theo anh ta phanh gấp nắm lấy tay Thương Chăn một cách nhanh chóng kéo cả người cô vào lòng. Xem ra không cho cô một bài học, cô sẽ không chịu dừng lại đúng không? Nói xong trực tiếp cúi đầu hôn cô, thương chân tức giận cắn anh ta một cái. Phong hành diệm đột nhiên buông miệng sờ vào khóe môi đang chảy máu, lộ ra nụ cười thích thú. Cô dám cắn thêm lần nữa, tôi sẽ cắn lại. Thương chân hoảng hốt nhìn phong hành diệm cơ thể không ngừng ngả về sau. Cô thích cắn tôi như vậy sao? Vậy thì tôi cũng không nương tay nữa. Sau đó tiếp tục hôn lần nữa. Lúc này đột nhiên có người gõ cửa sổ xe. Thưa ông, ông đang chiếm làn đường. Thương chăn chớp lấy cơ hội vội vàng đẩy anh ta ra ngồi thẳng người phong hành diệm không cam tâm thu tay lại liếc nhìn vết máu đỏ tươi trên ngón tay bỗng anh giật mình thương chăn cô bị thương rồi ngay lập tức nhấn ga thẳng đến biệt thự sau khi về đến nhà phong hành diệm mới thấy vết thương trên ngực thương chăn phong hành diệm đột nhiên cảm thấy tức giận nghiến răng hỏi đây là do tư không cần gây ra sao thương chăn không trả lời chỉ nghiêm túc lau vết thương phong hành diệm đứng sau thương chăn ánh mắt không rời trong lòng căm hận tư không cần chán sống rồi sao thật sự làm bị thương người phụ nữ của tôi như vậy nhìn thấy hành động của thương chăn phong hành diệm tiến lên nắm lấy cổ tay cô chờ đã cô không tiêm thuốc gây tê sao thương chân ngạc nhiên nhìn anh ta sau đó đẩy anh ta ra nói lạnh lùng một chữ không cần nói xong trực tiếp bắt đầu khâu vết thương mỗi mũi kim đâm vào đều khiến cô đau nhói nhưng đau tức là còn sống càng đau càng chứng tỏ càng sống động vì đau đớn hai mắt cô muốn dưng dưng phong hành diệm nhìn thấy thì cảm thấy hơi thở như ngừng lại như thể mũi kim đó đang đâm vào người mình phong hành diệm không nhịn được nữa nắm lấy tay cầm kim nói một cách không đành lòng thương chân sửng sốt cuối cùng đưa cây kim cho phong hành diệm phong hành diệm nhận lấy cây kim trong tay anh ta với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đưa mũi kim xuyên qua lớp da thịt của cô không hiểu nổi cô rõ ràng đau đớn tại sao lại phải cố chịu đựng thực ra cô ấy hoàn toàn có thể dựa dẫm vào mình nhiều hơn một chút được rồi giọng nói dịu dàng vang lên anh ta hôn nhẹ lên trán thương chăn nghỉ ngơi sớm đi nói xong quay người bước ra khỏi cửa anh ta nhìn chằm chằm vào vết máu còn sót lại trên ngón tay đôi mắt hơi động đậy cảm giác của anh đối với thương chăn không phải là không cam tâm cũng không phải là ái náy mà là ham muốn không thể kiềm chế muốn chiếm hữu hoàn toàn ngày hôm sau thương chăn trở về nhà họ thương cô mặc một chiếc váy đỏ ngồi trên ghế sofa nhâm nhi rượu vang tiếng gõ cửa vang lên cô thương theo như đã hẹn tôi đến chữa bệnh cho cô lê kính dân nở một nụ cười ôn hòa nói một cách phấn khích cô thương rất vui được gặp lại cô bây giờ chúng ta bắt đầu nhé thương chân đưa ngón tay lên miệng xịt một tiếng sau đó rót cho lê kính dân một ly rượu vang lê kính dân vui mừng nhận lấy ly rượu uống cạn vì hơi khát thương chân từ từ ngồi lại vị trí lộ ra nụ cười kỳ lạ không vội chuyện trị liệu tâm lý đâu bác sĩ lâm hãy nghe điều này trước thương chân mở điện thoại bản ghi âm lê kính dân tò mò nhìn chằm chằm vào điện thoại Giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc đầy tội lỗi của Lâm Tuyết Hàm vang lên. Lê Kính Dân đột nhiên giật mình, ly rượu trên tay rơi thẳng xuống đất, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, Thương Chân mỉm cười nhẹ nâng ly rượu lên, từ từ nhấp một ngụm rượu vang nói chậm rãi, "Bác sĩ Lê, anh có biết thực lực của gia tộc họ Thương không? Nếu bản ghi âm này truyền đến tai cha tôi, cho dù ông ấy có ôn hòa đến đâu cũng sẽ khiến anh thân bại danh liệt." Bốn chữ thân bại danh liệt khiến Lê Kính Dân dùng mình hoảng hốt làm rơi điện thoại xuống đất, anh ta sợ hãi cúi xuống nhặt ngay đột nhiên thương chăn đá mạnh một cái rồi dẫm mạnh vào tay anh ta vào mảnh vỡ của ly rượu anh ta hét lên một tiếng hoảng hốt nhìn thương chăn liên tục cầu xin cô thương tôi có mắt như mù là lâm tuyết hàm quyến rũ tôi trước cô biết đấy những người như chúng tôi làm sao dám không nghe lời bà ta cô thương xin cô hãy tha cho tôi tôi không dám nữa đâu thương chăn khoanh tay trước ngực nhìn lê kính dân từ trên cao xuống cười khẽ một tiếng bác sĩ lâm anh hiểu lầm rồi tôi không có ý định vạch trần anh chỉ là cuộc trò chuyện của các người đã cho tôi cảm hứng Thương Chân đột nhiên thay đổi vẻ mặt cười lạnh lùng, tôi đột nhiên nghĩ ra một trò chơi tuyệt vời, anh có muốn chơi không? Nói xong, Thương Chân dùng thêm sức đạp mạnh hơn, Lê Kính Dân làm sao có thể từ chối, anh ta vội vàng gật đầu vái lại, tôi chơi, tôi chơi được chứ? Tôi xin cô thương xót nếu không nhấc chân lên tay tôi sẽ phế mất. Nhận được câu trả lời ưng ý, Thương Chân mới buông chân ra, cô quay lại đặt một thẻ ngân hàng lên bàn, có 2 triệu trong thẻ, bất kể anh làm thế nào, chỉ cần để bố tôi phát hiện ra Lâm Tuyết Hàm ngoại tình, số tiền này sẽ là của anh, trong mắt cô lóe lên một tia lạnh lùng cảnh báo giọng nói trầm thấp hợp tác ngoan ngoãn sẽ có phần thưởng bất ngờ lúc này lâm tuyết hàm đang quỳ trên mặt đất ôm chặt đùi thương bách tề khóc lóc kể lể ông xã anh hãy nghe em giải thích không phải như anh thấy đâu em chắc chắn là bị người ta bỏ thuốc em không biết người đàn ông đó là ai em chẳng biết gì cả sắc mặt thương bách tề u ám không nói một lời thương thanh thanh cũng lao tới ôm chặt cánh tay thương bách tề khóc lóc bố bố phải tin mẹ sao mẹ có thể phản bội bố được thương bách tề tức giận trực tiếp kéo lâm tuyết hàm lên ném ra khỏi cửa Lâm Tuyết Hàm, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Bên cửa Lâm Tuyết Hàm vốn đang khóc, khi nhìn thấy Thương Chân biểu cảm đột nhiên trở nên dữ tợn, là cô, nhất định là cô hạ thuốc tôi. Con khốn, Thương Chân dừng bước quay đầu chế nhạo, cười một tiếng, đi đêm lắm có ngày gặp mà. Gì, mặc dù gì đang ở độ tuổi như sói như hổ nhưng tốt hơn hết là nên kiềm chế. Nói xong, cô trực tiếp đóng sầm cửa lại. Thương Thanh Thanh tức giận bước tới nói một cách gay gắt, "Thương Chân, tất cả những điều này đều do chị gây ra phải không?" Chị thích nhất là pha chế những lọ thuốc bình thuốc, còn làm cả thuốc kích dục sao chị dám làm mà không dám thừa nhận sao thương chân đột nhiên sắc mặt thay đổi bắt lấy từ thuốc kích dục tại sao thương thanh thanh lại biết cô từng làm thuốc kích dục thì ra cô và nhạc mộng như là một ruột thương chân đột nhiên tỉnh ngộ ngay lập tức chống cằm nhìn thương thanh thanh với vẻ khinh thường cô và nhạc mộng như đều thích phong hành diệp tại sao các cô có thể liên kết với nhau để chống lại tôi không thấy ghê tởm sao ai bảo loại bỏ đi như chị lại đính hôn với anh diệm chứ thương thanh thanh cũng không còn giả vờ nữa khuôn mặt dữ tợn gào lên trong mắt đầy oán hận và không cam tâm cô cũng không nhìn xem cô có đức hạnh gì cô chính là kẻ thù chung của chúng tôi thương chăn cười lạnh một tiếng tiến lại gần thương thanh thanh nâng cầm cô ta lên cố tình kích động dù cô có không cam tâm thế nào phong hành diệm vẫn là của tôi thấy lửa giận trong mắt thương thanh thanh ngày càng dữ dội thương chăn cong môi nhẹ nhìn từ trên cao xuống cô có tức giận không tôi thích dáng vẻ cô muốn làm tổn thương tôi nhưng lại bất lực này của cô khiến cô trông thật vô dụng thương thanh thanh hét lên một tiếng đập mạnh một cái tát vào mặt thương chăn thương thanh thanh không chút do dự muốn cào lấy thương chăn thương chăn trực tiếp phản đòn nắm chặt hai cổ tay của thương thanh thanh ấn chặt vào tường Vừa đắc ý thấy chưa mẹ cô đã bị đuổi khỏi nhà họ thương rồi người tiếp theo chính là cô đấu với tôi cô có xứng không nói xong trực tiếp hất thương thanh thanh ra thương thanh thanh chưa từng thấy thương chăn như vậy nên sợ hãi đến mức hụy xuống đất vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi thương bách tề không chú ý lâm tuyết hàm mà nhanh chóng thu dọn hành lý nhìn đứa con gái ngây ngốc ánh mắt bà ta đột nhiên trở nên kiên định thanh thanh bố hiểu lầm mẹ rồi bây giờ mẹ chỉ có thể về nhà mẹ đẻ ở vài ngày nhưng hôm nay mẹ không thể nuốt trôi cục tức này ánh mắt lâm tuyết hàm lóe lên ngay lập tức nghĩ ra một kế độc ghé vào tai thương thanh thanh thì thầm ngày mai con hãy hạ thuốc thương chăn để lê kính dân trực tiếp làm nhục cô ta sau đó quay video lại thương thanh thanh đột nhiên nở một nụ cười gian xảo liên tục gật đầu được ngày mai con sẽ gọi thêm nhiều người đến để họ xem tận mắt bộ dạng xấu xí của thương chăn lần này nhất định phải khiến thương chăn thân bại danh liệt mãi mãi không thể lật lại được thương thanh thanh cố tình gọi một nhóm công tử tiểu thư đến thương chăn vừa bước vào cửa cùng lê kính dân theo chân vào sau thương thanh thanh dịu dàng lễ phép chạy đến trước mặt thương chăn nói một cách nhiệt tình chị ơi bạn em mới từ nước ngoài về, chúng em đang tổ chức tiệc chào đón anh ấy, hay là chị và bác sĩ Lê lên phòng trị liệu nhé. Thương chăn mỉm cười nhạt nói một cách tự nhiên, được, các em cứ chơi vui vẻ, bác sĩ Lê, chúng ta lên lầu đi. Lúc này một chàng trai cầm ly rượu tiến lại gần, cười gian xảo, thanh thanh, chị gái cô xinh đẹp như vậy, sao không giới thiệu cho chúng tôi làm quen. Thương thanh thanh nhận lấy ly rượu từ tay chàng trai, trực tiếp đưa cho thương chăn, chị ơi, chị xem có nhiều người muốn làm quen với chị như vậy cho em chút thể diện uống một ly nhé cô tin rằng trước mặt nhiều người như vậy thương chăn chắc chắn sẽ không từ chối ánh mắt lạnh lùng của thương chăn lướt qua thương thanh thanh cô biết trong ly rượu có thứ gì đó thấy thương chăn không định nhận ly rượu thương thanh thanh vội vàng nịnh nọt chị ơi nhiều người như vậy chị cứ nể mặt em đi nếu không chị cứ chọn một ly còn lại em uống không đợi thương chăn lên tiếng cô trực tiếp cầm một ly uống cạn rót đầy ly rượu khác chị ơi em uống xong rồi đến lượt chị rồi thương chăn dùng kế trước mặt mọi người nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch chưa kịp lên lầu thương chăn đã ngã quỵ xuống ghế sofa nâng cơ thể lắc lư miệng không ngừng lẩm bẩm đầu óc chóng váng quá đây là rượu gì vậy mùi vị nồng nặc quá thương thanh thanh cũng cảm thấy cơ thể không khỏe vội vàng ngồi xuống bên cạnh thương chăn chị ơi chị tử lượng kém quá chắc là sai rồi ngay lập tức dìu thương chăn đứng dậy đẩy cô cho lê kính dân bác sĩ lê anh giúp em đưa chị em lên phòng nhé thấy thương chăn hoàn toàn bất tỉnh cô ta cũng không còn giả vờ nữa trực tiếp ra lệnh cho lê kính dân anh mau đưa cô ta lên phòng làm nhục cô ta đi tôi muốn cô ta thân bại danh liệt khuôn mặt trắng nõn của hai người đều ửng đỏ cùng nhau dìu thương chăn lê kính dân cười gian xảo tiền của thương chăn và lâm tuyết hàm đã vào tay bây giờ còn có thể chiếm tiện nghi của hai chị em sau đó bỏ trốn tính thế nào cũng không lỗ đợi đưa thương chăn lên lầu tranh thủ lúc thương chăn đang mơ hồ thương thanh thanh lại nhét một viên thuốc vào miệng cô để đảm bảo cô không tỉnh lại cô chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể nói với lê kính dân tiếp theo là giao cho anh nhớ phải hướng thẳng vào ống kính đừng chắn mất mặt cô ta tôi muốn cô ta mất hết danh tiếng lê kính dân thấy hai người đều dính thuốc những suy nghĩ xấu xa trong lòng lập tức lan tràn nói với thương thanh thanh một cách đê tiện nhưng cô cũng trúng thuốc rồi hay là để tôi giải quyết giúp cô nhé trong đại sảnh vang lên một tiếng ầm ầm cánh cửa bị người ta đạp tung lâm tuyết hàm vừa bước vào giả vờ hoảng hốt hét lớn các người có ai nhìn thấy con gái lớn của tôi không lâm văn phong nghe lâm tuyết hàm nói rằng thương chăn gặp nguy hiểm thế là cũng đi theo mọi người quay đầu lại nhìn lâm tuyết hàm với vẻ kỳ lạ chị ấy và bác sĩ tâm lý đó đã trở về phòng rồi cái gì bây giờ họ đang ở trong phòng sao lâm tuyết hàm đột nhiên kích động giả vờ lo lắng che miệng thét lên một tiếng không được thật là quá đáng lâm văn phong thấy lâm tuyết hàm hoảng sợ vội vàng hỏi gì lo lắng điều gì rốt cuộc thương chân bị sao vậy lâm tuyết hàm ấp úng nói tôi vội vàng chạy về là vì phát hiện ra thương chân dường như thích bác sĩ tâm lý đó rồi mọi người nhìn nhau bắt đầu bàn tán xôn xao không ngờ được thương chân giả vờ trong sáng như vậy thì ra lại thích đàn ông lớn tuổi hai người họ ở trong phòng cả buổi chiều chắc là đang ánh mắt lâm tuyết hàm lóe lên vẻ đắc thắng rồi nói thôi nào thôi nào đừng nói nữa dì biết các cháu đều rất quan tâm đến thương chăn từ khi thương chăn bị bệnh gì sợ nó xảy ra chuyện nên đã lắp camera trong phòng con bé chúng ta hãy xem họ đang làm gì trong phòng để tránh hiểu lầm thương chăn lâm văn phong nhìn chằm chằm vào lâm tuyết hàm ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cô ta sao dì có thể lắp camera giám sát trong phòng thương chăn tự ý theo dõi người khác là phạm pháp thương bách tề nghe thấy tiếng động vừa xuống lầu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người ngay lập tức nổi trận lôi đình lâm tuyết hàm cô điên rồi sao Ai cho cô lắp camera giám sát trong phòng thương chăn? Ông ta nắm chặt tay Lâm Tuyết Hàm nói với cô ta một cách giận dữ, con bé là con gái tôi không phải tội phạm. Đưa điều khiển cho tôi, Lâm Tuyết Hàm trực tiếp giật tay ra trốn sang một bên nói nhanh, chồng ơi, em làm vậy là vì thương chăn, thương chăn còn nhỏ em sợ con bé đi vào con đường sai lầm. Nói xong Lâm Tuyết Hàm trực tiếp bật TV lên, nhưng sau khi nhìn thấy căn phòng trống không, biểu cảm của Lâm Tuyết Hàm cứng đờ, kích động hét lên, chuyện gì xảy ra vậy? Các người không phải nói rằng họ đang ở trong phòng và không xuống sao. Lúc này một cô gái đột nhiên nói, đợi đã hình như có tiếng động trong tivi mọi người lập tức im lặng chỉ nghe thấy trong video truyền ra những âm thanh đứt quãng không thể diễn tả được lâm tuyết hàm vô cùng vui mừng giả vờ đau lòng không ngờ lại là sự thật thương chân thực sự ngoại tình với bác sĩ ba mươi mấy tuổi đó con bé đã đính hôn rồi sao nó có thể làm vậy được sắc mặt thương bách tề tái mét giơ tay định giật điều khiển không thể nào cô đừng có nói bậy mau đưa điều khiển cho tôi được thôi đưa cho anh hung giữ cái gì chứ tôi đâu có làm sai điều gì lâm tuyết hàm vừa đưa điều khiển cho thương bách tề vừa cố tình nhấn nút chuyển kênh ngay lập tức hình ảnh chuyển sang phòng tắm giọng nói của người phụ nữ đó nghe rất rõ ràng thương bách tề nhìn thấy màn hình thì như bị xét đánh giận dữ gào lên với lầu trên thương chăn con là đồ hư hỏng mau cút xuống đây cho ta lâm văn phong nhìn thấy cảnh này trái tim như bị bóp nghẹt lạnh như băng lúc này thương chăn ngáp một cái mắt nhắm mắt mở xuất hiện ở cầu thang bố gọi con ạ à. khi thương chăn bình an vô sự xuất hiện mắt lâm tuyết hàm như muốn lồi ra ngoài cả phòng xôn xao nếu người trong phòng không phải là thương chăn vậy thì là thương thanh, thanh. thương bách tề nổi trận lôi đình xông thẳng vào phòng Thương Thanh Thanh nghe thấy vậy ngay lập tức hồn bay phách lạc, vết đỏ trên mặt vẫn chưa phai mang theo một thân vết tích ngây ngốc đứng tại chỗ. Lê Kính Dân chạy trốn trong lúc hỗn loạn, chuyện gì xảy ra vậy? Bố mẹ sao lại ở đây còn có Thương chăn? Chị ta không phải đã ngủ mê man rồi sao đứa con mất nết? Thật là mất mặt cho nhà họ Thương, Thương Bách Tề không thể chịu đựng được nữa tiến lên tát một cái. Tiếng kêu giòn tan, mau mặc quần áo vào ra đây nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đầu óc Thương Thanh Thanh ong ong nhưng cũng tỉnh táo hơn một chút đợi đến khi cô ta xuống lầu những người bạn đến xem kịch vui đều nhìn cô ta với ánh mắt chế giễu. Thì ra người hú hí với bác sĩ trong phòng không phải là thương trăn mà là thương thanh thanh. Thương thanh thanh giả vờ trong sáng như thế thật là buồn nôn. Sự sỉ nhục to lớn khiến thương thanh thanh tái mét mặt, đặc biệt là khi nhìn thấy thương trăn đang đứng bên cạnh cười nhạo. Cô ta không nghĩ ngợi gì nữa mà hét lên với thương trăn: chị làm điều này nhất định là chị. Tại sao chị lại hại em? Bây giờ cô ta chỉ có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu thương trăn. Lâm Tuyết Hàm hoàn hồn lại vội vàng gào khóc: thương trăn, cô hại tôi chưa đủ sao? tại sao còn phải hại em gái cô lần trước chính cô cấu kết với lê kính dân hại tôi đúng không lần này lại khiến em gái cô phải chịu nỗi nhục nhã như vậy hai người các người đúng là mất hết nhân tính ngược lại thương chân ném cho họ một ánh mắt không vội không vàng tôi hại cô ta sao chẳng lẽ người đưa lê kính dân về nhà là tôi ư là tôi lắp camera trong phòng là tôi bảo gì vội vàng chạy về là tôi phát video trước mặt mọi người sao lâm tuyết hàm bị phản bác đến mức không nói nên lời đến mức méo cả miệng thương thanh thanh quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết bố bố phải tin con Chị gái đột nhiên nói đau đầu con mới cùng bác sĩ Lê dìu chị ấy lên lầu, nhưng không ngờ sau đó lại bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy mọi người đang nói xấu con. Nói xong cô ta đứng dậy ôm lấy Thương Chân vẻ mặt tủi thân vô cùng, "Chị ơi, ngày thường em không đắc tội với chị, còn giới thiệu bạn bè cho chị nữa, nhưng tại sao chị lại cấu kết với bác sĩ Lê để hại em? Chị nói một câu đi, Thương Chân sắp bị tức chết rồi. Cô chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy." Cô nhìn Thương Thanh Thanh từ trên cao xuống cười nhạo một tiếng, "Không phải cô tự tay đưa rượu cho tôi van xin tôi uống sao?" nếu tôi đoán không nhầm để hại tôi cô đã bỏ thuốc vào cả hai ly rượu rồi đúng không rồi giật mạnh tóc thương thanh thanh lạnh lùng chế nhạo gieo nhân nào gặt quả nấy đây là quả báo mà cô gây ra đừng trách người khác nói xong hất cô ta ra như vứt rác trong lòng thương chân thầm nghĩ không ngờ thuật châm cứu mà năm đó ông nội dạy cho lại cứu mình một mạng vào giây phút mấu chốt này chị hại em còn vu oan cho em em không sống nữa thương thanh thanh không muốn ở lại để mất mặt nữa khóc lóc chạy về phòng mình đối với thương thanh thanh thương bách tề thực sự rất đau lòng mặc dù bây giờ tức giận đến cực điểm nhưng cũng không nói ra những lời khó nghe ngược lại nắm chặt lâm văn phong nghiến răng nghiến lợi văn phong con mau giúp chú báo cảnh sát điều tra rõ ràng chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình lâm văn phong nhìn thương chăn với tâm trạng phức tạp anh cũng không chắc có phải là thương chăn không khi anh thấy thương chăn định ra ngoài không nghĩ ngợi gì nữa liền cất bước theo sau thương chăn cô định đi đâu thương chăn dừng bước nhíu mày sao anh nghi ngờ tôi cấu kết với lê kính dân muốn bắt tôi về quy án lâm văn phong trừng mắt nhìn thương chăn bằng ánh mắt càng thêm đau đớn thương chăn nhẹ nhàng nói có phải là cô làm không trong lòng anh không phải đã có câu trả lời rồi sao không đợi lâm văn phong nói hết thương chăn tức giận quay đầu bỏ đi nhưng bị lâm văn phong túm lấy thật sự là cô sao một câu nói của thương chăn như rút hết sức lực của lâm văn phong đôi mắt lạnh lùng như sao băng nắm chặt hơn nữa sao cô có thể làm chuyện như vậy cho dù cô có mối thù sâu như biển với gì cũng không thể trả thù thanh thanh được cô ấy vô tội biết bao sau này còn làm sao gặp người khác thương chăn đột nhiên nở nụ cười trong mắt đầy lửa giận nói từng chữ một cách nghiến răng cô ta vô tội anh có từng nghĩ đến nếu hôm nay tất cả những chuyện này xảy ra với tôi thì sẽ như thế nào không tôi không có người anh trai tốt như anh giúp đỡ không có bố giúp điều tra đến cùng không có mẹ giúp che giấu nếu vừa rồi người trong video là tôi một ngày nào đó cả thành phố hải trung sẽ biết chuyện xấu của tôi lâm văn phong đau lòng đến cực độ đầy thất vọng nhưng ngay cả khi người khác toan tính với cô cô thoát thân rồi bỏ chạy tại sao lại đẩy thương thanh thanh vào hố lửa do tác dụng của thuốc thương chăn thở ngày càng gấp cô không muốn dây dưa với lâm văn phong nữa dùng sức giật tay anh ta ra lạnh lùng liếc anh ta một cái, cho nên loại người như tôi mãi mãi không thể trở thành bạn với anh, đừng cản trở tôi nữa, đi ra. Nói xong quay người bỏ đi mà mấy câu cuối cùng của cô như những con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim Lâm Văn Phong. Thương chân lảo đảo đi cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong cơ thể. Cô không thể về nhà, phải tìm một nơi không có người chỉ cần chịu đựng qua là được. Chịu đựng thêm một lát nữa, chỉ một lát nữa thôi. Đột nhiên cô ngã quỵ, cả người ngã về phía trước. Ngay khi thương chân không thể kiềm chế được thuốc trong cơ thể thì phong hành diệm đã kịp thời xuất hiện đỡ cô lại ngay lập tức một hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô nhìn khuôn mặt gần trong găng tấc trước mắt khuôn mặt đã hàn sâu vào tâm trí cô nhẹ nhàng và khàn khàn gọi một tiếng phong hành diệm ngay lập tức không chút do dự hôn anh ta phong hành diệm bị sự nhiệt tình đột ngột của cô làm cho kinh ngạc cảm nhận được sự nóng bỏng trên người thương chăn anh ta cố gắng kiềm chế ham muốn hất thương chăn ra nhíu mày hỏi thương chăn cô sao vậy cơ thể nóng quá vậy tôi đưa cô đi khám bác sĩ nhưng thương chăn lại đầy nước mắt ngẩng đầu chất vấn phong hành diệm tại sao anh không thích tôi tôi đã làm sai điều gì phong hành diệm đau lòng ôm chặt cô vào lòng khi thương chăn tỉnh lại thì đã ở trong phòng ngủ của phong hành diệm thấy cô tỉnh lại phong hành diệm bưng cốc nước đi và nói thuốc của bác sĩ yến mới kê uống vào là sẽ khỏe ngay đừng lo lắng nhưng thương chăn đã quên mất những chuyện trước đó ngơ ngác nhìn phong hành diệm sao tôi lại ở đây phong hành diệm nung chiều nhìn cô mỉm cười nhạt ngốc ạ à, cô quên rồi sao cô đột nhiên gọi điện cho tôi nhưng lại không nói gì tôi sợ cô xảy ra chuyện nên đi tìm cô thương chăn giật mình trong đầu hiện lên những mảnh ký ức đã mất trước đó Rõ ràng khi cô nói những lời đó là lúc không tỉnh táo nhưng đó đều là những điều mà thương chăn đời trước muốn trả thù anh ta nhất, nhưng lại không nói ra, dần dần trở thành nỗi ám ảnh trong hai kiếp của cô. Cô nuốt một hơi thuốc vội vã chạy ra khỏi nhà họ Phong, Phong Hành Diệm nhìn bóng lưng thương chăn rời đi khóe môi cong lên, xấu hổ ư, lần này tôi tha cho cô. Ngay lập tức xuống lầu nói với Tà Kỳ, Tà Kỳ, cậu dẫn người đi giúp cảnh sát một tay, hôm nay nhất định phải bắt được Lê Kính Dân, nếu có người xúi dục Lê Kính Dân làm gì thì cậu biết phải làm thế nào chứ. Tà Kỳ nhận lệnh nhanh chóng rời đi, khi Thương Chân trở về nhà thuê, mới vào cửa đã thấy Tư Không cần đang ngồi trên ghế sofa, có chút bất ngờ, anh ta đến nhanh như vậy sao? Lúc này Tư Không cần đã lấy lại khí chất, Thương Chân liếc anh ta một cái nhạt nhẽo nói, "Tư Không tiên sinh, anh như vậy xông vào nhà riêng của người khác là không ổn đâu, nhưng đã đến rồi thì hãy tính luôn chuyện anh đã rạch cô một nhát trước đó." Nhắc đến chuyện này sắc mặt Tư Không cần lập tức tối sầm lại, anh ta đứng dậy nhìn chằm chằm Thương Chân lạnh lùng nói, "Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm kia buổi tối tiểu thư Thương cũng suýt hại tôi bị bắt." bây giờ lại tìm tôi đòi bồi thường không thấy quá đáng sao thương chân không hề nao núng những chuyện anh làm đều là trọng tội những người trên bến cảng đó cũng không phải là người tốt lành gì tôi báo cảnh sát có gì sai nếu không phải chắc chắn chú hai của anh có vấn đề sao lại xuất hiện ở đây tôi đưa cho anh tin tức quan trọng như vậy tìm anh đòi bồi thường mà anh thấy quá đáng sao bốp một tiếng tôi không cần chống hai tay lên tường ép thương chân vào góc tường Ánh mắt dữ tượng nhưng lại dùng giọng điệu quyến rũ hỏi tiểu thư thường nói đúng tin tức cô cung cấp nên được đền bù cô muốn gì nâng cầm thương chăn lên vẻ mặt thích thú muốn tôi lấy thân báo đáp sao thương chăn mỉm cười nhẹ trong mắt cũng lộ ra một tia tin tưởng anh cũng không tệ có thể miễn cưỡng làm người dự bị tư không cần đứng thẳng người khí chất bẩm sinh rất tốt đây là lần đầu tiên có người dám đòi anh ta làm người dự bị rất liều lĩnh đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng trực tiếp dí súng vào trán thương chăn nói đi mục đích của cô rốt cuộc là gì nụ cười trên mặt tư không cần biến mất hoàn toàn trở nên cực kỳ lạnh lùng và u ám ánh mắt sắc khí không hề che giấu cô rất lợi hại biết rất nhiều chuyện người khác có lẽ sẽ bị cô rất mũi nhưng cô thực sự không hiểu tôi cô tưởng tôi sẽ để một người có mục đích không trong sáng đi cứu em trai tôi sao nếu cô cho rằng khiến tôi có chút hứng thú với cô thì sẽ không nỡ giết cô thì chỉ có thể khiến cô thất vọng rồi tôi không cần không ngờ rằng mình lại liên tiếp bị thương chăn làm cho thất bại ngay khi anh ta chĩa súng vào đầu thương chăn đột nhiên một chiếc kim bạc đâm mạnh vào mu bàn tay khiến cả cánh tay anh ta tê liệt trong nháy mắt không kịp phản ứng thương chăn nắm lấy tay anh ta kéo mạnh lật người đè anh ta xuống sàn Giây tiếp theo họng súng lạnh ngắt dí vào đầu mình, Thương Chan dùng sức ấn vào đầu anh ta hai cái khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu, "Anh Tư Không, anh đối xử với tôi như vậy sao? Thấy cảm giác này thế nào?" Tư Không cần ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn Thương Chan, cô cũng có không ít bản lĩnh đấy. Thương Chan cười khẩy một tiếng, "Ai mà chẳng có át chủ bài." còn anh nói tôi không hiểu anh đúng là vậy vì điều đó không cần thiết nói xong cô từ từ cúi xuống tay cầm súng không nhúc nhích tay kia bóp mặt tư không cần nói như ác quỷ nếu anh không nghe lời tôi sẽ chỉnh anh cho đến khi anh nghe lời vậy thì tại sao tôi phải hiểu anh tư không cần vùng vẫy một chút nhưng không thoát khỏi sự khống chế của thương chăn vừa xấu hổ vừa tức giận thương chăn chết tiệt buông tay ra cho tôi cô không nghĩ đến hậu quả khi làm việc này sao tư không cần nghĩ mãi không thông nhà họ tư không rõ ràng là kẻ mà nhà họ thương phải ngước nhìn người phụ nữ này sao dám làm thế này thương chăn lạnh lùng quát một tiếng ánh mắt lạnh lùng hậu quả lớn nhất cũng chỉ là chết nghĩ cũng không đến mức đó đột nhiên thần sắc thay đổi nhíu mày nhìn tư không cần đang cảm nói nếu lần sau anh còn dám dùng súng chỉ vào tôi tôi sẽ phế tay anh lần này cô nói được thì làm được lời đe dọa này khiến tư không cần sừng sốt thầm mắng người phụ nữ kiêu ngạo này tư không cần đứng dậy thương chân từ từ ngồi xuống ghế sofa được rồi quay lại vấn đề chính tin tức tôi cung cấp giúp tư không ra tránh khỏi nội loạn tiền thưởng 500 vạn chuyển vào tài khoản của tôi là điều chính đáng còn về bệnh của em trai anh tôi đã biết một thời gian nữa tôi sẽ tự tìm anh tư không cần nheo mắt lại trong mắt lộ ra vẻ lo lắng tiền không thành vấn đề nhưng khi nào mới là thời điểm thích hợp Thương Trân cười gian xảo, đợi khi tôi vui vẻ. Lời nói của Thương Trân khiến Tư không cần phải kìm nén cơn giận. Anh ta đột nhiên cười lớn, tiểu thư thương quả nhiên có bản lĩnh chọc tức người khác đến chết. Không biết trên giường có phải cũng như vậy không? Thương Trân ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Tư không cần mỉm cười nhẹ. Dù sao thì anh cũng không thể trải nghiệm được. Lúc này điện thoại reo là cuộc gọi từ cục cảnh sát. Lê Kính Dân đã bị bắt yêu cầu Thương Trân đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Gác máy, Thương Trân nghiêm túc quay sang nói với Tư không cần, giúp tôi làm một việc trên đường đến đồn cảnh sát thương chăn vẫn luôn suy nghĩ đi đến bước này lâm tuyết hàm nhất định sẽ tìm người đối phó với cô không biết cô ta tìm người nhà họ lâm hay là đợi cô suy nghĩ xong đột nhiên một bàn tay to lớn từ bên cạnh vươn ra kéo cô vào trong hẻm ép cô vào tường chỉ cần nhìn một cái thương chăn đã nhận ra đối phương vạn thiệu luân con nuôi vạn hằng chủ gia tộc vạn thị ở thủ đô lâm tuyết hàm thực sự dám nhờ người này giúp đỡ cô chính là thương chăn giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên vừa nói vừa bóp chặt cổ thương chăn biết tại sao tôi tìm cô không người đàn ông cười khẩy đột nhiên buông tay vẻ mặt của một quý ông trước tiên hãy giới thiệu bản thân tôi tên là vạn thiệu luân không biết cô có từng nghe đến vạn gia ở kinh đô không thực ra tôi cũng không muốn bắt cô nhưng cô không nên làm tổn thương người tôi thích vừa khéo tôi đang ở thành phố hải trung nên thuận tiện dạy cô một bài học để cô biết người nào có thể động người nào không thể động thương chăn sờ sờ cổ hơi đỏ trong lòng cười thầm vạn thiệu luân thích thương thanh thanh thật là bịa đặt anh ta nói như vậy chỉ vì thương thanh thanh là con gái riêng của vạn hằng chủ gia tộc vạn thị ở kinh đô và là đứa con gái duy nhất tất nhiên thương thanh thanh bây giờ vẫn chưa biết chuyện này thấy thương chăn vẫn không nói gì vạn thiệu luân thích thú nâng cầm thương chăn lên đang nghĩ đến chuyện lê kính dân sao yên tâm đi lê kính dân đã bị tôi giải quyết rồi không chỉ anh ta sẽ khai ra cô sắp tới cảnh sát cũng sẽ tìm được chứng cứ cô tự ý chế tạo thuốc mà vị tiên sinh tư không kia không giúp được cô đâu nói xong tiến lại gần thương chăn bên tai chế nhạo nói không ngoài dự đoán cô sắp ngồi tù rồi tiểu thư thương hơi thở nóng hổi từ mũi vạn thiệu luân phả vào mặt thương chăn khiến cô thấy khó chịu hất mạnh vạn thiệu luân ra lườm anh ta một cái anh nói xong chưa tôi có thể đi chưa vạn thiệu luân cười gian xảo có thể nhưng tiểu thư thương cô còn nợ tôi một thứ nói xong hai ngón tay thon dài kẹp một chiếc usb lắc lư thứ này ở trong tay cô không có lợi đâu hay là đưa cho tôi đi thương chăn nhìn thấy chiếc usb cơ thể căng thẳng anh ta lấy nó khi nào vậy chiếc usb này ghi lại tất cả dữ liệu giám sát vạn thiệu luân tiến lại gần thương chăn hít một hơi thật sâu có chút tiếc nuối nói mùi của cô thật dễ chịu cảm giác cũng rất tốt đáng tiếc là cô sắp ngồi tù rồi tôi cũng không thể ở đây lâu nếu không nhất định sẽ không buông tha cho cô thương chân hất mạnh đẩy vạn thiệu luân ra trong mắt lóe lên vẻ kinh tởm ngược lại với anh tôi thấy anh chỉ muốn nôn vạn thiệu luân cười lạnh một tiếng định nổi giận nhưng thương chân đã quay người bỏ đi kiếp trước chính vạn thiệu luân đã tìm cách chế tạo loại virus ca rồi đưa cho thương thanh thanh khiến cô mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vạn thiệu luân là một người rất thông minh và tàn nhẫn bây giờ không thể đụng độ với anh ta khi đến đồn cảnh sát cô nhận được tin nhắn của tư không cần xin lỗi lê kính dân đã bị người khác mua chuộc sau khi xem tin nhắn thương chăn bình tĩnh bước vào đồn cảnh sát vừa vào cửa đã chạm mặt lâm tuyết hàm cười nhạo đắc ý không ngờ chứ thanh thanh là người trong lòng của người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ hạ một mình cô dám đấu với chúng tôi thật sự là không sợ chết trước đây tôi đã đánh giá thấp cô rồi nhưng không sao bây giờ cả nhà lê kính dân đều nằm trong tay chúng tôi cô nói xem anh ta sẽ nghe ai con nhóc thối ngồi tù đi thương chăn vừa bước vào đồn cảnh sát đã bị thương bách tế đi tới tát một cái thật mạnh vì tất cả chứng cứ đều hướng về thương chăn kể cả lời khai của lê kính dân thương chân đứng thẳng người lưng thẳng tắp ánh mắt lạnh lùng nhìn thương bách tề có chút thất vọng chứng cứ có thể làm giả tôi còn có thể nói gì lâm tuyết hàm khoanh tay trước ngực giọng nói kiêu ngạo chứng cứ có thể làm giả vậy lời buộc tội của lê kính dân thì sao nếu anh ta buộc tội cô cô có muốn nói rằng anh ta cũng bị mua chuộc không lâm văn phòng đấu tranh dữ dội trong lòng những gì thương chân nói không phải là không có lý anh nghiêm nghị thẩm vấn lê kính dân lê kính dân ai là người chỉ đạo anh anh phải suy nghĩ cho kỹ bây giờ anh đã phạm tội rồi nếu còn dám nói bậy nói bạ thì sẽ bị tội chồng tội lê kính dân nghe thấy lời nói của lâm văn phong liếc nhìn ra ngoài qua khung sắt mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng nghĩ đến gia đình mình bị vạn thiệu luân và lâm tuyết hàm bắt đi lê kính dân run rẩy trong lòng cuối cùng cũng hạ quyết tâm người chỉ đạo tôi là lê kính dân nhìn về phía thương chăn là lâm tuyết hàm mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì lâm tuyết hàm lập tức chỉ vào thương chăn móng tôi biết ngay là cô mà cô nói tại sao cô lại đối xử với thanh thanh như vậy tại sao lại đối xử với tôi như vậy nói xong đột nhiên cảm thấy mình hình như nghe nhầm điều gì đó thấy mọi người đều kinh ngạc nhìn mình mới hoàn hồn lại không đúng vừa rồi lê kính dân nói gì anh có phải nói sai rồi không lâm tuyết hàm hai mắt đỏ hoe điên cuồng lay song sắt hét lên lê kính dân cuối cùng cũng không do dự nữa anh ta tức giận chỉ vào lâm tuyết hàm ánh mắt đó như muốn xé xác cô ta ra thành từng mảnh tôi không nói sai người chỉ đạo tôi chính là bà bà không chỉ quyến rũ tôi mà còn đưa tiền cho tôi để tôi hãm hại thương chăn tôi căn bản không phải là bác sĩ tâm lý giỏi giang gì cả đừng nói nữa đừng nói nữa cảnh sát đâu mau kéo anh ta đi lâm tuyết hàm vừa lùi lại vừa bịt tay gào thét điên cuồng chưa kịp mọi người phản ứng có hai người từ sau cửa đi tới cưỡng chế kéo lê kính dân đi lê kính dân biết kết cục của mình nhưng anh ta tuyệt đối không muốn lâm tuyết hàm được sống thoải mái là lâm tuyết hàm hại tôi bà ta vì muốn bôi nhọ thương chân nên dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn đều là do bà ta chỉ đạo lâm văn phong thấy lâm tuyết hàm vừa kêu lên đã có người hành động vội vàng tiến lên nắm lấy cửa sắt nghiêm túc hỏi các người định đưa anh ta đi đâu một cảnh sát tiến lên kéo lâm văn phong cảnh sát trưởng đây là ý của cục trưởng ông ấy nói ông ấy muốn đích thân thẩm vấn lê kính dân đột nhiên lâm văn phong nghiêm nghị chỉ sợ không phải là cục trưởng nào đó mà là người đứng sau lâm tuyết hàm ông ta có thế lực như vậy sao đợi đến khi tiếng lê kính dân biến mất thương bách tề tức giận xông đến lâm tuyết hàm giơ tay định đánh xuống những gì anh ta nói đều là sự thật sao tại sao cô lại đối xử với thương chăn như vậy không phải sự thật lâm tuyết hàm quỳ xuống đất ôm chặt lấy đùi thương bách tề vô lực cãi lại thương chăn khoanh tay trước ngực đứng một bên nhìn trên mặt nở nụ cười nhưng nghĩ lại có lẽ chỉ có anh ta mới có thể khiến vạn thiệu luân phải chịu thiệt thòi trong một căn phòng nhỏ vạn thiệu luân một tay túm tóc đấm lê kính dân ngã xuống đất anh ta xoa xoa lòng bàn tay lạnh lùng hỏi tại sao không nghe lời anh ta nghĩ đến trước đó đã tự tin nói rằng sẽ khiến thương chăn ngồi tù nhưng kết quả lại bị vả mặt một cách phũ phàng ánh mắt anh ta lộ rõ sát khí lê kính dân ngẩng đầu lên hoàn toàn không sợ ánh mắt tàn nhẫn của vạn thiệu luân tại sao tôi phải nghe lời anh anh vừa đến đã uy hiếp tôi tôi có nghe lời anh cũng không có kết cục tốt đẹp anh ta cố gắng đứng thẳng người quỳ trên mặt đất gào thét anh không biết sao trước khi anh đến đã có người tìm tôi rồi anh ta nói rằng anh ta đã bảo vệ gia đình tôi vậy tại sao tôi không nghe lời người bảo vệ tôi sắc mặt vạn thiệu luân trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và độc ác trong mắt lộ ra sát khí không thể che giấu phong hành diệm anh luôn chống đối tôi như vậy sao chờ mọi chuyện kết thúc đã là buổi tối thương chăn vui vẻ bước ra khỏi đồn cảnh sát lâm văn phong vì trước đó nghi ngờ thương chăn trong lòng áy náy nên đuổi theo định xin lỗi nhưng chưa kịp mở lời đã có một người từ trong bóng tối đi ra ôm thương chăn vào lòng lâm văn phong nhìn thấy người tới cũng dừng bước có lẽ bây giờ thương chăn muốn gặp nhất chính là anh ta phong hành diệm đột nhiên xuất hiện làm thương chăn giật mình anh ta hơi nhướng mày lộ ra nụ cười xấu xa thấy anh vui không có phải rất biết ơn anh không có muốn lấy thân báo đáp không ba câu hỏi liên tiếp bất ngờ khiến thương chăn liếc anh ta một cái nhưng vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn anh vì chuyện hôm nay phong hành diệm lạnh lùng đáp cảm ơn cái gì nhà họ vạn vốn dĩ rất đáng ghét mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo hắn ta không liên quan thì thôi nhưng hắn ta lại dám đưa tay vươn đến chỗ của em anh không thể không chặt tay hắn ta thương chăn hơi động lòng đột nhiên cười tinh nghịch vạn thiệu luân rất ghét anh anh có muốn cho anh ta một bài học nhớ đời không thương chăn mỉm cười nói với phong hành diệm theo như tôi biết lần này vạn thiệu luân đến là vì mảnh đất ở phía tây thành phố nhà họ vạn muốn xây dựng một khu biệt thự dành cho người giàu ở đó mà chủ nhân của mảnh đất đó sẽ bán đấu giá nhà họ vạn nhất quyết phải có được mảnh đất đó còn anh phải làm nhiệm vụ chính là nâng giá mảnh đất đó lên phong hành diệm không ngờ thương chân lại biết chuyện này anh ta xoa cằm do dự nói mảnh đất đó không tệ anh cũng muốn mua ý của em là muốn anh nhường lại cho anh ta sao thương chân cười và liếc anh ta một cái không phải nhường lại mà là bất đắc dĩ nhường lại cho anh ta mảnh đất đó nhìn rất đẹp nhưng thực tế là có rất nhiều rác thải trôn sâu dưới lòng đất sau nhiều năm phân hủy đã trở thành thảm họa ô nhiễm tôi dám đảm bảo tiền của nhà họ vạ và đổ vào đó chắc chắn sẽ mất trắng phong hành diệm tuy rằng tò mò nhưng vẫn kiên định tin tưởng thương chân thương chân đột nhiên dừng bước thần sắc trở nên nghiêm túc Ngoài ra tôi thấy tôi cần phải làm rõ hiểu lầm giữa chúng ta. Những gì tôi nói với anh vào ban ngày là lúc không tỉnh táo. Bây giờ tôi không thích anh nữa, hy vọng từ nay về sau chúng ta có thể bắt đầu lại. Hai chữ không thích khiến trái tim phong hành diệm dâng lên một nỗi chua xót. Không đợi thương chăn nói thêm gì, đột nhiên ôm eo cô vào lòng. Cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó nhanh chóng buông cô ra. Không chớp mắt nhìn cô, bắt đầu lại sao, anh không cần, sau này đổi lại là anh theo đuổi em. Cho dù bây giờ có thể em không thích anh nhiều như trước, nhưng sự phức tạp trong mắt phong hành diệm cuối cùng đều trở thành sự quyết tâm anh nhất định sẽ theo đuổi được em ngày hôm sau thương bách tề gõ cửa phòng thương chăn thương chăn phong hành diệm đến tìm con nói muốn đưa con đi xem đấu giá thương chăn dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn đồng hồ nói với thương bách tề biết rồi con thay đồ trước bảo anh ta đợi con đang định thay quần áo thì phong hành diệm trực tiếp đẩy cửa đi vào thương chăn anh thuê thợ trang điểm rồi để anh ta trang điểm cho em đừng vội quá vài giây sau một chiếc gối trực tiếp ném vào mặt phong hành diệm cút ra ngoài cho tôi ai cho anh tự tiện vào đây trong phòng khách, Phong Hành Diệm bắt chéo đôi chân, ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím, nhà họ Thương nghèo đến vậy sao? Người hầu ở nhà họ Phong cũng ở phòng lớn hơn phòng của tiểu thư nhà họ Thương. Câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Thương Bách Tề ngồi bên cạnh trong lòng căng thẳng cười gượng gạo, là tôi quá bất cần, việc nhà đều do mẹ Thương chăn lo liệu, mẹ Thương chăn mất sớm nhà các người có phải đang có ma không? Phong Hành Diệm lạnh lùng nhìn Thương Bách Tề ánh mắt tràn ngập sự tức giận, Thương Chăn là vị hôn thê của tôi, tôi hy vọng cả nhà các người đều nhớ kỹ điều này. Khi thế mạnh mẽ của anh ta khiến thương bách tề toát mồ hôi lạnh lúc này chuyên gia trang điểm đi xuống thốt lên một tiếng anh diệm anh mau nhìn vị hôn thê xinh đẹp của anh kìa cô ấy quả thực là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà tôi từng thấy phong hành diệm nghe vậy buông máy tính trong tay nhìn qua trong nháy mắt động lòng cả căn phòng như được thắp sáng thương chăn mặc một chiếc váy bó sát ngực màu trắng đeo thêm dây chuyền đá ruby góc môi cong lên thành nụ cười lạnh lùng nhìn xuống mọi thứ trước mắt toàn bộ tư thế lạnh lùng và thanh lịch khiến người ta mê mẩn phong hành diệm tiến lên tham lam chiêm ngưỡng người phụ nữ trước mặt đột nhiên cúi người ôm lấy eo cô giọng nói trầm thấp và đầy từ tính anh đột nhiên không muốn đưa em ra ngoài nữa không muốn người khác nhìn thấy em xinh đẹp như vậy thương chân đẩy phong hành diệm ra giọng nói nhạt nhẽo đến giờ xuất phát rồi phong hành diệm nắm lấy tay thương chân đeo chiếc nhẫn đính hôn truyền thống lên tay cô thương chân hơi khó chịu anh có ý gì tôi đã trả lại tín vật rồi kia mà phong hành diệm vội nói không phải muốn đối phó với vạn thiệu luân sao em không đeo chiếc nhẫn này là muốn để anh ta nhìn ra sơ hở sao hơn nữa đây vốn dĩ là của em cũng chỉ thuộc về em mà thôi đến nơi tổ chức đấu giá vừa xuống xe vạn thiệu luân đã tươi cười tiến lên bắt chuyện đây không phải là tiểu thư thương sao thật vui khi chúng ta lại gặp nhau phong hành diệm trực tiếp ôm lấy thương chăn bỏ qua anh ta đi thẳng vào trong sắc mặt vạn thiệu luân rất khó coi nhưng đối phương là phong hành diệm ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai nhà anh ta không thể không chủ động làm lành anh diệm có vẻ rất ghét tôi là vì tiểu thư thương sao tôi có thể giải thích có lẽ trong đó có hiểu lầm phong hành diệm không quay đầu lại giọng điệu lạnh lùng và có chút khinh thường anh không đủ tư cách để nói chuyện với tôi anh chỉ là một con chó của nhà họ vạn mà tôi thì không nói chuyện với chó sắc mặt vạn thiệu luân trong nháy mắt trở nên tái mét mang theo chút tức giận tôi là người thừa kế của nhà họ vạn anh chỉ là con nuôi mà thôi phong hành diệm ngắt lời anh ta lạnh lùng phân tích nếu vạn hằng có thêm con anh chỉ có thể nhường vị trí đây không phải là người thừa kế mà là sự thay thế bất đắc dĩ là món đồ chơi có cũng được mà không có cũng chẳng sao vạn thiệu luân không thể nhịn được nữa biểu cảm trở nên dữ tợn phong hành diệm anh nói như vậy là muốn trở thành kẻ thù với cả nhà họ vạn sao phong hành diệm cười khẩy một tiếng rồi thở dài tôi mới biết lần đầu tiên một con chó còn có thể thay mặt chủ nhân nói chuyện phong hành diệm nói xong trực tiếp ôm thương chăn đi vào thương chăn chúng ta vào đi chó chỉ biết sủa ở cửa thật phiền phức vạn thiệu luân nghiến răng nghiến lợi ánh mắt như muốn thiêu dụi phong hành diệm và thương chăn tôi muốn tất cả các người đều chết buổi đấu giá bắt đầu người dẫn chương trình giới thiệu đấu giá phẩm trên sân khấu phong hành diệm thì đau khổ nắm lấy tay thương chăn nung chiều nói thích gì thì nói với anh anh đều tặng em thương chăn trên mặt làm nũng với phong hành diệm nhưng lại nhỏ giọng lẩm bẩm anh có thể đừng động tay động chân không phong hành diệm tỏ vẻ đương nhiên vạn thiệu luân đang nhìn kia muốn chọc tức anh ta thì em nên phối hợp với anh vạn thiệu luân ngồi cách đó không xa ánh mắt u ám nhìn hai người giống như một con rắn độc đang rình mồi rất nhanh đã đến đấu giá phẩm thứ năm người dẫn chương trình giới thiệu chi tiết trên sân khấu một mảnh đất ở phía tây thành phố gần đó có hồ nước tự nhiên vì người bán muốn bán gấp giá khởi điểm là 800 triệu mỗi lần trả giá không được thấp hơn 10 triệu so với lần trước đó thương chăn nghe xong liền nói với phong hành diệm em muốn mảnh đất này cô không nói to cũng không nói nhỏ vừa đủ để vạn thiệu luân bên cạnh nghe thấy bố nói muốn xây bệnh viện nhưng những nơi ba xem đều quá nhỏ anh không phải nói là thích em sao em muốn mảnh đất này vạn thiệu luân sửng sốt không ngờ thương chân cũng muốn mảnh đất này anh ta vốn có chút hứng thú với mảnh đất này nhưng mấy ngày nay bận xử lý chuyện của lâm tuyết hàm không có thời gian kiểm tra kỹ mảnh đất đó nhưng vì thương chân muốn phong hành diệm nhất định sẽ mua người dẫn chương trình vừa hô lên bắt đầu trả giá những người bên dưới đã bắt đầu trả giá rất nhanh đã tăng lên đến một tỷ thương chân thấy vậy không khỏi túm lấy quần áo của phong hành diệm nóng vội nói nhanh lên sắp bị người khác mua mất rồi phong hành diệm nhau mắt lại như người thấy mùi hương thoang thoảng trên người thương chân không tự chủ được mà lại gần hơn một chút đừng vội trước đó chỉ là bước đệm thôi đã hứa với em rồi nhất định sẽ mua được cho em ngay sau đó dơ bảng số lên nhà nhạt nói một tỷ rưỡi mọi người đều hít một hơi thật sâu nhà họ phong quả nhiên giàu có một phát đã tăng lên một tỷ rưỡi hai người trong nháy mắt trở thành tiêu điểm những người bên cạnh đều nhìn với ánh mắt hâm mộ đặc biệt là những cô gái trẻ hận bản thân vì không thể là người trong lòng phong hành Diệm vạn thiệu luân đúng lúc dơ bảng số lên 1,6 tỷ trong lòng không khỏi mừng thầm phong hành Diệm bị sắc đẹp làm chóng váng thì không phải chuyện tốt anh muốn mua mảnh đất này tôi sẽ cố ý nâng giá để anh lỗ vốn thấy phong hành diệm ra giá lần nữa thương chăn chắn ghét liếc vạn thiệu luân một cái phong hành diệm vẫn bình tĩnh dơ bảng số lên lần nữa 2 tỷ trên mặt vạn thiệu luân không giấu được vẻ vui mừng tiếp tục ra giá một hơi tăng thêm 500 triệu hai người ai cũng không chịu nhường ai tiếng ra giá liên tiếp vang lên rất nhanh đã tăng lên đến 4 tỷ rưỡi lúc này trợ lý bên cạnh vạn thiệu luân giữ chặt tay anh ta rất kiên quyết nói đừng trả giá nữa mảnh đất này không đáng giá như vậy thấy vạn thiệu luân do dự phong hành diệm cười khẩy một tiếng vậy nên chó chính là chó ra ngoài còn có người dắt câu nói ẩn ý trong nháy mắt khiến vạn thiệu luân nổi giận giây tiếp theo anh ta đẩy trợ lý mà vạn hàng phái đến nghiến răng hét lên 4 tỷ tám phong hành diệm cau mày vừa định nói một chữ năm nhưng đã bị thương chân giữ lại thôi đừng trả giá nữa Quá đắt rồi, em nhận cũng thấy hổ thẹn. Phong Hành Diệm nhân cơ hội véo nhẹ mặt Thương Chân nung chiều nói, số tiền này là cái gì chứ? Chỉ cần em muốn, anh sẽ mua tặng em. Vạn Thiệu Luân nghe rõ từng lời Phong Hành Diệm nói, Phong Hành Diệm bị sắc đẹp làm choáng váng. Anh chờ mà lỗ vốn đi. Thương Chân nghiêm túc nắm lấy tay Phong Hành Diệm nũng nịu, nếu mẹ biết em để anh phung phí như vậy, bà ấy nhất định sẽ không thương em nữa. Anh muốn em khó xử sao? Phong Hành Diệm do dự một chút, rất khó khăn nói, được rồi, nghe em, anh không mua nữa. Thương chăn quay đầu nhìn Vạn Thiệu Luân cười gian xảo anh vạn chúng tôi không cần mảnh đất này nữa anh muốn như vậy thì nhường cho anh nhé chết tiệt vạn thiệu luân mặt mày xám xịt hung hăng ném bảng số trong tay xuống đất ánh mắt lóe lên sát khí thực sự bị mắc bẫy rồi các người dám chơi tôi người dẫn chương trình lau mồ hôi trên trán cẩn thận hô lên chốt giá thành công phong hành diệm nghe thấy liền cười nói với thương chăn anh làm tốt chứ thương chăn gật gù rất tốt ấy chứ vạn thiệu luân bị chọc tức muốn ói máu rồi kìa sau khi đấu giá kết thúc người dẫn chương trình bắt đầu phần cuối cùng theo lệ thường tất cả đấu giá phẩm đã được bán hết không biết những vị khách có mặt ở đây có muốn đóng góp một phần cho hoạt động từ thiện không người dẫn chương trình vừa dứt lời vạn thiệu luân đã đi đến trước mặt thương Trăn. tiểu thư thương không có ý định gì sao là vị hôn thê của anh diệm nhưng lại không đóng góp một chút gì cho hoạt động từ thiện sao hay là anh diệm thích tiểu thư thương đều là giả vạn thiệu luân cười lạnh một tiếng tiếp tục nói tiểu thư thương một món đấu giá cũng không lấy ra được sao thương chăn có chút kỳ lạ nhìn phong hành diệm cô không biết có lệ thường như vậy hơn nữa phong hành diệm cũng không nói trước một tiếng phong hành diệm lạnh lùng liếc vạn thiệu luân một cái người phụ nữ của tôi sao có thể để người khác nói lời như vậy cúi người xuống nói nhỏ bên tai thương chăn chiếc vòng cổ đá ruby trên cổ em là đồ cổ em hãy lấy nó ra quyên góp đi thương chăn có thể cảm nhận được sự quan tâm của phong hành diệm đối với mình chỉ là tình cảm này đến thật khó hiểu kiếp trước anh ta rõ ràng rất ghét mình còn đính hôn với nhạc mộng như bây giờ lại nói thích mình nhưng cô bây giờ không muốn đoán tâm ý của anh ta nữa càng không muốn dính líu đến tình cảm này nữa chi bằng bây giờ chấm dứt tất cả thương chăn đứng dậy đặt chiếc nhẫn trên tay nhẹ nhàng lên bục trưng bày trong hội trường yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rắc phong hành diệm thế mà bóp nát chiếc ly rượu trong tay thấy vẻ mặt tức giận của phong hành diệm cô đột nhiên cười tôi quyên góp chiếc nhẫn này giá khởi điểm là 10 triệu vừa dứt lời dưới khán đài đã có một người phụ nữ kích động hỏi đây có phải là tín vật đính hôn của nhà họ phong không có phải có được nó thì đồng nghĩa với việc đính hôn với anh diệm không những cô gái trẻ vui mừng như điên có người trực tiếp hết giá 100 triệu ngay lập tức có người hết giá 200 triệu 300 triệu và không ngừng tăng lên sự nhiệt tình của mọi người như muốn nhấc bổng cả mái nhà phong hành diệm cũng không thể nhịn được nữa đột nhiên hét lên một tiếng tôi xem ai dám trả giá sự tức giận của tổng giám đốc khiến hội trường đột nhiên yên tĩnh lại khí thế mạnh mẽ như muốn đốt cháy cả không khí sắc mặt anh ta lạnh như băng ánh mắt như sầm chớp tháo cả vạt bước nhanh về phía bục ai cho cô lá ga này giọng nói như băng giá mùa đông lạnh lẽo đến đáng sợ mỗi bước phong hành diệm đi sự tức giận lại tăng thêm một phần anh ta trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt răng nghiến chặt rốt của cô coi tôi là cái gì thương chăn thấy phong hành diệm xông đến trước mặt trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên cô tưởng phong hành diệm sẽ nhị sau đó chụp lấy chiếc nhẫn từ đó không còn liên quan gì đến cô nữa nhưng tình huống anh ta trực tiếp xông đến trước mặt chất vấn khiến cô có chút trở tay không kịp phong độ của một quý ông đâu mặc dù cô khiến phong hành diệm mất mặt nhưng trong lòng anh ta vẫn không cam tâm anh tức giận vì cái gì khi anh ta ghét cô thì cô chỉ có thể chịu đựng khi anh ta thích cô thì cô phải chấp nhận sao thương chân ngẩng đầu từng chữ từng chữ hỏi chiếc nhẫn này đã cho tôi rồi tại sao tôi không thể bán đấu giá tôi trả 500 triệu vạn thiệu luân đột nhiên lên tiếng ánh mắt lạnh lùng của phong hành diệm bắn ra một tia lạnh lẽo nhìn về phía vạn thiệu luân lạnh lùng nói một tiếng xin lỗi anh quá xấu tôi không cưới cũng không thèm mặc kệ vạn thiệu luân có biểu cảm gì phong hành diệm trực tiếp tiến lên nắm lấy tay thương chăn cưỡng ép đeo chiếc nhẫn vào tay cô thương chăn toàn thân cứng đờ trong lòng vừa chua xót vừa lạnh lẽo anh ta nhìn thương chăn trước mặt mọi người từng chữ từng chữ nói em muốn thế nào cũng được dù sao anh chỉ cần em anh ta dùng sức ôm thương chăn vào lòng rồi hôn cô thương chăn dãy dụ kịch liệt nhưng nhìn thấy trong đôi mắt đỏ hoe của phong hành diệm trong lòng càng thêm chua xót xem ra mình thực sự đã làm tổn thương anh ta rồi đã làm đến mức như vậy tại sao anh ta vẫn không chịu buông tay trên đường về thương chân đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ sau khi được tái sinh linh hồn của cô chỉ còn lại sự căm hận và ham muốn sống cô từng hận phong hành diệm nhưng kể từ khi biết được sự thật anh ta đối xử với cô như vậy cô đột nhiên không hận nữa không hận cũng sẽ không yêu kiếp này cô chỉ muốn trả thù những thứ khác cô đều không cần thương chân vẫn luôn im lặng phong hành diệm đang tức giận không nhịn được liếc nhìn cô thương chân em không có gì muốn nói với anh sao hoàn toàn quên mất sự sỉ nhục to lớn vừa rồi, thậm chí còn có chút ấm ức, em là phụ nữ của anh. Anh không tính toán chuyện vừa rồi với em, nhưng sau này không được như vậy nữa biết không, cô nhịn không được làm nũng một chút. Phong hành diện quay sang nắm lấy tay thương chăn, có phải vì trước đây anh đối xử với em như vậy nên bây giờ đột nhiên thay đổi, em nhất thời không thể chấp nhận được phải không? Thương chăn lúc này mới quay đầu lại nhìn anh ta một cách nghiêm túc, chuyện tối nay không liên quan đến anh, là tôi không thích anh nữa mới bày tỏ thái độ như vậy. Nếu anh vẫn cố chấp tôi đảm bảo chuyện như vậy sẽ còn xảy ra nữa giọng nói lạnh lùng của thương chăn khiến nụ cười trên mặt phong hành diệm đông cứng lại ngay sau đó sự tức giận trong người anh ta lại dâng lên lần nữa cút phong hành diệm đột nhiên hét lên một tiếng thương chăn tưởng câu này là nói với mình dừng xe bên đường tôi sẽ đột nhiên phong hành diệm lại hét lên bàng thất còn không mau cút ra ngoài phong hành diệm hung dữ nhìn bàng thất bàng thất lập tức toát mồ hôi lạnh vâng vâng cậu chủ anh ta nhanh chóng tấp vào lề dừng xe vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài không dám ở lại thêm một giây nào nữa phong hành diệm trừng mắt nhìn thương chăn ý của em là gì em ghét anh đến vậy sao muốn tìm mọi cách để thoát khỏi anh như vậy sao phong hành diệm nghiến răng nghiến lợi hỏi lại rốt cuộc em có trái tim hay không anh đối xử tốt với em em lại không thèm nhìn nhất định phải nhớ những chuyện cũ rích đó anh ta không nhắc tới thì thôi nhắc tới thì thương chân cũng nổi giận khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phủ đầy băng giá lạnh lùng phản bác đúng tôi chính là người hay so đo tính toán tôi chính là nhớ những chuyện cũ rích đó tôi nhớ anh đối xử với tôi lạnh nhạt nhưng lại hết mực quan tâm nhạc mộng như tôi nhớ không chỉ một lần anh chắn ghét nói với tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa Thương chăn mỗi nói một câu ngọn lửa trên người phong hành diệm lại thu lại một tấc, đến cuối cùng hoàn toàn dập tắt, còn có chút chột dạ. Thương chăn đột nhiên đè phong hành diệm xuống ghế ngồi lên đùi anh ta, anh chưa chọc tôi, rốt cuộc muốn gì, năm tháng trước, lần đó khiến tôi không thể nào quên sao, bị người ta tính kế lại bị người mình ghét đụng vào, nhất định sẽ đối xử với phụ nữ như rắn rết, cho nên nhịn lâu lại nhớ đến tôi rồi. Thương chăn cười lạnh một tiếng đột nhiên cúi đầu nâng cầm phong hành diệm lên, anh muốn đúng không, tôi có thể cho anh. Làm ơn đừng nói với tôi những lời như thích hay hôn ước nữa, tôi rất phiền. Rồi cô kéo phong hành diệm lại nút chừng chữ cuối cùng vào trong môi, phong hành diệm đưa Thương Chân về đến cửa nhà, cô không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng. Thương Chân vừa đi thần sắc phong hành diệm lập tức trở nên lạnh lùng, anh ta ra lệnh, phái người bảo vệ Thương Chân 24/7, có chuyện gì lập tức báo cáo, còn nữa, cho người loan tin mảnh đất đó có vấn đề ra ngoài, ngày mai nhất định phải để mọi người đều biết. Bàng thất gật đầu, sau đó nghe phong hành diệm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải vì Vạn Thiệu Luân thì Thương Chân không cần phải lên sân khấu quyên góp, càng không nhất thời xúc động làm ra chuyện như vậy nhà họ vạn tôi không đội trời chung với các người trong căn hộ của vạn thiệu luân rất nhanh vạn thiệu luân đã nhìn thấy bản tin về mảnh đất đó trên máy tính hóa ra số rác đó không phải là rác thông thường mà có rất nhiều chất thải hóa học rất khó để dọn dẹp mặc dù nhà họ vạn giàu có nhưng nếu đột nhiên lỗ hơn gần 5 tỷ thì trong thời gian ngắn không thể bù đắp được thì chắc chắn sẽ là một cuộc khủng hoảng mạnh hằng vẫn là trợ lý bên cạnh vạn thiệu luân lạnh lùng nói ông chủ đã biết chuyện này rồi ông ấy rất tức giận vạn thiệu luân nghe xong trực tiếp chĩa họng súng vào anh ta anh quên mất ai mới là chủ rồi sao anh chỉ là một con chó mà thôi trợ lý hoàn toàn không sợ khinh thường hừ lạnh một tiếng vậy tôi cũng là chó của ông chủ anh làm ra chuyện như vậy chờ bị ông chủ đuổi đi là vừa lời còn chưa dứt một viên đạn trực tiếp xuyên qua giữa chán anh ta ngã xuống đất vạn thiệu luân khuôn mặt u ám lộ ra một tia tàn nhẫn phong hành diệm thương chân các người đã thành công chọc giận tôi rồi tôi nhất định sẽ khiến các người nếm trải tư vị cầu sinh không được cầu tử không xong sáng sớm phong hành diệm đã gọi điện thoại liên tục cho thương chăn nhưng đều bị thương chăn vô tình từ chối thương chăn vừa xuống lầu đã thấy lâm tuyết hàm và thương thanh thanh đang vây quanh thương bách tề cốt chuyện phải quay trở lại năm ngày trước hôm đó cô vừa về nhà ba người đã kéo đến thương bách tề cố gắng cười nói với thương trăn thương trăn chuyện lê kính dân cuối cùng cũng sáng tỏ rồi là kẻ thù của bố làm bây giờ anh ta đã ngồi tù rồi con đừng sợ thương trăn cười lạnh không cần nói cũng biết đây chắc chắn là thủ đoạn của vạn thiệu luân bây giờ nhìn thấy bộ mặt xấu xí của hai người nghĩ lại nếu vạn thiệu luân nhất định phải giúp lâm tuyết hàm và thương thanh thanh thoát tội vậy thì cô sẽ từ từ chơi cùng họ lúc này bằng thất gõ cửa đi vào kính cần nói tiểu thư thương cậu chủ nói hôm nay thời tiết đẹp muốn đưa cô đến vùng ngoại ô trang trại rượu vang thưởng thức rượu ngon mà anh ấy cất giữ bàng thất nói trên miệng là đi thưởng thức rượu vang thực ra là nháy mắt ra hiệu ngụ ý cậu chủ nói tư không rất nguy hiểm nhưng cô đã đồng ý chữa bệnh cho anh ta cho nên hôm nay anh ta đi cùng cô còn chưa đợi thương chăn mở miệng thương thanh thanh đã vội vàng nói chị thương em có thể đi cùng không thương chăn cười thương thanh thanh sao vừa nghe đến phong hành diệm cô lại muốn đi theo trước kia cũng vậy chỉ cần bác gọi tôi đến nhà họ phong thì cô nhất định phải đi theo cô muốn gì thương chân cười có chút tà mị cũng có ẩn ý phong hành diệm là vị hôn phu của tôi anh ấy không có anh trai hay em gái gì hết nhé lâm tuyết hàm ở một bên nói thương chân không phải con không thích giao lưu sao thanh thanh đi cùng con là để làm ấm bầu không khí cho con nếu không người khác còn tưởng rằng nhà chúng ta không lịch sự đúng không thương bách tề định mở miệng nhưng lại bị lời nói thẳng thắn của thương chân làm nghẹn lại ba à con và trông sắp cưới đi hẹn hò mà lần nào cũng có cô em gái đi theo dù thương thanh thanh không có ý đó thì người khác sẽ nghĩ sao? Người ta sẽ bảo hai đứa con gái của ba đều đưa tới cho người ta chọn. Sao không cùng hầu một chồng luôn đi? Thương thanh thanh vừa nghĩ đến sau này không thể danh chính ngôn thuận tiếp cận phong hành diệm nữa, không cam tâm tức giận nói: chị không cho em đi theo chắc là muốn làm chuyện riêng tư gì đó. Giả vờ bừng tỉnh cười duyên dáng. Đúng rồi, em suýt quên chị đã là người của anh diệm rồi. Cô nói đúng rồi. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo truyền đến. Phong hành diệm khí thế mạnh mẽ bước nhanh vào. Thương chan là người của tôi, cô có ý kiến gì sao? nói xong trực tiếp đi đến trước mặt thương chân ôm eo cô kéo vào lòng mình trong nháy mắt biến thành dịu dàng nhỏ nhẹ sao không nghe điện thoại còn giận anh sao phong hành diệm thân mật trước mặt mọi người khiến cả phòng đều ngây người thương thanh thanh nhìn thấu mọi chuyện tức đến run rẩy từ bao giờ anh diệm lại tốt với thương chân như vậy anh ta không phải rất ghét thương chân sao nhưng thương chân lại cứng rắn chống lại phong hành diệm thái độ lạnh nhạt đi thôi không phải muốn mời tôi uống rượu sao trước mặt lâm tuyết hàm và thương thanh thanh cô cũng không từ chối thẳng thừng thương thanh, thanh thấy hai người định đi trong lòng lập tức nổi giận hóa ra tình cảm của anh diệm và chị gái tốt như vậy thật là quá tốt rồi đúng rồi chị mộng như có biết không chị ấy biết chắc chắn sẽ rất vui hai chữ mộng như khiến sắc mặt phong hành diệm lập tức lạnh đi ánh mắt sắc bén lập tức bắn về phía thương thanh thanh ghét bỏ liếc cô ta một cái nhạc mộng như là người như thế nào với tôi tôi và chăn chăn thế nào còn phải báo cáo với cô ta sao giọng cô rất nhẹ nhưng lại mang theo hàn ý lạnh lẽo thương chăn trong lòng cười lạnh một tia sáng nhanh chóng lướt qua nhạc mộng như là người như thế nào với anh cả hải thành đều biết cần gì phải ở đây làm khó người khác ánh mắt thương chăn nhìn lại khiến trái tim phong hành diệm có cảm giác bất an xong rồi thương chăn giận rồi thấy phong hành diệm đuổi theo thương Trân rời đi thương thanh thanh vặn vẹo khuôn mặt nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi cho nhạc mộng như cô ta không tin mình không đấu lại được thương Trân. nhạc mộng như nhân được tin nhắn trong lòng khó chịu vô cùng một kẻ hèn nhát lại muốn lật mình vậy thì hủy hoại cô ta triệt để đến nhà tư không tư không cần đã đợi sẵn từ lâu em trai tôi ở trong sân sau tiểu thư thương anh diệm mời đi lối này khi thương chăn bước vào sân sau trong biển hoa tầng tầng lớp lớp có một thiếu niên gầy yếu sạch sẽ đang vẽ tranh dưới giàn hoa tư không cần giới thiệu đây là em trai tôi tư không trường sinh thương chăn quan sát kỹ lưỡng sau đó nói với hai người hai người đi ra ngoài trước nhiều người sẽ làm phiền tôi đối với việc chữa bệnh cho em trai tư không cần có chút do dự rốt cuộc anh ta vừa mới đắc tội với thương chăn nếu thực sự để em trai ở lại một mình với thương chăn anh ta vẫn không yên tâm đang định nói gì đó phong hành diệm đã cắt ngang lời anh ta anh không phải có thắc mắc về hợp đồng lần trước sao vậy chúng ta nói chuyện ở chỗ khác đi thái độ kiêu ngạo của phong hành diệm khiến tư không cần không thể từ chối anh ta quay đầu lại khuôn mặt nghiêm túc ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh các người chăm sóc tốt cho cậu chủ vệ sĩ rất nghiêm túc gật đầu được rồi yên tâm đi đại cậu chủ thương chăn nghe thấy giọng nói đột nhiên quay đầu lại ánh mắt tràn đầy hận thù là người đàn ông này thương chăn nhớ rất rõ kiếp trước chính là anh ta vương thâm nói nghe theo lệnh tư không cần chặn cô lại ở sân bay giao cho thương thanh thanh cũng là anh ta nghe lời thương thanh thanh cướp mất thành quả nghiên cứu của cô còn giẫm nát bàn tay bị thương của cô nếu không phải vì anh ta thì cô cũng sẽ không bị thương thanh thanh vu oan giá họa nhưng lại không thể chứng minh được sự trong sạch của mình vương thâm đến lúc anh phải trả giá cho những việc anh đã làm rồi thương chăn đè nén sự tức giận trong mắt đi về phía tư không trường sinh nghe thấy tiếng bước chân thiếu niên đang đắm chìm trong bức tranh ngẩng đầu lên đôi mắt xanh biếc mang theo vẻ nghi hoặc chị là ai sao lại ở đây đôi mắt sáng người của thương chăn hơi sáng lên nhẹ nhàng nói tư không trường sinh chị tên là thương chăn là người đến để chữa bệnh cho em tư không trường sinh nghe vậy mỉm cười nhẹ cảm ơn sự quan tâm của chị nhưng không ai có thể chữa khỏi bệnh cho em thương chân cũng cười rất tự tin trước đây không ai có thể chữa khỏi bệnh cho em chỉ là vì em vẫn chưa gặp chị thái độ tự tin của cô khiến ánh mắt tư không trường sinh sáng lên không chớp mắt nhìn cô xe sắn tay áo lên nhẹ nhàng nói với tư không trường sinh em nằm xuống đi chị sẽ châm cứu để tăng khí huyết cho em trước bệnh của tư không trường sinh cô đã từng chữa trị ở kiếp trước bẩm sinh đã có bệnh tim tim không khỏe bác sĩ bình thường có thể bó tay nhưng đối với cô thì đây chỉ là bệnh nhỏ chỉ cần thường xuyên tăng cường khí huyết cho tim của cậu ta sau đó dùng thuốc bổ sung không quá nửa năm cơ thể cậu ta sẽ hồi phục như người bình thường tư không trường sinh nhìn thương chăn không có chút cảm xúc nào nghĩ rằng cô cũng bó tay nhanh chóng chấn an trước có phải anh trai em đã ép buộc chị đến đây không đừng lo lắng cho dù chị không chữa khỏi bệnh cho em em cũng sẽ không để anh trai bắt nạt chị đâu nhắc đến anh trai ánh mắt tư không trường sinh sáng lên ánh sáng tỏa ra như thể có thể xua tan mọi bóng tối anh trai bề ngoài có vẻ hơi đáng sợ nhưng thực ra là một người tốt Hồi nhỏ chúng em bị bác cả đuổi ra khỏi nhà không còn đường nào để đi. Mẹ bảo anh trai bỏ rơi em nhưng anh ấy vẫn không từ bỏ em. Ban ngày anh ấy nghỉ học đi làm thêm, ban đêm còn đến bến tàu khuân vác hàng. Nếu không có anh ấy em đã chết vì bệnh từ lâu rồi. Anh ấy là người anh trai tốt nhất trên thế giới. Thương chăn không ngờ tư không cần còn có quá khứ như vậy. Xoa đầu tư không trường sinh kiên định nói, yên tâm đi chị sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Sẽ không đau chút nào đâu, em cố chịu một chút. Tư không trường sinh gật đầu mạnh mẽ, được, em sẽ phối hợp hết mình với chị. Dứt lời, ánh bạc lóe lên trên tay thương chăn đột nhiên xuất hiện một cây kim bạc cô nhanh chóng đâm vào ngực tư không trường sinh cậu ta không nhịn được rên lên một tiếng vương thâm nghe thấy tiếng động liền chạy đến lo lắng gọi một tiếng cậu chủ sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn thương chăn hỏi tiểu thư thương cô đã làm gì với cậu chủ thương chăn liếc nhìn vương thâm lạnh lùng nói không có gì tôi chỉ thấy thể lực của cậu ta không tốt sợ rằng lát nữa cho cậu bé uống thuốc mạnh sẽ không chịu được nên trước tiên tăng cường khí lực cho cậu ta theo đơn thuốc mà đi lấy thuốc nấu trong nửa giờ với lửa lớn nấu xong thì mang đến đây vương thâm nghe thương chân nói lát nữa sẽ kê đơn thuốc rất mạnh không khỏi lo lắng cố ý nói tiểu thư thương cô là người cậu phong đưa đến tôi không nên nghi ngờ cô nhưng cô phải xác nhận đơn thuốc cho rõ ràng đừng để nhầm lẫn điều gì gây hại cho cậu chủ thương chân biết anh ta đang nghĩ gì lạnh lùng ngắt lời anh ta nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm còn không mau đi vương thâm chỉ đợi câu nói này quay người đi đến một nơi vắng vẻ gọi điện cho thương thanh thanh thanh, thanh phong hành diệm đưa chị gái em đến nhà họ tư không chữa bệnh cho tư không trường sinh cái thuốc gì đó thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho tên ốm yếu đó không Thương Thanh Thanh nghe vậy trong lòng vô cùng ghen tị, chớp mắt nghĩ ra một kế độc. Nếu Thương Trân không chữa khỏi bệnh cho Tư Không trường sinh mà còn làm cậu ta bị làm sao thì Tư Không cần sẽ báo thù nhà họ Tư Không. Vương Thâm dường như đã đoán được ý của Thương Thanh Thanh lạnh lùng cười nói: sẽ không. Thương Trân là người Phong Hành Diệm đưa đến, anh ta đại diện cho nhà họ Phong. Hơn nữa không phải có anh sao, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em. Thương Thanh Thanh nghe Vương Thâm nói vậy thì yên tâm. Cô cười một cách nham hiểm. Vậy thì chúng ta còn đợi gì nữa? Chị gái tốt của em học y học cổ truyền những vị thuốc đó là gì em không hiểu nhưng nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút thì ai có thể nhìn ra được anh nói đúng không vương thâm cũng cười theo thanh thanh thật thông minh chúng ta gặp nhau tối nay nhé anh đã đặt phòng đợi em giọng nói quyến rũ của thương thanh thanh truyền đến đáng ghét quá nhưng em cũng nhớ anh tối nay gặp anh không ai biết vương thâm đã âm thầm đầu quân cho bác cả của tư không cần với sự coi trọng của tư không cần đối với tư không trường sinh bây giờ chính là cơ hội tốt để gây tổn hại cho tư không cần đến lúc đó tư không cần và nhà họ phong đấu với nhau những người được lợi không phải là chúng ta sao rất nhanh vương thâm đã bưng thuốc đi tới anh ta bình tĩnh nói tiểu thư thương thuốc đã sắc xong rồi thương chân nhận lấy bát thuốc và người thử phát hiện vương thâm thực sự đã tăng liều lượng đột nhiên ánh mắt lóe lên tăng liều lượng rồi như vậy xem ra vương thâm không phải là người của tư không cần có phải kiếp trước vương thâm đến bắt cô không phải do tư không cần đổi ý mà là nghe lệnh của người khác chẳng lẽ cô đã hận nhầm người rồi sao cô quay người đỡ tư không trường sinh dậy đưa thuốc cho cậu ta thuốc này không chỉ đắng mà còn rất khó người may mà tư không trường sinh rất ngoan một hơi uống cạn bát thuốc sau đó lộ ra vẻ mặt khổ sở thương chăn cười cười ngủ đi ngủ một giấc là khỏe đột nhiên cậu ta túm lấy tay áo của cô không chớp mắt nhìn nếu em thực sự khỏe lại em có thể đi học không em chưa bao giờ đi học ánh mắt cậu khao khát được sống khiến người khác xúc động thương chăn không khỏi gật đầu được tư không trường sinh nghe vậy thì cười vừa định nói gì đó thì đột nhiên anh ta ho dữ dội tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống ghế nằm bất tỉnh nhân sự vương thâm đã lường trước được điều này nên lớn tiếng kêu lên cậu chủ nôn ra máu rồi mau gọi đại cậu chủ đến đây nhưng thương chân lại như không có chuyện gì xảy ra lạnh lùng nhìn vương thâm anh hoảng sợ cái gì không phải chỉ nôn ra một ngụm máu thôi sao giọng nói bình tĩnh của cô không hề có chút sợ hãi nào vương thâm kinh ngạc nhìn thương chăn cô có biết cậu chủ đối với đại cậu chủ có ý nghĩa như thế nào không thương chăn hừ lạnh một tiếng ánh mắt sâu thẳm khiến người ta rùng mình tôi đương nhiên biết tư không trường sinh quan trọng với tư không cần như thế nào thương chăn trực tiếp rút súng lục bắn một phát vào chân vương thâm vương thâm lập tức hét lên một tiếng đau đớn nằm ôm chân trên mặt đất không thể tin được nhìn thương chăn nghiến răng nghiến lợi hét lên thương chân cô đợi đấy đại cậu chủ sẽ xe xác cô ra thành từng mảnh thương chân lạnh lùng nhìn vương thâm trong lòng thầm nghĩ khẩu súng này là khi xuống xe phong hành diệm đã đưa cho cô mặc dù nhà họ tư không nghiêm ngặt hơn nhà họ vạn nhưng cũng không phải là nơi dễ ra vào không ngờ lại có thể dùng ngay được thương chân lắc lắc tay súng trong tay bình tĩnh chỉ vào vương thâm cười nói anh biết tại sao tôi bắn anh không không được phép của tôi mà lại tự ý tăng liều lượng thuốc có thể thấy trong lòng anh có quỷ hơn nữa anh muốn mượn tay tôi giết người điều đó chứng tỏ anh có ý đồ với tư không cần còn có mưu đồ không rõ vương thâm nghe vậy liền đè nén sự hoảng sợ và tức giận nói một cách yếu ớt cô đừng vu khống tôi chưa từng tăng liều lượng chuyện gì xảy ra vậy trường sinh làm sao vậy đột nhiên từ xa truyền đến giọng nói gấp gáp của tư không cần tư không cần dẫn theo bác sĩ vội vàng chạy đến bác sĩ tiến lên kiểm tra tư không trường sinh ngay vài phút sau anh ta run rẩy nói không xong rồi cậu chủ cậu ấy cậu ấy sắp chết rồi ông đang nói bậy bạ gì vậy lời còn chưa dứt tư không cần đột nhiên quát lên bác sĩ run rẩy nói cậu chủ cơ thể yếu ớt dùng thuốc phải cẩn thận như người phụ nữ này lại cho cậu chủ dùng thuốc đại bổ khiến cho cậu chủ không chịu nổi bây giờ thuốc bổ lại phản tác ngay cả thần tiên cũng không cứu được lúc này tư không trường sinh khiến trái tim tư không cần như bị rách một lỗ lớn bác sĩ quay lại chỉ vào thương chân hung hăng hét lên là người phụ nữ này đã làm hại cậu chủ ánh mắt tư không cần tràn đầy sát khí nhiệt độ xung quanh như bị đóng băng anh đừng động vào cậu ấy thương chân đột nhiên lên tiếng cô nhìn vị bác sĩ kia một cách sâu xa thương chân nói tiếp cậu ấy vẫn chưa chết nhưng nếu anh động vào cậu ta cậu ta có thể sẽ chết cơ thể tư không cần căng cứng nghe lời thương chăn nói anh ta mất kiểm soát ngay lập tức hung dữ túm lấy cổ áo thương chăn hỏi là cô tại sao cô lại hại cậu bé chỉ vì lần trước tôi không giúp cô đối phó với nhà họ vạn nên cô giết thằng bé để trả thù tôi sao người phụ nữ độc ác này mắt tư không cần đỏ hoe rõ ràng đã mất lý trí thương chăn cau mày tôi không có bác sĩ của anh có vấn đề anh ta căn bản không lời còn chưa dứt một cây súng nhỏ đã ở trước chán thương chăn cô thực sự dám làm hại trường sinh vậy thì cô hãy chết đi giây tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng nổ tư không cần đã nổ súng nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã bị phong hành diệm đến kịp thời ngăn cản phong hành diệm đứng trước mặt thương chăn chừng mắt nhìn tư không cần đầy giận dữ anh điên rồi sao lại dám động vào phụ nữ của tôi đôi mắt đỏ hoe của tư không cần tràn đầy hận thù nhìn thương chăn thương chăn chuyện hối hận nhất trong đời tôi là tin tưởng cô giao trường sinh cho cô nếu trường sinh chết tôi sẽ bắt toàn bộ nhà họ thương chôn cùng thằng bé tư không cần phong hành diệm quát lạnh một tiếng ôm vai thương chăn lạnh lùng nhìn tư không cần chỉ dựa vào lời nói của một tên lang băm mà anh đã kết tội thương chân sao tư không trường sinh có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm như vậy anh có thể bình tĩnh lại được không vương thâm thấy thời cơ đã chín mùi lập tức kéo lê một chân đến trước mặt tư không cần khiêu khích nói đại cậu chủ anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tiểu cậu chủ trước đó tôi nghi ngờ phương thuốc của thương chân kỳ lạ cô ta còn nói nếu xảy ra truy in gì thì cô ta sẽ gánh chịu không ngờ tiểu cậu chủ uống xong bát thuốc liền vương thâm vẫn chưa nói hết lời cơn tức giận của tư không cần lại bùng lên anh ta đá vương thâm một cái gào lên anh đã thấy thuốc có vấn đề tại sao không hỏi tôi tại sao không hỏi bác sĩ vương thâm ôm ngực đau đớn trong lòng thầm hận nhưng trên miệng lại sợ hãi nói không phải đại cậu chủ ngài nói tiểu thư thương châm cứu rất đặc biệt bảo chúng tôi đừng làm phiền có phải như vậy không nhưng cậu chủ lại rất vội cho nên tôi không hỏi bác sĩ bác sĩ thương chân đột nhiên cười lạnh một tiếng trong lòng mặc dù rất phức tạp nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh cô nhớ mày nhìn bác sĩ anh chắc chắn không cần kiểm tra lại chứ bác sĩ liếc nhìn tư không trường sinh càng tin tưởng hơn không cần tôi rất chắc chắn kết quả kiểm tra của tôi là cậu chủ vì uống thuốc bổ quá mạnh không chịu được thuốc bổ còn bị xuất huyết mà chết tiểu thư thương cô đã giết người sao cô lại không sợ hãi chút nào nghe bác sĩ nói vậy thương chăn đã xác định được suy đoán cô cười gật đầu thật thú vị nhà họ tư không của các người đúng là yêu ma quỷ quái khắp nơi vương thâm nói anh ta không hỏi bác sĩ mà cứ theo liều lượng tôi nói mà xác thuốc nhưng anh ta lại tăng gấp đôi liều lượng tôi kê bây giờ bã thuốc chắc đã được xử lý rồi vương thâm đang quỳ trên mặt đất run rẩy anh ta thực sự đã tăng gấp đôi liều lượng và đã xử lý xác thuốc nhưng làm sao thương chân biết được chẳng lẽ cô ta chỉ cần ngửi một cái là có thể phân biệt được liều lượng sao điều này sao có thể lúc này thương chân lại nhìn bác sĩ đang tỏ vẻ lo lắng sau khi kiểm tra anh nói tư không trường sinh không xong rồi lý do là cơ thể cậu ta yếu không chịu được thuốc bổ điều này chứng tỏ anh cũng có vấn đề cô nói bậy cô đã giết người chẳng lẽ còn muốn đổ lỗi cho tôi sao bác sĩ vô thức lên tiếng nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tôi nói bậy sao thương chân khoang tay trước ngực vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm túc nói tư không trường sinh rõ ràng là nôn ra máu bầm cơ thể đang tiêu hóa thuốc và hôn mê nhưng anh lại khăng khăng cho rằng cậu ta không chịu được thuốc bổ điều này chỉ có thể chứng tỏ anh đã xem đơn thuốc trước đó và đã sớm đưa ra kết luận nhưng vương thâm nói anh ta không đến tìm anh điều này chứng tỏ các người đều đang nói dối nếu anh vẫn khăng khăng vậy thì tôi sẽ để anh chết một cách rõ ràng thương chăn từ từ tiến lại gần tư không trường sinh tư không cần không nói một lời đã đứng chắn trước mặt thương chăn cô định làm gì thương chăn hừ lạnh một tiếng tất nhiên là để anh tận mắt chứng kiến tôi làm thế nào để cứu sống người chết thương chân lạnh lùng đẩy tư không cần ra ánh mắt lạnh lùng đi đến bên giường tư không trường sinh một lần nữa nâng tay lên tư không trường sinh đột nhiên mở mắt hít một hơi thật sâu người em trai sống lại từ cõi chết khiến tư không cần căng thẳng suýt nữa bật khóc vì vui mừng anh ta ôm chặt tư không trường sinh vào lòng không ngừng lặp lại trường sinh em không sao em không sao thật là tốt quá vương thâm hoảng loạn kéo lê một chân định bỏ chạy nhưng tư không cần nhanh mắt phát hiện ra bắt tên đó lại tư không cần ra lệnh một tiếng những vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến lên khống chế đưa anh ta đến trước mặt tư không cần lúc này vương thâm đã hoảng sợ vẫn không ngừng biện minh thương chăn tiến lên nhìn vương thâm với vẻ mặt không thiện cảm nói với tư không cần người này cố tình tăng liều lượng thuốc muốn mượn tay giết người rõ ràng là nhắm vào tôi anh có thể giao anh ta cho tôi xử lý không lời cô nói rất có lý dường như đó là lẽ thường tư không cần vì trách lầm thương chăn trong lòng đang cảm thấy áy náy nghe cô nói vậy vô thức gật đầu thương chăn cười nhạt nhưng sát khí trên người lại bùng lên từng bước tiến về phía vương thâm kiếp trước hay kiếp này cô chưa từng làm hại người này nhưng người này lại vì lợi ích của mình lần lượt đến hãm hại cô lúc này vương thâm đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu quỳ dạp trên mặt đất không ngừng cầu xin tiểu thư thương xin cô tha cho tôi không phải tôi cố ý đâu là thương thanh thanh là cô ta bảo tôi làm vậy cô ta muốn cô chết vương thâm vốn tưởng rằng khi anh ta nói vậy thương chăn nhất định sẽ chuyển sự chú ý ai ngờ dây tiếp theo thương chăn trực tiếp dẫm một chân lên mu bàn tay vương thâm vương thâm ngửa đầu hét lên thảm thiết nhưng không thể rút tay ra thương Chân dùng rất nhiều sức dưới chân chuyển đến tiếng xương gãy khiến ra đầu tê dại cô nhìn vương thâm lạnh lùng cười nói tôi không muốn biết ai sai khiến anh tôi chỉ biết chỉ cần anh xuất hiện trước mặt tôi là anh đã cấu kết với người khác để hãm hại tôi nếu như vừa rồi tư không cần bắn chết tôi anh nhất định sẽ rất vui mừng phải không mỗi khi cô nói một chữ thì lực ở đầu ngón chân lại tăng thêm một phần thương chân trực tiếp túm lấy tóc vương thâm đôi mắt dữ tợn vương thâm anh đã nến trải nỗi đau của tôi chưa thưởng thức cho tốt đi kiếp trước cô đã bị vương thâm giẫm gãy ngón tay như thế này kiếp này tất nhiên cô phải trả thù lúc này vương thâm mặt cắt không còn giọt máu mỗi bộ phận trên cơ thể đều run rẩy ước gì có thể ngất xỉu ngay tại chỗ nhưng vào lúc này anh ta đột nhiên tỉnh táo lại cô cô làm sao biết tên tôi anh ta nói với thương thanh thanh đều là tên giả cũng chưa từng nhắc đến trước mặt thương chăn sao cô ta lại biết được thương chăn cười lớn một tiếng trên mặt thoáng vẻ dữ tợn không hề che giấu bởi vì tôi là ác quỷ bò ra từ địa ngục đến để trả thù anh cô điên cuồng giống như một con quỷ đang cười khiến vương thâm trong nháy mắt thực sự tin lời cô nói phong hành diệm nhìn thấy thương chăn như vậy đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng thương chăn rốt cuộc em đã trải qua những gì sao lại trở nên kiên cường như vậy cường thế đến mức khiến người ta đau lòng đủ rồi tư không cần tiến lên nắm lấy tay thương chăn ngăn cô lại anh ta có liên quan hay không tôi nhất định sẽ điều tra ra thương chăn nghiêng đầu nhìn tư không cần trong mắt vẫn còn vẻ điên cuồng chưa kịp thu lại tư không cần anh không nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy chứ chỉ nghe thấy một tiếng nổ tư không cần kinh ngạc ôm cánh tay lùi lại mấy bước những vệ sĩ đều kinh ngạc vội vàng vây quanh thương chăn đồng loạt chĩa súng vào cô chỉ cần tư không cần ra lệnh một tiếng thương chăn sẽ bị bắn thành tổ ong thương chăn không hề sợ hãi vẫn cầm súng chĩa vào anh ta Ánh mắt sắc bén giọng nói lạnh lùng vô cùng tôi đã nói rồi nếu anh còn chĩa súng vào tôi lần nữa tôi sẽ phế một tay của anh phế rồi còn có chân để bù đắp tôi nói được làm được lúc này cô giống như một con dao sắc ai muốn chơi chọc cô đều phải chuẩn bị tinh thần bị cô phản công thương chăn nhìn tư không cần với vẻ mặt phức tạp nghiêng đầu cười một tiếng tư không cần tôi đã cứu em trai anh còn giúp anh tìm ra hai kẻ phản bội anh chắc chắn muốn tiếp tục đối xử với tôi như vậy sao tư không cần nhắm mắt lại áy náy hét lên một tiếng để bọn họ đi sau khi rời khỏi nhà họ tư không thương chân cảm thấy tâm trạng rất tệ phong hành diệm kéo tay thương chân nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cô đồ ngốc em không nói trước tay sẽ đau lần sau nếu em muốn đánh ai thì nói cho anh biết anh sẽ giúp em đánh không cần thương chân mím chặt môi vô thức nói kẻ thù của tôi tôi sẽ tự mình báo thù phong hành diệm nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của cô nhẹ nhàng nói thương chân một người có thể rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn một gia tộc trước đó em nói muốn giao dịch với anh muốn làm con gái nuôi của nhà họ phong là muốn mượn thế lực đúng không bây giờ không cần em phải trả giá gì anh cũng sẵn lòng giúp em tại sao em lại từ chối bởi vì anh muốn có được tình cảm của tôi thương chân đột nhiên rút tay ra khóe miệng nở một nụ cười chế giễu tình cảm là cái quái gì không thiết thực bằng giao dịch đột nhiên cô vòng tay ôm lấy cổ anh ta ánh mắt quyến rũ nếu anh không nói gì về việc thích hay không thích tôi vẫn rất sẵn lòng làm người thân của anh cơ thể anh rất mạnh mẽ cũng rất ấm áp thương chân nói xong có chút mệt mỏi nhắm mắt lại nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của phong hành diệp cô đột nhiên thu lại không hiểu sao lại có cảm giác an toàn người thân hay gì đó chỉ là cô đột nhiên nghĩ ra thực ra thứ cô thực sự muốn chỉ là một cái ôm phong hành diệm vuốt tóc cô trong lòng chua xót vừa rồi ở nhà họ tư không cô ấy sắc sảo như vậy trực tiếp trả thù kẻ thù nhưng trong lòng cô ấy thực ra cũng đang sợ hãi đúng không nhìn thương chân ngủ say phong hành diệm khẽ ra lệnh một tiếng đi vòng quanh ngoại thành một vòng đi theo quốc lộ biên giới đi chậm một chút đi vững một chút sau khi thương chân ngủ dậy trở về nhà lâm tuyết hàm đã nhiệt tình chào đón thương chăn vài ngày nữa cháu trai gì ăn đầy tháng chúng ta cùng nhau đi nhé bố con đã đồng ý rồi con cũng sẽ đi chứ đoàn lâm tuyết hàm có mưu đồ bất chính nhưng cô vẫn đồng ý nhà họ lâm cũng đến lúc phải loại bỏ lâm tuyết hàm và thương thanh thanh làm chỗ dựa rồi ngày đầy tháng của nhà họ lâm lâm tuyết hàm đi tới nắm tay thương chăn cười hòa nhã nói thương chăn tối qua gì đã bàn bạc với bố con quyết định để con ở nhà họ lâm một tháng để bác con dạy dỗ con thật tốt thương chăn cười lạnh một tiếng muốn tôi ở lại nhà họ lâm kiếp trước lâm tuyết hàm đã đưa cô đến nhà họ lâm và ở lại một tháng trong một tháng đó những người nhà họ lâm đã nhốt cô vào một tầng hầm ẩm ướt và tối tăm cho cô ăn thức ăn thừa uống nước bẩn còn dùng roi đánh cô chỉ để cô không dám chống lại lâm tuyết hàm nữa ký ức nhục nhã như vậy bản thân hèn mọn như vậy lâm tuyết hàm bà đừng hòng nghĩ đến thả ra thương chăn trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn dứt khoát hất tay lâm tuyết hàm ra lâm tuyết hàm thuận thế ngã xuống đất thét lên một tiếng oan ức nói ôi thương chăn lẽ nào bình thường mẹ không đối xử tốt với con sao để con ở nhà họ lâm là chỉ muốn con trở nên tốt hơn những vị khách có mặt tại hội trường đều bị tiếng hét của lâm tuyết hàm thu hút thấy hành động của thương chăn ngay lập tức nhiều người không hiểu chuyện đều nhìn thương chăn với ánh mắt ác ý trời ơi đứa con đó của lâm tuyết hàm đúng là không có giáo dưỡng quả nhiên không phải là con ruột tôi nghe nói tuyết hàn cho đứa con riêng của chồng năm mươi tệ tiêu vặt mỗi tháng cho con gái ruột chỉ có năm nghìn thương chân này đúng là không biết ơn nghe đến năm mươi tệ tiền tiêu vặt thương chăn cười cô nhìn lâm tuyết hàm đang nằm trên mặt đất giống như đang xem một chú hề đang nhảy múa chỉ cảm thấy buồn cười và đáng ghét Lâm Tuyết Hàm, gì muốn gây rối đừng trách tôi không nể tình. Cô tiến lại gần hơn một chút vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Dì Lâm, dì đưa 50.000 tệ tiền tiêu vặt cho con bằng cách nào vậy? Con không nhận được tiền mặt, có phải là chuyển khoản không?" Lâm Tuyết Hàm thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, không thể trốn tránh bà ta run rẩy nói, "Đúng vậy, đúng vậy, mẹ đã chuyển vào thẻ của con, con không nhận được sao?" Vẻ mặt thương chân càng thêm nghi hoặc, cô tiếp tục hỏi, "Trong những năm qua con chưa bao giờ nhận được một xu nào, nhưng dì có hỏi số tài khoản ngân hàng của con không, hay là bố con nói với gì? vậy thì gì hẳn phải biết con có thẻ của ngân hàng nào chứ lâm tuyết hàm tái mặt bà ta không hề chuyển tiền sao có thể biết được nói lắp bắp nửa ngày cũng không nói nên lời tương chân đứng thẳng người dậy bất lực thở dài một tiếng dì ơi như vậy thì con thực sự không thể diễn tiếp với gì được dì còn nhớ những gì dì đã nói với con không dì nói rằng nhà họ thương là do dì vun vén con ăn của dì ở của dì dì sẽ không đưa cho con một xu nào không phải như vậy thương chân cô vu khống tôi lâm tuyết hàm càng giải thích càng tái mặt ánh mắt của mọi người đang hóng chuyện một giọng nói trầm thấp pha chút uy nghiêm vang lên chủ nhà họ lâm lâm minh và con trai cả lâm hàn thạch bước ra ông lâm nhìn thương chân với vẻ mặt không hài lòng lạnh lùng nói tiệc của nhà họ lâm chúng tôi ai dám ở đây gây chuyện lâm tuyết hàm thấy hai người liền vội vàng chạy đến sau lưng họ với vẻ mặt chịu nhiều ấm ức ba anh con không sao chỉ là xảy ra mâu thuẫn nhỏ với thương chân khiến mọi người chê cười thương bách tề đi đến sau lưng thương chân vỗ vai cô thương chân nếu có ấm ức con có thể nói với bố nếu lâm tuyết hàm còn dám bắt nạt con bố sẽ ly hôn với cô ta sắc mặt thương bách tề rất đáng sợ cuối cùng cũng nhìn rõ sự thật mỗi tháng ông đều đưa cho lâm tuyết hàm rất nhiều tiền để chi tiêu lâm tuyết hàm luôn nói rằng số tiền đó đều đã tiêu hết cho thương chăn không ngờ lại lừa ông cậu dám ly hôn sao lâm minh tức giận gậy trống trong tay đập xuống đất cậu đừng quên lúc nguy nan ai đã giúp đỡ nhà họ thương các người nếu không phải nhờ tuyết hàn thì nhà họ thương các người đã sụp đổ rồi những năm qua tuyết hàn đã rất vất vả cậu còn dám nói ly hôn nếu không phải lúc trước cậu say rượu làm bệnh tuyết hàn cũng sẽ không gả cho cậu khi cậu đang gặp khó khăn các người nói xong chưa giọng nói lạnh lùng đột nhiên cắt ngang lời của trách dữ dội mọi người trong đại sảnh đột nhiên im lặng trên mặt thương chăn nở một nụ cười tức giận từng chữ từng câu những người nhà họ lâm các người thực sự là những kẻ vô liêm sỉ và ghê tởm nhất mà tôi từng gặp thương chăn thầm chế giễu trong lòng thương bách tề say rượu làm bậy rõ ràng là lâm tuyết hàm muốn che giấu đứa con trong bụng nên đẩy ba cô ra làm người đổ vỏ sự nghiệp của nhà họ thương gặp khó khăn chẳng phải do nhà họ lâm và nhà họ vạn gây ra sao để củng cố địa vị của lâm tuyết hàm trong nhà họ thương họ đã dùng mọi thủ đoạn thương chăn thái độ của cô là gì lâm minh quát gậy trống trong tay đập xuống đất ầm ầm xem ra không dạy dỗ cô tử tế cô sẽ không biết thế nào là biết ơn ánh mắt hung dữ nhìn thương chăn gần như muốn đâm thủng cô quỳ xuống xin lỗi nếu không nhà họ lâm chúng tôi sẽ ngay lập tức rút vốn đầu tư khiến nhà họ thương phá sản để nhà họ thương của tôi phá sản tôi vốn không mưa on trô mặt nhưng nhà họ lâm các người thật sự quá đáng cô lạnh lùng phản công lúc trước khi nhà họ thương vượt qua khó khăn bố tôi đến trả tiền tại sao các người lại đòi một nửa cổ phần trong tay bố tôi góp một phần sức lại trắng trợn muốn hưởng một nửa lợi nhuận nhà họ lâm rõ ràng là tên ma cà rồng chuyên hút máu lúc người khác suy yếu mà trước mặt tất cả họ hàng và bạn bè của nhà họ lâm lâm minh suýt nữa thì phun ra một ngụm máu mọi người không ngờ hóa ra nhà họ lâm đã giúp đỡ nhà họ thương như vậy nhận ơn rồi đòi báo đáp há miệng đòi một nửa cổ phần cũng chỉ có thương bách tề là dễ bắt nạt như vậy không nói nên lời nữa sao nếu muốn nói đến chuyện thuốc của nhà họ thương gặp vấn đề 18 năm trước xem ra thực sự cần phải để vị hôn phu của tôi giúp tôi điều tra một chút rồi thương chân cười một cách đầy ác ý sau đó đưa ra lời đe dọa khiến sắc mặt của những người nhà họ lâm biến sắc lâm minh thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt không tốt vội vàng quyết đoán nói đi lấy hợp đồng ký kết hợp tác với nhà họ thương đến đây lâm minh chừng mắt nhìn thương chân trong lòng cam hận không ngờ thương chân có vẻ bốc đồng hóa ra là đang muốn giải quyết việc này ông ta đã đánh giá thấp trí tuệ của cô lâm minh đưa hợp đồng cho thương chân nói lớn nhà họ lâm chúng tôi vốn là một lòng tốt có cổ phần thì sau này nhà họ thương có chuyện gì nhà họ lâm cũng có cớ để ra tay giúp đỡ không ngờ các người lại vu oan cho nhà họ lâm chúng tôi như vậy nếu đã như vậy cô cứ cầm lấy đi thương chăn nhận hợp đồng xong lại lấy ra một bản hợp đồng khác thì ra là có chuẩn bị trước nếu đã như vậy tôi thương chăn xin mời mọi người ở đây làm chứng xé hai bản hợp đồng cổ phần tại chỗ hợp đồng vô hiệu chuyện vẫn chưa kết thúc thương chăn xé hợp đồng xong lại lấy ra một bản hợp đồng nữa ngoài ra để tránh tranh chấp sau này làm phiền chủ nhà họ lâm ký tên vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần lâm minh bị ép đến mức mặt mày tái mét đôi mắt nhỏ chứa đầy sắc khí nheo lại ông ta trầm giọng nói cô gái trẻ mới có chút thế lực đã không nể nang gì cả không sợ cuối cùng là công cốc sao còn biến nhà họ lâm và gia đình thông gia thành kẻ thù sao thương chăn cười nhạt nói một cách cường thế chuyện sau này ai mà biết được người đàn ông bên cạnh lâm minh chừng mắt nhìn thương chăn trong mắt chứa đầy dao chuyện cổ phần chỉ là chuyện nhỏ nhưng chuyện cô làm nhục mẹ kế trước mặt mọi người thì phải tính toán hôm nay cô đừng hòng đi ở nhà họ lâm một tháng để nhà họ lâm sẽ dạy dỗ cô thật tốt thương chăn đứng thẳng người ánh mắt u ám lướt qua hai người nếu tôi nói không thì sao trong mắt lâm hàn thạch lóe lên một tia hung dữ bất chấp mọi thứ ông ta hét lớn một tiếng người đâu bắt thương chân lại cho tôi đứa con cháu bất trị như vậy chỉ có thể dùng luật pháp để đối phó tôi xem ai dám động vào người phụ nữ của tôi cánh cửa bị đá văng ra một bóng người đi ngược sáng tiến đến một chiếc áo khoác màu đen bay phấp phới trong gió phong hành diệm mang theo sát khí đôi mắt đen láy không nhìn ai ngoài thương chân anh đi đến bên cạnh thương chân bảo vệ cô phong hành diệm ánh mắt không thiện nhìn lâm hàn thạch sao vậy vì một đứa con riêng mà nhà họ lâm các người muốn bắt người yêu của tôi sao thật là to gan lâm minh hoàn toàn không còn dáng vẻ cao cao tại thượng trước đó nữa ông ta tái mặt cúi người kính cẩn tiến lên thứ lỗi không đón tiếp từ xa vừa nãy chỉ là hiểu lầm con trai tôi nhất thời tức giận mới nói như vậy ông ta hơi nghiêng người hướng về phía lâm hàn thạch mà của trách đã nói bao nhiêu lần rồi nhà họ lâm là gia đình trọng nghĩa khí là người hiểu lý lẽ cho dù thương chân có là con cháu thì thế nào anh là một người lớn tuổi lại so đo với con cháu anh có thấy mất mặt không còn không mau xin lỗi thương chân thương chân lạnh lùng nhìn hai người rồi sờ mặt mình kiếp trước lâm hàn thạch sợ cô dựa vào khuôn mặt để trở mình nên sai người dẹt mặt cô từng nhát một sau này chữa khỏi rồi trên mặt vẫn đầy những vết sẹo chằng chịt lúc bị hủy dung nhan có bao nhiêu đau đớn có bao nhiêu tuyệt vọng cô sẽ ghi nhớ cả đời lâm hàn thạch tức giận dù tức đến ói máu cũng phải nuốt vào bụng ông ta khó khăn đi đến trước mặt thương chăn nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi thương chăn chú biết lỗi rồi thương chăn nghiêng đầu đưa tay lên tai hỏi một cách ngây thơ ông vừa nói gì thế tôi không nghe rõ phong hành diệm nhìn lâm hàn thạch với vẻ mặt nghiêm túc xem ra ông rất có thành kiến với người phụ nữ của tôi Câu nói không đau không ngứa này của anh ta khiến sắc mặt Lâm Minh biến sắc. Ông ta vỗ vai Lâm Hàn Thạch vội vàng thành khẩn xin lỗi, đều là hiểu lầm. Hàn Thạch từ nhỏ đã như vậy không kiềm chế được tinh khí của mình. Tôi sẽ dạy dỗ nó sau, mong cậu Phong đừng chấp nhặt với nó. Thương chăn bật cười giọng nói lạnh lùng. Người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Lâm ngay cả tính khí của mình cũng không kiềm chế được còn muốn dạy dỗ tôi, còn muốn dùng gia pháp để đối phó với tôi. Lâm Hàn Thạch run rẩy nghiến răng cười nói, không, trước đó đều là nói đùa. Bác chỉ muốn mời con đến Lâm gia chơi để gắn kết thêm tình cảm dù sao hai nhà cũng là thông gia phong hành diệm nhướng mày lạnh lùng nói được rồi chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt nhưng có một câu tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đều ghi nhớ thương chân là người phụ nữ của tôi trước khi các người muốn đối phó với cô tốt nhất nên cân nhắc đến sức nặng của mình khi phong hành diệm nói những lời này đôi mắt lạnh lùng của anh ta lướt qua mọi người thấy mọi người đều nghe vào trong lòng anh ta mới hài lòng hừ một tiếng dẫn thương chân rời đi sau khi phong hành diệm rời đi cả đại sảnh lạnh lẽo khuôn mặt của những người nhà họ lâm càng ngày càng khó coi có lẽ đây là ngày tủi nhục nhất của nhà họ lâm trong nhiều năm qua ra khỏi nhà họ lâm thương chân chân thành cảm ơn phong hành diệm cô vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị ở lại nhà họ lâm một tháng không ngờ phong hành diệm lại đến trong lòng đột nhiên có một cảm giác ấm áp phong hành diệm không nhịn được cong môi tâm trạng rất vui vẻ em là vợ tương lai của anh không được nói cảm ơn thương chân định nói gì đó thì phong hành diệm đột nhiên nắm tay cô nếu em thực sự muốn cảm ơn anh thì đi đến một nơi với anh trong biệt thự của phong hành diệm hai người ngồi trên ghế sofa xem tivi trong im lặng thương chân tỏ vẻ cứng nhắc anh đưa tôi đến đây chỉ để xem tivi sao em không phải nói là nhạc mộng như đã đánh cắp ý tưởng của tô tuần sao anh đã tìm thấy tô tuần rồi phong hành diệm nghiêm mặt nói một cách lạnh lùng có lẽ em nói đúng nhạc mộng như đã đích thân đầu độc tô tuần và đánh cắp ý tưởng của cô ấy một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy sao có thể hy sinh cứu anh cảm ơn sự ủng hộ của mọi người một giọng nói quen thuộc truyền đến từ tivi ánh mắt thương chân đông cứng lại nhìn chằm chằm vào cảnh biểu diễn náo nhiệt trên tivi đây là buổi lưu diễn của nhạc mộng như giọng nói của cô ấy khuôn mặt của cô ấy đối với thương chân đều là cơn ác mộng Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người bài hát chủ đề của đêm nay là Phượng Khởi Thủy Hương vẫn do tôi biểu diễn, giọng nói mềm mại truyền qua màn hình, kích thích từng dây thần kinh của Thương Trăn. Đây là tác phẩm thành danh của tôi, tôi tin rằng mọi người đều không xa lạ. Mộng Như, cậu có nghĩ là tớ có thể giành giải thưởng không? Đột nhiên một giọng nói truyền đến từ màn hình lớn phía sau, Nhạc Mộng Như kinh ngạc quay đầu lại, giọng nói này cô ấy quá quen thuộc. Mộng Như, bài hát Phượng Khởi Thủy Hương này tớ đã sửa 6 năm rồi cảm thấy rất hoàn hảo nhưng lại sợ là do tớ tự cao tự đại. Nhạc Mộng Như trên màn hình cười lạnh, Tô Tuần, điệu múa này của cậu nhất định sẽ nổi tiếng, nhưng tôi có một yêu cầu không biết cậu có đồng ý không? Nhạc Mộng Như sừng sốt, chẳng phải đây là cảnh cô ta uy hiếp Tô Tuần sao? Sao lại có video? Tắt đi, tắt đi. Những người bên dưới không hiểu chuyện gì chỉ nghe thấy trong loa truyền đến giọng nói khác thường của Nhạc Mộng Như. Nhạc Mộng Như nhìn hình ảnh trên màn hình lớn đã gần như phát điên, lúc này cô ta đầu độc Tô Tuần, đánh cắp ý tưởng của cô ấy. Video về cô sẽ bị dò gì sao? Các nhân viên hậu trường cũng vội vàng đổ mồ hôi không được máy chủ bị hách rồi không tắt được mà trên màn hình lớn hai người vẫn tiếp tục tô tuần tôi hy vọng cậu có thể bán phượng khởi thủy cho tôi tô tuần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không được đây là tâm huyết nhiều năm của tôi tôi muốn dùng nó để thực hiện ước mơ của mình tôi không thể đồng ý với cậu sắc mặt nhạc mộng như trở nên u ám hừ cậu nghĩ cậu có quyền lựa chọn sao trên màn hình tô tuần vẫn chưa nói xong chỉ nghe thấy một tiếng ẩm nhạc mộng như thực sự nhắc loa đập vỡ màn hình chính hình ảnh đột nhiên biến mất mấy câu đối thoại quan trọng đằng sau không phát ra nữa nhưng khán giả bên dưới đã bắt đầu bàn tán không phải nói là điệu múa phượng khởi thủy làm nên tên tuổi của nhạc mộng như là do chính cô ấy sáng tác sao nhạc mộng như muốn mua đối phương không chịu bán vậy thì cô ta lấy điệu múa này bằng cách nào tô tuần là ai gọi cô ta ra đối chất những lời bàn tán nghi ngờ ngày càng nhiều và ồn ào thương chăn nhìn thấy khuôn mặt tái nhật và bối rối của nhạc mộng như nắm chặt tay dần dần buông ra anh đưa tôi đến đây là để cho tôi xem cái này sao phong hành diệm thực sự không hiểu tâm tư của thương chăn anh ta cẩn thận hỏi thương chăn bây giờ em vui hay không vui vì anh đã chút giận giúp em em không thể tức giận được thương chăn trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy tôi có vui hay không có quan trọng không nhưng vở kịch này rất hay cảm ơn sự tiếp đãi của phong cậu chủ tôi đi trước đây thương chăn phong hành diệm vội vàng đứng dậy nắm lấy tay thương chăn em đang tức giận sao sao vậy phong hành diệm nhíu mày anh ta mím chặt môi rồi buông ra ánh mắt em cho anh biết em đang khang cư lại anh thương chăn hất mạnh tay anh ta ra nói một cách lạnh lùng thực ra tôi rất thích cảnh vừa rồi nhưng tôi thấy anh rất đáng sợ yêu thì muốn người đó sống ghét thì muốn người đó chết nếu có một ngày anh hết hứng thú với tôi rồi có phải cũng sẽ dễ dàng đẩy tôi xuống địa ngục không em rõ ràng biết rằng anh sẽ không đối xử với em như vậy phong hành diệm vô thức thốt lên lồng ngực anh ta như bị một mũi tên bắn trúng buồn bã và đau đớn muốn tức giận nhưng chỉ có thể cố gắng kìm nén nếu có một ngày anh phát hiện ra rằng người lừa dối anh là tôi anh sẽ thế nào thương chăn đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén trong mắt ẩn chứa sự tức giận anh sẽ tức giận đến phát điên sẽ khiến tôi sống không bằng chết cậu chủ phong anh muốn làm gì cũng quá dễ dàng đi theo anh quá nguy hiểm nói xong cô trực tiếp quay đầu định đi ra ngoài phong hành diệm đột nhiên hét lớn một tiếng xông lên ôm chặt lấy cô sẽ không ngay cả khi em lừa dối anh lợi dụng anh ngay cả khi em là một người phụ nữ độc ác và tàn nhẫn anh vẫn thích em em rõ ràng biết rằng anh sẽ không làm hại em rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì trước đây anh chưa từng thích ai cũng không biết làm thế nào mới đúng nhưng bây giờ anh chỉ thích em em có thể không chấp nhận nhưng em không nên nghi ngờ anh thương chăn chừng mắt nhìn phong hành diệm không nói gì cho anh một cơ hội đi thương chăn phong hành diệm gần như dùng giọng cầu xin nói anh là đối tượng kết hôn tốt nhất của em em có nhiều kẻ thù như vậy chỉ có anh mới có thể bảo vệ em những gì phong hành diệm nói hoàn toàn là sự thật nếu không có phong hành diệm cô có thể làm được gì thương chân dần dần bình tĩnh lại giọng nói hơi khàn khàn hỏi ngay cả khi tôi lợi dụng anh anh cũng nguyện ý sao phong hành diệm mừng như điên không chút do dự trả lời đồng ý anh nguyện ý thương chân bất lực nhắm mắt lại cô thực sự không hiểu trong thời gian ngắn như vậy tại sao phong hành diệm lại thích cô đến vậy tôi cần phải suy nghĩ phong hành diệm kéo thương chân lại gần nói với vẻ mặt sáng ngời anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ sắp tới anh phải đi công tác một chuyến đợi anh về hãy cho anh một tin tốt nhé thương chân hất tay anh ta ra đợi anh về rồi tính tiếp rất nhanh video nhạc mộng như uy hiếp tô tuần đã bị phát tán trên mạng nhạc mộng như cũng lập tức lên tiếng thanh minh xin lỗi cô nói rằng mặc dù cô ta đã nói những lời đó với tô tuần vào thời điểm đó nhưng cô không làm gì cả là dì hàn đã theo cô nhiều năm hiểu lầm ý của cô sau khi dì hàn cướp bài hát của tô tuần về còn lừa cô nói rằng tô tuần đã nghĩ thông suốt Thương chăn buông điện thoại xuống lạnh lùng cười một tiếng, kiếp trước gì Hàn này đã giúp Nhạc Mộng Như làm không ít chuyện xấu, không ngờ kiếp này lại bị vứt bỏ sớm thế, thật thú vị Thương chăn nhìn ra ngoài cửa sổ cong môi nghĩ đến phong hành diệm dường như biến mất trong những ngày gần đây, đi công tác 10 ngày rồi, thậm chí không gọi điện cho cô một cuộc, đột nhiên điện thoại reo, là Phong Hành Diệm gọi đến, lần này cô không cúp máy, Phong Hành Diệm, có chuyện gì sao? Cô chủ động chào hỏi trước, không có chuyện gì, anh chỉ rất nhớ em. Giọng nói hơi khàn khàn của Phong Hành Diệm truyền đến, những ngày này anh không ngừng nghĩ đến chuyện trước đây em nói đúng anh thực sự quá cực đoan rõ ràng em đối xử với anh rất tốt nhưng trước đây anh thậm chí không nhìn thấy chút nào thương chăn cau mày không nhịn được hỏi anh xảy ra chuyện gì sao phong hành diệm giả vờ thoải mái trả lời câu hỏi của em thật thừa thãi sao anh có thể xảy ra chuyện được đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc có chút cứng rắn hình như bên vạn gia có động tĩnh gì đó anh không có ở trong nước em phải bảo vệ bản thân thật tốt nếu không được thì đến biệt thự của nhà họ phong thương chăn định nói gì đó đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn mơ hồ truyền đến từ phía bên kia cô tỏ vẻ khác thường bây giờ anh đang ở đâu phong hành diệm chưa kịp mở miệng thì đàn em vội vàng chạy từ bên ngoài vào cậu chủ phải rút lui rồi bên phía phong hành diệm truyền đến một số tạp âm anh ta trả lời nhanh chăn chăn chỗ này có chút vấn đề nhỏ nhưng không sao anh phải đi rồi lần sau sẽ gọi cho em thương chăn cau mày định hỏi thêm nhưng bên kia lại truyền đến tiếng điện giật đứt quãng chờ đã phong hành diệm tình hình của phong hành diệm khiến thương chăn rất lo lắng cô lập tức đến nhà họ phong tìm bà phong để hỏi thăm tình hình bà phong có vẻ buồn bã giọng nói còn mang theo tiếng khóc hành diệm đã đến đất nước lờ bên đó bây giờ rất loạn cũng không biết khi nào mới có thể trở về liệu có xảy ra chuyện gì không thương chân đột nhiên nhớ đến thời điểm này ở kiếp trước phong hành diệm cũng biến mất trong vài tháng hóa ra là đã đến đất nước lờ bác gái anh ấy sẽ không sao đâu con đảm bảo thương chân nắm tay bà phong giọng điệu kiên định an ủi bởi vì kiếp trước phong hành diệm đã đến đó mặc dù khi trở về đã nằm liệt giường vài tháng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng kiếp này chắc chắn cũng vậy ra khỏi nhà họ phong cô ngước nhìn bầu trời nhíu chặt mày thực sự chắc chắn sẽ giống lúc trước sau trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mọi chuyện đều sẽ diễn ra theo kiếp trước sau vì các chuyến bay đến đất nước lờ đều đã ngừng hoạt động thương chăn không còn cách nào khác chỉ có thể tìm tư không cần dù sao mỗi tháng cô cũng phải chữa bệnh cho tư không trường sinh một lần vì vậy cô không hề áy náy khi sai khiến tư không cần khi tư không cần biết thương chăn muốn mượn máy bay riêng anh ta nhạy bén cảm thấy tình hình không ổn nhưng thương chăn không cho anh ta cơ hội nghi ngờ nói thẳng tôi phải đến biên giới đất nước ép để chữa bệnh có một vị thuốc chỉ có ở biên giới đất nước ép và chỉ có tôi mới tìm được. Thầy Tư không cần định nói gì đó cô vội vàng ngắt lời, nhanh sắp xếp nếu không thì rất nhanh sẽ hết mùa hoa. Anh còn muốn Tư không trường sinh được khỏe không? Nghe vậy Tư không cần mới thỏa hiệp. Được rồi, vậy tôi sẽ phái người đi cùng cô. Một trận dịch cúm T đã bùng phát ở đất nước L. Cô đã tiếp xúc với đề tài cúm T, lại sở hữu kiến thức đi trước thời đại này hàng chục năm. Cô có thể cứu những người đó tại đất nước L. Phong hành diệm khi biết tin thương chăn tìm Tư không cần mượn máy bay ra nước ngoài anh ta nhíu mày nghĩ đến nơi cấm bay chẳng lẽ thương chăn đến tìm anh sao nhưng đã nhiều ngày trôi qua chắc hẳn thương chăn đã đến nơi rồi anh ta vội vàng gọi một tiếng một người đàn ông mặc đồ đen bước vào cậu chủ tà kỳ đáp một tiếng trầm giọng chỉ thấy phong hành diện mặt mày đanh lại chán hơi giật giật anh dẫn người đến rừng nguyên sinh mua hà canh chừng nếu nhìn thấy vợ tôi phải đưa cô ấy về nguyên vẹn quản gia tà kỳ sửng sốt vội vàng nói cậu chủ bàng thất đã được cậu phái đi rồi vì sự an toàn của cậu tôi không thể rời xa cậu tà kỳ bàng thất và hồng cửu đều là những người xuất sắc được lựa chọn từ 10 vệ sĩ bên cạnh là người chuyên phụ trách bảo vệ phong hành diệm có trách nhiệm bảo vệ phong hành diệm đến chết tôi bảo anh đi đây là mệnh lệnh phong hành diệm nổi giận khuôn mặt tinh xảo lộ vẻ uy nghiêm không thể cưỡng lại tà kỳ không còn cách nào khác nhất định không được xảy ra chuyện phong hành diệm xoa chán lo lắng trong tiếng nổ đột nhiên hồng cửu vội vàng chạy vào cậu chủ kẻ địch đang xông đến có hơn 500 người và được trang bị vũ khí tinh nhuệ phong hành diệm tỉnh táo lại trong mắt lóe lên vẻ tàn sát bên kia thương chăn dẫn những người do tư không cần phái đến biên giới giữa đất nước f và đất nước l sau đó lừa họ ăn canh nấm độc thương chăn kiểm soát liều lượng thuốc rất tốt đảm bảo rằng họ có thể hôn mê tạm thời trong nửa giờ và sẽ không bị ngộ độc tử vong thương chăn có chút áy náy nói với hai người hoa xanh chữa bệnh cho tư không trường sinh là có thật chỉ là rất hiếm nửa giờ sau khi các anh hồi phục thì tiếp tục tìm kiếm nhé tôi phải đi cứu người bất đắc dĩ phải đi thương chăn vừa xem bản đồ vừa đi về phía đích không còn xa nữa kiếp trước họ đã xây dựng trạm nghiên cứu virus cấp độ 4 ở nơi này đó cũng là đích đến của cô chỉ có đến đó cô mới có thể phát huy giá trị lớn nhất càng đến gần điểm cần đến súng đạn càng dày đặc thậm chí có thể nghe rõ tiếng la hét của người dân thương chăn nhanh nhẹn di chuyển trong đống đổ nát đột nhiên nhận ra những người này rất có thể đang lao tới tấn công bệnh viện nếu bệnh viện bị đánh bom thì cô chẳng phải đã đi một chuyến vô ích sao phía trước giao tranh ác liệt thương chăn ẩn núp trong bóng tối cẩn thận quan sát lúc này phong hành diệm đang dẫn người phản công mạnh mẽ thương chăn trong làn khói nồng nặc đột nhiên nhìn thấy một người Người đó đứng ở vị trí đầu tiên lưng thẳng tắp một thân sắc khí ánh mắt sắc bén như dao phát lệnh, cô nhận ra đó là Phong Hành Diệm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phong Hành Diệm như vậy. Anh ta là một quý tộc thế gia nên ngồi trong phòng hòa nhạc sang trọng uống rượu vang được mọi người tung hô nhưng bây giờ lại liều lĩnh chiến đấu với kẻ thù như vậy. Lúc này Thương Chân nhìn thấy có người núp ở cửa sổ nhắm vào Phong Hành Diệm, thấy Phong Hành Diệm sắp bị trúng đạn cô không nghĩ ngợi gì lao tới ôm lấy eo anh ta và lao thẳng về trước, tránh được viên đạn một cách ngoạn mục, đàn em của Phong Hành Diệm nhanh chóng quay người và tiêu diệt đối phương trước phong hành diệm anh không sao chứ trong tiếng nổ thương chân lo lắng hét lớn một tiếng phong hành diệm mở to mắt nhìn thương chân vừa mừng vừa sợ anh vui khi nhìn thấy tôi không nụ cười rạng rỡ của thương chân xua tan mọi u ám trong nháy mắt thương chân phong hành diệm ngồi dậy om chặt người phụ nữ nhỏ bé trong lòng hai người trở về căn cứ thương chân xử lý vết thương cho phong hành diệm trong sâu thẳm mắt phong hành diệm lóe lên một tia lưu luyến nhưng rất nhanh lại trở nên sắc bén đây không phải là nơi để chơi anh không muốn em bị thương dù chỉ một chút chiều nay lập tức trở về cho anh anh sẽ điều máy bay đến ngay Thương Chân đứng bật dậy nói rất nghiêm túc: "Tôi muốn ở lại. Tôi có thể chế ngự được cúm T. Những ngày này tôi đi từ đầu nguồn truyền nhiễm tới đây, không có bác sĩ nào hiểu biết về cúm T hơn tôi. Y thuật, kiến thức và sự tự tin của tôi so với các chuyên gia phái đến chỉ nhiều hơn chứ không kém hơn. Sao em lại đến từ nguồn lây nhiễm? Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Anh ta nắm chặt vai Thương Chân nhìn cô từ trên xuống dưới, "Có những người có thời gian ủ bệnh rất dài nơi này rất nguy hiểm." Thương Chân ở lại thêm một giây nữa anh cũng không chịu nổi, nói xong liền nắm tay Thương Chân muốn đưa cô đi kiểm tra toàn diện. Tương Chân đứng yên lắc đầu, tôi không sao, không còn sớm nữa anh mau đưa tôi đến trạm nghiên cứu đi. Không được, em phải lập tức về nước, Phong Hành Diệm kiên quyết từ chối khuôn mặt u ám đến mức có thể vắt ra nước. Khuôn mặt Thương Chân cũng lạnh lùng, ngay cả bố tôi cũng không dám quản tôi như vậy. Phong Hành Diệm nhướng mày, anh là chồng tương lai của em, ông ấy không quản em thì anh quản em. Thương Chân thấy thái độ của Phong Hành Diệm kiên quyết đành phải nhẫn nhịn, anh biết mà chỉ có chế ngự được cúm tê mới có thể chấm dứt tất cả những chuyện này cho em một ngày, nếu một ngày sau anh vẫn thấy em ở lại vô dụng em sẽ lập tức đi mà không nói hai lời. Phong Hành Diệm thở dài bất lực gật đầu, sau đó gọi một tiếng Bàng Thất bảo anh ta đưa Thương Chăn đến phòng thí nghiệm. Không lâu sau, Thương Chăn mặc đồ bảo hộ đến phòng thí nghiệm. Bàng Thất tập hợp mọi người lại giới thiệu với Thương Chăn, nói rõ mục đích đến. Thương Chăn cũng không vòng vo trực tiếp lấy ra một số túi thảo dược. Tôi đến từ vùng thảm họa cúm tê. Trên đường đi tôi phát hiện ra rằng nếu sử dụng ba loại thảo dược này kết hợp với nhau có thể có tác dụng chế ngự chúng mặc dù vẫn sẽ tái phát nhưng nếu thêm một số loại thuốc khác có lẽ có thể chế ngự được cúm tê mọi người đều nhìn thương chăn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cầm thảo dược đi phân tích dược tính thấy mọi người không phản đối thương chăn cũng thở phào nhẹ nhõm lúc phân tích dược tính cô định đi nghỉ ngơi và tắm rửa trước vừa ra ngoài cô nhìn thấy hai cô gái đang nhìn mình với vẻ mặt không tốt không hề kiêng rè chế giễu tôi tưởng là nhân vật lớn nào hóa ra chỉ là một cô nhóc chắc chắn là được đưa đến để lấy danh tiếng nếu các giáo sư thành công cô ta sẽ rát vàng quay về ngay sự nghiệp chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới chỉ sợ mưu đồ không chỉ có thế một cô gái khác chua hoa phụ họa trông cũng được có lẽ là cố ý đến đây để quyến rũ phong hành diệm, nhưng những gì họ nói làm thương chăn không nhịn được phỉ cười hai cô gái thấy thương chăn không tức giận mà còn cười thì hơi ngạc nhiên cô cười cái gì không có gì thương chăn quay người lại đôi mắt sáng quắc liếc nhìn hai người khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu chỉ thấy dáng vẻ hai người bàn tán sau lưng người khác thật buồn cười hai người nói tôi đến để quyến rũ phong hành diệm như người muốn làm những điều này là hai người chứ đừng tùy tiện áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác một trong hai cô gái tức giận nói cô giả vờ thanh cao cái gì lấy bừa vài thứ cho là có thể lừa được mọi người ai biết cô là từ đâu chui ra nhìn cô thế này e là còn chưa tốt nghiệp đại học thương chăn túm lấy cổ cô gái đè mạnh cô ta vào cửa nhất môi lạnh lùng sau này ra ngoài có thể mang theo não không ai nói thảo dược không thể chữa bệnh cứu người bản thân nông cạn thì đừng ra ngoài làm trò cười ngay cả thầy của hai người cũng không dám nói lung tung với tôi hai người là cái thá gì tất phúc thành thông minh cả đời đến già vậy mà lại nhận hai người làm đồ đệ tôi thực sự sợ ông ấy sẽ không giữ được thanh danh lúc về già cô gái bị khí thế sắc bén của thương chân làm cho sợ hãi đến nỗi chân mềm nhũn những giọt nước mắt tủi thân lan dài trên hốc mắt cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao cô có biết tôi là ai không thương chân khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nhìn xuống rất mong được chỉ giáo cô gái đứng dậy tiến lên một bước vẻ mặt hồng hách tôi là người nhà họ hoa ở kinh đô phong hành diệm tính ra cũng là anh họ của tôi cô đừng tưởng rằng cô được nhà họ phong đưa đến là có thể coi thường thiên hạ cô chỉ là một bác sĩ thôi Thương Chân nghe xong thì cười lớn hơn trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng nói những lời châm biếm, thật đúng là không đánh không quen biết, cô là em họ của Phong Hành Diệm vậy thì tôi là chị dâu của cô, gọi chị dâu xem nào, nằm mơ à, Phong Hành Diệm là của tôi. Cô gái tức giận hét lên, cô ta chưa từng thấy người nào chưa chẽn hơn mình, trước đây Phong Hành Diệm bị thương, tôi còn băng bó cho anh ấy, cô là cái thá gì, cũng đừng mơ đến Phong Hành Diệm, không phải cô ấy mơ tưởng tôi mà là tôi mơ tưởng cô ấy. Giọng nói lạnh lùng của Phong Hành Diệm truyền đến, lạnh lùng liếc nhìn hai người phụ nữ đang kinh hoàng, anh ta ôm lấy vai thương chăn nói một cách sâu sắc đưa họ về đi những cô tiểu thư nhà giàu không cần ở đây hằng cửu cung kính đáp lại sau đó trực tiếp gọi vệ sĩ kéo hai cô gái ra ngoài phong hành diệm nhìn thấy nụ cười trên môi thương chăn nhẹ nhàng cong môi em vừa nói em là chị dâu của cô ta có nghĩa là em thừa nhận mình là người phụ nữ của anh sao anh ta cười rất đắc ý nụ cười nóng hơn cả ánh nắng mặt trời thương chăn viện cớ đó chẳng qua chỉ là kế tức thời để giành quyền lợi thôi tôi không thích bộ dạng ngang ngược của bọn họ nên cố ý nói như vậy bây giờ là lúc để tính toán những chuyện này sao tránh ra em phải đi tắm rửa nghỉ ngơi phong hành diệm nắm lấy tay thương chăn anh đưa em đi thương chăn nằm trên giường nghỉ ngơi còn phong hành diệm ngồi bên giường nhìn cô với ánh mắt nồng cháy cũng không biết đang nghĩ gì thương chăn rất mệt nhưng bị phong hành diệm nhìn chằm chằm như vậy cô không thể ngủ được phong hành diệm sao anh còn ở đây anh nhìn tôi làm gì phong hành diệm nhìn thương chăn bằng đôi mắt đen láy đuôi lông mày đẹp đẽ nhướng lên anh suy nghĩ kỹ rồi cảm thấy em sẽ đến chuyện này rất kỳ lạ tại sao em lại đến em đến tìm anh sao hơn nữa vào lúc nguy hiểm như vậy em lại lao ra cứu anh khóe miệng phong hành diệm cong lên khuôn mặt đẹp trai đột nhiên tiến lại gần giọng nói trầm xuống em có phải đã thích anh lại rồi không thương chăn cảm nhận được sự nóng bỏng trong ánh mắt của phong hành diệm cô do dự một lúc cô có thể chắc chắn rằng mình đến để cứu người nhưng trong đó có xen lẫn một số tình cảm riêng tư hay không bản thân cô cũng không thể trả lời câu hỏi này tôi chỉ không muốn gì lo lắng thôi thương chăn cuối cùng cũng tìm được một cái cớ hợp lý nói thẳng ra là vì anh đôi mắt đều sưng húp cả lên câu trả lời của thương chăn khiến phong hành diệm sửng sốt ngay sau đó anh ta nhìn chằm chằm vào cô một cách không hài lòng chú đã báo bình an về nhà cho anh rồi cô bé lừa đảo mau nói thật đi thương chăn nắm chặt chân và chừng mắt nhìn anh ta tôi đã từng gặp trường hợp tương tự trước đây vì vậy tôi đến để cứu người tôi có bản lĩnh tôi muốn nổi tiếng thì không được sao phong hành diệm thực sự sắp bị người phụ nữ cứng đầu này chọc tức chết rồi nói rằng là vì anh mà đến có khó khăn như vậy sao anh ta hôn thương chăn một cái để chút giận thương chăn anh thực sự nhớ em nhưng nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền đến thậm chí khiến cô run rẩy niềm nhớ nhung thương chăn đã lâu khiến anh ta muốn chiếm lấy cô ngay bây giờ đột nhiên lúc này cửa đột nhiên mở tung ba loại thảo dược mà thương chăn mang đến thực sự đã có tiến triển đáng kể đối với cúm tê một người đẩy cửa xông vào vì quá phấn khích nhưng không ngờ lại làm phiền chuyện tốt của cậu chủ nhà mình cút ra ngoài phong hành diệm nghiến răng nghiến lợi nỗi tức giận vì không được thỏa mãn có tin tốt thương chăn vội vã ngồi dậy muốn đi đến phòng thí nghiệm phong hành diệm ngồi cạnh nắm tay thương chăn hôn nhẹ anh đi với em trên đường đi phong hành diệm hỏi thương chăn 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 em tới đây là vì anh ư cái hôn vừa nãy anh cảm nhận được em cũng động tâm rồi thương chăn gương mặt vẫn giữ thái độ khó chịu anh cầm miệng đi nghe vậy phong hành diệm không cam lòng thừa nhận thì sao chẳng lẽ bây giờ em vẫn còn xấu hổ như trước đây thương chăn đột nhiên nổi giận nắm lấy cổ áo anh ta thứ tôi không thể chấp nhận được cả đời này chính là có người nói tôi giống trước đây thương chăn nói thêm phong hành diệm mong lần này anh không để tôi phải thất vọng nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu phong hành diệm hình như đã hiểu ra chuyện gì đó Chăn chăn, ý của em là em đồng ý cho anh cơ hội rồi. Thương chăn buông cổ áo anh ta ra và bước về phía trước, chỉ đáp quả quyết, tự nghĩ đi. Trong căn tin, Tất Phúc Thành nhìn Thương chăn với vẻ vui mừng. Qua phấn khích, tất cả bọn họ đã vất vả nghiên cứu một năm, nhưng không có tiến triển không ngờ ba loại thảo dược mà Thương chăn mang đến thực sự đã có bước đột phá. Trong lòng không khỏi cảm thán cô gái này không chỉ có nền tảng vững chắc mà những ý tưởng đưa ra cũng rất tân tiến. Cô ấy mới hơn 20 tuổi tương lai vô cùng hứa hẹn. Thương chăn không ngừng viết viết vẽ vẽ trên giấy, chỉ còn một chút nữa là có thể sao chép được viên năng giải độc kiếp trước rồi rốt cuộc còn thiếu thành phần gì trước sự chứng kiến của mọi người phong hành diệm trực tiếp đút cơm cho thương chăn đồ ăn ở đây không giống như ở nhà em tạm ăn trước đi anh sẽ bảo người vào rừng săn bắn tối nay nướng thịt cho em ăn tiếng hét gấp gáp của người bên cạnh phá vỡ khung cảnh ấm áp không ổn rồi có một đội quân đang tiến về phía chúng ta trang bị tinh nhuệ có một nghìn người mà chúng ta chỉ có tám trăm người sắc mặt phong hành diệm đột nhiên thay đổi sắc khí trên người không thể che giấu chúng dám đến chúng ta sẽ giết chúng ánh mắt sắc bén khóa chặt tất phúc thành giáo sư tất ông hãy nhanh chóng dẫn các chuyên gia khác rút về phía nam tôi sẽ thông báo cho các ông khi nào thì quay lại nếu không giữ được thì các ông cũng phải bảo toàn mạng sống của mình sau khi ra lệnh chuẩn bị chiến đấu cuối cùng phong hành diệm nhìn thương chăn sự kiên định trong mắt đột nhiên có chút sợ hãi thương chăn em cũng đi với giáo sư tất anh sẽ phái bảng thất bảo vệ em thương chăn mím môi sau đó gật đầu anh cẩn thận hai người không nói thêm mà đi thẳng khiến phong hành diệm vừa an ủi vừa thất vọng anh ta không chắc mình có thể toàn mạng trở về không anh ta sợ rằng lần này quay người là vĩnh biệt ra khỏi tòa nhà đối mặt với ánh mắt muốn nói lại thôi của bàng thất thương chăn mỉm cười cậu muốn hỏi tôi tại sao không ở lại đúng không bàng thất gật đầu thương chăn thở dài cậu không hiểu phong hành diệm sao nếu tôi nói ở lại chúng ta sẽ không thể ra ngoài được có lẽ anh ta sẽ trói tôi rồi đưa lên xe bây giờ anh ta rất bận tôi không muốn tranh cãi với anh ta nhưng chắc chắn tôi sẽ ở lại bây giờ bàng thất anh hãy dẫn 10 người đi theo tôi những người khác bảo vệ giáo sư tất và những người khác rời đi Bàng Thất ngơ ngác nhìn Thương Chân còn muốn nói gì đó, Thương Chân trực tiếp đẩy anh ta đi, tôi làm vậy là vì cậu chủ nhà anh, cậu chắc chắn là muốn mách lẻo sao? Bàng Thất dùng mình, cô chủ thật đáng sợ cô ấy biết đọc suy nghĩ của mọi người. Bên ngoài hỗn loạn, tiếng súng vang trời những viên đạn điên cuồng quét ngang, lúc này tâm trạng của Phong Hành Diễm rất tồi tệ, khuôn mặt u ám tà kỳ thấy vậy bất mãn nói bên cạnh, cậu chủ, người phụ nữ hèn nhát đó không đáng để ngài đối xử với cô ta như vậy phong hành diệm đột nhiên nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu sau khi trở về nước hãy đến lãnh hình phạt gia tộc tôi không cần cấp dưới nghi ngờ chủ nhân tạ kỳ lập tức đáp lại một cách tủi thân cậu chủ thực sự bị mê hoặc rồi lúc này chất lỏng đột nhiên phun ra từ những ngôi nhà ở hai bên kẻ địch bị tạt vào người lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh họ đã biết lợi hại rồi những nơi bị nước tạt vào lập tức cảm thấy đau rát và bỏng rát chúng vội vàng nhắm vào cửa sổ trên lầu bắt đầu tấn công dữ dội điểm tấn công của đối phương đột nhiên chuyển hướng tạo cơ hội cho phong hành diệm có người đang giúp chúng ta bảo vệ những người đó anh ta hét lớn một tiếng dẫn đầu là tả kỳ bắt đầu đột phá tương chăn nhìn phong hành diệm từ xa cong môi nhẹ phong hành diệm chúng ta nhất định sẽ thắng ngay lập tức cô cầm lấy bộ đàm bàng thất kế hoạch hai bắt đầu bàng thất sau khi nhận được lệnh nhanh chóng đốt đống củi đã chuẩn bị sẵn cùng với việc đốt lửa thuốc bột trong đống củi bốc khói đen bay về chiến trường theo làn khói ngày càng nhiều kẻ địch liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết những làn khói đó có vẻ như đã phản ứng với thứ gì đó trong nước trước đó Mặc dù phong hành diệm hơi bất ngờ nhưng anh ta không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh ta thừa thắng xông lên, tiếng la hét vang lên không dứt. Nhìn thấy kẻ địch liên tục tháo chạy, phong hành diệm cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đột nhiên anh ta nheo mắt lại, Bàng Thất, sao anh ta lại ở đây? Sau khi an toàn trở về căn cứ, Bàng Thất bám sát theo sau phong hành diệm nói không ngừng. Đôi mắt anh ta sáng rực, cậu chủ, cô chủ lợi hại quá. Nước thuốc và khói độc đều do cô chủ sắp xếp. Cô chủ sợ làm phiền ngài mới đồng ý rời đi, nhưng cô chủ chưa bao giờ có ý định rời xa cậu. Cô chủ rất thích cậu phong hành diệm nghe vậy trong lòng ấm áp ngay cả đôi mắt cũng nóng lên người phụ nữ chết tiệt này sao lại không nghe lời như vậy cô ấy cũng không sợ chết sau trận chiến thương chân đi lại trong bệnh viện băng bó vết thương cho những người bị thương cô mím môi ánh mắt tập trung những lời lẽ sắc bén dường như đều tránh xa cô phong hành diệm sải bước tới liếc mắt đã thấy thương chân trong đám đông anh ta không màng đến hình tượng hét lớn một tiếng thương chân thương chân quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người phong hành diệm thấy thương chân phản ứng phong hành diệm tiến lên một bước lớn ôm lấy eo cô có chút tức giận anh bảo em đi mà sao em lại chạy về đây em không sợ sao anh không tự tin vào bản thân mình hay là không tin em thương chăn nhẹ nhàng ngắt lời anh ta cầm nhẹ nhàng dựa vào vai phong hành diệm. trời đất này không có nơi trú ẩn hoàn hảo em có thể chạy đi đâu hay là anh tưởng em vẫn là kẻ hèn nhát như trước phong hành diệm cau mày nhưng ngay lập tức lại giãn ra nhìn thẳng vào mắt thương chăn một cách nghiêm túc rất kinh ngạc nói chúng ta hãy kết hôn khi chúng ta trở về nhé anh đang nói cái gì vậy trong mắt thương chăn mở to hơn một chút rõ ràng là rất ngạc nhiên chúng ta kết hôn sao đôi mắt phong hành diệm sáng rực ngón tay lướt trên khuôn mặt của thương chăn em chỉ cần hợp tác là được những chuyện khác cứ để anh lo anh thậm chí đã nghĩ đến việc con chúng ta sẽ được gọi là gì và sẽ học ở đâu thương chăn không nói nên lời thầm nghĩ con người phong hành diệm này sao lại cực đoan như vậy nhưng không thể phủ nhận thương chăn thực sự cảm thấy có chút vui vẻ trong sâu thẳm trái tim thôi thì tùy đi thương chăn bình tĩnh nói em cũng không nói là nhất định sẽ gả cho anh không gả cho anh thì em muốn gả cho ai phong hành diệm nhướng mày khuôn mặt bỗng trở nên u ám thương chăn khẽ hừ một tiếng quay người bỏ đi mối tình đầu của anh sắp về rồi anh nên giải quyết cô ta trước đã phong hành diệm còn muốn giải thích gì đó thương chân trực tiếp bước nhanh rời đi để lại phong hành diệm một mình ấm ức thương chân trở lại phòng thí nghiệm đột nhiên đưa ra một tin sốc mọi người tôi nghĩ tôi đã nắm chắc cách chế ngự virus cúm tê rồi cô chắc chứ tất cả đều kinh ngạc giáo sư tất đẩy kính nhìn kỹ cô gái trước mặt cảm thấy khó hiểu mới có mấy ngày mà cô gái này đã chế ngự được dịch cúm hoành hành khắp đất nước lờ, đây quả thực là một kỳ tích sáng thế thương chân mỉm cười lấy ra một gói thực vật công thức thuốc của chúng ta vẫn còn thiếu một thứ để kết hợp Hôm nay tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải quyết. Loại thực vật tên là độc lập hoa này sau khi chiết xuất sẽ tạo ra độc tố đặc biệt có thể tiết ra chất lạ để chúng hòa làm một. Độc tính mạnh cũng có thể làm tăng hiệu quả của các loại thuốc khác ngay lập tức. Thật tiếc là không thể để mọi người nghỉ ngơi. Nửa giờ sau chúng ta tập hợp lại trong phòng thí nghiệm, mọi người đều phấn chấn, có thể đích thân chế ngự dịch cúm khủng khiếp đối với họ mới là ý nghĩa lớn nhất. Bốn ngày trôi qua trong nháy mắt, không ai nhận ra rằng họ thực sự đều bị thương chân kích động. Đột nhiên phòng thí nghiệm vang lên tiếng reo hò, như thương chân dự đoán thêm độc lập hoa vào viên năng giải độc đã được nghiên cứu thành công mọi người ôm chầm lấy nhau vui mừng đến phát khóc rất nhanh tin tức thuốc chế ngự được virus cúm t đã lan truyền khắp đất nước lờ kẻ địch lập tức rối loạn những người dân lúc này mới biết ai mới thực sự là người giúp họ dưới sự thay đổi của lòng dân trận chiến vốn sẽ kéo dài một hoặc hai năm này ước tính sẽ sớm kết thúc nhưng những điều này không còn liên quan đến thương chăn nữa cô chuẩn bị về nước rồi trường học cũng đã khai giảng nếu không về nữa thì cô sẽ phải thi lại trước khi đi thương chăn đã nhờ tất phúc thành đừng truyền bá chuyện cô chế ngự được virus bây giờ cô chỉ muốn học tập một cách yên tĩnh tất phúc thành ngày càng đánh giá cao thương chăn tuổi trẻ không màng danh lợi tương lai chắc chắn sẽ thành công để ngăn những kẻ đó phát điên khi đường cùng phong hành diệm vẫn phải ở lại chấn giữ ngay khi thương chăn quay người rời đi phong hành diệm ôm chặt lấy cô từ phía sau thương chăn em có biết không bây giờ anh rất biết ơn mẹ anh quả nhiên anh là con trai ruột của bà ấy bà ấy luôn chọn những thứ tốt nhất cho anh thương chăn ở nhà đợi anh mặc dù không nỡ nhưng anh ta biết rằng mình phải để thương chăn về nước nơi này quá nguy hiểm theo tiếng động cơ trực thăng thương chân cũng không nỡ nhìn phong hành diệm phong hành diệm em đợi anh về đột nhiên có tiếng gió thổi qua chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn một quả đạn bắn trúng cánh quạt trực thăng máy bay nghiêng đi ngay lập tức vang lên tiếng báo động chói tai không ổn rồi máy bay hỏng rồi phi công hét lớn có người tấn công mau nhảy dù lúc này phong hành diệm cũng bị một nhóm người tập kích trong lúc máy bay rơi phong hành diệm đang trên đường vận chuyển thiết bị bị kẹp giữa hai bên lần tấn công này rất điên cuồng mục đích của đối phương rất rõ ràng chính là muốn phong hành diệm có đi mà không có về chúng cử người tinh nhuệ đến bao vây phong hành diệm anh ta lợi dụng địa hình để xoay sở với chúng trong một thời gian dài cuối cùng bị dồn vào một góc người đàn ông cầm đầu lớn tiếng đe dọa phong hành diệm nếu anh còn muốn thương chăn sống thì hãy từ bỏ chống cự giao nộp tất cả thiết bị nghe đến hai chữ người đó trái tim phong hành diệm đột nhiên run lên vội vàng nhìn về phía thiết bị liên lạc nhưng không có hồi âm máy bay của thương chăn đã bị chúng ta chặn lại bây giờ cô ta đã nằm trong tay bọn ta bọn ta có nhiều cách để khiến cô ta sống không bằng chết cô ấy ở đâu phong hành diệm sốt ruột trực tiếp bước ra viên đạn lạnh lẽo dí vào đầu người đàn ông đột nhiên người đàn ông nở một nụ cười mèo mó lớn tiếng nói phong hành diệm chúng ta cùng xuống địa ngục đi người đàn ông thực sự trực tiếp dí viên đạn vào ngực mình bóp cỏ mặc dù viên đạn không bắn trúng phong hành diệm nhưng máu tươi trong cơ thể người đàn ông bắn tung tóe vào mặt phong hành diệm khi ngã xuống đất còn lẩm bẩm một câu nhiệm vụ hoàn thành đôi mắt phong hành diệm hơi nheo lại trong lòng có một dự cảm không lành không lâu sau bảng thất đến hội quân mặc dù kẻ địch đã bị tiêu diệt toàn bộ nhưng không hiểu sao bốn hoặc năm đội viên đột nhiên sốt cao không hạ lúc này phong hành diệm đột nhiên ho một tiếng cơ thể anh ta nhanh chóng nóng lên cơ sốt này đến rất nhanh và dữ dội khiến anh ta đột nhiên phun ra một ngụm máu cậu chủ cậu sao vậy bàng thất vội vàng đưa tay đỡ anh ta cậu chủ người cậu nóng quá cậu có bị sốt không có lẽ chúng ta đã trúng chiêu của chúng rồi khuôn mặt phong hành diệm đau đớn đột nhiên trầm giọng nói trong số những kẻ địch phục kích có mầm bệnh sắc mặt bàng thất thay đổi giọng nói gấp gáp cậu chủ ý cậu là sau khi bị nhiễm sẽ nhanh chóng sốt cao chẳng lẽ là virus ca sao loại virus này không phải là không thể chữa khỏi sao sao chúng có thể thả ra được trong đầu bàng thất đột nhiên lóe lên một nỗi sợ hãi có chút hoảng loạn nói cậu chủ chúng ta lập tức quay về bệnh viện ngay tiêm kháng thể trong vòng 2 giờ tiêm sẽ có một phần trăm khả năng sống sót bây giờ tiêm vẫn còn cơ hội lúc này thiết bị liên lạc của phong hành diệm đột nhiên reo lên sau khi kết nối một giọng nói sắc bén truyền đến cậu chủ phong đã nghe danh từ lâu anh đã hại tôi thảm hại phong hành diệm linh cảm không lành muốn ép mình tỉnh táo lại anh là ai đối phương không vội chậm nói phong hành diệm nếu không phải vì anh quốc gia này căn bản không thể ngăn cản được bước chân của tôi vì kế hoạch lần này chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu nhưng tất cả những điều này đều bị anh phá hỏng người đàn ông nghiến răng nghiến lợi khi nói có thể thấy là rất hận phong hành diệm phong hành diệm đột nhiên nghĩ đến người này là kẻ tham vọng ulrich aziz kẻ chủ mưu gây ra tình trạng hỗn loạn ở đất nước lờ lần này đôi mắt phong hành diệm đỏ hoe nghiến răng nói thương chân cô ấy đang ở đâu Ulrich Aziz cười một cách nham hiểm, anh ta nhanh chóng đưa điện thoại di động đến trước mặt thương chăn, cô bé, nói cho anh ta biết cô là ai. Thương chăn cắn chặt răng không lên tiếng, cô biết rất rõ gánh nặng trên vai phong hành diệm đã rất nặng rồi cô không thể để anh ta bị người khác đe dọa nữa. Nếu không phải vì nhảy dù bị mảnh vỡ của trực thăng phát nổ làm thương ở đùi thương chăn tuyệt đối sẽ không bị bắt. Ulrich Aziz thấy thương chăn không nói gì trực tiếp rút dao nhỏ đâm vào vết thương của cô. Thương chăn đau đến toàn thân run rẩy co rúm trên sàn nhà, nhưng vẫn không lên tiếng, nhưng phong hành diệm đã xác định được thương chăn đã bị bắt. Trong mắt phong hành diệm lóe lên một tia sắc khí nhẫn nhịn cơn tức giận nói từng câu từng chữ Ulrich Aziz, thương chăn bây giờ ở đâu ông dám động đến cô ấy thử xem Ulrich Aziz nhìn chằm chằm vào mặt thương chăn lạnh lùng cười nói chúng tôi ở núi phục đỉnh nếu anh muốn cứu người phụ nữ này thì hãy mang thiết bị và mạng sống của anh đến nổi trong vòng 2 giờ anh không đến thì tôi sẽ giết cô ta anh chỉ được mang theo bốn người bốn xe thiết bị ông ta muốn lấy mạng phong hành diệm để đền bù cho mối hận trong lòng thương chăn đột nhiên ngồi thẳng dậy lớn tiếng nói phong hành diệm nếu anh đến cứu em em sẽ chết trước mặt anh nam nhi đại trưởng phu thì đừng quên trách nhiệm của anh ngắt điện thoại phong hành diệm ra lệnh cho tà kỳ đốt xác chết để đường thất đi theo anh ta đến núi phục đỉnh để áp giải thiết bị tà kỳ nghe vậy thì sốt ruột ngay lập tức ngăn phong hành diệm lại thái độ kiên quyết cậu chủ bây giờ ngài phải đến bệnh viện tiêm kháng thể chúng ta có thể cử người tinh nhuệ đi cứu tiểu thư thương cậu không cần phải mạo hiểm hơn nữa tiểu thư thương chỉ là tiểu thư bình thường của một gia đình quyền thế mạng sống của cô ấy không quan trọng bằng mạng sống của cậu cậu phải nghĩ đến cảm nhận của ông chủ và bà chủ họ chỉ có mình cậu là con trai lần này phong hành diệm do dự anh ta nhắm mắt lại cha mẹ trách nhiệm và thương chăn mở mắt ra lần nữa đôi mắt trở nên bình tĩnh và sáng suốt cuối cùng anh ta dứt khoát nói đến núi phục đỉnh bây giờ tôi đến bệnh viện chỉ có một phần trăm cơ hội sống sót nhưng tôi không đi cứu cô ấy thì cô ấy chắc chắn sẽ chết anh ta vì ý chí cứu người mãnh liệt cảm giác bỏng rát trên người dường như đã giảm bớt anh ta chưa bao giờ bình tĩnh như vậy chưa bao giờ nhìn rõ được mất anh ta nhìn tả kỳ một cách nghiêm túc tôi sẵn sàng dùng một phần trăm cơ hội sống sót để đổi lấy một trăm phần trăm cơ hội sống của cô ấy thương chăn bị nhốt trong một căn nhà tranh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài ulrich aziz đã thả virus ca và sắp sửa phá hủy toàn bộ đất nước lờ. cô vừa nghe vừa bình tĩnh phân tích tình hình của mình sử dụng những viên gạch vỡ trên mặt đất để cởi trói nhân lúc hai người bên ngoài không chú ý vội vàng trốn thoát khi chạy đến một khu rừng bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa thương chăn cơ thể cứng đờ ngay lập tức trốn sau một cái cây lớn chỉ thấy ulrich aziz đang đứng đằng sau ngồi xổm với hai con chó săn hung dữ anh ta vuốt đầu những con chó ánh mắt điên cuồng những đứa con của ta ta sẽ rời khỏi đây các con cứ ở lại khu rừng này đi lúc này một tên dưới trướng ulrich axit chạy đến báo cáo thủ lĩnh thiết bị vận chuyển của phong hành diệm đã đến đã vào phạm vi của kẻ địch cái gì anh ta kinh ngạc mở to mắt trên khuôn mặt tái nhợt đôi mắt gần như phun lửa xem ra anh ta không quan tâm đến người phụ nữ đó anh ta căn bản không đến đưa người phụ nữ đó đến đây cho tôi Tương chân nghe ulrich axit nói tâm trạng phức tạp phong hành diệm không đến là chuyện tốt cô không muốn trở thành gánh nặng của anh ta nhưng trong lòng cô không khỏi có chút thất vọng. Ulrich Aziz tức giận đùng đùng nói, vì phong hành diệm không chịu hợp tác vậy thì khởi động kế hoạch bê đi. Chúng không phải tập trung những người tị nạn lại với nhau sao? Vậy thì tôi sẽ cho nổ chết hết những người đó. Ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn vỗ vai tên dưới trướng ra lệnh, eo bây giờ đến lượt anh báo thủ cho tôi. Chỉ cần nhập mật khẩu, hệ thống thuốc súng ở đó sẽ được kích hoạt. Mật khẩu là, nói đến đây anh ta cúi xuống bên tai eo giọng nói nhỏ lại. Xa xa, thương chăn chăm chú nhìn đôi môi đang hé mở của anh ta để phân biệt cẩn thận. Theo chuyển động của đôi môi Ulrich Aziz, miệng thương chăn cũng hơi hé mở 4379, mật khẩu là 4379. Cô phải truyền tin tức này ra ngoài ngay nếu không thì chuyến đi này của cô sẽ vô ích. Ngay khi thương chăn đang nghĩ cách để trốn thoát một người đàn ông ở đằng xa cầm sợi dây chói chạy đến, thủ lĩnh không ổn rồi. Người phụ nữ bị bắt hôm nay đã mất tích rồi, đám vô dụng. Ulrich Aziz nghiến răng nghiến lợi nắm tay lại kêu răng rắc. Ngay cả một người phụ nữ cũng không trông chừng được. Nếu cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì cũng không cần phải truy đuổi anh ta cầm sợi dây dính đầy máu của thương chăn đặt trên mũi hai con chó hãy nhớ mùi này tìm ra người phụ nữ đó xe xác cô ta ra sau đó anh ta nói với hai người phía sau một cách lạnh lùng hai người đi theo mấy con chó đó tìm ra người phụ nữ đó đừng để cô ta sống rất nhanh hai con chó săn sủa điên cuồng đã lần theo hướng của thương chăn mà tìm đến thương chăn toàn thân căng cứng cảm giác cận kề cái chết đặc biệt rõ ràng cô áp sát cơ thể vào cái cây thậm chí còn ngừng thở vì căng thẳng lần này khó giải quyết rồi Ulrich Aziz đột nhiên nheo lại, ngay lập tức tiếng nói đứt quãng truyền ra từ bộ đàm, Thủ lĩnh, có người đột nhập vào núi phục đỉnh nhưng không xác định được là thế lực nào. Nhưng có rất nhiều người, người của chúng ta chống đỡ không nổi rồi. Máy bay đến đón chúng ta cũng bị bắn hạ rồi. Lời còn chưa dứt bộ Đàm đã vang lên một tiếng hét thảm thiết, sắc mặt Ulrich Aziz rất khó coi, có nhiều người muốn mạng của anh ta như vậy, bây giờ là ai đến? Những người của phong hành diệm đều đi vận chuyển thiết bị rồi không thể còn người vây đánh anh ta được. Vậy thì rốt cuộc là ai? Dù thế nào đi nữa anh ta không thể ngồi chờ chết. Bên kia phong hành diệm cuối cùng cũng tìm thấy hang động ở núi phục đỉnh và đến trước Ulrich Aziz một bước lúc này cục diện đã định hơn một nửa số người của Ulrich Aziz đã bị giết nhiệm vụ cuối cùng là tiễn anh ta lên đường phong hành diễm quyết định đích thân ra tay trong hang động có rất nhiều vật tư ngoài vũ khí thức ăn thuốc men thì còn có rất nhiều thỏi vàng lượng dự trữ dồi dào như vậy chắc hẳn là vốn liếng để Ulrich Aziz lật ngược tình thế nhưng phong hành diệm sẽ không cho anh ta cơ hội này nữa anh ta đã bắt cóc người phụ nữ của anh hôm nay nhất định phải chết ở đây nói xong lại ho một tiếng mặc dù đã tiêm kháng thể trên đường đến nhưng chỉ có thể miễn cưỡng để anh ta chống đỡ đột nhiên tiếng mắng chửi của Ulrich Aziz truyền đến từ bên ngoài cửa hàng. Rốt cuộc là tên khốn nào đang truy đuổi mình? Hệ thống liên lạc bị hỏng cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Phong hành diệm vẫy tay những người phía sau lập tức tìm chỗ ẩn nấp đợi đến khi Ulrich Aziz đi sâu vào bên trong thì lập tức có hàng chục họng súng chĩa thẳng vào anh ta. Ulrich Aziz kinh ngạc kêu lên một tiếng. Phong hành diệm, cậu không phải đang áp giải thiết bị sao? Phong hành diệm nhìn thấy anh ta trong nháy mắt đưa họng súng về phía hắn lộ ra sắc khí không hề che giấu, thương chăn đầu. Ulrich Aziz nhìn Phong hành diệm một cách xảo quyệt, muốn biết thì để tôi đi nếu không thì tôi sẽ giết người phụ nữ đó đôi mắt phong hành diệm hơi nheo lại quan sát anh ta một chút đột nhiên cười xem ra cô ấy không ở trong tay ông vậy thì ông cũng không cần tồn tại nữa ulrich aziz cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi giọng nói run rẩy vội vàng hét lên đừng tôi đã đặt bom ở doanh trại nạn nhân chỉ có tôi biết mật khẩu làm hại tôi thì 10 vạn người đều phải chết khuôn mặt phong hành diệm không hề gợn sóng bình tĩnh đi đến bên cạnh anh ta ra lệnh bằng thất liên lạc với đất nước lờ nói với họ về chuyện bom sắp xếp sơ tán trong vòng nửa giờ rồi đá mạnh một cú vào bụng ulrich axit người này cũng giao cho cậu nếu ông ta không nói mật khẩu khi bom nổ ông ta cũng không cần phải giữ mạng lại những người còn lại đi theo tôi phong hành diệm cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể ngày càng cao loại thuốc hạ sốt trước đó và kháng thể sau này đều không có tác dụng gì phong hành diệm rất rõ ràng trong lòng anh ta chắc chắn sẽ chết vì anh ta chắc chắn sẽ chết nên dù thế nào đi nữa thương chăn cũng phải sống thương chăn đợi anh anh đến đây ngay khi hai con chó săn dần dần tiến đến gần thương chăn thương chăn lập tức quyết định xé bỏ miếng vải buộc ở vết thương ném xuống đất đợi đến khi người đàn ông đi theo chó săn đến hai con chó đang tranh nhau cắn xé miếng vải nhuốm đầy máu đó người đàn ông cầm lấy miếng vải liếc nhìn để chúng tiếp tục tìm kiếm lúc này thương chăn trên cây lớn phía sau nhẹ nhàng trèo xuống cô nhặt một hòn đá từng chút một tiến đến gần người đàn ông đột nhiên nhảy lên một đòn chí mạng cô giải quyết người đàn ông đó thì chỉ cần một đòn là xong nhưng hai con súc sinh dưới này thật sự khiến cô phải chịu không ít đau khổ giải quyết xong mối họa cô lấy khẩu súng trên người người đàn ông sau đó vội vàng trốn đi bởi vì tiếng chó sủa vừa rồi đã thu hút một người đàn ông khác người đàn ông nhìn thấy xác chết trên mặt đất ngay lập tức cảnh giác anh ta không tin thương chăn một cô gái có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy chắc chắn là kẻ địch dưới chân núi đã lẻn lên anh ta cầm khẩu súng lục toàn thân căng cứng ánh mắt hung dữ đảo khắp nơi thương chăn nhớ lúc trước khi anh ta trói mình trước mặt ulrich aziz cũng dám sàm sỡ thân thể mình có thể thấy là một kẻ háo sắc không sợ chết thương chăn siết chặt ngón tay trong lòng hơi suy nghĩ với thương tích của mình thì chắc chắn không thể đấu lại họ bằng đòn đánh trực diện hơn nữa cô bị thương nếu không thể đánh chúng ngay lần đầu vậy thì chỉ có con đường chết vì vậy cô suy nghĩ kỹ lưỡng quyết định dùng cách đó trong khu rừng yên tĩnh đột nhiên có tiếng rên rỉ nhỏ của phụ nữ người đàn ông nghe thấy tiếng động vội vàng đi về phía có tiếng động đi vòng qua cái cây lớn thật bất ngờ khi nhìn thấy một cảnh rất hấp dẫn giống như một người phụ nữ có làn da trắng như tuyết hoảng hốt ngồi đó mặc dù toàn thân đầy bùn đất và vết máu nhưng đôi vai trần hở ra cùng đôi mắt hoảng sợ đều khiến người ta không khỏi dùng mình hai tay thương chăn ôm chặt vào ngực dùng ánh mắt cầu xin yếu ớt nói tôi cầu xin anh chỉ cần anh không giết tôi tôi có thể đáp ứng bất cứ điều gì của anh nói xong ngón tay hơi buông lỏng lộ ra nhiều da thịt hơn người đàn ông nuốt nước bọt tham lam cười cô cũng biết điều đó dù sao thì người phụ nữ này cũng phải chết chi bằng để mình thưởng thức trước đã người đàn ông gạt bỏ sự cảnh giác bước những bước lớn về phía thương chăn thương chăn tỏ ra hoảng sợ dưới vẻ mặt sợ hãi chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên một cây kim bạc xuất hiện ngay khi người đàn ông ôm lấy cô thương chăn chớp thời cơ đâm mạnh một cây kim bạc vào cổ người đàn ông kim bạc tuy không gây tử vong nhưng có thể nhanh chóng gây tê liệt rất nhanh người đàn ông đã mất đi khả năng chống cự bị thương chăn đấm vào đầu thương chăn giơ súng lên không chút do dự bóp cò vào đầu người đàn ông trong quá trình phản công cô không hề sợ hãi hay chột dạ tiếng súng vang lên khiến phong hành diệm đang tìm kiếm cô khắp nơi dừng bước trước đó bị Ulrich Aziz tiêm thuốc làm suy yếu cơ thể cô có thể chống đỡ đến bây giờ quả là không dễ dàng nhưng bây giờ có vẻ như sắp phát tác rồi nhưng cô phải nhanh chóng rời khỏi đây gửi mật khẩu đi đột nhiên cơ thể cô thả lỏng ngã gục xuống đất tứ chi đều không thể kiểm soát nhìn về phía xa cô cười khổ một tiếng trong lòng dâng lên một nỗi chua sót phong hành diệm tình yêu so với trách nhiệm và đại nghĩa quả nhiên không đáng để nhắc đến sao kiếp này mình vẫn phải chết trong đau khổ sao không mình không thể chết mình còn nhiều việc chưa làm cô hung hăng cắn vào đầu lưỡi mình một cái buộc mình phải phấn chấn loạng trọng đứng dậy lúc này cơ thể đã đến giới hạn cô mềm nhũn chân tay ngã về phía trước rơi vào một vòng tay rắn chắc là ai mắt căn bản không mở ra được nhưng vòng tay này thật ấm áp thật quen thuộc giọng nói của cô rất nhỏ đứt quãng bom mật khẩu nói xong liền bất tỉnh khi thương chăn tỉnh lại cô đã ở trong nước rồi thương chăn cuối cùng con cũng tỉnh rồi thương bách tề ngồi bên cạnh kích động nói con đã hôn mê 6 ngày rồi nhìn thấy cảnh vật xung quanh thương chăn có chút kỳ lạ cô trở về bằng cách nào bom đã được gỡ chưa ai là người vào phút cuối đã cứu cô còn chưa đợi thương chăn lên tiếng lâm tuyết hàm đã bắt đầu diễn thương chăn con đúng là đi du lịch thì đi chơi thôi sao lại thành ra thế này ba con mấy ngày nay lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên Thương Chân có chút bất ngờ, mình rơi xuống vách núi ư? Xem ra không ai biết chuyện mình ở đất nước lờ, nhưng mấy ngày mình hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Thanh Thanh lại hừ một tiếng nói chua ngoa, "Thương chăn, may mà chị tỉnh lại rồi, nếu không tỉnh lại phong hành diệm sẽ là của người khác mất." Thanh Thanh, đừng nói lung tung, chị con mới vừa tỉnh lại. Thương Bách Tề lộ ra vẻ mặt lo lắng mắng một tiếng, nhưng Thương Thanh Thanh rõ ràng là bị kích thích không những không kiềm chế, ngược lại còn cười gian xảo, "Con không nói lung tung, bên ngoài đều đồn ầm lên rồi." mọi người đều nói nhạc mộng như si tình thế nào mạo hiểm tính mạng đi đến đất nước lờ tìm phong hành diệm hơn nữa phong hành diệm bị thương rồi cũng chỉ cho cô ấy chăm sóc những người khác đều không được đến gần thương chăn đột nhiên ngồi dậy ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm thương thanh thanh cô nói nhạc mộng như đến đất nước lờ sao giọng nói khàn khàn của thương chăn từng chữ một đúng vậy một tuần trước cô ấy cùng phong hành diệm trở về bây giờ họ ngày đêm ở bên nhau em thấy cái danh vị hôn thê của chị sắp đổi chủ rồi trái tim thương chân đột nhiên đau nhói phong hành diệm từ bỏ cô mặc cho cô trải qua bao lần sống chết để yêu đương với nhạc mộng như phong hành diệm phản bội mình ý nghĩ này vừa lóe lên thương chân đột nhiên ho dữ dội thương chân thương bách tề kinh hô một tiếng vội vàng gọi bác sĩ bác sĩ vội vàng chạy đến đuổi hết mọi người ra ngoài sau đó kiểm tra cho thương chân thương chân nằm trên giường bị trêu chọc một hồi lý trí cuối cùng cũng trở lại một chút bình tĩnh lại phong hành diệm không phải là người như vậy tính cách của anh ta luôn trực tiếp và kiên định chỉ có thích và ghét không thể đột nhiên thay đổi được thấy tận mắt mới là thực cô nhất định phải đích thân xem phong hành diệm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mưa lớn như chút nước thương chăn một mình đến biệt thự của phong gia dưới bầu trời u ám khuôn mặt anh ta tái nhợt cái lạnh của ngày mưa thấm vào tận xương tủy cô đi vào trong cảm thấy rất kỳ lạ biệt thự của phong gia trước kia người ra kẻ vào rất nhiều sao lúc này lại vô cùng yên tĩnh tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ có phải phong gia xảy ra chuyện gì không mang theo đủ loại nghi ngờ đến trước cửa phòng ngủ của phong hành diệm vừa định giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ anh diệm anh sao vậy sao không nói gì vậy ngón tay thương chăn khẽ khựng lại giữa không trung ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói trầm thấp và từ tính của phong hành diệm có chút cứng nhắc nói mộng như nghe nói em rất thích anh phải không biểu cảm của thương chăn không hề thay đổi nhưng các ngón tay lại siết chặt lại từng chút một run rẩy nhẹ trong phòng nhạc mộng như ngồi bên giường xấu hổ nhìn phong hành diệm trên giường anh diệm em cô ta sáng mắt lên có vẻ rất vui mừng nhưng rất nhanh lại ảm đạm trở lại nói một cách yếu ớt em thích anh thì sao không thích thì sao anh là hôn phu của thương chăn thương chăn là bạn tốt của em em sẽ không làm phiền hai người em sẽ chúc phúc cho hai người vài chữ cuối cùng được nói ra đặc biệt chua sót thể hiện sự lương thiện không muốn làm tổn thương bạn bè kìm nén tình cảm để chúc phúc nếu đổi lại là một người đàn ông khác chỉ sợ đã thương xót và đau lòng vì cô ấy rồi nhưng phong hành diệm chỉ cảm thấy buồn nôn ngay lúc này anh ta không thể không phối hợp phong hành diệm nhịn xuống sự giận dữ cười một cách sâu sắc nhưng trong đôi mắt không có chút gợn sóng nào lời nói lại mang theo vài phần buông thả tình yêu là ích kỷ nếu em thích anh thì nên phấn đấu nếu em từ bỏ người bạn thương chân này thì danh hiệu cô chủ của phong gia danh hiệu cô chủ đó thế nào lời anh ta còn chưa dứt thì nghe thấy một tiếng bùm cánh cửa đột nhiên bị đá tung thương chăn toàn thân ướt đẫm một mái tóc dài ướt sũng rũ xuống đôi mắt lạnh lùng sắc bén cô từ từ bước vào phòng ngủ môi đỏ cong lên đột nhiên cười nói anh vừa nói gì vậy không cẩn thận làm gián đoạn anh rồi anh có thể tiếp tục phong hành diện bị ánh mắt của thương chăn lướt qua cứ như bị thứ gì sắc bén quét qua vậy đau nhói trong lòng quản gia báo cáo biết thương chăn sẽ đến nên mới cố ý nói ra những lời ghê tởm đó để kích thích cô chỉ có như vậy thương chăn mới tránh xa mình không bị lây nhiễm virus cho cô dù hận anh thì ít nhất cũng có thể mang theo sự hận thù này tiếp tục sống tốt thấy thương chân toàn thân ướt đẫm nhạc mộng như vội vàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra lo lắng bước tới thương chăn cậu không sao chứ sao lại đi mưa sẽ bị bệnh mất nói xong định giơ tay ra sở thương chăn nhưng thương chăn không nghĩ ngợi gì đã hất tay cô ta ra không có sức lực gì nhưng nhạc mộng như giống như tờ giấy rơi xuống đất chừng mắt không thể tin được nói thương chăn sao cậu lại đầy tớ thấy thương chăn không nói gì nhạc mộng như tỏ vẻ tủi thân tớ biết rồi cậu nghe thấy ở cửa phải không Tớ thích anh Diệm, đã thích rất lâu rồi, nếu cậu tức giận đánh tớ mắng tớ đều được. Nhưng xin cậu đừng giận anh Diệm. Phong hành Diệm nhìn Nhạc Mộng Như với vẻ mặt tối sầm, một trận thái độ chán ghét trên khuôn mặt, nếu không phải bị nhiễm virus thì anh ta sẽ không để người phụ nữ này đến gần. Cầu xin tôi đánh cô sao? Thương Chân đột nhiên túm lấy cổ áo Nhạc Mộng Như bạt tay một cái, rõ ràng và vang dội, tôi làm như cô mong muốn. Vì vẫn luôn túm lấy cổ áo Nhạc Mộng Như không buông, Nhạc Mộng Như bị tát bay đi, lại lập tức bị Thương Chân kéo lại. Cô ta kêu lên một tiếng đôi mắt sáng long lanh mang theo vẻ chế giễu trước mặt tôi nói chúng ta là bạn tốt nhất còn sau lưng lại thích hôn phu của tôi còn muốn tôi tha thứ cho tình yêu không kiềm chế được của cô tại sao cô có thể trơ cháo như vậy ném mạnh nhạc mộng như xuống đất toàn thân lạnh như băng cô thích người đàn ông này nhưng vì muốn anh ta ghét tôi muốn bỏ thuốc để đưa anh ta lên giường của tôi nhạc mộng như cô chắc chắn rằng những người đàn ông đã chạm vào cơ thể tôi có thể dễ dàng thoát khỏi không trong mắt nhạc mộng như lóe lên vẻ hận thù cô ta không ngờ thương chăn lại dám đối xử với cô ta như vậy còn nói ra những lời kinh thiên động địa từng câu từng chữ lúc này không chỉ nhạc mộng như không nói nên lời mà ngay cả phong hành diệm cũng không nói nên lời anh ta nhìn thương chăn một cách sâu sắc ít hầu chuyển động trong lòng vừa vui vừa đau khổ nhưng anh ta không thể nói ra sự thật này thấy cô đã đi đến bên giường phong hành diệm nuốt xuống tất cả sự ngọt ngào và cay đắng cố gắng tỏ ra vẻ ghê tởm vừa định nói thì thương chăn đã lên tiếng trước cô ở trên cao nhìn xuống dùng ánh mắt lạnh lùng và soi mói nhìn anh ta nói còn anh thì sao đôi mắt xanh biếc này chăm chú nhìn phong hành diệm muốn nhìn thấy tận đáy lòng anh ta phong hành diệm rốt cuộc anh đã giấu giếm điều gì cô đưa tay nâng cầm phong hành diệm lên nhẹ nhàng trêu chọc và quyến rũ đã chạm vào cơ thể tôi thì anh là của tôi anh muốn chạy trốn sao tất cả những âm thanh kinh ngạc đều bị bóp nghẹt anh ta cảm thấy toàn thân mình kể cả linh hồn đều bị người phụ nữ xinh đẹp trước mắt khống chế anh đã nói rằng anh thích tôi vậy bây giờ thì sao giọng nói của thương chăn khàn khàn nụ cười thu lại khóe miệng thậm chí còn mang theo một chút cay đắng phong hành diệm anh vẫn không định nói thật sao lâu lắm không nhận được câu trả lời thương chăn cúi đầu cô muốn dùng cách hôn trực tiếp để xác minh dây tiếp theo phong hành diệm đột nhiên đẩy mạnh thương chân ra quay đầu đi không nhìn cô nữa cơ thể vốn đã yếu ớt của thương chân bị anh ta đẩy một cái trực tiếp ngã về phía sau sự cay đắng và tủi thân trong lòng dâng trào bùng nổ trong nháy mắt phong hành diệm anh không chỉ giấu giếm tôi chuyện gì đó mà còn đẩy tôi ra rất tốt anh rất tốt anh đã từng hứa với tôi sẽ không làm tôi thất vọng nữa nhưng rõ ràng là anh đã không làm được nói xong cô tháo chiếc nhẫn trên tay xuống cười khẩy một tiếng vì đây là điều anh muốn dây tiếp theo thương chân ném mạnh nó xuống đất ngay lập tức chiếc nhẫn vỡ tan thành bốn mảnh từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi thương chăn nói một câu tàn nhẫn không ngoảnh đầu lại rời đi phong hành diệm cũng không ngờ thương chăn lại đập vỡ chiếc nhẫn anh ta vốn định đưa chiếc nhẫn cho cô để phong ra thu nhận cô để cô sống cả đời không lo lắng nhưng cô lại từ chối điều này chứng tỏ thương chăn đã hoàn toàn ghét bỏ anh ta rồi đây vốn là điều mình mong đợi đột nhiên cổ họng đau nhói trái tim phong hành diệm như bị xé toạc một lỗ lớn chết cũng không nhắm mắt mưa lớn như chút nước tiếng sấm trầm đục như tiếng đại bác nổ khiến người ta sợ hãi thương chăn sắc mặt tái nhợt bước những bước lớn ra khỏi biệt thự bàng thất cầm quần áo vội vàng đuổi theo thương tiểu thư người cô ướt hết rồi đổi quần áo rồi hãy đi thương chăn không trả lời thần sắc u ám trực tiếp nói phong hành diệm bị gì thế bàng thất sừng sốt một chút sau đó ánh mắt lảng tránh nói chỉ chỉ là vết thương do súng bắn thông thường vết thương do súng bắn thương chăn cười lạnh một tiếng nghĩ rằng lời biện hộ như vậy có thể lừa được tôi sao phong hành diệm thật sự coi thường tôi quá rồi nhà họ phong bất thường phong hành diệm lại diễn một vở kịch như vậy rõ ràng là bệnh của anh ta đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa nghĩ đến đây thương chăn trái tim run lên anh ta vừa mới trở về từ đất nước Lờ và loại virus ca khó chữa trị nhất của đất nước Lờ khiến cô vô cùng đau đầu. Trực tiếp quay người rời đi nhanh chóng, mặc dù Phong Hành Diệm giấu chuyện này là để bảo vệ mình, nhưng anh ta thực sự đã làm mình thất vọng. Bây giờ nhẫn ngọc đã vỡ rồi, danh nghĩa vợ chồng cũng không còn nữa. Lần này cô cũng không cứu anh ta một cách dễ dàng như vậy. Lúc này Phong ra vô cùng hỗn loạn, sau khi thương chân rời đi Phong Hành Diệm liên tục nôn ra máu, bị đưa vào phòng cấp cứu. Trong lúc cấp cứu hỗn loạn nghe nói bảng thất đã trở lại, Phong Hành Diệm cố gắng mở mắt ra mở miệng nói một cách khó khăn. Cô ấy, cô ấy, Bàng Thất đau lòng nắm lấy tay anh ta, cậu chủ, anh đừng lo lắng, tôi đã để tài xế đưa cô chủ đến bệnh viện rồi. Đôi mắt của Phong Hành Diệm tối sầm lại, ánh mắt dường như muốn sụp xuống. Cuối cùng tập trung vào Bàng Thất giọng nói khàn khàn, anh còn muốn giấu tôi sao? Bàng Thất thấy không thể giấu được chỉ còn cách ngẹn ngào thừa nhận, cô chủ không chịu để tôi đưa cô ấy về, tôi đưa ô cho cô ấy cũng không cần, cô ấy dầm mưa đi rồi. Bàng Thất chưa nói xong Phong Hành Diệm lại ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác kiệt sức. Bàng Thất, cậu nói gì vậy? ông viên giật mình nổi giận quát một tiếng bây giờ ông chủ và bà chủ đều đang ở bên ngoài tìm kiếm thầy thuốc giỏi nếu như bọn họ trở về mà cậu chủ xảy ra chuyện anh có gánh nổi không phong hành diệm rơi vào trạng thái hỗn loạn miệng vẫn vô thức gọi tên thương chăn một bác sĩ bên cạnh nắm lấy tay anh ta chấn an cậu chủ anh đừng lo lắng thương tiểu thư vẫn mong anh khỏe mạnh chỉ cần anh khỏe mạnh là có thể ở bên cô ấy rồi trái tim phong hành diệm dường như đã rơi vào nơi sâu nhất của bóng tối cho dù có hiểu lầm thì nói cho cô ấy biết sự thật cô ấy cũng sẽ không quay lại nữa cô ấy là một người kiên quyết như vậy thương chân thậm chí còn đập vỡ chiếc nhẫn lúc này thiết bị báo động kêu lên nhịp tim của phong hành diệm giảm mạnh bác sĩ vội vàng tiếp tục như vậy phong hành diệm sẽ chết bàng thất lo lắng và vội vàng lục lọi trong túi phong hành diệm lấy ra một chiếc nhẫn có đính viên kim cương hồng nắm chặt viên kim cương hồng trong tay bàng thất nói đi nói lại cậu chủ mất nhẫn ngọc rồi thì còn chiếc nhẫn kim cương hồng này đây là chiếc nhẫn cưới hoàn hảo nhất mà anh tìm thấy ở đất nước lờ anh không phải định dùng nó để cầu hôn cô chủ sao chỉ cần còn sống anh mới có thể ở bên cô chủ thấy nhịp tim của phong hành diệm tăng lên bác sĩ kích động nói Cậu chủ Ulrich Aziz bắt cô chủ chuyện này còn có cả sự nhúng tay của nhà họ vạn. Nếu anh chết cô chủ chắc chắn sẽ bị nhà họ vạn ức hiếp. Anh có nhẫn tâm để cô chủ đau khổ không? Ngoài anh ra còn ai có thể bảo vệ cô ấy? Ý thức của Phong Hành Diệm dần dần được kéo về. Bàng Thất nói một câu nhịp tim của Phong Hành Diệm lại tăng thêm một nhịp. Cuối cùng nhịp tim của anh ta dần dần hồi phục. Sáng hôm sau khi Bàng Thất báo cáo với ông chủ rằng thương chăn muốn đến gặp ông ta, phản ứng đầu tiên của ông là rất không kiên nhẫn nhưng nghĩ đến chuyện của cô và Phong Hành Diệm ông phong cao mày vẫn gặp thương chăn bước vào phong ra lần nữa tâm trạng của thương chân đã bình tĩnh hơn nhiều cô ánh mắt sắc bén khiến sự coi thường ban đầu của phong tứ hải giảm đi đôi chút phong tứ hải nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt trước đây rõ ràng không phải như vậy mặc dù vẫn là khuôn mặt đó nhưng khí chất lại khác nhau không biết tại sao thái độ của phong tứ hải nghiêm túc hơn ông ta trầm giọng hỏi cô đến đây là muốn gặp hành diệm sao nhưng thương trần lại lắc đầu nghiêm túc và chân thành đi thẳng vào vấn đề phong hành diệm anh ta bị nhiễm virus ca rồi phải không một câu nói có thể nói là kinh thiên động địa ánh mắt phong tứ hải lóe lên một người đàn ông bước ra từ bóng tối rõ ràng là trong tình huống khẩn cấp ông ta nhất định sẽ giết thương chăn còn ai biết chuyện này nữa phong tứ hải vô thức nhanh chóng hỏi thương chăn cười đôi mắt sáng long lanh những lời nói cũng từ tốn hiện tại chỉ có cháu biết về cách cháu biết thế nào là khi phong hành diệm đến đất nước lờ cháu cũng ở đó cháu đến chính là vì căn bệnh của anh ấy cháu muốn thực hiện một giao dịch với ông phong một giao dịch đôi bên cùng có lợi phong tứ hải nhau mắt lại trên người tỏa ra sắc khí nhưng vẻ mặt của thương chăn vẫn như cũ vẫn không lộ ra một chút thoải mái nào Thương Chân nhìn Phong Tứ Hải một cách nghiêm túc, cháu có thể kéo dài tuổi thọ của Phong Hành diệm. huyết thanh virus ca của đời trước chính là viện nghiên cứu đã dùng máu của cô, phải mất 3 năm để nghiên cứu ra, vì vậy trên thế giới này chỉ có cô mới có thể cứu Phong Hành diệm. Phong Tứ Hải nghe vậy sững sờ trong giây lát nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, khuôn mặt cũng càng thêm u ám, cô nhóc, ai cho cô lá gan lớn như vậy? Virus ca là bài toán khó của thế giới nhiều chuyên gia như vậy đều bó tay, Thương Chân cô ta chỉ mới hơn 20 tuổi. Thương Chân cười tự tin, những người bị nhiễm virus k sẽ lập tức sốt do thể chất khác nhau cũng sẽ xuất hiện hàng trăm loại biến chứng kỳ lạ nhưng chúng đều có một điểm chung đó là đều không sống được quá một tháng nếu cháu có thể kéo dài tuổi thọ của phong hành diệm tự nhiên sẽ nghĩ ra cách chữa khỏi hoàn toàn cho anh ta sao chú không thử xem sự bình tĩnh của thương chăn khiến phong tứ hải đột nhiên có một tia hy vọng nếu không có sự chắc chắn không ai lại đem tính mạng của mình ra đùa giỡn vậy thì cô muốn gì thương chăn mỉm cười nhẹ đôi mắt vô cùng kiên định nếu cháu có thể kéo dài tuổi thọ của anh ấy và đạt được hiệu quả nhất định cháu hy vọng phong gia nhận cháu làm con gái nuôi coi cháu như một nửa con gái ruột để đối xử phong tứ hải giật mình mở to mắt tức giận nhìn thương chăn và quát cô tham lam quá rồi không ngờ cô gái này lại nhắm vào tài sản của phong gia thương chăn đã đoán trước được suy nghĩ của phong tứ hải trực tiếp đặt một bản hợp đồng lên bàn cháu chỉ là đang đắc tội với người khác cần phong gia che chở đây là thỏa thuận mà cháu đưa ra cho chú chú chỉ cần tuyên bố với bên ngoài rằng cháu là con gái nuôi của phong gia nhưng cháu không hưởng quyền thừa kế nếu phong hành diệm chết thỏa thuận sẽ vô hiệu cháu sẽ để mặc cho phong gia xử lý ngay sau đó thương chân lại đưa thêm một dẫn chứng đúng rồi bệnh cúm tê cũng là do cháu khống chế trên thế giới này không ai có tư cách chữa bệnh cho phong hành diệm hơn cháu giao dịch này không gây hại gì cho phong gia không phải sao trong phòng sắc mặt phong hành diệm tái nhợt tâm sự nặng nề anh ta nghe nói thương chân đã đi gặp cha anh ta có phải là đi hủy hôn không khóe miệng phong hành diệm lộ ra vẻ cay đắng nhàn nhạt, nhạt rõ ràng đây là điều anh ta mong muốn nghĩ đến đây ngực đau nhói lại ho dữ dội bà phong vội vàng chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ lúc này cửa bị đẩy ra thương chân bước vào khi Phong Hành Diệm nhìn thấy Thương Chân thậm chí anh còn vô thức nín thở, ánh mắt Thương Chân sắc bén lạnh lùng hỏi Phong Hành Diệm một câu, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Phong Hành Diệm mím chặt môi, anh ta không hiểu tại sao Thương Chân lại đến tìm anh ta. Thương Chân từng bước tiến vào, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt tái nhợt của anh ta, nhẹ giọng nói, nói cho tôi biết tại sao anh đột nhiên thay lòng đổi dạ? Phong Hành Diệm nhíu chặt mày, ánh mắt phức tạp khinh thường nói, thay lòng đổi dạ còn cần lý do sao? Chỉ cần em không dây dưa với tôi, tôi có thể để Phong gia nhận em làm con nuôi, để mơ ước của em thành sự thật không ngờ phong hành diệm trước khi chết thậm chí còn sắp xếp cho cô một lối thoát như vậy cô cục mắt xuống suy nghĩ một chút đột nhiên nhìn anh ta mỉm cười giọng điệu thông thả nói vậy thì chỉ cần anh hôn em một cái cuối cùng chuyện trước kia sẽ xóa bỏ hết chắc không phải anh đã ghét bỏ em đến mức ngay cả một nụ hôn cũng keo kiệt sao lời đề nghị của thương chăn khiến trái tim phong hành diệm vừa mới bình tĩnh không thể kiềm chế được mà đập loạn nhìn đôi môi đỏ quyến rũ của cô ấy anh ta nuốt nước bọt thậm chí không thể từ chối đừng nhúc nhích phong hành diệm ảo tưởng trong im lặng phong hành diệm đột nhiên hạ quyết tâm anh ta đã uống rất nhiều thuốc ức chế chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp khả năng lây nhiễm rất thấp vậy thì lần cuối cùng chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ không lây cho thương chăn trong mắt phong hành diệm tràn đầy cay đắng nhưng anh ta lại nghiêng người lại gần từng chút một khi nụ hôn cuối cùng nhẹ nhàng đặt trên trán thương chăn chạm nhẹ rồi rời đi thơm chán là đã thỏa mãn rồi sao anh hẳn đã uống thuốc ức chế rồi nhỉ chỉ cần không phải là sao em biết chưa đợi cô nói xong phong hành diệm trực tiếp ngắt lời cô cha nói cho em biết sao không đúng chuyện virus ca một khi tiết lộ ra ngoài gia đình họ phong sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn cha không thể nói cho bất kỳ ai biết do chính em đoán thôi thương chăn nói một cách chắc nịch khuôn mặt tái nhợt của phong hành diệm đột nhiên đỏ bừng người phụ nữ này vừa trêu chọc anh ta thương chăn cười một cách không tốt mang theo một tia sát khí anh dám lừa em sao em không thể trêu chọc anh phong hành diệm tiếp theo e là em không thể tránh xa anh như anh mong muốn em và cha anh đã đạt được thỏa thuận em ở lại để cứu anh còn ông ấy để em trở thành con gái nuôi của phong gia em thật là hồ đồ phong hành diệm hét lên một tiếng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc nhìn thương chân virus ca không phải là cúm nó là bài toán khó của cả thế giới nếu em muốn làm con gái nuôi của phong gia anh sẽ giúp em sao em phải làm như vậy thương chăn có chút tức giận ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt em sẽ không nhận sự ban tặng của anh nữa em muốn tự mình có được anh chỉ cần tin em hợp tác với em là được đừng xen vào chuyện khác nhưng khi phong hành diệm còn muốn nói gì đó thì bà phong bước vào bà nhìn thương chăn với đôi mắt ngấn lệ cẩn thận hỏi thương chăn à gì nghe tứ hải nói cháu có cách kéo dài tuổi thọ của hành diệm đúng vậy không thương chăn nghiêm túc gật đầu đúng vậy từ nhỏ cháu đã luyện tập y công có thể tạo ra khí sử dụng thuật châm cứu đặc biệt có thể dùng kim để đưa khí trong cơ thể vào cơ thể bệnh nhân, sau đó kết hợp với phương pháp châm cứu để khí và cơ thể bệnh nhân hòa hợp, có thể kéo dài tuổi thọ, điều phiền phức hơn là phải châm cứu 3 ngày một lần, nhưng phương pháp này chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc. Vì vậy, trong khi kéo dài tuổi thọ cần phải nhanh chóng tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc, Thương Chân tỏ ra rất tự tin. Một bác sĩ bên cạnh kích động nói, chúng tôi đã thành lập một nhóm nghiên cứu để khắc phục virus k quy tụ nhiều chuyên gia chỉ cần có thời gian chắc chắn có thể tìm ra phương pháp chữa trị lúc này phong hành diệm lại nắm chặt tay thương chân lo lắng nói ý em là tất cả những người sắp chết em đều có thể kéo dài tuổi thọ sao điều này quá phi thường lỡ như chuyện này truyền ra ngoài e rằng sẽ khiến em rơi vào cảnh khó khăn hơn nữa làm như vậy sẽ có hại cho bản thân em thương chân vỗ nhẹ vào tay anh ta an ủi nói sẽ có một chút tổn hại nhưng dưỡng sức một thời gian là có thể hồi phục bà phong vừa an ủi vừa cảm động rất nghiêm túc nói thương chân cháu yên tâm chuyện thuật y thuật kỳ diệu này sẽ không có ai truyền ra ngoài tất cả mọi người trong phong gia sẽ bảo vệ cháu sau khi bà phong rời đi thương chân nhướng mày hỏi phong hành diệm anh diệm những gì em có thể làm cho anh em đã nói rõ ràng rồi cô cúi người nâng cầm phong hành diệm lên bây giờ anh có thể nói cho em biết anh bị nhiễm bệnh như thế nào rồi chứ khi biết được phong hành diệm là vì cứu cô nên mới chậm tiêm kháng thể thương chân sửng sốt đôi mắt phong hành diệm lảng tránh thản nhiên nói cũng không có chuyện gì to tát nhiễm virus ca tiêm kháng thể chỉ có một phần trăm cơ hội sống sót cho dù anh có đi tiêm e rằng cũng chết còn chậm trễ cứu em anh đương nhiên chọn em trái tim thương chăn hơi chấn động thở dài một tiếng anh thật là bất kể là một phần trăm hay một phần một nghìn chỉ cần có cơ hội sống sót người bình thường chẳng phải đều ưu tiên mạng sống của mình sao thương chăn nhớ lại kiếp trước phong hành diệm ở nhà tĩnh dưỡng hai tháng là khỏi bệnh nhưng kiếp này anh ta lại cận kề cái chết kết cục hoàn toàn khác nhau này quả nhiên là vì cô phong hành diệm thấy thương chăn không nói gì trong một thời gian dài cười an ủi nói em không cần cảm thấy áy náy đây là lựa chọn của anh nắm tay thương chăn ánh mắt sáng lên cổ vũ nói phong hành diệm không yếu đuối đến vậy vì vậy em hãy thoải mái điều trị thương chăn cũng nắm chặt tay anh ta nghiêm túc và kiên định chúng ta cùng cố gắng em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh để nắm bắt tình hình của phong hành diệm bất cứ lúc nào thương chăn chuyển đến sống ở phong gia trước mắt đã trôi qua 7 ngày tình trạng của phong hành diệm dần ổn định lần phát bệnh nguy kịch trước anh ta chỉ còn lại một tuần để sống bây giờ không chỉ vượt qua được mà mạch cũng khỏe hơn trước rất nhiều cô đã lấy một ống máu của mình giao cho bác sĩ nghiêm để ông ta mang về cho nhóm nghiên cứu cô luyện công từ nhỏ cộng thêm tắm trong nước thuốc nên máu có khả năng kháng độc rất mạnh có lẽ có thể có tác dụng phong hành diệm nhìn thương chăn trong mắt đầy vẻ đau lòng thương chăn anh đã bàn bạc với cha rồi quyết định tổ chức tiệc vào tháng sau công bố thân phận con gái nuôi của phong gia thương chăn chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy rời đi lúc đi phong hành diệm gọi cô lại gửi cho cô một chiếc hộp được gói tinh xảo trong giảng đường đại học thương chăn nhìn cuốn sách giáo khoa trên tay mà thấy khó khăn Mặc dù cô cũng rất tự tin vào các lớp học về y học nhưng những môn toán cao cấp, vật lý này đã trả lại cho giáo viên từ lâu rồi. Mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng cô vẫn duy trì vị thế học bá trước đây. Vì vậy, cô trông rất lạc lõng, các bạn có thấy thương chân thay đổi không? Trước đây mặc dù cô ấy hướng nội nhưng lại rất dịu dàng. Bây giờ tôi không dám đến gần cô ấy nữa. Vài nữ sinh sau lưng thương chân thì thầm nhưng cô ấy đẹp hơn rất nhiều. Tôi thậm chí còn không nhận ra, nghe nói hot boy khoa mỹ thuật rất trung tình với cô ấy. Ngay khi những người này đang thì thầm lại có một giọng nói không hài hòa truyền đến từ cửa thương chăn ở đâu ra đây cho tôi ánh mắt thương chăn lạnh lùng nhìn về phía cửa cô cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc nhìn kỹ lại hóa ra là người bên cạnh nhạc mộng như hình như tên là hàn quyên thấy thương chăn không trả lời hàn quyên trực tiếp bước về phía thương chăn không nghĩ ngợi gì đã định tắt cô ấy một cái thương chăn đồ đàn bà không biết xấu hổ một cái tát giáng xuống thương chăn khéo léo né tránh nhưng bàn tay hàn quyên lại đập mạnh vào bàn đau đến nỗi cô ta nhăn nhó thương chăn đứng sang một bên quan sát người phụ nữ bị nhạc mộng như lợi dụng đến chết này lạnh lùng cười nhạo con chó điên nào ở đâu ra cắn người vậy hàn quyên trợn tròn mắt khuôn mặt tức giận tái nhật cô còn dám mắng tôi cô quyến rũ đàn ông của mộng như làm người thứ ba mà còn kiêu ngạo như vậy cô có biết xấu hổ không quyên quyên tôi đã nói là cô hiểu lầm rồi sau khi hàn quyên nói xong nhạc mộng như xuất hiện đúng lúc cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay hàn quyên giả vờ khó xử như thể muốn che giấu cho thương Trăn. có nhiều người như vậy ở đây nếu ẩm ý lên thương chăn còn học hành thế nào nhạc mộng như liếc nhìn thương chăn áp chế hết mọi oán giận nói tiếp thương chăn cậu đừng tức giận tớ sẽ đưa cô ấy đi ngay bây giờ tớ không trách cậu về chuyện đó cô ta vừa mở miệng đã muốn làm hỏng danh tiếng của thương chăn chỉ tiếc là hàng quyên không hề phối hợp tại sao phải đi mộng như cậu thật sự quá mềm lòng mới bị những kẻ không từ thủ đoạn lợi dụng ai ở thành phố hải trung mà không biết phong hành diệm thích cậu nhưng có người lại tự đa tình thích phá hoại mối quan hệ của người khác càng ngày càng có nhiều người quan sát dưới sự tuyên truyền hết mình của nhạc mộng như bắt đầu chỉ trích thương chăn ầm ĩ thương chăn nhếch mép cười khẩy diễn đủ chưa nhạc mộng như phong hành diệm từ bao giờ trở thành đàn ông của cô người ta không thừa nhận cô lại cố tình quyến rũ đây chính là giáo dưỡng của nhà họ nhạc sao huống hồ phong hành diệm đã có hôn thê rồi rốt cuộc là ai chen chân vào ai chẳng phải là rõ ràng sao nhạc mộng như bị thương chăn nói đến mức không nói nên lời cô ta nghiến răng nghiến lợi cố ý khiêu khích anh diệm nào có hôn thê chẳng lẽ cô có nhẫn gia truyền của nhà họ phong sao không có nhẫn thì anh ấy chưa đính hôn lần trước anh ấy suýt nữa muốn tôi làm hôn thê của anh ấy rồi là cô không biết xấu hổ chạy ra phá đám chúng tôi lần trước khi thương chăn đập vỡ chiếc nhẫn cô ta cũng ở đó cô ta chắc chắn rằng thương chăn không thể lấy ra được suýt nữa chẳng phải là vẫn chưa đồng ý sao thương chăn nhướng mày liếc cô ta một cái lạnh lùng nói nhạc mộng như tôi tắt cô trước mặt phong hành diệm nhưng anh ta lại không ngăn cản cô biết tại sao không đôi mắt thương chăn sáng lên đột nhiên nhận ra bởi vì tôi có quyền này nhạc tiểu tam nhìn cho rõ nhẫn ngọc bích của phong ra ở trên tay tôi chiếc nhẫn bị cô đập vỡ lại lành lặn vô sự xuất hiện trong tay cô sao lại thế được rõ ràng là tôi thấy cô đập vỡ rồi nhạc mộng như kinh ngạc đến mức trực tiếp buột miệng thốt ra nói xong cô ta nhận ra mình lỡ lời vội vàng che miệng lại thương chăn cười đắc ý vậy thì cô cũng thừa nhận chiếc nhẫn này vốn là của tôi rồi cô tiến lên một bước nhìn xuống tôi đúng là đã đập vỡ chiếc nhẫn sau khi phong hành diệm sửa xong thì trả lại cho tôi cảm nhận được ánh mắt phức tạp của những người xung quanh nhạc mộng như vẫn cãi cố sao có thể trước đây anh diệm bị bệnh không gặp ai cả chỉ muốn tôi chăm sóc đều là cô thương chăn tôi luôn coi cô là chị em tốt nhưng cô lại đối xử với tôi như vậy quá khiến tôi đau lòng nói xong cô ta lau nước mắt đau lòng chạy đi những người xung quanh mới bàng hoàng nhận ra hóa ra nhạc mộng như mới là kẻ thứ ba loại kịch bản vu oan hãm hại người khác không được ngược lại tự vả vào, vào mặt mình này xem đã quá buổi tối trở về phong ra phong hành diệm đang xem tài liệu thương chăn bưng bát canh do bà phong nấu với vẻ mặt u ám đưa cho phong hành diệm anh ta lập tức để sấp tài liệu xuống nhưng thấy sắc mặt thương chăn vô cùng khó coi phong hành diệm suy nghĩ một chút biết rằng cô đã gặp chuyện không vui ở trường hơn nữa thương chăn còn bày ra sắc mặt này với anh ta có thể thấy chuyện này chắc chắn liên quan đến anh ta anh ta từ từ đi đến sau lưng thương chăn thấy cô đang vắt hết óc để xem đề bài phong hành diệm chỉ vào một câu hỏi nói chậm rãi giá trị tọa độ này của em sai rồi nên làm thế này trước anh ta trực tiếp nắm lấy tay thương chăn bắt đầu phân tích trên bài kiểm tra thương chăn hơi sửng sốt phong hành diệm dạy cô học nếu như là trước đây cô căn bản không dám tưởng tượng thương chăn hoàn hồn hất tay anh ta ra lạnh lùng nói là anh đứng quá gần làm em nóng phong hành diệm có chút ý cười trong mắt xoa đầu cô nhẹ giọng nói có thể nói cho anh biết rốt cuộc là ai chọc giận thương chăn nhà chúng ta không ngoài anh ra còn có ai thương chân ngẩng cầm lên khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng hôm nay nhạc mộng như chạy đến nói em là kẻ thứ ba oán trách em quyến rũ anh anh không phải đã lâu không gặp cô ta rồi sao có lẽ cô ta bị dồn đến đường cùng rồi sắc mặt phong hành diệm tối sầm lại cô ta dám ánh mắt phong hành diệm lạnh lẽo đến tê người anh sẽ không gặp cô ta nữa nếu như em cảm thấy cô ta làm phiền em anh sẽ đích thân xử lý cô ta thương chân ngắt lời anh ta một cách sắc bén em vẫn câu nói đó kẻ thù của em em sẽ tự mình giải quyết từng người một nói thật thì em rất thích cảm giác áp chế bọn họ như thế này cảm giác bọn họ không ưa nhưng lại không thể làm gì em thật là sảng khoái phong hành diệm ánh mắt hơi khó hiểu nhìn thương Trăn. chăn Chan chăn nói phải báo thù mấy lần rồi thậm chí còn biết rất nhiều chuyện mà với thân phận của cô ấy thì không thể nào biết được còn có y thuật cao siêu và một đám kẻ thù tất cả những chuyện này đều rất đáng ngờ sau đó anh ta ôm chặt lấy thương chăn khiến cô khó chịu phong hành diệm anh làm sao thế không thoải mái ư phong hành diệm ấp úng chăn chăn anh trong lòng anh ta nghĩ nếu như anh hỏi em nguyên nhân liệu em có nói mọi chuyện cho anh không rốt cuộc phong hành diệm chọn cách không hỏi anh không sao chỉ là có hơi mệt vì anh ta nghĩ đợi sau khi thương chăn hoàn toàn tin tưởng mình cô ấy nhất định sẽ chủ động nói cho mình biết thấy vậy thương chăn dìu phong hành diệm vào phòng nghỉ ngơi phía nhà họ vạn thế nào rồi phong hành diệm đứng trước gương đột nhiên lên tiếng nguồn vốn của nhà họ vạn đứt gãy từ lâu cộng thêm việc chúng ta cố ý tạo ra một vài lần hợp tác thất bại vấn đề ngày càng lớn bàng thất ở bên cạnh nghiêm túc báo cáo bọn họ định để vạn thiệu luân liên hôn với ngân hàng vân hội ở bắc kinh lý do là bên kia chê xuất thân của vạn thiệu luân không tốt nhưng con gái của chủ tịch ngân hàng lại nhất kiến trung tình với vạn thiệu luân phong hành diệm cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia tà ác con gái luôn thích những khuôn mặt đẹp sắp xếp cho donatis tình cờ gặp cô ta tôi tin rằng cô ta sẽ thích donatis bàng thất gật đầu nhưng lại có chút khó hiểu hỏi cậu chủ chúng ta đã điều tra được chứng cứ nhà họ vạn buôn lậu và giao dịch với kẻ địch ở đất nước lờ tại sao không trực tiếp tiêu diệt hết bọn chúng trong mắt phong hành diệm lộ ra một tia bất lực và cương chiều vẫn chưa đủ nếu bây giờ đánh xuống bọn họ nhà họ vạn vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế bọn họ đã muốn thương chăn chết vậy thì tôi phải khiến bọn họ tuyệt vọng sụp đổ không bao giờ có thể lật ngược tình thế hơn nữa thương chăn không muốn tôi xen vào chuyện của cô ấy vì vậy trước tiên hãy làm suy yếu kẻ thù sau đó tạo ra cơ hội thích hợp để thương chăn đích thân giáng cho bọn họ một đòn chí mạng bên kia thương chăn đang đứng trước gương thử chiếc váy mà phong hành diệm đã chuẩn bị riêng cho cô chiếc váy dạ hội màu xanh lam nhạt được đính đầy kim cương tỏa sáng rực rỡ phong hành diệm vẫy tay những người khác lập tức lui ra ngoài anh ta tiến lên kéo khóa váy cho thương chăn anh ta làm rất chậm mang theo một chút ung dung và mơ hồ vươn tay ôm lấy eo thương chăn đầu tựa vào vai cô nhìn như bức tranh rất hài hòa giống như một cặp đôi trời sinh người phụ nữ trong gương lạnh lùng và cao quý một chiếc váy đầy sao kim cương khiến cô ấy giống như một nữ thần trong đêm tối không thể chạm tới phong hành diệm nhìn sâu một cái khen ngợi thương chăn em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy trước sự chứng kiến của mọi người phong hành diệm nắm tay thương chăn xuất hiện một cách lộng lẫy nhiều người nhìn thấy ngây người tất cả đều bị đôi nam nữ trai tài gái sắc làm cho mê mẩn trong lúc nhất thời nhiều lời bàn tán về việc phong hành diệm ghét thương chăn hôm nay không phải là tiệc nhận họ hàng sao tại sao hai người họ ở bên nhau giống như tiệc đính hôn vậy trong góc có hai người phụ nữ tức giận đến méo cả mặt mẹ nói xem con tiện nhân đó có bản lĩnh gì mà lại có thể trở thành người nhà họ phong thấy thương chăn quá rạng rỡ thương thanh thanh tức giận nghiến răng lại chị ta bây giờ là con gái nuôi của nhà họ phong so với tiểu thư nhà họ thương thì rạng rỡ hơn nhiều lâm tuyết hàm liếc nhìn thương chăn một cái nói một cách chua chát ai bảo mẹ ruột của cô ta có quan hệ tốt với lý uyển danh chứ lâm tuyết hàm đột nhiên lại cười nhưng như vậy cũng tốt thương chân đã trở thành người nhà họ phong con là em gái của thương chân có nhiều cơ hội đến nhà họ phong hơn bây giờ phong hành diệm không còn hôn ước nữa chỉ cần con có thể hạ gục anh ta thương chân thì là thá gì còn có người có suy nghĩ giống họ là người nhà họ nhạc sắc mặt nhạc mộng như rất khó coi nhưng mẹ cô ta lại rất lạc quan thật là tốt cuối cùng thì hôn ước chết tiệt đó cũng không còn nữa mộng như lát nữa con có thể để phong hành diệm mời con khiêu vũ con đã lâu không gặp phong hành diệm chắc chắn là có người đã gây chia rẽ con phải tìm cơ hội giải thích nhạc mộng như gật đầu yên tâm đi mẹ con nhất định sẽ không để thương chăn tọa nguyện lúc này điệu nhạc khiêu vũ lớn vang lên phong hành diệm hơi cúi người trong sự ghen tị của nhiều phụ nữ rất lịch sự đưa tay về phía thương chăn người phụ nữ xinh đẹp tôi có vinh dự này không anh diệm anh khỏe rồi sao phong hành diệm chưa kịp nói hết câu thì nhạc mộng như đã xuất hiện rất xinh đẹp cô ta buộc tóc đuôi ngựa màu tím làm nổi bật đôi mắt hạnh đào quyến rũ nhạc mộng như liếc nhìn thương chăn một cái áp chế sự oán hận trong mắt cười nói thương chân tối nay thật đẹp nhưng trước đây thương chân là hôn thê của anh diệp hôm nay điệu nhảy mở màn này không nên nhảy với anh diệp rốt cuộc thì thân phận đã khác nhau rồi thật đáng tiếc ban đầu tôi rất mong chờ thương chân và anh diệp mở màn thương chân nhướng mày cười lạnh rất mong chờ sao thương chân dứt khoát nắm lấy tay phong hành diệp vì mọi người mong chờ như vậy chúng ta đừng làm mất hứng của họ nhảy bài mở màn đi nhà mộng như trợn tròn mắt vội vàng cười gượng thương chăn mặc dù tôi rất mong chờ nhưng bây giờ cô là con gái nuôi của nhà họ phong trước đây cô và anh diệm lại có quan hệ như vậy không thích hợp khi khiêu vũ cùng nhau hay là cô nhảy với anh họ của tôi nhé thật nực cười phong hành diệm lạnh lùng ngắt lời nhạc mộng như nhíu chặt mày liếc nhìn cô ta một cách sắc bén phong hành diệm tôi muốn làm gì cần cô đánh giá sao còn nữa ai cho phép cô gọi tôi là anh diệm cô xứng sao sắc mặt nhạc mộng như đột nhiên tái nhợt cô ta uất ức nhìn anh ta anh diệm em trước đây anh sẽ không đối xử với em như vậy sao lại thế này tuy trước đây phong thiếu lạnh lùng nhưng vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của mình Thương Trân tâm trạng rất tốt khóe miệng cong lên vui vẻ từ trong ra ngoài, nhạc mộng như. Cô nghĩ rằng chuyện thời thơ ấu có thể giấu giếm mãi sao. Phong hành diện đối xử tốt với cô là vì anh ta nghĩ rằng cô là ân nhân cứu mạng của anh ta nhưng sau khi sự thật được phơi bày, cô chỉ là một kẻ lừa đảo. Bất kể nhạc mộng như có biểu cảm như thế nào, hai người nắm tay nhau lên sân khấu khiêu vũ điệu mở màn đầu tiên. Để đối phó với điệu nhảy tối nay, Thương chăn đã học một số điệu nhảy giao tiếp. Phong hành diệm vẫn chưa bắt kịp, tập trung một chút, phong hành diệm cúi đầu nhìn cô mỉm cười đồng ý thương chân đột nhiên mất tập trung bất ngờ dẫm lên chân phong hành diệm cô giật mình vội vàng lùi lại không đứng vững và ngã về phía sau vào thời điểm quan trọng phong hành diệm ôm lấy eo cô bảo vệ cô trong vòng tay chiều cao chênh lệch một cái đầu lần đầu tiên khiến cô trông giống như một nữ thần giữa các vì sao bộc lộ cảm giác như một chú chim nhỏ nép vào người khuôn mặt đỏ bừng của thương chân vùi vào cánh tay phong hành diệm eo bị một đôi tay mạnh mẽ khóa chặt cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đập nhanh trong vòng tay của anh thương chân vẫn chưa đứng dậy sao muốn ở trong vòng tay của anh trai bao lâu nữa thương chân lập tức đứng thẳng người đẩy phong hành diệm ra một cách mạnh mẽ em không nhảy nữa nói xong cô lạnh lùng nhấc váy lên và quay người bỏ đi thấy thương chân bỏ đi như một đứa trẻ phong hành diệm từ từ cong môi cảm thấy thương chân đang bỏ chạy có vẻ như anh ta đã không kiềm chế được lòng tham của mình khiến cô bị dọa sợ sau khi thương chân vội vàng chạy ra khỏi vũ hội nhạc mộng như cũng đi theo thương chân rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến anh diệm thay đổi thái độ với tôi nhạc mộng như gào lên với khuôn mặt đầy oán giận tôi luôn đối xử tốt với cô như vậy tại sao cô lại làm hại tôi thương chăn cười lạnh một tiếng khinh thường liếc nhìn nhạc mộng như một cái cô đối xử tốt với tôi lúc trước cô bảo tôi chế thuốc nhưng lại bỏ thuốc đó vào người phong hành diệm còn ám chỉ phong hành diệm đến điều tra tôi đây chính là đối xử tốt với tôi sao thương chăn hiểu rõ mọi chuyện mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt sự tức giận và oán hận trong lòng không hề giảm sút lúc nhỏ chỉ có cô không chê tôi lầm lì chịu chơi với tôi vì vậy khi cô nói rằng cô muốn gần gũi với gì phong muốn có một người anh trai Tôi đã ngốc nghếch giới thiệu cô với họ nói hết lời tốt về cô. Cô làm hỏng hộp trang sức của dì Phong là tôi đã nhận tội thay cô. Thành tích của cô không tốt là tôi đã giúp cô gian lận, nhạc mộng như lùi lại một bước. Sự tức giận trong lòng không thể bộc phát nhưng cô ta không muốn thừa nhận. Cô ta thực sự đã bị thương chăn dọa sợ. Thương chăn tiến lại gần từng câu hỏi chất vấn. Những năm qua tôi tự nhận rằng mình đối xử với cô rất tốt nhưng tại sao cô lại làm hại tôi như vậy? Hơn nữa còn nhiều lần, lần nào cũng tàn nhẫn hơn. Dưới áp lực của ánh mắt sắc bén của thương chăn, nhạc mộng như chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cuối cùng cô ta cũng phản bác, cô là cái thá gì mà có thể đính hôn với anh Diệp, người đàn ông mà tôi muốn tại sao lại bị trói buộc với cô. Giọng cô ta đột nhiên lớn lên mang theo sự không cam lòng, thân sắc đầy vẻ khinh thường và cam phẫn, cô là đồ vô dụng tại sao lại dẫm đạp lên tôi. Thương chăn hừ lạnh một tiếng chế nhạo, chỉ bằng một nhân phẩm ăn cắp thành quả của người khác và một tài năng gần như bằng không của cô mà đòi ngồi trên cành cao. Chuyện của Tô Tuần là do cô làm đúng không? Biểu cảm của nhạc mộng như trở nên méo mó, giận giữ chừng mắt nhìn thương chăn, con tiện nhân cô ta đột nhiên hét lên một tiếng nâng tay tát thương chăn thương chăn túm lấy tay cô ta ánh mắt lạnh lùng xấu hổ thành giận thật hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy trên người cô chỉ cần liếc mắt nhìn cô một cái thì tôi cũng thấy ghê tởm nói xong cô hất nhạc mộng như ra ngắm nhìn vẻ mặt thất thần của nhạc mộng như rồi quay người bỏ đi nhạc mộng như bị lời nói của thương chăn kích thích mạnh mẽ cô ta nhìn bóng lưng thương chăn đột nhiên nhặt một hòn đá thương chăn chỉ cần không có cô anh diệm sẽ là của tôi chỉ cần cô biến mất mãi mãi nhạc mộng như nhảy dựng lên giơ hòn đá ném về phía thương chăn cẩn thận phong hành diệm lao tới với tốc độ như sấm sét ôm thương chân vào lòng đột ngột quay người thương chân mở to mắt kinh hãi mình tuyệt đối không thể để phong hành diệm chảy máu nữa virus ca có khả năng lây truyền rất mạnh một khi có người bị nhiễm bệnh vì máu của anh ta mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết ngay khi hòn đá rơi xuống cô đột nhiên phản ứng đẩy phong hành diệm ra sau khi xoay người hòn đá đập mạnh vào vai trần của cô thương chân rên lên một tiếng máu đã chảy ra khiến đồng tử phong hành diệm co lại ngay lập tức anh ôm thương chân vào lòng trên người anh ta đột nhiên bùng phát sắc khí và sự tức giận khủng khiếp quay người đá mạnh một cái đá nhạc mộng như rơi xuống nước nhạc mộng như vốn yếu đuối liên tục vùng vẫy và kêu cứu cứu mạng tôi không biết bơi quan khách trong hội trường nghe thấy tiếng động cũng đi ra chuẩn bị với tay kéo nhạc mộng như lên xem ai dám động phong hành diệm hét lên giận dữ cơn tức giận bị đè nén như thể người trong nước là kẻ thù mà anh ta ghét nhất phong hành diệm không dám chạm vào vết thương của thương chăn trực tiếp giao cô cho bàng thất để anh ta đưa đi xử lý sau khi bàng thất rời đi phong hành diệm vẫn không đi bây giờ anh ta đầy giận dữ và phải chút giận mẹ nhạc mộng như đột nhiên quỳ xuống đất chấp tay cầu xin phong hành diệm con gái tôi không biết bơi cứ tiếp tục như vậy sẽ mất mạng đúng vậy hành diệm bà phong cũng có chút lo lắng đi tới khuyên nhủ cứu người lên rồi hãy nói phong hành diệm đột nhiên cười lạnh được mấy người cứu đi mọi người thấy anh ta đồng ý ngay lập tức kéo nhạc mộng như lên nhạc mộng như nằm sóng xoài trên mặt đất thở hồn hển và khóc lóc phong hành diệm nhìn cô ta ánh mắt lạnh lùng cuối cùng cười chế nhạo bây giờ tiểu thư nhạc có thể nói cho tôi biết một người không biết bơi như cô làm thế nào để cứu tôi khỏi chết đuối cách đây 9 năm khuôn mặt nhạc mộng như đột nhiên tái nhợt nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng khẽ cầu xin đúng vậy xin lỗi phong hành diệm em không cố ý lừa dối anh em chỉ thích anh quá em không dám nữa đâu vì chúng ta là thanh mai trúc mã nhạc mộng như ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng toàn là sợ hãi người đàn ông này quá đáng sợ quen biết nhiều năm mà anh ta thực sự có thể trơ mắt nhìn mình chết phong hành diệm cười lạnh một tiếng nụ cười đáng sợ uy quyền bao trùm khắp nơi khiến mọi người đều dùng mình được thôi, vì chúng ta là thanh mai trúc mã tôi quyết định để cô ngồi tù ít hơn vài ngày. Vừa rồi, trước mặt tôi, cô định giết em gái tôi, là cô ý giết người bất thành, chờ nhận thư của luật sư đi. Nói xong, anh ta nhìn nhạc mộng như một cách khinh bỉ. Phong hành diệm rời đi, nhạc mộng như như mất hồn ngã gục xuống đất, ngồi tù, cuộc đời mình như vậy đã kết thúc sao. Vết thương của thương chăn cũng đã được băng bó kịp thời. Bác sĩ dành lời khen cho cô, cô nhóc này, ngoài lạnh trong nóng, trong tình thế khẩn cấp như vậy còn nghĩ cho cậu chủ đầu tiên. Bàng thất cũng lên tiếng, cô thương cô bảo trước đây cô thích cậu chủ lúc đó tại sao cô lại thương chăn cắt ngang hồi nhỏ tôi quá kìm nén bản thân thấy cái gì cũng chỉ có hai màu đen trắng mà phong hành diệm từ bé tới lớn đều rất chói mắt lúc đầu có lẽ tôi chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi ngưỡng mộ anh ấy kiêu ngạo chói mắt nhưng những chuyện đó đã qua rồi bằng thất hỏi tiếp nếu cậu chủ hồi phục sức khỏe rồi cầu hôn cô thương chăn ngước lên nhìn bằng thất nếu tôi đã là con gái nuôi nhà họ phong thì tất nhiên không thể làm vợ phong hành diệm nữa quan hệ giữa tôi và anh ấy chỉ có thể là anh em lúc này phong hành diệm đứng bên ngoài đã nghe thấy hết tất cả đột nhiên có một giọng nói vang lên phong thiếu sao cậu lại đứng ở cửa không vào thế tôi nghe nói chăn chăn bị thương nên tới đây thăm con bé không lấp ló nữa phong hành diệm trực tiếp đẩy cửa vào thấy phong hành diệm trong lòng thương chăn dối bời những lời nói vừa nãy anh ấy đều nghe hết rồi sao hôm sau đến trường thương chăn ngồi bần thần không biết phong hành diệm có nghe được lời hôm qua mình nói không nhỉ khi thương chăn đang ăn trong căng tin thì hai nữ sinh đến nhắc nhở cô thương chăn nhạc mộng như đang tìm cậu ở quảng trường cậu cẩn thận một chút tôi nghĩ cô ta có thể không có ý tốt kể từ khi họ biết được ra thế của thương chăn tất cả đều cố ý bắt đầu tiếp cận cô quảng trường đã chật kín người xem náo nhiệt bởi vì nhạc mộng như đang quỳ trên mặt đất cô ta thực sự là một người phụ nữ thông minh biết rằng nếu không bỏ vốn ra lúc này sẽ không còn cơ hội để cứu vãn cô ta cúi đầu mang đến cho mọi người cảm giác rất mong manh đáng thương và tờ giấy trắng trước mặt cô ta có viết một vài chữ lớn thương chăn tôi xin lỗi cô làm ơn hãy tha thứ cho tôi trong đám đông vây quanh hơn một nửa đã nghiêng về phía nhạc mộng như bắt đầu chỉ trích thương chăn thương chăn này là ai thực sự đã đẩy đàn chị nhạc đến mức này có người biết chuyện bên lề nói thương chăn là con gái nuôi của nhà họ phong nhạc mộng như đã xúc phạm cô ta nghe thấy những lời bàn tán này mọi người càng to tiếng hơn bắt đầu khinh thường thương chăn một chút việc cũng làm nhục người khác thương chăn này có tâm địa quá hẹp hòi thương chăn vừa ra ngoài đã nghe thấy những lời bàn tán này liền nhíu mày vì vậy nhạc mộng như đã làm sai nhưng cô ta lại trở thành người có tâm địa hẹp hòi thật thú vị đến xin lỗi cũng muốn đâm cô một nhát thương chăn điềm tĩnh bước đến trước mặt nhạc mộng như tò mò hỏi đàn chị tìm tôi sao nhạc mộng như từ từ ngẩng đầu lên nước mắt lương tròng thương chăn tôi xin lỗi tôi không cố ý làm cô bị thương cô có thể đến trường ngày hôm nay có thể thấy vết thương không nghiêm trọng cô có thể tha thứ cho tôi không đừng để tôi ngồi tù tôi sẵn sàng bồi thường bao nhiêu tiền cũng được khi cô ta nói chuyện thần sắc đáng thương cơ thể run rẩy hoàn toàn tạo cho mọi người cảm giác thương chăn thật sự bắt nạt người khác thương chăn còn chưa kịp lên tiếng một nam sinh bên cạnh không thể nhìn nổi nữa phẫn nộ chỉ vào thương chăn nói đủ rồi tôi thấy cô cũng không sao cả, cần phải đưa người ta đi tù không? Cô ham dọa người khác như vậy có ý nghĩa gì không? Nói xong, anh ta định đỡ nhạc mộng như dậy nhưng nhạc mộng như như thể bị dọa sợ. Quỳ trên mặt đất nước mắt rơi lã trã trông rất đáng thương. Không, tôi không đứng dậy. Thương chăn không tha thứ cho tôi, tôi không thể đứng dậy. Tôi không muốn ngồi tù, nhạc mộng như đẩy nam sinh định đỡ cô ta ra, mắt đẫm lệ nhìn thương chăn. Thậm chí còn quỳ gối tiến về phía cô vài bước. Thương chăn, tôi cầu xin cô. Tôi thực sự không cố ý, tha thứ cho tôi được không? Sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh diện nữa. Làm ơn hãy cho tôi một con đường sống. Tôi hung hăng như vậy sao? Thương chăn cong môi ánh mắt lạnh lùng lướt qua những người xung quanh. Mọi người đều cảm thấy tôi là người cố chấp không tha thứ cho cô ta phải không? Đúng vậy, tôi cố chấp không tha thứ cho cô ta. Mặc dù những người xung quanh không nói gì nhưng đều nhìn cô bằng ánh mắt ác ý khiến thương chăn ngẩng cao cầm nói to. Tha thứ cho cô ta là lòng nhân tử của tôi. Không tha thứ cho cô ta cũng là ý tôi. Cô ta đã dám làm hại tôi thì phải trả giá. Xin lỗi là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao để cô ta ngồi tù là quyền của tôi cô ta định dùng đá đập chết tôi đây là âm mưu giết người chỉ cần xin lỗi là đủ sao vậy thì luật pháp để làm gì ràng buộc người tốt và dung túng cho kẻ xấu sao sau khi mọi người nghe xong họ đều im lặng không ai dám nói gì nữa nhạc mộng như thấy tình hình có vẻ đang nghiêng về phía thương chăn cắn răng dập đầu mạnh xuống đất trước mặt thương chăn trong lòng cô ta rất rõ ràng chuyện phong hành diệm nhúng tay vào thì chắc chắn sẽ thành công thương chăn tôi không có ý trốn tội lúc đó tôi tức giận đến mất trí hành động thiếu suy nghĩ đã làm sai nhưng sai thì vẫn là sai tôi thành tâm xin lỗi cô nếu cô không tha thứ cho tôi tôi sẽ quỳ ở đây mãi mãi nhưng thương chăn không hề lay động nhạc mộng như hận đến nỗi muốn phun ra máu trong lòng điên cuồng chửi rủa thương chăn mày là cái thá gì sau này tao sẽ bán mày đến đất nước nghèo nhất làm con điếm hạ đẳng nhất tao sẽ tiêm thuốc độc cho mày để mày bị người ta xỉ nhục và dẫm đạp cả đời thấy nhạc mộng như vừa dập đầu vừa xin lỗi nhiều người lộ ra vẻ mặt không đành lòng được rồi thương chăn cô tha thứ cho cô ta đi hoặc là bắt cô ta bồi thường một khoản tiền sau này vẫn là bạn học những giọng nói như vậy ngày càng nhiều nếu là người bình thường sợ rằng họ đã không chịu nổi và yêu cầu dừng lại từ lâu rồi nhưng với thương chân thì hoàn toàn khác cô nhìn nhạc mộng như dập đầu trong lòng không hề gợn sóng kiếp trước cô bị nhiễm virus ca muốn tự cứu mình hy vọng nhận được sự giúp đỡ của nhạc mộng như ai ngờ nhạc mộng như đồng ý trên mặt nhưng ngay lập tức bán đứng cô lúc đó cô vẫn nhớ khi bị nhốt vào viện nghiên cứu thái độ chiến thắng của nhạc mộng như lúc đó nhạc mộng như nhìn cô từ trên cao xuống đắc ý nói nếu muốn trách thì hãy trách cô ngu ngốc tôi là người như thế nào cô mà cũng xứng làm bạn với tôi sao nếu không phải vì nhà họ phong thì cô đã sớm bị tôi giết chết rồi đồ ngu si hèn hạ hồi tưởng lại thương chăn từng bước tiến về phía nhạc mộng như lúc này sự căm ghét trong lòng nhạc mộng như đã lên đến đỉnh điểm nhưng khi thấy thương chăn đi tới cô ta vẫn lộ ra vẻ mặt hy vọng khiêm nhường đến cực điểm thương chăn cô tha thứ cho tôi chứ cô ta nghĩ rằng thương chăn sẽ đỡ cô ta dậy sau đó nói với cô ta đã tha thứ cho cô ta rồi nhưng không ngờ thương chăn chỉ cúi xuống dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô ta bình tĩnh và lạnh lùng nói tôi sẽ không tha thứ cho kẻ muốn giết tôi tôi sẽ không cho kẻ đó cơ hội làm hại tôi nữa tôi chỉ đến để xem cô cầu xin lòng thương hại quả nhiên không phụ sự mong đợi thấy cô nghiến răng nghiến lợi cầu xin tôi cảm thấy rất vui cả người thoải mái cảm ơn cô đã biểu diễn cho tôi xem tôi có một đồng tiền ở đây coi như là tiền bo cho màn trình diễn của cô nói xong thương chăn thực sự móc một đồng xu ném xuống đất rồi quay người bỏ đi tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tôi sẽ không chơi với cô nữa thương chăn chưa đi được mấy bước thì nhạc mộng như trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đây không phải là giả cô ta thực sự tức giận đến mức thổ huyết nhạc mộng như hận thù nhìn bóng lưng thương chăn điên cuồng nghiến giang nói thương chăn mày dám đối xử với tao như vậy sao thương chăn tao sẽ giết mày chết đi những người xung quanh đều bị nhạc mộng như làm cho sợ hãi và mờ mịt họ cảm thấy nhạc mộng như không giống như vẻ ngoài thành tâm vừa rồi cô ta thực sự muốn được tha thứ sao thật đáng sợ khi thương chăn ra khỏi trường trời đã tối bàng thất thấy thương chăn kích động hét lên cô chủ bên này thương chăn thấy người quen không phải là anh ta ở bên cạnh phong hành diệm sao chẳng lẽ thương chăn kinh ngạc lên xe quả nhiên là phong hành diệm phong hành diệm dịu dàng quan tâm nói nghe nói hôm nay nhạc mộng như lại gây rắc rối cho em anh đến xem thử thương chân ngồi vững nghiêng đầu cười anh đang lo lắng cho em sao đương nhiên rồi phong hành diệm buột miệng nói một cách nghiêm túc người đáng để anh chạy một chuyến như vậy chỉ có em thôi thương chân trông rất bình tĩnh một nhạc mộng như nhỏ bé có thể làm gì với em đột nhiên nhớ mày nhìn phong hành diệm một cách nghi ngờ gần đây cơ thể anh thế nào có đau lắm không cô hiểu quá rõ về virus ca kiếp trước sau khi bị nhiễm virus ca cô càng uống thuốc điều trị cơ thể càng đau đến giai đoạn sau người khác chỉ cần chạm nhẹ sẽ đau như dao cắt phong hành diệm nhìn thương chân bằng đôi mắt sâu thẳm lộ ra một nụ cười hiền hòa có thể nhị anh nhớ lần trước em bị thương ở ngực nhưng không chịu tiêm thuốc gây mê còn nói với anh rằng hôn em thì sẽ không đau nếu em bằng lòng hôn anh một cái có lẽ anh sẽ không đau nữa thương chân bất lực phong hành diệm đè nén nỗi cay đắng trong mắt cong môi nhẹ yên tâm với cơ thể như bây giờ của anh em không cần lo lắng anh sẽ làm gì em dạo này anh chẳng thể tiếp xúc với người khác nên là thương chăn nghe vậy vẻ mặt cảnh giác mơ hồ dần dần thả lỏng không ngờ Phong Hành Diệm người dường như coi thường sự sống và cái chết thực sự có một mặt yếu đuối như vậy. Thương Chân đột nhiên cười chế nhạo, "Phong Hành Diệm thực ra anh muốn phụ nữ rồi phải không? Tính ra tuổi anh đã 23 tuổi rồi, đó là thời điểm đàn ông bốc đồng, bây giờ không chỉ phạm vi hoạt động bị hạn chế mà còn không thể đến gần mọi người, vì vậy anh rất khó chịu phải không? Có lẽ em nói đúng." Phong Hành Diệm kéo Thương Chân lại ôm cô vào lòng giọng nói mỉm cười mang theo vẻ thờ ơ, "Anh muốn phụ nữ rồi nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến những người khác, từ đầu đến cuối anh chỉ nghĩ đến Thương Chân." Trong xe yên tĩnh trong chốc lát, phong hành diệm nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cơ thể thương chăn thực ra sau khi chúng ta vô tình phát sinh quan hệ anh muốn chịu trách nhiệm và thực hiện hôn ước như nhạc mộng như nói rằng tất cả những điều này đều do em tự biên tự diễn thậm chí những loại thuốc đó đều do em làm anh ta mở mắt ra ánh mắt đầy áy náy và tự trách anh đã đi điều tra và phát hiện ra thực sự là em làm nên anh mới tức giận và càng ghét em hơn nói với em những điều này không phải để trốn tránh trách nhiệm cũng không phải để cầu xin sự tha thứ anh chỉ muốn nói rằng sau này anh sẽ tin em miễn là anh còn sống anh sẽ đứng về phía em giọng nói khàn khàn lời nói êm dịu khiến thương chăn đã chìm vào giấc ngủ từ lâu phong hành diệm sừng sốt một lúc ngay lập tức ôm chặt hơn người thấy mùi hương lạnh lẽo đặc biệt trên người cô miệng cong lên thương chăn anh phải làm gì với em thì mới tốt đây ngày hôm sau khi thương chăn tỉnh dậy chỉ cảm thấy chăn ấm áp cô vô thức rụi rụi sau đó nhận ra mình đang ở trong vòng tay của một người cô ngẩng đầu lên thấy phong hành diệm khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác ghen tị và phong hành diệm cũng tỉnh dậy nhưng anh ta nhắm mắt một nửa giả vờ như không biết gì tại sao anh lại ở trên giường của em thương chân lạnh lùng chọc vào phong hành diệm phong hành diệm mới mở một mắt giọng khàn khàn ôm ngủ không thoải mái sao thương chân lạnh lùng nói thoải mái nhưng bây giờ em là em gái của anh sao có thể ngủ chung với nhau được vậy thì tiếp tục ngủ đi phong hành diệm túm lấy thương chân đang định kéo cô xuống giường bây giờ còn sớm chân cũng ấm áp em thực sự không muốn ngủ thêm với anh sao phong hành diệm có khuôn mặt đẹp trai tuyệt vời ngay cả hai hàng lông mày rậm cũng gợn sóng nhẹ nhàng một bộ đồ đen bó sát càng làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo thương chăn đỏ mặt định đồng ý đúng lúc phanh lại kịp thời nhảy xuống giường em không muốn em phải đến trường để làm bài kiểm tra thật nguy hiểm mình suýt nữa đã trúng kế mỹ nam của anh ấy rồi thương chăn thi cả ngày ở trường cảm thấy đầu óc choáng váng đang định đi nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của giáo sư lý thương chăn bài tập nghiên cứu của em sao chưa nộp em phải nhanh lên ngày mai là hạn chót rồi không có thành tích bài tập nghiên cứu điểm thi viết có tốt đến mấy cũng không vào được lớp liên thông thạc sĩ tiến sĩ em phải nhanh lên rõ ràng cô đã bảo tổ trưởng nộp bài tập nghiên cứu cho giáo sư lý chẳng lẽ một linh cảm không lành dâng lên trong lòng cô lập tức tìm thấy tổ trưởng nhưng sau khi tổ trưởng nghe xong cũng trợn tròn mắt thương chăn, tớ thực sự đã nộp bài tập nghiên cứu của cậu cho giáo sư lý cô ta đột nhiên nhớ ra một chuyện sắc mặt trở nên khó coi nhưng giữa đường tớ gặp em gái cậu thương thanh thanh cô ta nói vừa lúc phải đến gặp giáo sư lý có thể tiện đường mang giúp tớ tớ đã đưa cho cô ta thương thanh thanh xem ra cho dù là kiếp trước hay kiếp này cô đều nhâm nhe vào đồ của tôi đừng trách tôi không khách sáo thương thanh thanh nghe những lời khen ngợi của các bạn học thì đắc ý vô cùng An trộm bài làm của thương chăn sau khi nộp quả nhiên cô ta nhận được sự khen ngợi của các giáo sư và giáo sư la nổi tiếng còn có ý định nhận cô ta làm học trò của mình ngay khi thương thanh thanh đắm chìm trong những ảo tưởng tươi đẹp thương chăn với khuôn mặt không nhìn ra vui buồn xuất hiện trong lớp thương thanh thanh nghe nói giáo sư la rất khen ngợi bài tập của cô đang tìm cô tôi đi cùng cô nhé không được thương thanh thanh không nghĩ ngợi đứng dậy đập bàn từ chối thương chăn cười bước từng bước tới gần không được chuyện này không do cô quyết định tôi cho cô cơ hội cuối cùng bây giờ thừa nhận sai lầm lấy lại bài tập nghiên cứu về tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu cô cố chấp tôi sẽ không nương tay tôi không biết chị đang nói gì thương thanh thanh cắn chặt răng vì chột dạ có ý định không thừa nhận và bí mật gọi điện cho lâm tuyết hàm kể lại sự việc cho bà ta nghe tại một điểm hẹn của trường thương thanh thanh thở hồng hộc chạy tới giáo sư la nghe nói thầy tìm em giáo sư la mỉm cười ôn hòa đúng vậy nhưng em không cần vội như vậy thầy gọi em đến có một số câu hỏi về bài tập của em muốn hỏi em lúc này thương chăn điềm tĩnh bước tới ngắt lời hai người tự giới thiệu một cách thoải mái giáo sư la tôi là chị gái của thanh thanh tên thương trăn nghe nói gần đây thanh thanh đã làm bài tập nghiên cứu tôi đến đây với tư cách là người dự thính muốn xem em gái tôi đã tiến bộ bao nhiêu giáo sư la sửng sốt một lúc sau đó hài lòng gật đầu với hai người quả thật nhà họ thương dạy dỗ con cái rất tốt con gái lớn là học sinh thiên tài nổi tiếng của trường con gái út cũng rất có năng khiếu giáo sư la mỉm cười nói một cách hòa nhã được rồi vậy thì bạn học thương hãy ở lại để dự thính không được chưa đợi giáo sư la nói hết thương thanh thanh đã kiên quyết từ chối cô ta căng thẳng nhìn giáo sư la mắt đảo một vòng nhanh chóng nói giáo sư chị em chúng em tuy là người một nhà nhưng gia đình chúng em có truyền thống cạnh tranh lành mạnh em không muốn chị nhìn thấy thành quả nghiên cứu của em sợ rằng chị ấy sẽ ghen tị thương chân nhìn thương thanh thanh mặt dày lạnh lùng cười một tiếng em gái yên tâm đi thương chân này chưa bao giờ lấy trộm đồ của người khác tôi không vô liêm sỉ như vậy tôi chỉ thay mặt bố đến dự thính tôi biết rõ năng lực của em thương chân vừa dứt lời một người quen bước vào cha mẹ của thanh thanh đều còn sống không cần cô nhúng tay vào lâm tuyết hàm cùng thương bách tề đến kịp thời khiến đôi mắt của thương chăn nheo lại một tia tức giận băng giá lóe lên trong mắt thương thanh thanh tìm lâm tuyết hàm trong dự đoán của cô nhưng điều khiến cô không ngờ tới là thương bách tề cũng tham gia vào ông ấy muốn bảo vệ thương thanh thanh đã làm sai sao thương bách tề sắc mặt khó coi nói một cách khó xử thương chăn con đi học trước đi nụ cười của thương chăn cứng lại cô lập tức cười dạng rỡ bây giờ là giờ nghỉ giải lao tôi muốn ở đây nghe bài tập nghiên cứu của em gái dù sao kết quả học tập của em gái luôn không tốt tôi phát hiện ra vấn đề kịp thời thì tôi có thể giúp cô ấy điều chỉnh lại để em ấy không đi sai đường sắc mặt của thương bách tề càng khó coi hơn lâm tuyết hàm vội vàng nói chúng tôi đều đến rồi cô còn lo lắng gì nữa hay là sau khi vào cửa nhà họ phong nên cô không nghe lời bố cô nữa thật là bất hiếu cuối cùng giáo sư la cũng nhạy bén ngửi thấy điều gì đó nhìn về phía thương chăn tại sao em cứ khăng khăng ở lại đây chẳng lẽ bài tập nghiên cứu đó có vấn đề sao một câu nói khiến sắc mặt cả ba người đồng thời thay đổi không có vấn đề gì chắc chắn không có vấn đề gì Giáo sư La, thương chân của chúng tôi có chút vấn đề về não. Lâm Tuyết Hàm vội vàng xua tay lộ ra nụ cười xấu hổ, nhưng không sao, tôi sẽ đưa nó đi ngay bây giờ. Thanh Thanh nhà chúng tôi nhờ cả vào thầy đấy. Lâm Tuyết Hàm hiểu rõ chỉ cần Thương Thanh Thanh trở thành học trò của giáo sư La thì tương lai sẽ rất sáng lạng, tuyệt đối không thể để Thương Chân phá hỏng chuyện tốt của Thương Thanh Thanh. Thương Bách Tề thở dài, mặc dù ông ta rất không biết con gái út của mình đã làm gì nhưng lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Hơn nữa lại ở bên ngoài, danh dự gia tộc vẫn quan trọng hơn. Ông ta kéo Thương Chân đi thương chăn về thôi coi như bố cầu xin con được không thương chăn lắc đầu cười khổ những người này nếu cô không được tái sinh vì danh dự của gia tộc cô nhất định sẽ không chỉ có một lần sẽ có lần thứ hai lần thứ ba thương thanh thanh sẽ không bao giờ biết điểm dừng thương chăn đẩy thương bách tề ra thái độ cứng rắn giáo sư la em nói thẳng luôn em nghi ngờ thương thanh thanh đã đánh cắp bài tập nghiên cứu của em vì vậy em kiên quyết đến đây dự tính là chỉ muốn xem xem rốt cuộc là em vu oan cô ta hay là cô ta thực sự vô liêm sỉ như vậy tôi không có chị nói bậy sắc mặt thương thanh thanh trắng bệch hoàn toàn hoảng loạn tôi nói bậy sao thương chân hừ lạnh một tiếng một tia căm hận lóe lên trong mắt nếu lần này tôi lùi bước có người sẽ cảm thấy tôi dễ bắt nạt liên tục chèn ép tôi ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm vào thương bách tề thần sắc phức tạp bố chuyện thương thanh thanh đánh cắp bài tập nghiên cứu liên quan đến kỳ thi lần này của con tại sao con phải từ bỏ lớp liên thông thạc sĩ tiến sĩ vì một đứa phế vật như cô ta thấy thương bách tề không lên tiếng lâm tuyết hàm sốt ruột bà ta vô thức phản bác năm nay cô không thi đỗ có thể thi năm sau mà dù sao cô cũng thông minh sao phải làm hại thanh thanh nhà chúng tôi hay là cô không nộp được bài tập tốt nên cố tình nghĩ đến bài tập của thanh thanh sao cô lại xấu xa như vậy lúc này thương thanh thanh tiến thoái lưỡng nan cũng nói theo chị chị không thể đối xử với em như vậy em đã mất nhiều năm mới hoàn thành bài tập nghiên cứu này chị không thể hủy hoại em vì tương lai của mình được thấy thái độ kiên quyết của thương chăn thương bách tề cảm thấy không ổn thương chăn mọi chuyện về nhà rồi nói được không nếu để tin tức như vậy truyền ra bên ngoài gia đình họ thương sẽ mất mặt biết bao thấy thương bách tề khó xử như vậy thương chăn thở dài tại sao phải về nhà từ nãy đến giờ tôi đã cho thương thanh thanh vô số cơ hội tất cả những điều này đều do cô ta tự chuốc lấy tôi chỉ bảo vệ quyền lợi của mình thương chăn không nhìn khuôn mặt do so dự của thương bách tề nữa mà cười lạnh nhìn thương thanh thanh ánh mắt sắc bén và nhọn hoắt tôi hỏi cô lần cuối cô thực sự muốn tôi làm lớn chuyện này không lúc này thương thanh thanh vẫn còn may mắn dù sao thì bài tập của thương chăn cô ta đã thuộc lòng miễn là thương chăn không đưa ra được bằng chứng sẽ không có sai sót và cô ta có thể vu khống thương chăn đã xem trộm nội dung bài tập của mình vì vậy cô ta nghiến răng nói làm lớn thì làm lớn tôi không làm chuyện gì cả tuyệt đối không thừa nhận hơn nữa cô chỉ nói suông có bản lĩnh thì đưa ra bằng chứng đi chỉ biết vu khống tôi thương chăn hơi nhướng mày thấy thương thanh thanh người này thực sự không biết hối cải cô ta đột nhiên nói to muốn bằng chứng ư được thôi tôi có rất nhiều cô chuẩn bị trả giá cho việc làm của mình đi cuộc chiến giữa thương thanh thanh và thương chăn nhanh chóng lan truyền khắp trường trưởng phòng giáo vụ cũng nhanh chóng chạy tới đầu tiên ông ta liếc nhìn mọi người cuối cùng nhìn về phía thương chăn cười gượng gạo thương chăn thầy nghe nói em muốn tố cáo thương thanh thanh bởi vì cô ta đã ăn trộm đầu của em thương chăn là con gái nuôi của nhà họ phong chuyện này các lãnh đạo nhà trường đều đã biết vì vậy khi đến đây thái độ của ông ấy rất rõ ràng thương chăn đã lường trước được tình huống này gật đầu đúng vậy hôm nay em muốn nói rõ ràng mọi chuyện trước mặt thầy trường học không thể chứa chấp loại chuột nhất này lâm tuyết hàm căng thẳng nhìn thương chăn nói với giọng đe dọa thương chăn cô thực sự muốn gây gổ với gia đình vì một sự hiểu lầm sao bây giờ cô đã bám vào cành cao nhưng máu mủ vẫn là máu mủ bây giờ cô bất chấp tất cả để làm hỏng danh tiếng của gia đình cô không sợ bố cô sẽ không cho cô vào nhà sau này sao thương chăn nghe vậy cười một cách mỉa mai liếc nhìn thương bách tề đang mặt mày xanh mét từ từ nói thương thanh thanh học kém hoàn toàn không có năng khiếu về nghiên cứu y học nếu cô ta vượt qua được lần này nếm thử vị ngọt sau này cô ta sẽ chỉ được đà lấn tới sai lầm chồng chất sai lầm sắc mặt thương thanh thanh trắng bệch định dùng kế sách đột nhiên nói lớn chị chị cứ nói tôi ăn trộm đồ của chị vậy thì đối chất đi cho dù là ý tưởng hay nội dung cụ thể ai mới là tác giả đối chất rồi mới biết thương trang nghi ngờ nhìn thương thanh thanh một cách lạnh lùng đối chất à các người thấy tôi rảnh làm sao ngay lập tức quay sang nói với giáo sư la giáo sư thực ra phần mà thương thanh thanh ăn trộm chỉ là thuốc bán thành phẩm chỉ có tác dụng với phụ nữ trên 25 tuổi và chỉ có 80% hiệu quả phòng ngừa nói xong cô mở điện thoại ra mở một tài liệu và đưa cho giáo sư la giáo sư có thể xem tài liệu này đây mới là thuốc thành phẩm bài tập em nộp là sản phẩm phụ được tách ra từ sản phẩm thành phẩm nó có thể ngăn ngừa ung thư buồng trứng một cách hiệu quả là đề tài nghiên cứu trọng điểm tiếp theo của em vì là bí mật thương mại vì vậy khi nộp bài tập em chỉ nộp sản phẩm bán thành phẩm nhưng em không ngờ rằng chuyện như vậy lại xảy ra từng lời nói của thương chăn đều khiến mọi người kinh ngạc cô thực sự đã nghiên cứu ra thuốc chống ung thư giáo sư là càng kinh ngạc hơn cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao thương chăn không muốn làm lớn chuyện mà muốn ép thương thanh thanh phải biết khó mà lui bởi vì bài tập này không chỉ là bài tập đơn thuần nó chứa đựng giá trị thương mại rất lớn tiềm năng khó lường thương chăn quay đầu lại thất vọng nhìn thương thanh thanh đang hoàn toàn choáng váng bài nghiên cứu này tôi vốn định đợi đến khi hoàn toàn khắc phục được rồi mới giao cho bố nó có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ và danh tiếng rất cao là cơ hội tốt để vực dậy gia tộc cô bình tĩnh và sắc bén chỉ ra hậu quả và hậu quả này chắc chắn là điều mà thương bách tề không thể chịu đựng được thương bách tề toát mồ hôi lạnh đầy lòng áy náy Thương Chân luôn nghĩ cho gia đình nhưng ông ta lại hiểu lầm cô, giáo sư La đắm chìm trong báo cáo không thể tự thoát ra được. Trưởng phòng giáo vụ bên cạnh quay sang hỏi, "Giáo sư, bây giờ có thể chứng minh được ai nói dối rồi chứ?" Thương Thanh Thanh còn muốn dãy dụa thêm vài câu nữa nhưng bị giáo sư La ngăn cản trực tiếp. Giáo sư La đi đến chỗ Thương Chân, thành tâm khen ngợi, "Thương Chân, em hãy yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nội dung nghiên cứu của em ra ngoài. Tôi khuyên em nên đăng ký bằng sáng chế trước khi tìm được người hướng dẫn." đây thực sự là một nghiên cứu tuyệt vời nói xong ông ta quay đầu nhìn thương thanh thanh một cách thất vọng nói một cách nghiêm túc học sinh bây giờ thật nhiều tâm tư nếu có thể dùng tâm tư vào con đường chính thì tốt biết mấy sắc mặt thương thanh thanh trắng bệch cúi đầu xuống không thể đợi để tìm một cái lỗ để chui vào những sinh viên đứng xem chỉ trích thương thanh thanh thương thanh thanh này thật nực cười thật không ngờ lại ăn trộm đồ của chị gái mình còn tỏ vẻ nạn nhân tuổi còn nhỏ nhưng tâm cơ cũng thật nhiều một nữ sinh bên cạnh bổ sung nghe nói trước đây cô ấy còn ở nhà làm chuyện đó với bác sĩ tâm lý của thương trăn tiếng bàn tán ngày càng lớn khiến thương thanh thanh nghe hết tất cả suy sụp đến mức ngã quỵ xuống ban đầu việc giáo sư la ghét bỏ cô đã rất nghiêm trọng bây giờ ngay cả danh tiếng cũng không còn lâm tuyết hàm thấy danh tiếng của thương thanh thanh hoàn toàn bị hủy hoại cái gì cũng không quan tâm chỉ thẳng vào mặt thương trăn và mắng thương trăn đồ vong ân phụ nghĩa nhiều năm nay tôi cho cô ăn cho cô mặc mà cô lại đối xử với em gái mình như vậy vô dĩ là một sản phẩm bán thành phẩm đưa cho em gái thì sao cô chỉ là không muốn nó có kết quả tốt để hủy hoại tình cảm gia đình vì một kỳ thi cô vui rồi chứ được rồi đừng làm ầm ĩ nữa còn chưa đủ mất mặt sao thương bách tề gầm lên với vẻ mặt dữ tợn định kéo lâm tuyết hàm đi nhưng liên quan đến đứa con gái cưng của mình lâm tuyết hàm nói gì cũng không thể chịu đựng được thương bách tề anh là đồ hèn nhát anh cứ để thương chăn bắt nạt thanh thanh như vậy sao thương chăn là con gái anh còn thanh thanh không phải sao những gì thương chăn làm hôm nay hoàn toàn không coi chúng ta là người một nhà cô ta muốn tiếp tục nghiên cứu về đề tài này không cần thiết phải vạch trần thanh thanh chờ đến khi sản phẩm thành phẩm ra đời nói thẳng ra là hai chị em cùng nhau nghiên cứu không được sao nhưng thương trăn quá ích kỷ để được nổi tiếng đã dẫm đạp lên thanh thanh lâm tuyết hàm vẫn chưa mắng hết thì trưởng phòng giáo vụ không thể nhìn nổi nữa khuôn mặt béo ú của ông ấy trở nên nghiêm nghị các người dạy con cái thế nào tôi không quan tâm nhưng trường học nhất định phải xử lý hành vi ăn trộm hơn nữa kỳ thi của thương trăn rất quan trọng em ấy nhảy mấy cấp khi mới 18 tuổi thi thẳng lên thạc sĩ tiến sĩ nhà trường chỉ cho em ấy một cơ hội không đỗ lần này sẽ không có lần sau thương trăn vẫn luôn bình tĩnh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng thầy giáo vụ thương thanh thanh đã phạm phải sai lầm như vậy trường sẽ xử lý thế nào thương chăn cô giám lâm tuyết hàm đột nhiên tiến về phía thương chăn vài bước có vẻ như muốn đánh cô đôi mắt thậm chí còn phun lửa có gì mà không dám ánh mắt thương chăn dần trở nên sắc bén nhưng lời nói lại sắc như dao về mặt giá trị tài sản bị thương thanh thanh đánh cắp gửi đến đồn cảnh sát có thể khiến cô ta ngồi tù nhưng vì danh tiếng của gia tộc miễn là thương thanh thanh chịu thôi học tôi sẽ không báo cảnh sát bắt cô ta thầy giáo vụ cân nhắc thiệt hơn trong lòng nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng đúng vậy trường chúng tôi không thể chứa chấp những người như vậy không chỉ ăn trộm mà còn vu khống người khác đây đã là vấn đề nhân cách rất nghiêm trọng rồi thương thanh thanh nghe vậy bỗng chốc sụp đổ cô ta dựa vào cột một cách bất lực đôi mắt cụp xuống chứa đầy sự căm hận sâu sắc thương chăn sao cô lại độc ác như vậy tôi là em gái cô lấy một thứ của cô thì sao sao cô nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết nếu để tôi có cơ hội tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết lời nói của hiệu trưởng đã giáng một đòn chí mạng vào lâm tuyết hàm ngôi trường đại học này có đội ngũ giảng viên y khoa giỏi nhất cả nước nếu thương thanh thanh bị đuổi học thì trường y nào còn có thể nhận nó bà ta càng nghĩ càng tức đột nhiên hét lên một tiếng xông về phía thương chăn mày là đồ vô lương tâm sao mày không chết đi người mẹ kế dương nanh múa vuốt lao về phía thương chăn thương chăn né người sang một bên tránh thoát một cách dễ dàng thương bách tề nhanh chóng tiến lên giật lâm tuyết hàm ra đánh trả một cái tát tỉnh táo lại cho tôi ông ta đã dùng hết sức đánh lâm tuyết hàm bay ra ngoài thương thanh thanh thấy vậy liền lao tới ôm lấy lâm tuyết hàm khóc lóc ủy khuất bố chuyện này đều tại con bố đừng trách mẹ thương thanh thanh hiểu rõ trong gia đình họ thương chỉ có lâm tuyết hàm là người hết lòng vì cô ta vào thời điểm thích hợp vẫn phải thể hiện trước mặt bà ấy lâm tuyết hàm ôm mặt nhìn thương bách tề bằng đôi mắt đẫm lệ tôi biết ông không thích tôi lúc đầu ông cưới tôi vì muốn chịu trách nhiệm thanh thanh của tôi vốn cũng không nên xuất hiện trên thế giới này ông đánh chết chúng tôi đi thương bách tề vừa xấu hổ cũng đau đầu không thôi thương chăn nhìn hai người ôm đầu khóc lóc chỉ thấy thoải mái cô từng bước tiến tới hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống lâm tuyết hàm hôm nay tôi làm vậy là vì muốn tốt cho thương thanh thanh tôi thấy thương thanh thanh di chuyển từ bà ở điểm diễn xuất giỏi thật đáng tiếc khi vào bệnh viện gửi cô ta đến học viện kịch đi như vậy tôi mới không làm mất đi tài năng của cô ta thương chân giống như một người chiến thắng cao cao tại thượng vô tình dẫm đạp lên hai người nụ cười của cô và ánh mắt đều khiến người ta có cảm giác lo sợ thương chăn liếc nhìn thương bách tề một cái rồi nói với trưởng phòng giáo vụ thầy giáo vụ em thấy tâm trạng của họ không ổn định hay đưa họ đến văn phòng uống trà để bình tĩnh lại đi em còn có tiết học em đi trước làm phiền thầy rồi trưởng phòng giáo vụ gật đầu liên tục không sao không sao đây là việc thầy nên làm thương chăn hôm nay rất kiêu ngạo như những người xung quanh lại bị khí chất của cô khuất phục liên tục bị thu hút ở diễn biến khác bang thất đẩy cửa sông vào vui mừng khôn xiết báo cáo với phong hành diệm những chuyện trong trường cậu chủ cậu mau vào diễn đàn của trường xem thương chăn đã trở thành ngôi sao của trường rất nhiều người ca ngợi độ nổi tiếng không hề giảm phong hành diệm trực tiếp bỏ công việc trong tay vào trang web của trường bài viết đầu tiên chính là bài viết của thương chăn phong hành diệm mở video ra thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên quả nhiên là thương chăn của tôi nhưng sao có thể để cô chủ nhà mình đích thân ra tay tôi nên thể hiện mới đúng phong hành diệm thích thú lật xem các bình luận bên dưới bài đăng khi anh ta nhìn thấy nội dung bên trong khóe miệng đột nhiên mím chặt những lời lẽ mèo mó xuất hiện liên tục khuôn mặt của phong hành diệm ngày càng đen lại những học sinh này nghĩ gì cả ngày không học hành tử tế chỉ biết làm những chuyện vô bổ thật dám mơ tưởng đến thương chân của tôi phong hành diệm lạnh lùng nhìn những bình luận đó đột nhiên mỉm cười anh ta ngẩng đầu nói với bảng thất bảng thất đại học hải bác đều là những người tinh hoa tương lai của xã hội sao có thể chơi quên việc chính được tôi thấy diễn đàn trường học này rất không lành mạnh hay là đóng cửa đi bàng thất đổ mồ hôi hột biết vậy đã không nói chuyện diễn đàn cho cậu chủ biết buổi tối thương chân trở về thì thấy phong hành diệm có vẻ rất vui thấy cô trở về phong hành diệm vội vàng mang trà và đồ ăn nhẹ ra thương chân nằm dài trên ghế sofa kéo khuôn mặt nhỏ nhắn thở dài một cách thoải mái lộ ra một nụ cười đắc ý tuyên bố phong hành diệm em đã đỗ lớp liên thông thạc sĩ tiến sĩ phong hành diệm rót một tách trà thần sắc vô cùng tự hào anh biết em nhất định sẽ làm được thương chân cười khúc khích không ngờ anh lại tin tưởng em như vậy phong hành diệm đưa một tách trà vừa đủ nhiệt độ đưa tới bên miệng cô giọng điệu rất dịu dàng em làm gì anh đều tin em uống một ngụm trà đi Thương Chân uống một ngụm từ tay anh ta tỏ vẻ trêu chọc, "Thật ngon, anh trai thật biết cách hầu hạ người khác." Phong Hành Diệm nhẹ nhàng cạ vào trán cô và nói một cách mơ hồ, "Đúng vậy, anh trai thích hầu hạ em gái nhất, cũng chỉ hầu hạ một mình em gái thôi." Xoa xoa tóc cô giọng điệu càng thêm cương chiều. "Em là bảo bối độc nhất vô nhị của anh." Thái độ mơ hồ của Phong Hành Diệm khiến Thương Chân đỏ mặt, ánh mắt đầy tính xâm lược đó khiến cô hơi run rẩy. Thương Chân dứt khoát đứng dậy, "Em đi tắm đây." Phong Hành Diệm cười gật đầu, "Đi đi, anh đã bảo người chuẩn bị nước nóng rồi, tắm từ từ, đừng vội." thương chân quay lại nhìn phong hành diệm mình có gì phải vội nhưng biểu cảm này của phong hành diệm mình luôn cảm thấy anh ấy kỳ lạ sau khi tắm xong thương chân nhìn thấy bộ đồ ngủ được gấp gọn trên giường thương chân cầm lên xem bộ đồ ngủ trước đây của cô đều là kiểu dáng rất bảo thủ nhưng bộ đồ này quản gia không thể mắc lỗi sơ đẳng như vậy được nghĩ đến biểu cảm đầy ẩn ý của phong hành diệm cô hiểu ngay cô nhướng mày mặc bộ đồ ngủ mới thử để xem phong hành diệm sẽ làm gì khi thương chân bước ra ánh mắt của phong hành diệm lập tức dừng lại trên người cô thương chân rất hài lòng với phản ứng của anh ta cô hơi cúi người ngồi xuống bên giường mắt đầy ẩn ý bộ quần áo này là ý của anh anh muốn làm gì phong hành diệm thở dốc ít hầu không ngừng chuyển động ánh mắt mê đắm nhìn thương chăn anh chỉ đoán em mặc vào sẽ rất đẹp phong hành diệm ban đầu chỉ muốn mãn nhãn muốn đổi cách để an ủi bản thân nhưng anh ta quên mất rằng anh ta không có khả năng tự kiềm chế trước mặt thương chăn làn da trắng nõn của thương chăn nhuốm một màu đỏ ửng những lọn tóc đẫm nước dính vào bộ đồ ngủ bằng lụa và bộ đồ ngủ đó hoàn toàn được may theo kích thước của thương chăn để lộ vóc dáng của cô thương chăn nhướng mày thần sắc không tốt bóp cằm anh ta vì không thể chạm vào nên muốn nhìn chứ anh trai anh có phải quá khác không hửm một chữ hửm cao vút khiến tay phong hành diệm cũng nóng bừng lên đặc biệt là khi thương chăn gọi anh ta là anh trai anh ta thực sự có một cảm giác kích thích kỳ lạ anh ta cố gắng rời mắt đi nhưng lúc này dường như một bàn tay nắm nhẹ lấy trái tim anh đừng nói nữa anh ta khàn giọng không ra tiếng cơ thể như muốn bùng cháy thấy phong hành diệm cũng nhắm mắt lại mùi hương lạnh lẽo ập đến xem ra anh thực sự rất khác cuối cùng anh ta cũng cười kết luận đúng là như vậy Giây tiếp theo cô bị người đàn ông khát khao mãnh liệt lạnh lùng kéo vào lòng, tiếng thở gấp gáp vang bên tai, Phong Hành Diệm gần như luống cuống nói, "Đừng cử động, để anh ôm một lát." Cánh tay siết chặt rồi siết chặt thêm, giọng khàn khàn như có lửa thiêu đốt, "Để anh ôm em thêm một lát nữa, nếu không phải vì sợ lây bệnh cho Thương Chân thì bây giờ anh ta muốn ngay lập tức trừng phạt cô." Ở chỗ Phong Hành Diệm ấm áp và ngọt ngào bao nhiêu thì gia đình họ Thương lại vô cùng hỗn loạn bấy nhiêu. Thương Thanh Thanh điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, tại sao mình lại bị đuổi học? thương chăn có thể đi học nghiên cứu sinh mà không cần thi ba thì giúp thương chăn ngay cả ông ngoại cũng không giúp mình cô ta càng nghĩ càng tuyệt vọng ánh mắt chế giễu của những người trong trường vẫn còn rõ ràng trong tâm trí của thương thanh thanh lâm tuyết hàm thấy không ổn liền đến an ủi con gái thanh thanh con đừng giận con còn có mẹ hay là thế này đi con ra nước ngoài học nhé hiện tại thương chăn bám vào nhà họ phong đang tiểu nhân đắc chí chúng ta đừng làm cứng với cô ta vội đợi một thời gian nữa phong thiếu ghét bỏ cô ta thì chúng ta xử lý cô ta cũng không muộn mẹ muốn con ra nước ngoài thương thanh thanh đẩy lâm tuyết hàm ra giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi thấy cô ta kích động lâm tuyết hàm đành phải nói cho thương thanh thanh biết ý định của bản thân không phải trốn tránh mà là bồi dưỡng yên tâm đi lần trước ông ngoại bị thương chăn tát mạnh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta chỉ là bây giờ chưa phải lúc đối phó với thương chăn đợi đến khi thời cơ chín mùi mẹ sẽ gọi con về ngay nghe nói thương chăn sắp gặp xui xẻo tâm trạng của thương thanh thanh mới bình tĩnh lại cô ta nghiến răng méo mó nói được rồi con ra nước ngoài mẹ nhất định phải để ông ngoại trừng trị thương chăn chương trị cô ta thật nặng, ừ, mẹ biết rồi. Lâm Tuyết Hàm nói chắc nịt nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng, chỉ hy vọng Thanh Thanh có thể thành công ở nước ngoài. Nếu người đàn ông đó vẫn không có con, có lẽ sẽ nhận lại Thanh Thanh. Một chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời, Thương Thanh Thanh mang theo lời dặn dò của Lâm Tuyết Hàm. Mang theo lòng căm thù Thương Trân rời đi, biết tin Thương Thanh Thanh ra nước ngoài, Thương Trân không phản ứng gì nhiều. Cô nhìn bầu trời đột nhiên nở một nụ cười lạnh, cũng tốt, vậy thì chúng ta hãy từ từ thưởng thức trò chơi mèo vờn chuột này. Một năm sau, nhanh lên Thương chăn đã ra ngoài, ngay khi nhìn thấy bóng người, một nhóm phóng viên trước cổng trường như ong vỡ tổ chạy đến một năm trôi qua thương chăn trở nên lạnh lùng và kiên định hơn trước cả người càng thêm rực rỡ sắc bén không thể cản phá thương chăn xin hỏi mươi 39 thực sự là do cô phát triển không nghe nói cô mới 19 tuổi làm thế nào để làm được điều đó ai đã giúp đỡ và truyền cảm hứng cho cô với thành tích như vậy cô có trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc thương không thương chăn cô có hứng thú nhận lời phỏng vấn của nhân vật chủ đề không bên ngoài luôn rất quan tâm đến cô thương chân vừa bị các phóng viên bao vây ngay lập tức có hai vệ sĩ xông tới phá vòng vây đưa cô lên xe lên xe thương chân mới thở phào nhẹ nhõm những phóng viên này thật nhiệt tình bàng thất vừa lái xe vừa nói với cô hôm nay là ngày thuốc được tung ra thị trường cậu chủ muốn chúc mừng cô thương chân thấy hơi lạ tại sao lại đến biệt thự hải tân để chúc mừng anh ấy mới khỏe hơn một chút đã chạy linh tinh rồi trong năm nay cô và nhóm chuyên gia đã nỗ lực hết mình cuối cùng cũng nghiên cứu ra một loại thuốc ức chế virus k mặc dù vẫn chưa thể chữa khỏi nhưng có thể loại bỏ nỗi đau do virus gây ra ngoài việc máu vẫn gây lâu nhìm thì phong hành diệm gần như không khác gì trước đây nhưng chỉ cần virus ca chưa được loại bỏ thì không thể chủ quan đến biệt thự thương chân đẩy cửa ra cô thấy cả ngôi nhà được trang trí thành màu hồng mơ mộng sảnh tiệc tràn ngập những quả bóng bay đủ màu sắc trên bàn bày đầy đồ ăn ngon và rượu vang cô đi thử một vòng nhưng không thấy bóng dáng của phong hành diệm đâu em đang tìm anh sao giọng nói đột ngột của phong hành diệm vang lên sau lưng thương chân quay lại nhìn thì cô thấy phong hành diệm mặc một bộ vest giản dị vừa vặn đang mỉm cười nhìn cô em gái thân yêu anh đã đợi em rất lâu rồi thương chân cau mày khuôn mặt vô cảm anh ta thực sự gọi mình ta là em gái thân yêu không phải nói là sẽ ăn mừng với tôi sao sao chỉ có một mình anh thế phong hành diệm hơi nhướng mày nụ cười đông cứng sâu thẳm ánh mắt ẩn chứa sự nguy hiểm em còn muốn ai thương chân run rẩy cố gắng bình tĩnh nói tư không trường sinh cũng nói sẽ chúc mừng em hay là không để cô nói thêm phong hành diệm đột nhiên tiến lại gần ánh mắt lạnh lùng trực tiếp để cô xuống bàn nhìn cô chằm chằm em muốn gọi tư không trường sinh cùng tới đây phong hành diệm cười như méo mó trong chốc lát kiềm chế lại cảm xúc thương chăn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng cảm thấy không thể kiềm chế được anh ta phong hành diệm đứng dậy giật giật cà vạt đột nhiên cười em không cần phải căng thẳng như vậy anh ta là bệnh nhân đầu tiên em chữa khỏi có ý nghĩa quan trọng với em là chuyện đương nhiên thương chăn vừa thở phào nhẹ nhõm thấy phong hành diệm với lấy ly rượu vang ánh mắt phức tạp nói một cách mơ hồ tuy nhiên anh ta giơ ly rượu vang lên nhau mắt nhấp một ngụm, ánh mắt sắc bén tư không cần nhìn em khiến anh muốn bắn chết anh ta ngay lập tức câu nói tiếp theo mặc dù không nói ra nhưng đáy mắt lại không giấu được sát khí thương chăn thở dài thôi hai người thì hai người rồi thương chăn trực tiếp ra tay lấy ly rượu trong tay phong hành diệm vì rút ca vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn đừng uống nhiều rượu như vậy phong hành diệm nhìn cô từ trên xuống dưới nói khẽ được anh nghe lời em anh ta lịch sự kéo ghế để thương chăn ngồi xuống sau đó đưa cho cô một ly rượu vang đã ủ sẵn rượu này không tệ đâu là vodka hoàng gia rất nồng cũng rất hợp với em cảm ơn thương chăn nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi rất sảng khoái vừa uống xong phong hành diệm lại chọn một ly từ nhiều ly rượu khác nhau động tác to nhã và quý phái người thử một chút rượu whisky nhãn đỏ đun hiu hóc thơm ngon và tinh khiết em có muốn thử không thương chăn thương chăn vô thức nhận lấy ly rượu không khỏi hỏi những loại rượu này đều là đồ quý của anh sao phong hành diệm lắc đầu không anh không uống rượu vào những lúc bình thường nhưng có rất nhiều người tặng rượu mỗi năm thêm vào đó gia đình phong có quán rượu vì vậy hầm rượu không bao giờ thiếu rượu ngon nói xong phong hành diệm nâng ly rượu lên uống cạn dưới sự kích thích của rượu cơ thể luôn căng thẳng của phong hành diệm dần thư giãn anh ta đứng dậy những ngón tay thon dài ấn lên mặt bàn mắt đối mắt thương chăn nhìn cô chằm chằm thương chăn đôi khi em giống như rượu vodka trên cất nồng tới nỗi khiến người khác bị thương ánh mắt say xỉn của phong hành diệm đột nhiên hôn lên môi cô vẫn chỉ là chạm nhẹ nhưng hơi thở của cô còn nóng hơn cả rượu có lẽ rượu đã làm tê liệt thần kinh của cô cô cũng không né tránh phong hành diệm nhướng mày đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi cô nói chậm rãi đôi khi hương thơm nó cũng rất dài khiến người ta nếm thử một lần là khó quên thương chăn mặt đỏ bừng cảm thấy phong hành diệm hôm nay có chút khác thường nhưng đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó thốt lên hôm nay là sinh nhật anh thương chăn lộ rõ vẻ hối hận trên khuôn mặt mình thực sự quên chuẩn bị quà cho phong hành diệm kiếp trước cô từng nghe bác phong nói phong hành diệm quá bận nên thường không tổ chức sinh nhật nhưng anh ta có một thói quen là vào ngày sinh nhật anh ta sẽ nếm thử các loại rượu khác nhau trước đây anh ta luôn nhớ ngày này rất rõ ràng anh ta chỉ cảm thấy niềm vui trong lòng trào dâng phong hành diệm vui vẻ nắm lấy tay thương chăn rất nghiêm túc nói em chính là món quà tuyệt vời nhất chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi lúc này thương chăn đã uống say khướt nghe lời phong hành diệm nói khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ em đưa anh đến một nơi nói xong liền kéo phong hành diệm ra ngoài đến vườn trúc bên kia nhà cổ nghe thấy vườn trúc phong hành diệm hơi thấy lạ vườn trúc là nơi ở của ông bà của chăn chăn lúc còn sống ư sau đó nghe nói không biết ai đốt cháy rồi mà vì đã cháy rồi sao còn đi nữa có lẽ thương chăn say rồi quên mất nơi đó đã bị cháy một khi say rượu tứ chi đều không nghe lời cô mắt sáng long lanh lúc thì nhìn cây tre lúc thì nhìn phong hành diệm cái đầu nhỏ không biết đang nghĩ gì phong hành diệm đột nhiên có một cảm giác lần trước thương chăn bị hạ thuốc cũng vậy chẳng lẽ khi cô ấy say tính cách mạnh mẽ của cô ấy sẽ biến mất trở lại tính cách ban đầu của cô ấy sao? Phong hành diệm đột nhiên rất vui mừng nhìn phản ứng của thương trăn thương trăn kéo anh ta đi một mạch đến sau núi không ngờ ở sau núi lại có một hang động nhỏ đây chính là căn cứ bí mật thời thơ ấu của thương trăn hai người cùng nhau đi vào thương trăn ngồi xổm xuống một chỗ rồi bắt đầu đào bới thứ gì đó không lâu sau đào được một gói búp bê đồ chơi được bọc bằng vải thương trăn mặt hơi đỏ hơi ngại ngùng nói ông nội không thích cho em chơi búp bê vải cũng không thích em mặc những chiếc váy ngắn như vậy phong hành diệm tiến lên xoa đầu cô một cách đau lòng hỏi vậy bây giờ em còn thích chúng không phong hành diệm suy nghĩ nếu thương chân vẫn thích những điều đó anh ta có thể trang trí cho cô một căn phòng đầy búp bê và váy công chúa không không em chưa từng thích chúng nhưng chúng là vỏ bọc tốt nhất chưa đợi phong hành diệm hỏi tại sao thương chân đột nhiên sáng mắt lên a à, tìm thấy rồi hóa ra đồ chơi là vỏ bọc để che giấu những vỏ rượu cô trôn dưới đất thương chân mở một vò mỉm cười mãn nguyện trước đây nghe bác phong nói anh sẽ cho mình bản thân nghỉ ngơi vào màu sinh nhật sau đó một mình uống rượu vì vậy món quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh chính là rượu phong hành diệm vô cùng xúc động anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ trong tay thương chăn không nói nên lời khuôn mặt vui vẻ của thương chăn đột nhiên trở nên buồn bã nhưng mỗi lần đến sinh nhật anh em đều đến tìm anh nhưng anh không muốn gặp em em chỉ có thể mua một bình mỗi năm chờ sau này có cơ hội sẽ đưa cho anh em bắt đầu từ năm 9 tuổi chôn vỏ rượu chôn được 9 bình rồi trái tim phong hành diệm đột nhiên nhói đau anh ta đưa tay ôm lấy thương chăn ôm cô thật chặt vào lòng lòng đầy tội lỗi liên tục xin lỗi Xin lỗi, anh xin lỗi thương chân của anh. Trước đây anh thật khốn nạn, em tốt như vậy nhưng anh lại không biết trân trọng. Thương chân lộ ra vẻ mặt thỏa mãn nói một cách bí ẩn, anh có biết em đã mạo hiểm như thế nào không? Ông nội của em khi còn trẻ đã phải chịu thiệt thòi lớn vì rượu, bố em cũng vì rượu mà làm sai chuyện là kết hôn với Lâm Tuyết Hàm. Nói xong, cô lại tiến lại gần phong hành diện một chút khuôn mặt cẩn thận, đôi mắt mang theo một tia thần bí, vì vậy em đã lấy những con búp bê và quần áo này để làm vỏ bọc, lúc trước ông nội phát hiện ra chỉ dạy bảo em vài câu và không kiểm tra em cũng giữ được những bình rượu một cách suôn sẻ anh diệm em có thông minh không phong hành diệm xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô khẽ gật đầu khen ngợi thương chân của anh thông minh nhất thương chân cẩn thận mở một vò khoe khoang đây là rượu mà em dùng quả sau trên núi để ủ cô lắc vò rượu chôn lâu như vậy chắc hẳn rất ngon em sẽ nếm thử đừng uống phong hành diệm vội ngăn cô lại những loại rượu này mặc dù được đậy kín rất kỹ nhưng rượu trái cây không nên để lâu rượu này chắc chắn đã hỏng rồi em đã giấu lâu như vậy sao không cho em uống thương chăn nghiêng đầu nhìn anh ta có vẻ không vui phong hành diệm dừng lại một chút hôn lên trán coo và nói em ngoan nào anh trai sẽ nói cho em một bí mật được không thương chân nghe thấy bí mật liền vui vẻ trở lại mắt sáng long lanh muốn biết bí mật của anh trai chỉ nói cho em biết thôi sao nhạc mộng như cũng không nói sao giọng điệu tò mò của thương chân khiến trái tim phong hành diệm rất đau nếu anh ta sớm hơn một chút yêu cô gái toàn tâm toàn ý yêu anh ta thì họ đã là một cặp đôi hạnh phúc biết bao anh ta cười khổ một tiếng ôm cô trở lại vào lòng ông nội của anh rất nghiêm khắc với anh từ nhỏ chỉ cần anh làm sai điều gì ông ấy sẽ mắng anh không ra thể thống gì trước mặt mọi người lúc đó anh rất ghét ông ấy cũng không muốn nói chuyện với ông ấy cho đến khi ông ấy hấp hối nắm tay anh ủy thác cả đời tâm huyết mỉm cười an ủi anh đừng sợ giọng nói to nhã của phong hành diệm vang vọng trong hang động nhỏ mang theo một chút ý nghĩa và ấm áp cho đến khi ông nội qua đời anh mới hiểu được nỗi khổ tâm của ông khi anh lớn lên sinh nhật của anh trùng với ngày dỗ của ông nội vì vậy anh không bao giờ tổ chức sinh nhật những năm trước cứ đến sinh nhật là anh lại nhớ đến ông chỉ có rượu mới giúp anh vượt qua ngày đó dần dần hình thành thói quen uống rượu vào ngày sinh nhật thương chân đột nhiên chạm vào mặt phong hành diệm chu môi an ủi đừng buồn sau này đến sinh nhật anh em sẽ ở bên anh phong hành diệm ngay lập tức thoát khỏi nỗi buồn man mát đó rồi nhìn cô không chỉ sinh nhật mỗi ngày sau này em đều phải ở bên anh được không thương chân cười khúc khích nói lớn được chúng ta hãy ngoắc tay phong hành diệm phối hợp với cô mỉm cười giơ ngón tay và móc vào nhau thương chân ôm một vò rượu trái cây xấu hổ nói nhỏ anh diệm em vẫn luôn mong anh có thể uống rượu do em ủ phong hành diệm dừng lại một chút anh ta biết rõ rượu này chắc chắn đã hỏng nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của thương chân lại không nỡ từ chối anh ta không thể phụ lòng thương chân vì vậy anh ta gật đầu được anh nến thử nói xong anh ta nhận lấy vò rượu uống ừng ực vài ngụm lớn nhưng gần như theo bản năng muốn nôn ra trong ánh mắt chờ đợi của thương chân anh ta cố gắng nuốt chất lỏng kỳ lạ đó xuống biểu cảm méo mó có ngon không thương chân cẩn thận hỏi với khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt sáng long lanh biểu cảm của phong hành diệm không thay đổi Cuối cùng nở một nụ cười rạng rỡ, tất nhiên là ngon hơn bất kỳ loại rượu nổi tiếng nào mà anh từng uống. Được phong hành diệm khen ngợi, thương chân nở nụ cười mãn nguyện. Phong hành diệm liếc nhìn lưu ý đến chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay cô. Đây là cái gì? Thương chân cẩn thận mở hộp. Đây là đồ bà nội cho em. Bà bảo gia tộc phong đã tặng một vật quý giá như vậy, nhà chúng ta cũng phải tặng lại một vật. Mặc dù gia sản không bằng người khác nhưng cũng không thể để người khác khinh thường. Điều khác biệt là nhẫn của gia tộc phong có màu xanh lục ngọc nhưng cái cô cầm trên tay lại là ngọc đỏ. Cô cẩn thận sờ hai lần giọng nói có chút buồn bã, nhưng em biết anh Diệm sẽ không nhận nó. Vì vậy, em đã giấu nó đi không bao giờ lấy ra, ai nói anh không nhận. Phong hành Diệm đột nhiên ngắt lời nâng cao giọng nói mắt đỏ hoe nhìn cô, chỉ cần em tặng cho anh bất kể là gì anh đều thích. Nói xong đưa tay ra trước mặt thương chăn giọng điệu kiên định và có chút ra lệnh, đeo vào cho anh. Thương chăn vui vẻ đeo chiếc nhẫn ngọc đỏ lên ngón tay cái của anh ta. Như vậy chúng ta đã trao đổi vật đính ước. Cuối cùng em cũng có thể gả cho anh Diệm rồi, nhìn thấy thương chăn yêu anh ta như vậy niềm khao khát sống của phong hành diệm tăng lên vô hạn chăn chăn anh nhất định sẽ cố gắng sống sót sau đó cưới em làm vợ em cũng phải cố gắng sống sót thương chăn tựa đầu vào vai anh ta giọng nói đột nhiên nhỏ lại những người muốn em chết cuối cùng sẽ chết rất thảm vì em đã trở lại phong hành diệm không nghe những lời tiếp theo cúi đầu nhìn lại thấy thương chăn đã nhắm mắt anh ta cau mày dường như nhớ lại điều gì đó rất không vui khiến phong hành diệm hoang mang thương chăn trong lòng em rốt cuộc đang giấu bí mật gì ngày hôm sau khi thương chăn ngáp dài bước ra Phong Hành Diệm đã rửa dạ dày xong, vất vả cả đêm khuôn mặt rất khó coi. Tương Chân nhìn thấy lập tức cau mày, "Phong Hành Diệm, anh làm sao vậy không khỏe chỗ nào à?" Phong Hành Diệm thấy cô dường như không nhớ, có chút tiếc nuối trả lời, "Không sao, chỉ là hôm qua uống rượu nên dạ dày hơi khó chịu." Tương Chân không tin, cô nghiêng đầu nhìn bằng thất, "Thực sự chỉ vì rượu thôi sao?" Bàng Thất rất bất lực, anh ta không thể nói sự thật cậu chủ là vì uống rượu hỏng mà cô đưa cho anh ta nên phải rửa dạ dày, chỉ có thể trả lời một cách máy móc, "Đúng vậy, cậu chủ bây giờ cơ thể đặc biệt bác sĩ nghiêm vừa rồi đã nói với cậu chủ sau này không được uống rượu nữa thương chăn bán tín bán nghi nhìn phong hành diệm một cái đột nhiên cô nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc đỏ trên tay anh ta trong nháy mắt ký ức tối qua ùa về trong đầu cô chúa ơi mình đã làm gì tối qua thế nhớ đến chuyện nói muốn gả cho phong hành diệm nhưng lại không nhớ ra chuyện cho anh ta uống rượu trái cây cô ngượng ngùng cố gắng bình tĩnh phong hành diệm anh nghỉ ngơi cho khỏe trước em đến phòng nghiên cứu một chuyến chờ lát nữa sẽ kiểm tra lại cho anh trong lúc nhất thời cô thực sự không thể đối mặt với phong hành diệm một mình đến phòng nghiên cứu các chuyên gia đang cùng nhau thảo luận điều gì đó thấy thương chăn đến một nữ chuyên gia nói cô thương hướng nghiên cứu của chúng ta là đúng trong một năm qua chúng tôi cũng đã đạt được một số thành quả bằng máu của cô nhưng bây giờ dường như đã rơi vào bế tắc không có đối tượng thí nghiệm sống các nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi sẽ trở nên rất khó khăn thương chăn cũng hiểu rõ vấn đề này nhưng việc đưa một người bị nhiễm bệnh về nước không chỉ khó khăn mà cũng không thực tế vì vậy thương chăn đã di chuyển một tọa độ đến một vị trí nào đó trên bản đồ từ từ nói Tiếp theo chúng ta sẽ trực tiếp đến nước nở, nơi tập trung chủ yếu những người nhiễm virus ca. Nhưng ngay khi cô vừa đưa ra ý tưởng của mình đã có người nhảy ra phản đối kịch liệt. Không được, tôi không đi, một trợ lý kích động nói, tại sao lại phải đến một nơi nguy hiểm như vậy? Tôi muốn ở lại, thương chăn đột nhiên trở nên lạnh lùng liếc nhìn những người có vẻ mặt khác nhau. Với khi thế không thể chống lại, không đi sao, đừng quên các người đã ký giấy cam kết sinh tử. Gia tộc Phong đã trả một cái giá rất đắt để mời các người đến không phải để các người trốn ở phía sau gia tộc phong cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của các người ngay cả khi có chuyện gì xảy ra gia đình các người cũng sẽ được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ ánh mắt sắc bén đôi lông mày lộ vẻ lạnh lùng bước về phía lý văn huyện vậy rốt cuộc ông sợ điều gì lý văn huyện toát mồ hôi lạnh lùi lại một bước cố gắng đè nén sự sợ hãi nói lớn tôi thả không nhận tiền trợ cấp của nhà họ phong còn hơn đến nơi đó để chết những thành quả nghiên cứu hiện tại đã đủ để chúng ta tăng gấp trăm lần giá trị bản thân tại sao phải mạo hiểm như vậy thương chăn nhíu mày khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng ông muốn rút lui cũng được nhưng phải ký vào thỏa thuận bảo mật đừng nghĩ rằng sau khi rút lui ông có thể công bố trước những thành quả mà mọi người đạt được khuôn mặt lý văn huyện tái mét ánh mắt đầy vẻ không cam lòng nghiên cứu này cũng có thành quả của tôi tại sao không cho tôi công bố thương chân trở nên lạnh lùng đột nhiên ánh mắt trở nên đáng sợ chỉ vì tôi là người ra quyết định ở đây chỉ vì tôi là người chủ trì nghiên cứu lý văn huyện cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cô đang dùng quyền lực để đàn áp người khác có người lộ vẻ bất bình rất không hài lòng thương chăn thật ngông cuồng vậy chúng tôi là cái gì thương chân hiểu rõ việc đến nước nở có bao nhiêu rủi ro việc chống đối và nghi ngờ là điều khó tránh khỏi nhưng để chữa khỏi cho phong hành diệm cô phải dẫn nhóm đến nơi mạo hiểm có vẻ như các người rất không hài lòng thương chăn khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế cầm tinh tế ngẩng cao nhìn mọi người sau khi hưởng hết lợi ích các người đã quên hết những hợp đồng đã ký trước đây rồi sao các người chỉ là trợ lý mà gia tộc phong thuê đến cho tôi giúp tôi nghiên cứu virus ca là việc các người phải làm biểu hiện tốt thì tôi có thể chia cho các người một phần công lao nhưng không cho các người thì sao các người thấy tôi đang dùng quyền lực để đàn áp người khác tôi còn thấy các người tham lam vô độ nếu không nghe lời thì cút đi những người nghe lời tự nhiên sẽ nhận được những điều tốt nhất tôi lấy danh nghĩa của nhà họ phong đảm bảo khuôn mặt mọi người tái mét thương chân nói vậy họ mới nhớ đến hợp đồng đã ký trước đây là trợ lý thì đúng là không thể yêu cầu thêm điều gì một trợ lý nữ nghĩ rõ lợi hại sau đó nhanh chóng bày tỏ thái độ không có thành công nào mà không phải mạo hiểm tôi sẽ đi cùng với cô những người khác sau khi nghe xong không hiểu sao lại phấn chấn cũng lần lượt bày tỏ thái độ quyết tâm lúc này lý văn huyện bị cô lập các người anh ta nghiến răng nhìn những người đó nhưng không dám nói gì nữa thấy họ cuối cùng cũng ngoan ngoãn thương chân hài lòng gật đầu lại nói đừng nhìn quá thiển cận có thể trở thành ân nhân cứu mạng của người thừa kế gia tộc phong có ích hơn nhiều so với việc các người tăng gấp bội giá trị bản thân hiện tại phong hành diệm đứng ở cửa không vào đã nghe hết mọi chuyện vừa rồi nghĩ đến việc thương chân vì mình còn định đến một nơi nguy hiểm như vậy để mạo hiểm anh ta cảm thấy không thể chịu đựng được sự trả giá nặng nề này anh ta ra lệnh cho bằng thất nhốt lý văn huyện lại anh ta quay lại và ra lệnh chuyện của tôi phải được giữ bí mật vì ông ta không chịu hợp tác thì chỉ còn cách chịu khổ bàng thất gật đầu vâng tôi sẽ đi làm ngay trong căn phòng hơi tối phong hành diệm nhìn vào tài liệu trong tay thấy thương chân vẻ mặt lo lắng nhìn mình anh ta biết rõ thương chân đang nghĩ gì nên không hỏi phong hành diệm thương chân đột nhiên lên tiếng khi nói chuyện trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng em phải đến nước nờ một chuyến không được đi quá nguy hiểm chưa đợi thương chân nói xong phong hành diệm trực tiếp lạnh lùng ngắt lời để tà kỳ và hữu hoàng dẫn nhóm chuyên gia đi là được rồi bây giờ anh rất khỏe không cần vội vàng anh ta nhìn cô chằm chằm giọng điệu kiên quyết và chắc nịch cho dù bệnh tình có thể bị chuyển biến xấu nhưng chỉ cần có em anh nhất định có thể sống sót nói xong không nhìn vào mắt cô nữa cúi đầu xem tài liệu nụ cười trên mặt thương chăn cứng đờ ngay lập tức nắm lấy tay anh ta nhướng mày cười nói chẳng lẽ anh không muốn nhanh chóng khỏe lại sau đó ở bên em sao phong hành diệm đột nhiên im lặng lồng ngực phập phồng cô vút ve nhẫn ngọc trên tay phong hành diệm nghiêm túc nói chuyện ngày hôm qua em nhớ ra rồi dù sao thì chiếc nhẫn huyết ngọc trên tay anh rõ ràng như vậy em nhớ ra mình đã nói muốn cưới anh thương chăn giơ tay lên vòng qua cổ phong hành diệm tình cảm giạt rào người ta nói rượu vào lời ra anh nói xem em có thực sự sông khi không thể thiếu anh không những chữ cuối cùng chìm trong đôi môi nóng bỏng phong hành diệm chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn chìm đắm trong đó nhưng giây tiếp theo anh ta đột nhiên cảm thấy tê liệt ở gáy rất nhanh sau đó anh ta ngã xuống hình ảnh cuối cùng chỉ nhớ thương chăn cười vài chữ phải nhớ em đấy nhé sau đó anh ta chìm vào giấc ngủ với sự không cam tâm sâu sắc Cô phải nhanh chóng khởi hành trước khi phong hành diệm tỉnh dậy. Ngày hôm sau, Thương Trân đặt vé máy bay đưa nhóm đến nước Nở, trong khoang hạng nhất, Bàng Thất lo lắng hỏi, cô châm ngất cậu chủ rồi chuồn đi. Cậu chủ tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất tức giận. Thương Trân nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt cười mà như không cười, người đã bị ngất rồi, chẳng lẽ giờ cậu muốn về chịu cơn giận của anh ấy hả? Bàng Thất không nghĩ ngợi gì cả điên cuồng lắc đầu, anh ta không muốn quay lại, nhưng thưa cô chủ, chúng ta sẽ đến Jin Mo sao? Nước Nở có các ca nhiễm virus ca, không chỉ Jin Mo. Tại sao cô lại chọn chỗ đó, nơi đó rất xa xôi. Tương Chân nhìn vào tài liệu trong tay nhíu mày nói, tôi đã tra cứu tài liệu, Jin Mo vốn là một thị trấn nhỏ bình thường cho đến khi có người đột nhiên nôn ra máu trên phố rồi chết giữa đường. Virus ca đã lây lan chỉ trong vòng 2 tháng đã có 1000 người chết, tôi muốn đến đó để tìm hiểu. Điều quan trọng nhất là ở kiếp trước Vạn Thiệu Luân đã tìm thấy một khoản tiền lớn ở Jin Mo, điều này khiến anh ta nổi tiếng trong một thời gian, thậm chí Thương Thanh Thanh cũng được biến thành một ái nữ cấp cao. Thật thú vị khi Thương Thanh Thanh khoe khoang với cô, thời gian là chính xác. Vậy thì chẳng bao lâu nữa Vạn Thiệu Luân sẽ có thể tìm thấy số tiền đó ở thị trấn biên giới Jin Mo của nước N. Lần trước cô bị Uric bắt cóc nghe nói là Vạn Thiệu Luân đã tiết lộ tin tức. Thương chăn đoán số tiền mà Vạn Thiệu Luân tìm thấy có lẽ là di sản của Uric. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Tin rằng cô sẽ sớm gặp lại Vạn Thiệu Luân ở Jin Mo đến lúc đó ân oán mới cũ chúng ta sẽ từ từ tính. Sang sớm, mặc dù trời nắng đẹp nhưng gia tộc Phong lại mây đen bao phủ. Phong hành diệm bình tĩnh nhưng đôi mắt lạnh như băng. Thương chân đi rồi bốn chữ ngắn gọn nhưng mơ hồ có thể thấy hơi lạnh tỏa ra từ khắp người anh ta các vệ sĩ quỳ xuống đất run rẩy họ không sợ cậu chủ nổi giận chỉ sợ anh ta không nổi giận cậu chủ hãy bớt tức giận là do chúng tôi vô năng không ngăn được cô chủ không ngăn được sao phong hành diệm lạnh lùng nói ra vài chữ khiến mọi người lạnh sống lưng xong rồi sắp bị cô chủ hại chết rồi cậu chủ chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đôi mắt lạnh lùng từng chút lướt qua mọi người đang định mở miệng thì điện thoại của phong hành diệm reo phong hành diệm nhìn điện thoại một lúc môi mỏng mím chặt nhưng cuối cùng vẫn không nỡ tắt máy tỉnh rồi sao giọng nói vui vẻ của thương chân vang lên mang theo một chút đắc thắng anh đừng phạt họ nữa họ cũng bất đắc dĩ hay là đợi em về anh phạt em nhé em tưởng em trốn thoát được sao phong hành diệm nhìn vào điện thoại không nhịn được tức giận mắng anh nói cho em biết anh sẽ không tha cho em đâu nếu em biết điều thì bây giờ hãy quay về ngay cho anh thương chân nhíu mày thở dài có chút ấm ức phong hành diệm anh thế mà lại hung dữ với em thật khiến em đau lòng mới đi có một lúc mà em đã bị thất sủng rồi anh anh không có phong hành diệm cũng không còn tâm trạng để tức giận vội vàng giải thích anh ta tức giận nhìn lướt qua những người trong phòng lập tức lui hết ra ngoài đợi mọi người đi hết phong hành diệm lập tức mềm giọng thương chăn em đừng giận dỗi nữa anh thực sự muốn giam cầm em không cho em đi đâu hết chỉ có thể ở bên anh anh thà chết còn hơn để em mạo hiểm chính là để sau này có thể ở bên anh nên em mới phải đi thương chăn thu lại nụ cười nghiêm túc nói em còn tặng nhẫn của bà nội cho anh nếu anh chết rồi em mờ mờ còn có thể gả cho ai anh phong hành diệm đột nhiên mắt sáng lên khi nghe thấy thương chăn trong lòng vẫn có anh anh ta không thể tức giận được yên tâm đi người anh yêu dấu em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân cũng sẽ sớm quay về anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em không được đi theo được rồi điện thoại sắp hết pin rồi em cúp máy trước nói xong cô cúp điện thoại nắm chặt chiếc điện thoại bị ngắt kết nối phong hành diệm rõ ràng rất tức giận nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên cô nhóc đáng ghét bấy lâu nay đây là lần đầu tiên thương chân nhắc đến chuyện tình cảm và đã đáp lại anh ta phong hành diệm thầm vui mừng trong lòng cô ấy quả nhiên vẫn có mình anh ta đứng dậy ra lệnh cho bên ngoài chuẩn bị xe chuẩn bị máy bay tôi phải đến nước nờ quên mất cửa phòng bị mở tung bà phong vội vã bước vào lo lắng nói hành diệm con định đến nước nờ sao con muốn ép mẹ lên cơn đau tim có phải không phong hành diệm cứ người nghiến răng nghiến lợi thương chăn cô gái này nghĩ thật chu đáo đến cả mẹ anh cũng gọi đến nước nờ trong một bệnh viện đổ nát bằng thất vội vã chạy đến thở hồn hển báo cáo thưa cô chủ theo lệnh của cô tôi đã điều tra bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus ca ở đây anh ta phát bệnh sau khi đi săn trong rừng tôi đã cử người đến rừng để kiểm tra quả nhiên phát hiện ra một nơi đáng ngờ trong khu rừng rậm rạp thương chăn dẫn theo một nhóm người đang tìm kiếm ở bên trong khi đi qua một nơi rậm rạp bằng thất dùng gậy gỗ khều cỏ rậm chính là đây chỉ thấy một hố đen nghiêng xuống không thấy đáy miệng hố còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường là khí độc dày đặc liên tục phun ra ngoài thương chăn dẫn theo vài người nhanh chóng mặc đồ bảo hộ sau khi ra lệnh cho hai người ở lại bên ngoài canh gác thì dẫn theo mọi người đi vào hang động hang động rất sâu trông giống như một hang động tự nhiên nhưng là hang động nhân tạo được cải tạo đi được khoảng một phần tư giờ máy dò xuất hiện những dao động kỳ lạ lại đi thêm vài phút nữa thì nhìn thấy một phòng thí nghiệm được cải tạo thực tế bên trong có rất nhiều thiết bị các loại thuốc thử ống nghiệm và nhiều tài liệu khác nhau lúc này có người phát hiện ra trên một bức tường kính thực sự có rêu kỳ lạ phát sáng trong ánh sáng huỳnh quang người đó vừa định đưa tay ra chạm vào đừng động thương chân lập tức ngăn cản đó là tinh thể của virus ca ngay khi thương chân nói ra mọi người đều căng thẳng cách những thứ màu xanh đó vài mét tích tụ đến mức có thể kết tinh nồng độ virus ca ở đây dày đặc đến mức nào mọi người đều cảm thấy có chút may mắn may vì đã mặc đồ bảo hộ từ trước Thương chân quan sát kỹ những tinh thể này rồi nói, nơi đây hẳn là nơi nuôi cấy virus ca bị nổ tung mới bị bỏ hoang. Hít quá nhiều virus vào cơ thể có thể khiến người ta sốt cao và tử vong trong vòng 10 phút. Trong môi trường virus dày đặc như vậy chỉ cần hít thở và tiếp xúc cũng có thể bị lây nhiễm. Thương chân đoán Uric đã nghiên cứu virus ca ở đây. Có lẽ tài sản của anh ta cũng vì khí độc quá nồng nên không thể chuyển đi. Trước khi thương chân khám phá hang động, cô đã thông báo cho tư không cần. Tư không cần hành động rất nhanh khi họ trở về anh ta đã đến gặp thương chân khi anh ta nhìn thấy thương chăn ánh mắt sau tròng kính lóe lên thẳng người dậy thương chăn nhìn thấy tư không cần lập tức nói với bàng thất bàng thất cậu đi xe xem phía nhóm chuyên gia có tiến triển gì không bàng thất nghi ngờ nhìn thương chăn tư không cần là do cô chủ gọi đến sao nếu cậu chủ biết được chắc lại ghen mất những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ tà mị ánh mắt dừng lại trên người thương chăn muốn gặp cô quả thật không dễ dàng còn phải chạy đến nước nở chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng gạt tàn thuốc vừa hút một hơi mang theo nụ cười đầy ẩn ý bước đến trước mặt thương chăn và nói không tìm phong hành diệm mà lại tìm tôi đến đây là có chuyện gì sao đột nhiên anh ta cúi người gần thương chăn ánh mắt xấu xa lóe lên hay là cô muốn nhân lúc anh ta không có ở đây để tìm chút cảm giác kích thích với tôi thương chăn mỉm cười không sai lần này gọi anh đến là để cùng anh làm một chuyện kích thích anh sẽ hợp tác tốt với tôi chứ tôi không cần nhìn thương chăn với vẻ ngạc nhiên mới không gặp một thời gian hình như cô lại có gì đó khác trước Thương Chân nhìn Tư Không Cần một cách nghiêm túc, con người nên không ngừng thay đổi, cũng tới lúc anh ra tay rồi, ví dụ như xử lý Vạn Thiệu Luân, chiếm đoạt thị trường Đông Nam Á trong tay anh ta chẳng hạn. Nghe kế hoạch của Thương Chân, Tư Không Cần hơi sừng sốt. Tư Không Cần lấy một điếu thuốc ra châm lửa thăm dò hỏi, chuyện này tại sao cô không tìm Phong Hành Diệm, chỉ cần cô nói thì anh ta chắc chắn sẽ giúp cô. Theo tin tức anh ta có được thì Phong Hành Diệm đã nắm trong tay bằng chứng Vạn Thiệu Luân cấu kết với Ulrich nhưng vì Thương Chân vẫn chưa ra tay, có lẽ là muốn cho mình cơ hội tự mình giải quyết vạn thiệu luân ư thương chân lắc đầu mặc dù phong hành diện thực sự rất đặc biệt đối với tôi bây giờ chỉ cần cô yêu cầu gì thì anh ấy chắc chắn đồng ý nhưng chuyện tương lai ai mà biết được tôi phải tự tạo cho mình một lối thoát tôi không cần có chút mơ hồ nhưng cuối cùng lại nghe hiểu câu cuối cùng cười cười nhìn thương chăn vì vậy cô giúp tôi như vậy là muốn tôi trở thành lối thoát cho cô sao thương chăn gật đầu rất nghiêm túc nếu tôi có chuyện gì anh có thể cho tôi một lối thoát là tốt nhất nếu mọi chuyện vẫn ổn thì coi như hời cho anh gia tộc phong đã rất thịnh vượng gia tộc vạn đối với phong hành diệm chỉ là hoa theo trên gấm thôi nhưng đối với anh thì lại là cơ hội ngàn năm có một thật là thích hợp tôi không cần nhau mắt đôi mắt hẹp dài tràn đầy vẻ phong lưu thương chăn tôi có thể hỏi cô một câu không anh ta hít một hơi thật sâu thở ra một vòng khói ánh mắt phức tạp cô nói phong hành diệm là người đặc biệt với cô anh ta đặc biệt ở điểm nào nếu không xét đến giá trị tài sản anh ta cho rằng ngoại hình và tuổi tác của mình không thua kém phong hành diệm cái gì tại sao phong hành diệm lại là người đặc biệt cho dù anh ta có thua thì cũng phải có một lý do chứ thương chân trước tiên là sửng sốt ngay sau đó nói một cách nhàn nhạt, nhạt có lẽ là vì anh ta là người đầu tiên tôi thích còn thích nhiều năm như vậy thích một người sẽ trở thành thói quen cũng đã dùng hết tất cả dũng khí của tôi chỉ sợ tôi không có cách nào cũng không có sức lực để chấp nhận người khác nữa tôi không cần nghe vậy ánh mắt nhanh chóng lóe lên vẻ cô đơn thì ra là thế thương chân thấy nụ cười trên mặt tư không cần dần biến mất đột nhiên đổi chủ đề trước đây anh không hút thuốc bây giờ sao lại bắt đầu hút tôi không cần nhìn thương chân thật sâu tự diễu nói có lẽ là vì một người khiến tôi đau lòng bên kia trong một biệt thự ở thành phố Jinmo Vạn Thiệu Luân đang nghe thuộc hạ báo cáo Thương Chân một mình đến thành phố Jinmo còn thường xuyên đến rừng nghe nói là đã phát hiện ra một hang động kỳ lạ sắc mặt Vạn Thiệu Luân đột nhiên thay đổi chẳng lẽ Thương Chân cũng đến để tìm kho báu đó sao đó là số tiền mà anh ta lấy ra để xoa dịu Vạn Hằng kể từ khi Vạn Hằng biết anh ta đã đắc tội với phong hành diệm còn thua lỗ vài chục tỷ thái độ Vạn Hằng đối với anh ta đã thay đổi nếu tuần này ông ta không nhìn thấy tiền vậy thì việc làm người thừa kế của gia tộc Vạn hoàn toàn không có hy vọng cuối cùng cũng vất vả lắm mới nghe ngóng được nơi cất giấu kho báu tuyệt đối không thể để thương chăn cướp công phải nhanh chóng trừ khử cô ta vạn thiệu luân nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lạnh lùng gọi một người đến cũng may là ở nơi mà loại virus này hoành hành thương chăn cái chết của cô đã đến rồi ngày hôm sau thương Trân một mình đi lang thang trước cửa hang thận trọng nhìn xung quanh rồi mới bước vào hang vạn thiệu luân trốn trong bụi cỏ không xa ra lệnh một tiếng anh ta đã dẫn theo hơn 20 người theo quan sát của cô thương chăn chỉ có vài người để đối phó với cô thì dễ như trở bàn tay trong hang động tư không cần đã sớm bố trí mai phục thương chăn vừa mới vào không lâu thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến tất cả mọi người nhanh chóng ẩn nấp rất nhanh vạn thiệu luân đã dẫn người xông vào đắc ý lên giọng gào to thương chăn tôi biết cô đang ở đây người của tôi đã kiểm soát lối ra duy nhất cô không thể thoát ra được nếu chịu ngoan ngoãn ra ngoài tôi có thể tha cho cô thấy thương chăn vẫn không trả lời vạn thiệu luân sốt ruột anh ta đe dọa với vẻ mặt dữ tợn thương chăn nếu cô không ra ngoài tôi sẽ cho nổ tung nơi này để cô chết không có chỗ chôn thân người sắp chết không có chỗ chôn thân có lẽ là anh đấy một giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí vang vọng trong hang động đột nhiên từ các ngã rẽ khác nhau trong hang động có hàng chục người mặc đồ bảo hộ lao ra vây quanh vạn thiệu luân chuyện gì thế này sắc mặt vạn thiệu luân thay đổi trong lòng kinh hãi trước đó anh ta đã kiểm tra kỹ lưỡng thương chăn chỉ có hơn 10 người theo nhưng ở đây ít nhất cũng phải có 30 người hai bên lập tức giao chiến với nhau toàn bộ hang động đều vang lên tiếng súng dày đặc khiến ra đầu tê dại mùi máu tanh nồng nặc dần số người mà vạn thiệu luân mang theo cũng không còn nhiều ngay cả đường ra cũng bị thương chân chặn lại sắc mặt vạn thiệu luân u ám một bước sai lầm ngàn đời hận không ngờ lại bị thương chân bày một phố xung quanh hang động yên tĩnh chỉ có tiếng thở hồn hển vì sợ hãi khiến người ta ngột ngạt vào thời khắc nguy cấp anh ta chỉ còn cách rút lui vào bên trong đột nhiên một viên đạn bay sượt qua chúng vào cánh tay phải của vạn thiệu luân vạn thiệu luân hét lên một tiếng lại nghe thấy một giọng nói tà mị truyền đến thật đáng thương muốn sống không khuôn mặt tà mị của tư không cần xuất hiện trước mặt mặc dù đang cười nhưng trong mắt anh ta không giấu được sát khí có lẽ sẽ tha cho anh một mạng gân xanh nổi lên trên trán vạn thiệu luân có chút mất kiểm soát kinh ngạc nói tư không cần thật sự là anh sao anh lại ở đây lâu lắm không gặp vạn thiệu luân thương chăn cười lạnh lùng mang theo sát khí hời hợt nhưng không thể bỏ qua từ từ bước ra vạn thiệu luân không ngờ thương chăn có thể tìm tư không cần giúp cô ta đối phó với mình anh ta trông giữ tợn hai mắt đỏ ngầu tức giận chừng mắt nhìn thương chăn tôi và cô không thủ không oán tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy không thủ không oán anh chắc chứ thương chăn cười lạnh một tiếng ánh mắt đó hận không thể xé xác đối phương cô giơ một ngón tay lên bắt đầu kể lần đầu tiên gặp mặt anh đã nói sẽ đưa tôi vào tù sau đó lại để uric bắt cóc tôi ngay vừa nãy anh còn muốn giết tôi lúc này tên đầu chọc đằng sau vạn thiệu luân núp ở phía sau chậm rãi sờ vào khẩu súng ở thắt lưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng manh động thương chăn nhìn chằm chằm tên đầu chọc nói anh có nghĩ vạn thiệu luân còn đáng để anh liều mạng không chỉ cần anh buông súng và bước tới tôi có thể tha cho anh tên đầu chọc nghe xong quả nhiên đặt súng xuống đất hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt cam phẫn của vạn thiệu luân ông chủ tôi không muốn chết tên đầu chọc đi tới hai người trực tiếp đè vạn thiệu luân quỳ xuống đất vạn thiệu luân hoàn toàn hoảng sợ anh ta trừng mắt nhìn thương chăn nghiến răng nói thương chăn tư không cần các người dám tôi chết thì gia tộc vạn tuyệt đối sẽ không tha cho các người dây tiếp theo khẩu súng lục lên đạn trực tiếp dí vào chắn anh ta anh nói xem tôi dám không thương chăn ở trên cao nhìn xuống tận hưởng nỗi sợ hãi trong mắt vạn thiệu luân xin cô sau này tôi không bao giờ dám động đến cô nữa đừng giết tôi giọng nói của vạn thiệu luân khàn khàn không còn vẻ kiêu ngạo khi mới gặp mặt như một con kiến quỳ gối cầu xin cô có thể dùng bất cứ thứ gì chỉ cần cô đừng giết tôi bây giờ anh ta trông thật thảm hại nhưng thương chăn vẫn không hề lay động chỉ chờ thương chăn cúi người xuống một chút nói nhỏ tôi cũng từng cầu xin anh như vậy kiếp trước cô bị vạn thiệu luân bắt cô vốn tưởng rằng mình sẽ chết nhưng điều cô không ngờ là anh ta cùng thương thanh thanh hành hạ cô khiến cô sống không bằng chết thương chăn cô đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng tôi giết cô thật sự quá dễ dãi vạn thiệu luân túm tóc cô rồi lấy ra một ống tiêm màu xanh lam và lắc lắc vừa khéo con trai của người đó vì thích chơi bời nên mắc phải virus ca trong nước vẫn chưa có trường hợp nào như vậy đâm vật này vào người cô tiêm một mũi không phải sẽ là vật thí nghiệm sống hoàn hảo sao thương thanh thanh nghe vậy ngay lập tức phấn khích nhiễm virus ca tốt tốt nghe nói sau khi nhiễm virus ca mỗi ngày sẽ rất đau đớn và chắc chắn không sống được quá một tháng nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị thương chăn quỳ trên mặt đất hai tay bị trói ra sau lưng nỗi sợ hãi lớn lao nhấn chìm cô thương chăn cúi đầu liên tục cầu xin xin anh tôi rất hữu ích giữ tôi lại tôi có thể tạo ra nhiều giá trị hơn xin anh đừng giết tôi xin anh từng giọt nước mắt rơi xuống không tiếng động cô cầu xin vô cùng đau khổ anh nghe thấy không chị ta đang cầu xin anh đấy thương thanh thanh nhìn thương chăn từ trên cao trong mắt tràn đầy sự chế giễu và khinh thường hóa ra cô thương chăn kiêu ngạo của chúng ta cũng biết cầu xin người khác à nói xong cô ta cười lạnh một tiếng giữ tợn đá thương chăn ngã nhào chị không phải rất lợi hại sao chị có giỏi thì chạy đi có giỏi thì phá hoại đi đồ đê tiện vạn thiệu luân nhìn thương thanh thanh sau khi chút giận anh ta nói với vẻ thương hại nhìn cô như vậy tôi thực sự có chút thương hại cô nhưng mà trong tiếng hét chói tai của thương chan ống tiêm đâm mạnh vào cánh tay cô cô không thể phản kháng chỉ có thể nhìn chất lỏng đến mất từng chút một ý thức tuyệt vọng từng chút một vạn thiệu luân trừng mắt nhìn thương chăn thương chăn vẫn mỉm cười có lẽ là trong mơ cô đứng dậy họng súng chĩa vào vạn thiệu luân giải quyết xong vạn thiệu luân tiếp theo là thương thanh thanh ngay khi cô định bóp cò thì tên đầu chọc đột nhiên hét lớn ông chủ chạy mau một tiếng hét kinh hoàng khiến thương chăn vô thức quay đầu lại cô thấy thuốc nổ quấn quanh trên người tên đầu chọc đã được châm ngoài nổ bùng hai người phản ứng lại một tiếng nổ lớn vang lên toàn bộ hang động rung chuyển nổ tung rồi bên ngoài hang động hỗn loạn mọi người lo lắng hét lên mau gọi người đến cậu tư không và tiểu thư bị chôn vùi trong hang rồi cái gì chân chân sao vậy phong hành diệm ở phía xa với vẻ mặt sắc khí chạy vội đến thấy bàng thất bị khiêng ra trong lòng anh ta đã có một linh cảm không lành bàng thất run rẩy chỉ vào hang động bị chôn vùi nói lắp cậu chủ cô chủ và tư không cần vẫn còn trong hang tôi không bảo vệ được cô chủ phong hành diệm cũng không trách anh ta anh đi chữa thương trước đi ở đây có tôi nhìn chằm chằm vào hang động lông mày phong hành diệm cao lại thương chăn em nhất định không được xảy ra chuyện gì em nhất định phải đợi anh trong đống đá vụn trong hang động một nam một nữ ôm chặt lấy nhau bị chôn vùi bên trong tư không cần ho khan vài tiếng máu ấm không ngừng nhỏ xuống tay anh ta anh ta hơi mở mắt giơ tay ra sờ thân sắc lập tức trở nên căng thẳng anh ta muốn ngồi dậy nhưng lại bị đè chặt thương chăn đỡ hầu hết đá vụn cho anh ta thương chăn cô bị thương rồi sao cô lại chạy đến cứu tôi chứ tư không cần có chút khó tin anh ta không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt thương chăn lại bất chấp tất cả lao đến cứu anh ta vừa nãy nếu không có thương chăn anh ta đã sớm bị nổ chết rồi điện thoại trong túi thương chăn không ngừng reo tư không cần cũng lo lắng gọi thương chăn cô thế nào rồi cô tỉnh lại nói chuyện với tôi một câu đi vài tiếng ho nhẹ vang lên thương chăn cố sức nói đừng nói nữa ổn tư không cần thấy thương chăn tỉnh lại mới ổn định tinh thần không gian hoạt động của hai người rất hạn chế ngay cả không gian để thở cũng không có thương chân bị thương không nhẹ cô bất lực nằm trên người tư không cần nhẹ giọng nói tay tôi bị kẹt rồi giúp tôi lấy điện thoại ra chắc hẳn là người bên ngoài gọi đến phải nhanh chóng liên lạc với họ để được cứu hộ lúc này tâm trạng của tư không cần rất phức tạp trong bóng tối anh ta không nhìn thấy nhưng giác quan lại trở nên nhạy bén hơn vì tay bị đá kẹt anh ta chỉ có thể dọc theo cơ thể hai người đang áp sát nhau từ từ mò xuống càng xuống dưới mặt anh ta càng đỏ đây là lần đầu tiên anh ta gần gũi với người phụ nữ mình thích như vậy thậm chí có chút mất kiểm soát thương chăn cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh ta có chút ngượng ngùng hỏi anh tìm thấy chưa sao người anh cứng đờ thế tư không cần cố nén cảm xúc đưa tay xuống may mắn chạm vào điện thoại nhưng khi lấy ra thì có chút khó khăn đó là điện thoại vệ tinh điện thoại rất lớn bị kẹt trong túi trong lúc mò mẫm tư không cần vô tình nhấn vào nút trả lời vì không gian hạn chế thêm vào đó không ngừng cử động anh ta thở không đều nói đứt quãng kẹt rồi quá chặt còn phong hành diệm nghe điện thoại đầu tiên là câu này tiếp theo là giọng nói mơ hồ truyền đến anh đừng cử động tôi đau rất nhanh sẽ ổn thôi cô chịu đựng một chút lại là giọng nói khàn khàn của tư không cần những vệ sĩ sau lưng phong hành diệm trong nháy mắt cũng trở nên mơ hồ nếu không phải biết được hoàn cảnh hiện tại của hai người thì còn tưởng là lạc vào hội trường hẹn hò hai người đang làm gì thế phong hành diệm nhẹ nhàng nói vào điện thoại tư không cần cậu dám động đến thương chân thử xem giọng điệu tức giận của anh ta như muốn xuyên qua điện thoại bùng cháy cách những tảng đá có thể cảm nhận được ngọn lửa phun trào như dung nham bên ngoài hai người dừng động tác lại thương chân yếu ớt dựa vào vai tư không cần chẳng lẽ vừa nãy chạm vào đã nghe máy rồi sao tôi không cần nghe thấy giọng nói của phong hành diệm thì lập tức cảm thấy không vui nhưng đột nhiên cười tà mị hừ len à cô ấy vừa cứu tôi bây giờ cả người đang ở trong lòng tôi này anh tốt nhất cẩn thận khi di chuyển đá đừng làm cô ấy bị thương nói xong anh ta trực tiếp cúp điện thoại rất khó có thời gian ở riêng với thương chăn phong hành diệm đã đuổi theo rồi không phải cả năm nay anh ta không chịu gặp ai ư sao lần này không ngoan ngoãn ở nhà đi thương chăn trợn mắt anh thật ấu trĩ lúc này phong hành diệm bên ngoài sắp phát điên rồi những ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại khớp xương kêu răng rắc anh ta hận không thể lập tức kéo tư không cần ra ngoài đánh cho anh ta một trận chết tiệt dám cút điện thoại của tôi mau dỡ đá ra cho tôi chăn chăn người phụ nữ đáng ghét này anh không cho phép em xảy ra chuyện gì đâu đấy thời gian trôi qua từng chút một cuối cùng tư không cần cũng nhìn thấy một tia sáng tìm thấy họ rồi theo tiếng kêu gấp gáp phong hành diệm nhanh chóng tiến lên thấy hai người nằm trong đống đổ nát với tư thế khó coi rời đá ra phong hành diệm vội vàng ôm trầm lấy thương chăn. chăn chăn em tỉnh lại đi thấy thương chân không phản ứng tư không cần cũng hoảng hốt nói lớn nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện cô ấy mất quá nhiều máu ngất xỉu rồi phong hành diệm không màng đến cáng trực tiếp bế thương chân rời đi tư không cần nhìn chằm chằm vào người trong lòng bị phong hành diệm bế đi trong lòng chua sót anh ta thực sự muốn giật thương chân khỏi vòng tay phong hành diệm nhưng thương chân chắc chắn muốn người đó là phong hành diệm cậu chủ anh không sao chứ thuộc hạ của tư không cần vui mừng kêu lên một tiếng khiến anh ta tỉnh lại người hầu chỉ một hướng báo cáo cậu chủ tôi thấy vạn thiệu luân chạy trốn vào phòng thí nghiệm anh ta dù khâu chết cũng sẽ bị nhiễm virus ca không còn gì đáng sợ nữa chúng ta có thể hành động khi trở về anh ta dừng lại một chút nhưng gia tộc phong hôm nay gây ra động tĩnh quá lớn vì chúng ta đã có được thứ mình muốn hay là đi trước một bước chính quyền địa phương đều đang theo dõi nơi này tư không cần do dự một lát cuối cùng khóe miệng nở một nụ cười tự diễu được chúng ta đi trước để phong hành diệm tự mình giải quyết mớ hỗn độn này trong phòng bệnh của bệnh viện nước nờ đã qua nhiều ngày thương chăn vẫn đang hôn mê phong hành diệm ngày đêm túc trực nắm tay cô lẩm bẩm thương chan, em có biết không anh sợ mất em biết bao ngay lúc anh ta đau buồn bỗng một đôi tay nhỏ bé vuốt ve mái tóc anh ta thương chăn em tỉnh rồi sao giọng nói vui mừng của phong hành diệm chuyển đến đứng dậy ôm chặt lấy thương chăn cuối cùng em cũng tỉnh rồi nhưng đột nhiên anh ta nhẹ nhàng đẩy thương chăn ra sự vui mừng trên mặt biến thành lạnh lùng tỉnh rồi thì tốt đừng nghĩ rằng anh lo lắng cho em thì em có thể bỏ qua mọi chuyện nhìn xem em đã chăm sóc bản thân mình thành ra sao nếu anh không đến kịp một loạt câu hỏi đổ ập xuống thương chăn đột nhiên ho dữ dội sao vậy có phải chỗ nào không khỏe không giọng nói của phong hành diệm đột nhiên nhỏ đi tám phần anh ta quay người định đi tìm bác sĩ không cần đâu thương chăn giọng nói nhẹ nhàng đôi mắt chớp chớp nhìn anh ta gần như làm tan chảy trái tim của phong hành diệm người anh cha yêu dấu miễn là anh không giận em em có thể bình phục ngay lập tức vì vậy đừng tức giận nữa được không khóe miệng phong hành diệm cong lên không thể kìm nén được chỉ có thể thở dài thật sự thua em rồi không lâu sau những điều không vui trước đó đều đã qua đi nói như vậy vạn thiệu luân đã trốn thoát đến phòng thí nghiệm bỏ hoang nhưng sau khi tà kỷ vào thì không tìm thấy anh ta phải không thương chân ánh mắt lóe lên một tia sáng mỉm cười hỏi phong hành diệm gật đầu hang động bị nổ tạo ra một vài vết nứt có lẽ anh ta đã trốn thoát qua các vết nứt nhưng tà kỷ phát hiện ra một số vết máu bên trong sau khi kiểm tra là máu của vạn thiệu luân có thể xác định anh ta đã bị nhiễm virus ca thế thì không có gì phải lo lắng nữa nhiễm virus ca anh ta chắc chắn sẽ chết thương chân tâm trạng rất tốt mỉm cười nói bây giờ điều duy nhất cần lo lắng là anh ta sẽ tung tin đồn rằng em đã lấy được kho báu phải làm sao bây giờ phong hành diệm cười bí ẩn có anh ở đây em yên tâm vì không thể mang đi vậy thì bán nó ở đây phong hành diệm bán kho báu trong hang động tại đất nước này chính quyền địa phương đã tổ chức tiệc chiêu đãi để chào đón phong hành diệm hai người vừa bước vào phòng tiệc thì ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn lúc này điện thoại của thương chăn reo lên là tư không cần gọi đến thương chăn cơ thể cô thế nào rồi dạo này tôi quá bận hôm nay mới có thời gian gọi điện cho cô Tương Chân tìm một nơi không có người chơi chọc nói, anh đang bận nút chừng thị trường trong tay Vạn Thiệu Luân à, tư không cần dừng lại một chút không nhịn được hỏi, Thương Chân, ngày đó sao cô lại đến cứu tôi, như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cô yêu tôi, vì tôi mà ngay cả cái chết cũng không sợ, yêu tôi sao? Thương Chân nhướng mày không nhịn được bật cười, thích anh sao, thà rằng thích em trai anh còn hơn, ít nhất nhìn cậu ta dễ thương hơn anh nhiều. Tư không cần cười khổ một tiếng trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, thích tôi một chút khó đến vậy sao? Rời xa phong hành diệm thử xem, ở bên tôi biết đâu lại có bất ngờ thú vị thương chân đột nhiên lạnh lùng thần sắc phức tạp kiếp trước cô luôn bị tư không cần coi là kẻ thù không ngờ kiếp này lại bị anh ta tỏ tình ánh mắt nhìn về phía phong hành diệm cười khẽ một tiếng từ chối một cách khéo léo cho dù rời xa phong hành diệm có lẽ tôi cũng sẽ không ở bên bất kỳ ai một người phụ nữ yêu kiều khác tiến đến gần phong hành diệm thương chân vội vàng cúp điện thoại tư không cần tôi còn việc nên tắt máy trước tư không cần nghe thấy tiếng tút tút cúp máy vừa cô đơn vừa không cam lòng vậy là mình hoàn toàn bị từ chối ư sao người phụ nữ này lại u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy một người phụ nữ lộng lẫy với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc bưng ly rượu đi về phía phong hành diệm xin chào phong hành diệm tôi tên là mori furi không biết có vinh dự được uống một ly với anh không cô ta có ngũ quan tinh xảo thân hình nóng bỏng từ ánh mắt đến cử chỉ đều lộ ra vẻ quyến rũ nồng nàn trên mặt càng tràn đầy nụ cười đắc thắng phong hành diệm chỉ liếc nhìn cô ta rồi ngay lập tức quay đầu đi nụ cười trên mặt mori furi lập tức cứng đờ chưa từng gặp phải sự lạnh nhạt như vậy trong mắt cô ta lóe lên vẻ không cam lòng lại đuổi theo trực tiếp khoác tay phong hành diệm Phong Hành Diệm, anh không muốn nói chuyện với tôi sao? Ba tôi muốn mở rộng thị trường ở Trung Quốc, luôn muốn tìm một đối tác ở Trung Quốc, không biết anh. Lời còn chưa dứt, Phong Hành Diệm đã hất tay cô ta ra, biểu cảm chán ghét và không kiên nhẫn nói: "Xin hãy tự trọng." Mori Furi lại một lần nữa bị từ chối đứng ngây ra tại chỗ, để tránh Phong Hành Diệm vừa mở miệng đã đắc tội với mọi người thương chân lập tức đi tới mỉm cười đoan trang, "Cô Mori Furi, xin lỗi tối nay cậu chủ của chúng tôi đã có đối tượng rồi, đối tượng là cô sao?" Cô ta liếc nhìn thương chân một cái lộ ra nụ cười đầy quyến rũ đột nhiên yên lặng thổi một hơi nhẹ em gái em gầy như vậy có thể hầu hạ tốt phong hành diệm không cô ta vòng tay qua eo thương chăn dán sát hơn một chút những người ở trung quốc có một câu anh em đắp chung chăn chị không để bụng đâu chị còn có thể dạy em nhiều thứ em có muốn thử không thấy mori fury nhìn thương chăn với ánh mắt có chút mờ ám phong hành diệm sợ người phụ nữ này là người phóng túng vội vàng tách hai người ra đưa thương chăn ra sau lưng mình cô mori fury sau này ra ngoài hãy đổi một loại nước hoa nồng hơn nhé trong mắt anh ta lóe lên vẻ ghét bỏ khóe miệng còn mang theo nụ cười chế giễu nếu không sợ rằng không thể che giấu được mùi trên người cô xin hãy tránh xa tôi ra cô làm tôi khó chịu cô marie Fury tức giận mặt mày tái mét nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi thương chăn lắc đầu cái miệng của anh đúng là phong hành diệm ôm lấy thương chăn trên mặt lộ vẻ không vui cô ta dám chạm vào em anh đã khách sáo lắm rồi ngay lập tức dịu dàng trở lại vừa nãy ai gọi điện cho em thương chân rất tự nhiên nói đến tư không cần phong hành diệm lại thay đổi sắc mặt cậu ta tìm em để làm gì nhanh chặn anh ta lại lúc này một ông lão da đen ăn mặc lộng lẫy đi tới khen ngợi cậu phong cậu đúng là gia chủ trẻ tuổi nhất mà tôi từng gặp. Ông lão tên là Rocca, là người giàu nhất nước nờ, có địa vị cao quý. Nếu không có sự ủng hộ của ông ta Phong Hành Diệm sẽ không xử lý nhanh lô kho báu đó như vậy. Vì ông ta và ông nội của Phong Hành Diệm có chút giao tình nên Phong Hành Diệm rất kính trọng ông ta. Ông Rocca, lâu rồi không gặp, Rocca vỗ vai Phong Hành Diệm nói chuyện phiếm vài câu rồi đi thẳng vào chủ đề. À, giới thiệu với anh. Ông ta quay sang cô gái phía sau mình giới thiệu. Đây là cháu gái tôi, tên Satyara chỉ kém cậu vài tuổi. Da của Satyara tuy màu cà phê nhưng đúng là một mỹ nhân, mái tóc đẹp xõa trên người như một thác nước nhỏ màu nâu gợn sóng, ánh mắt thẹn thùng nhìn Phong Hành Diệm, không cần nghĩ cũng biết Satyara có ý gì. Thương Chân dùng ánh mắt đánh giá liếc nhìn Satyara đắc ý nói, vừa tiễn một người đi bây giờ lại đến một người, Phong Hành Diệm đúng là đào hoa, ca để cháu gái ở lại tìm một cái cớ rồi rời đi. Satyara định nói chuyện với Phong Hành Diệm nhưng thấy anh ta và Thương Chân trao đổi ánh mắt tình tứ ngay lập tức cười ngượng ngùng xin lỗi, đều tại ông nội tự tiện quyết định, tôi sẽ không làm phiền hai người. Nói xong, cô ta đỏ mặt không quay đầu lại chạy đi. Rocca thấy cháu gái nhanh chóng quay lại có chút không vui. Satyara, cháu bị sao vậy? Sao không nói chuyện với phong hành diệm? Ông nội Satyara dừng lại một chút, vết đỏ trên mặt vẫn chưa phai. Ông cũng thấy rồi đấy, phong hành diệm có một người bạn gái rất xuất sắc. Hai người họ trông rất yêu nhau, cháu không muốn chia rẽ họ, yêu nhau. Rocca cười khẩy, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Cháu gái à, bọn họ không xứng đôi. Đó chỉ là một người phụ nữ tham lam và thông minh. Gia thế của cô ta rất kém, có thể đi đến bước này đã là giới hạn rồi chỉ có cháu mới xứng đáng làm vợ phong hành diệm nói xong ông ta lại thở dài ông nội cũng không còn cách nào khác ông già rồi cha cháu lại mất sớm sau khi ông chết ai có thể bảo vệ cháu ngoài việc tìm một người chồng quyền thế cháu không còn lựa chọn nào khác satyara cúi đầu ông nội cháu biết rồi mọi chuyện nghe theo ông sắp xếp rocka hài lòng cười trong đôi mắt già nua lóe lên một tia xảo quyệt tối nay ông nội sẽ để bọn họ nghỉ ngơi ở đây lúc đó ông sẽ sắp xếp cho cháu sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc suôn sẻ lễ tân đưa phong hành diệm và thương chăn đến phòng khách nghỉ ngơi vì thương chân là em gái trên danh nghĩa của phong hành diệm nên được bố trí hai phòng khách phong hành diệm rất không hài lòng anh ta không muốn xa thương chân phong hành diệm định mở miệng nói rõ ý định của mình nhưng thương chân vội kéo anh ta vào phòng cửa vừa đóng lại phong hành diệm đã đè thương chân vào tường chăn chăn anh muốn ngủ với em anh ta nâng cầm thương chăn lên giọng có chút tủi thân em không nói một lời đã chạy đến nước nở khoảng thời gian đó anh lo lắng đến nỗi không ngủ được bây giờ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi thì em lại không muốn ở cùng anh sao vì anh là anh trai em tốt nhất đừng làm chuyện gì quá đáng nếu anh thực sự không chấp nhận để người khác chăm sóc vào ban đêm vậy thì đợi đến tối muộn một chút em sẽ lặng lẽ chuồn qua đây. Phong Hành Diệm lúc này mới cười vui vẻ, vậy em đến sớm một chút, anh thay thuốc cho em. Trong gian phòng lớn, Phong Hành Diệm đi đi lại lại trong lòng bồn chồn không yên ngóng trông dáng người quen thuộc đó. Theo tiếng gõ cửa vang lên, Phong Hành Diệm mừng rỡ khô xiết nhanh chóng mở cửa. Bên ngoài xuất hiện một người phụ nữ trùm kín mặt, Phong Hành Diệm bất ngờ hỏi, ai đây? Không để anh thắc mắc lâu, Thương Chân liền mở khăn trùm giải thích, là em hành lang có camera nửa đêm nửa hôm em bị quay lại cảnh vào phòng anh sẽ có ảnh hưởng không tốt thấy thương chăn anh ta ngay lập tức kéo cô vào phòng không kịp chờ đợi liền ôm lấy eo cô đứng trên sàn nhà cao tầng ánh sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ cảnh đẹp mê hồn hai người đứng trước cửa sổ ôm nhau lặng lẽ phong cảnh đẹp như tranh đôi mắt sáng lấp lánh của thương chăn cong cong trông rất hạnh phúc không ngờ nơi này lại đẹp đến vậy trước đây em chưa từng đi du lịch lần này coi như là đi du lịch nước ngoài vậy mặc dù cô ấy nói vậy nhưng lại khiến phong hành diện thấy chua xót trong lòng anh ta nhớ lại trước đây mẹ luôn nói thương chăn sống khổ sở trong tay mẹ kế cuộc sống khó khăn thường xuyên thúc giục anh ta đưa thương chăn ra ngoài chơi lúc đó anh ta thấy phiền phức nên không đồng ý bây giờ mới thực sự nhận ra lúc đó anh ta nên đưa thương chăn ra ngoài đi dạo nhiều hơn có lẽ cô ấy sẽ vui vẻ hơn nhiều lúc này tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn phong hành diệm không vui đi tới nhìn một cái nhưng khi thấy người đến lòng phong hành diệm càng thắt chặt hơn ca thật sự phái cháu gái đến tìm anh ta vào ban đêm xem ra là muốn gả cháu gái cho mình để nhận được sự che chở của gia tộc phong đáng ghét thay lại còn để thương chăn nhìn thấy thương chăn cười đẩy phong hành diệm một cái mở cửa đi chúng ta đang ở trên địa bàn của người khác đừng nói một câu lại đắc tội với người khác phong hành diệm thở dài bất lực điều đó phụ thuộc vào việc cô ta định làm gì thương chăn cười và đẩy anh ta về phía trước để cô ta biết khó mà lui ngoài ra đừng để cô ta biết em ở đây chúng ta vẫn phải quan tâm đến thanh danh phong hành diệm ngoài miệng thì nói quan tâm đến thanh danh nhưng anh ta hận không thể để cả thế giới biết thương chăn là phụ nữ của anh ta mở khóa cửa phong hành diệm lạnh lùng nói vào đi Satyara cố tình tắm rửa sạch sẽ trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Cô ta e thẹn nhìn chằm chằm vào Phong Hành Diệm, nhanh chóng đi một vòng trên giường, có chuyện gì không? Phong Hành Diệm ngồi bên giường lạnh lùng hỏi. Một cục chân lồi lên trên giường khiến Satyara chú ý, trong mắt không khỏi lóe lên một tia thất vọng. Ông nội nói đã sắp xếp một phòng khác cho Thương Chăn, vậy thì người trên giường của Phong Hành Diệm là ai? Cô ta vốn tưởng Phong Hành Diệm là người trung tình, kết quả là vội vàng tìm người khác. Nghĩ như vậy cô ta cũng không còn cảm giác tội lỗi khi xen vào chuyện này nữa. Từ từ thẳng lưng, anh Phong, tôi có thể ở cùng anh một đêm không? Phong Hành Diệm hơi sừng sốt, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Đây là cách gia tộc Pusena các người dạy dỗ sao? Satyara cứng người sắc mặt trở nên khó coi nhưng nhanh chóng bình phục không còn giả vờ nữa. Anh Phong, nói thẳng ra thì so về gia thế và lợi ích chỉ cần anh chọn tôi, tôi sẽ mang theo 30% mươi phần trăm cổ phần trong tay ông nội gà tới nhà họ Phong, chưa kể đến những sự hợp tác và lợi ích khác. Về ngoại hình, tôi là người lai cũng không hề kém ai. Phong Hành Diệm cười lạnh một tiếng. Sau khi cha cô mất vì róc ca thiên vị cô nên mấy người chú bác của cô từ lâu đã có ý kiến với cô. Cưới cô đồng nghĩa với việc đắc tội với gia chủ tương lai của Pusena. Không đáng hơn nữa là việc cổ phần trong tay ông nội cô những năm qua đã bí mật chia ra bao nhiêu, tôi đều biết rõ. Giá trị mà ông ta có thể mang lại cho tôi vẫn còn phải bàn. Cuối cùng, tôi không hứng thú với cô, quan trọng nhất là tôi đã có người trong lòng. Satyara bị lời nói của phong hành diệm đánh bại liên tục hoàn toàn mất đi sự tự tin trước đó. Cô ta nghiến răng, đột nhiên nói, nếu không cần anh cưới tôi thì sao? tôi làm tình nhân của anh cho anh cổ phần còn anh bảo vệ tôi phong hành diệm mất kiên nhẫn thở dài nhắm mắt lại tại sao nhất định phải bán thân chứ không thể chỉ là sự hợp tác đơn thuần về lợi ích là được sao satyara lắc đầu cười lạnh tôi không tin vào miệng lưỡi của đàn ông ngón tay cô chạm vào dây lưng bằng ngọc ở eo tôi tin vào việc chinh phục đối phương bằng cơ thể hơn câu nối giao dịch được xây dựng bằng thể xác nói xong cô ta buông tay áo choàng tắm trên người tuột xuống để lộ thân hình đầy quyến rũ anh phong tối nay hãy để tôi ở lại đây đi nhưng phong hành diệm đã quay đầu ngay lập tức lạnh lùng nói cô đang làm gì vậy mặc quần áo vào cởi quần áo rồi sao thương chăn đang ở trong chăn sau khi nghe hai người nói chuyện thì vội vàng thò đầu ra để xem cho rõ nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị phong hành diệm ấn trở lại nhìn gì thế em chỉ được nhìn anh thôi satyara rất xấu hổ cô ta đã thành thật như vậy rồi nhưng phong hành diệm vẫn từ chối cô ta anh phong anh giả vờ cái gì lúc trước còn mặn nồng với cô em gái vừa rồi bây giờ lại ở bên người phụ nữ khác hàng đã giao tận cửa rồi anh còn giả vờ đứng đắn cô ta cười khinh thường hay là anh có chứng bệnh thích sạch sẽ một đêm chỉ tiếp một người phụ nữ phong hành diệm nghe thấy giọng điệu mỉa mai của satyara cũng không nhịn được nữa nếu không phải thương chân bảo anh ta nhẫn nhịn anh ta đã đuổi người phụ nữ đáng ghét này ra ngoài từ lâu rồi cô thiếu đàn ông đến vậy sao Khóe miệng phong hành diệm cong lên một câu nói khiến satyara vô cùng nhục nhã thương chân cảm thấy kẻ thù của phong hành diệm sắp thêm một người nữa thương chân lập tức gạt tay phong hành diệm ra chui ra khỏi chăn với nụ cười rộng lượng chào hỏi satyara thấy người chui ra khỏi chăn là thương chăn ngay lập tức mở to mắt sau đó là đầy xấu hổ và không còn chỗ dung thân cô ta cố gắng bình tĩnh nhặt quần áo trên đất lên mặc vào nói ngượng ngùng à thì ra là thế xem ra là tôi đã hiểu lầm anh phong rồi thương chăn cũng cười ngượng ngùng có chút bất lực nói đúng vậy tối nay chỉ là hiểu lầm cô Satyara, tối nay cô chưa từng gặp tôi tôi cũng chưa từng gặp cô được chứ Satyara mím môi muốn nói lại thôi ông nội giận đi dặn lại nhất định phải thành công nhưng cô ta nhìn thương chăn không cam lòng hỏi thêm một câu hai người thực sự có quan hệ như vậy sao nếu có tại sao lại có thân phận anh em thương chân gật đầu bất lực thở dài nguyên nhân trong đó không thể giải thích rõ ràng trong vài câu đột nhiên đứng dậy vòng tay qua cổ phong hành diệm hôn anh ta một cái khi cô ta tiến lại gần phong hành diệm theo phản xạ có điều kiện đã thu lại khí thế xa cách mà ôm thương chân vào lòng rất tự nhiên và nhiệt tình hôn đáp trả mặc dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng ánh mắt khao khát và yêu thương của hai người lại bị satyara nhìn thấy rõ ràng bây giờ cô hiểu chưa thương chân quay đầu nhìn satyara satyara mới lùi lại một bước quay người mở cửa nhanh chóng rời đi cánh cửa vừa đóng lại phong hành diệm lập tức lật người nhanh nhẹn đè thương chăn xuống dưới anh làm gì vậy thương chăn mặt hơi đỏ hỏi khẽ cơ thể phong hành diệm càng lúc càng nóng anh ta nhìn thương chăn đôi mắt đầy khao khát thương chăn anh thấy mình hơi không kiềm chế được rồi vậy sao thế thì để anh ôm thêm một lúc nữa vậy thương chăn nhao mắt cười rất ngọt ngào cô biết phong hành diệm sẽ không thực sự làm gì nhiều nhất chỉ ôm hôn một năm nay cô đã quen rồi phong hành diệm ôm cô vào lòng thận trọng hỏi thương chăn nếu anh khỏi bệnh em thực sự sẽ lấy anh chứ thương chăn cười nhẹ chuyện sau này sau này hãy nói không được, Phong Hành Diệm hờn dỗi gãi cô một cái, anh muốn em đồng ý ngay bây giờ, nếu em không nói anh sẽ hôn đến khi em nói. Nói xong, anh ta hung hăng lao tới cắn nhẹ vào cổ cô. Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng trở nên nóng bỏng, khát vọng bùng cháy bị kìm nén sâu trong lý trí. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức hai người. Phong Hành Diệm sau khi nghe điện thoại lông mày nhíu chặt, sắc mặt thay đổi, anh chắc chắn không hiểm chứ? Người quản gia ở nhà rất chắc chắn khi báo cáo Vạn Thiệu Luân không chỉ trở về nước mà còn đích thân đến nhà cũ gửi thiệp mời cho anh còn mời anh và cô thương đến dự tiệc nhà họ vạn người quản gia dừng lại một chút vạn thiệu luân sắc mặt bình thường hoàn toàn không giống như người bị nhiễm virus ca thương chăn ở bên cạnh nghe thấy sắc mặt cũng dần trở nên u ám vạn thiệu luân bị nhiễm virus ca nhưng lại càng trở nên ngạo mạn trong bệnh viện tư nhân của gia tộc vạn vạn thiệu luân hung dữ túm lấy một bác sĩ quát to kiểm tra lại lần nữa cho tôi anh chắc chắn đã kiểm tra sai rồi bác sĩ sợ hãi nhìn người đàn ông còn đáng sợ hơn cả ác quỷ run rẩy nói cậu chủ vạn không thể sai được cậu cậu thực sự đã bị nhiễm virus ca vạn thiệu luân đá mạnh vào ngực bác sĩ khiến anh ta ngã lăn ra đất sao có thể vạn thiệu luân nghĩ thế nào cũng thấy vô lý mặc dù anh ta đã đi qua phòng thí nghiệm bị dò dỉ virus nhưng chỉ nôn ra hai ngụm máu mọi thứ khác đều bình thường sao anh ta lại có thể bị bệnh anh ta không tin tưởng hỏi lại người bị nhiễm virus ca không phải sẽ sốt 3 ngày đau đớn toàn thân sao sao tôi lại không có triệu chứng này trên khuôn mặt tái nhật của bác sĩ đầy mồ hôi lạnh vội vàng trả lời cậu chủ có lẽ cơ địa của cậu đặc biệt miễn dịch với virus k thuộc dạng người mang mầm bệnh nhưng không có nghĩa là không lây nhiễm cậu có thể lây cho người khác nhưng bản thân cậu sẽ không bị virus xâm hại chỉ cần cẩn thận một chút cậu vẫn có thể sống như người bình thường vạn thiệu luân nghe xong ngửa đầu cười lớn như thể nghe được chuyện huyền thoại không tưởng vậy tôi đã ra nông nỗi này rồi còn có thể sống như người bình thường sao thật nực cười thấy ánh mắt vạn thiệu luân lóe lên vẻ khát máu bác sĩ lập tức quỳ xuống đất ánh mắt đầy vẻ cầu xin cậu chủ xin cậu đừng giết tôi tôi tuyệt đối sẽ giữ kín miệng vạn thiệu luân đột nhiên đứng phát dậy xông về phía bác sĩ không đợi anh ta nói xong một cái miệng lớn hung hăng cắn vào cổ anh ta máu chảy ngay lập tức anh ta ôm cổ lùi lại rất nhanh mặt không còn chút máu đứng nguyên tại chỗ trong lòng vạn thiệu luân cảm thấy hơi cân bằng trở lại điên cuồng nói tốt rồi anh cũng bị bệnh rồi cùng tôi sống cuộc sống của người bình thường đi bác sĩ hoàn toàn tuyệt vọng gào lên như một con thú điên lao về phía vạn thiệu luân tại sao anh lại hại tôi tôi phải giết anh nhưng khi nắm đấm đánh tới trước mặt vạn thiệu luân thì đột nhiên dừng lại ngay sau đó cả người ngã sang một bên, thân thể co rúm lại liên tục phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Vạn Thiệu Luân đột nhiên cảm thấy một cảm giác khoái trá kỳ lạ. Bây giờ anh ta không giống như một vị vua sao? Trong thế giới của virus, anh ta là kẻ thống trị, muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết. Trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng hung dữ, trên mặt hiện lên vẻ độc ác. Không sai, tôi không bị bệnh, tôi chỉ trở thành vua của thế giới virus. Tôi sẽ đến thành phố Hải Trung để mở tiệc. Tôi muốn để những người đó biết rằng tôi, Vạn Thiệu Luân vẫn khỏe mạnh ngay vạn thiệu luân mở tiệc trong biệt thự lộng lẫy vắng tanh giữa đại sảnh trống trải lạnh lẽo và kỳ lạ vạn thiệu luân đứng trên tầng hai giận dữ nhìn ra cửa anh ta không ngờ sẽ xảy ra tình trạng không ai dự tiệc như vậy dù sao thì dù có quan hệ tệ đến đâu cũng không thể không có một ai điều này khiến anh ta nhận ra rằng mình đã trở thành mục tiêu công kích đối với vạn thiệu luân vốn đã điên cuồng đây chính là một đòn giáng mạnh còn những lời tiếp theo của người quản gia thậm chí còn dáng cho anh ta một đòn chí mạng cậu chủ nghe nói lão gia vừa bí mật liên lạc với lâm tuyết hàm nhưng không ai biết cụ thể họ đã nói gì Vạn Thiệu Luân hiểu rõ Vạn Hằng thấy anh ta không còn giá trị lợi dụng nữa nghĩ đến đứa con gái mà trước đây không muốn. Quả nhiên Vạn Hằng gọi điện thoại tới Vạn Thiệu Luân, ông ta nói, anh nói sẽ đến nước nờ kiếm một khoản tiền về. Nhưng tiền đâu, giọng điệu Vạn Hằng chán ghét, mở miệng mắng mỏ, bây giờ còn mở tiệc xem ra mày đã không tỉnh táo rồi. Gia tộc Vạn không cần người thừa kế như thế. Còn nữa tao vừa nhận được tin từ cục cảnh sát, nhà nước đã nộp bằng chứng mày cấu kết với Uric Aziz. Sau này trong tù đừng nói mình là người của gia tộc Vạn, sắc mặt Vạn Thiệu Luân trở nên u ám đáng sợ những ngón tay cầm điện thoại bắt đầu trắng bệch ngay sau đó khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng giọng nói càng lạnh lẽo vạn hằng nếu không phải vì người tình cũ và đứa con gái ngu ngốc của ông thì tôi đã làm gì để đắc tội với thương chăn để phải rơi vào cảnh này sao ông không chết đi mày mày dám nói chuyện với tao như vậy sao tại sao tôi không dám ánh mắt vạn thiệu luân lộ ra vẻ điên cuồng bấy lâu nay tôi làm trâu làm ngựa cho ông kết quả ông lại đối xử với tôi như vậy ông không để tôi sống yên ổn vậy thì tôi sẽ khiến ông tuyệt tự tuyệt tôn nói xong anh ta dùng sức cút điện thoại muốn tìm thương thanh thanh để thay thế tôi ư thật nực cười sắc mặt vạn thiệu luân u ám bấm điện thoại để gọi điện cho ai đó tôi đây trò chơi kết thúc rồi bây giờ trói thương thanh thanh lại chơi thoải mái sau đó gửi video cho tôi đợi tôi ra lệnh rồi hãy giết cô ta nhớ đừng để cô ta chết quá thoải mái người quản gia đứng bên cạnh nghe vạn thiệu luân nói hai chân mềm nhũn vạn thiệu luân muốn giết đứa con gái duy nhất của lão gia anh đang nghĩ gì vậy ánh mắt tàn nhẫn của vạn thiệu luân liếc nhìn nói chậm rãi anh muốn phản bội tôi sao tôi không dám cậu chủ tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đó người quản gia lạnh sống lưng gần như bật thốt lên vạn thiệu luân lạnh lùng nói một tiếng rồi quay người đi xuống cầu thang dọn hết đồ trên bàn đi vì họ không đến vào buổi trưa vậy thì đổi thành tiệc tối vì các người đều muốn dồn tôi vào chỗ chết vậy thì cùng chết chung đi vạn thiệu luân muốn thương chăn đến dự tiệc thực sự đã bắt cóc thương bách tề để đe dọa cô anh ta dùng điện thoại của thương bách tề gọi cho thương chăn cười một cách kỳ lạ thương chăn tôi chân thành mời cô đến dự tiệc nhưng cô không đến không còn cách nào khác tôi chỉ có thể dùng hạ sách khuôn mặt thương chân lạnh như băng ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu anh muốn làm gì vạn thiệu luân cười thoải mái giọng điệu bình tĩnh chỉ muốn mời cô đến dự tiệc thôi tôi biết hôm nay sẽ có cảnh sát đến bắt tôi vì vậy trước khi đi tôi muốn được oanh liệt lần cuối nếu cô không đến thì trước khi chết tôi cũng phải kéo theo một người chết cùng mặc dù trông ông ta chẳng biết gì cả thật đáng thương nhưng tôi có thể đủ rồi thương chân cau mày quát lạnh một tiếng tôi có thể nhưng làm sao tôi đảm bảo an toàn cho bố tôi vạn thiệu luân cười một tiếng âm u và kỳ lạ yên tâm chỉ cần cô xuất hiện tôi sẽ thả thương bách tề trước mặt mọi người còn cô phải mang theo phong hành diệm những người trong thành phố hải trung quá nhát gan vì sợ gia tộc phong nên không ai đến chỉ cần phong hành diệm đến tôi tin rằng những kẻ tiểu nhân đó cũng sẽ xuất hiện 7 giờ tối không gặp không về nói xong anh ta liền cúp điện thoại lâm tuyết hàm tức giận chừng mắt nhìn vạn thiệu luân lo lắng nói tôi đã giúp cậu lừa thương bách tề đến rồi cậu định bao giờ mới chịu thả thanh thanh nhà tôi vạn thiệu luân cười sảng khoái chờ mọi chuyện giải quyết xong tôi tự nhiên sẽ thả thương thanh thanh ra thương chăn nhìn điện thoại suy nghĩ rất lâu em luôn cảm thấy vạn thiệu luân rất kỳ lạ anh ta đã biết hôm nay sẽ bị bắt tại sao vẫn cố chấp tổ chức tiệc chẳng lẽ không muốn sống nữa trước khi chết còn muốn ra tay với em phong hành diệm hừ một tiếng vậy thì em đừng đi nữa anh sẽ sai người đi cứu bố em ông ấy sẽ không sao đâu thương chân lắc đầu vạn thiệu luân rõ ràng là không bình thường cho dù người của anh có giỏi đến đâu chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn được cho bố em bây giờ chúng ta cứ đi một chuyến em cũng rất tò mò rốt cuộc anh ta đã trở về từ nước nở như thế nào trong biệt thự ngoại ô của vạn thiệu luân khách hứa nườm nượp ban đầu họ đã quyết tâm không qua lại với vạn thiệu luân nhưng đột nhiên biết được phong hành diệm cũng tham dự tiệc họ liền cùng nhau đến dù sao thì trong thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn lúc này thương chăn và phong hành diệm cũng đến thấy họ thực sự đến mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẻ mặt của phong hành diệm và thương chăn đều rất lạnh lùng sau khi vào trong ánh mắt lạnh lùng của thương chăn nhìn vạn thiệu luân đi thẳng vào vấn đề vạn thiệu luân tôi đến rồi ba tôi đâu một câu nói khiến mọi người giật mình nhìn tình hình này người nhà họ phong không phải đến dự tiệc mà là đến để trả thù nụ cười của vạn thiệu luân không hề giảm đi vẫy tay đưa người đến đây rất nhanh có người dẫn thương bách tề ra thương bách tề trông cũng không bị đau đớn gì chỉ là hơi sợ hãi người hơi ngơ ngác khi nhìn thấy thương chăn như tìm được chỗ dựa đi về phía cô vài bước đợi đã phong hành diệm tiến lên ngăn lại ngay lập tức có hai vệ sĩ tiến lên đưa thương bách tề sang một bên ông thương chúng tôi phải kiểm tra ông trước hai người kiểm tra xong gật đầu với phong hành diệm phong hành diệm mới hừ một tiếng đưa ông ấy đi theo nói xong kéo thương chăn định rời đi muốn đi sao Vạn Thiệu Luân đột nhiên lên tiếng trên tay cầm một chiếc điều khiển từ xa cười với Thương Chân nói: "Tôi đã chôn bom ở đây." Anh ta cong môi ánh mắt dần trở nên điên cuồng, "Các người đi thêm một bước nữa tôi sẽ ấn nút, mọi người cùng chết, dù sao có các người bầu bạn tôi cũng không cô đơn." Lời nói của anh ta khiến tất cả mọi người trong khán phòng kinh hãi lùi về phía sau. Vạn Thiệu Luân thực sự muốn giết họ, yên lặng. Vạn Thiệu Luân giơ điều khiển từ xa lên thần sắc nghiêm túc, "Nếu còn ồn ào nữa, tôi sẽ ấn nút." Thương Chân bình tĩnh tiến lên một bước trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, "Anh muốn thế nào, tôi muốn thế nào, tôi muốn tiền." vạn thiệu luân kích động hét lớn di sản của Uric vốn là của tôi nhưng lại bị con tiện nhân như cô cướp mất có tiền thì nguồn vốn mới được bổ sung vạn hằng tên khốn đó sẽ không từ bỏ tôi tôi cũng không phải ngồi tù mà tất cả những điều này đều bị các người phá hủy nói đến cuối cùng ánh mắt vạn thiệu luân càng trở nên hung dữ thậm chí còn muốn sống xé xác thương chăn thương chăn cười khẩy một tiếng nhìn anh ta với vẻ chế diễu anh và vạn hằng không phải đều giống nhau sao những thứ vô giá trị thì vứt đi cũng là thủ đoạn thường dùng của anh đúng không bây giờ đến lượt anh bị vứt bỏ thì lại không chấp nhận được sao vạn thiệu luân bình tĩnh lại cũng có ý đồ nói thương chăn cô cố ý kích thích tôi có phải cô cho rằng thứ trong tay tôi là đồ chơi không nếu họ chết đều là do cô hại đấy những người phía sau thực sự sợ hãi nhìn thương chăn kêu to thương chăn cô đừng chọc giận vạn thiệu luân chúng tôi không muốn chết thương chăn cười lạnh cầu xin một kẻ điên từ bi giống như bảo đồ tể buông dao xuống vậy thật nực cười vạn thiệu luân cho dù tôi có chết cũng sẽ không cầu xin anh dù chỉ một chữ ánh mắt vạn thiệu luân lướt qua người thương chăn cuối cùng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ thôi được Thương chăn chỉ cần cô đến đây tôi sẽ đưa điều khiển từ xa cho cô. Tôi biết người nhà họ Phong đang tìm vị trí đặt bom nhưng dù sao cũng phải mất chút thời gian. Thương chăn vừa định tiến lên thì bị Phong hành diệm kéo lại. Đừng qua đó, cho dù có nổ chúng ta cũng sẽ không sao. Hai người họ đều mặc áo chống đạn, hơn nữa trước khi vào đã dùng máy kiểm tra. Máy móc trong hội trường hoàn toàn không báo động điều đó chứng tỏ lượng thuốc nổ mà Vạn Thiệu Luân chôn rất ít ít đến mức không thể phát hiện. Trừ khi anh ta buộc thuốc nổ vào người, thấy thương chăn do dự, Vạn Thiệu Luân chủ động cởi áo khoác. Yên tâm đi, trên người tôi không có gì cả. Tôi muốn cô qua đây chỉ để nói chuyện, không phải cô rất quan tâm đến virus sao. Cô không thấy lạ sao, tại sao tôi đi qua phòng thí nghiệm đó mà không bị nhiễm bệnh. Tôi đếm đến 3 nếu cô không qua đây tôi sẽ ấn công tắc. Vạn Thiệu Luân bắt đầu đếm. một Thấy trên người Vạn Thiệu Luân cũng không giống như dấu đổ. Thương chân hơi động lòng do dự. hai Thấy Thương chân muốn đi, phong hành diệm chính là không buông tay. Anh ta không thể để Thương chân mạo hiểm trước mắt mình, còn Vạn Thiệu Luân đã hết kiên nhẫn. 3. Tôi qua đó, Thương chân tiến lên một bước trái tim phong hành diệm như bị ai đó bóp chặt mở to mắt thương chân thì thầm bên tay phong hành diệm em muốn biết tại sao anh ta không bị nhiễm bệnh em phải qua đó anh ta chính là cơ hội để khắc chế virus em không muốn anh bị virus hành hạ nữa nói xong cô trực tiếp giật tay phong hành diệm ra và đi thẳng tới thương chân từng bước tiến về phía người đàn ông đáng sợ đó trái tim hơi đập nhanh ánh mắt vạn thiệu luân có chút nóng bỏng liếc nhìn cổ thương chân nghĩ rằng mùi vị của cô ta chắc chắn ngon hơn tên bác sĩ kia nhiều thương chân giữ giọng bình tĩnh không để lộ vẻ đắc ý đưa tay ra tôi qua rồi đưa điều khiển từ xa cho tôi Vạn Thiệu Luân cầm điều khiển từ xa nhưng không đưa cho cô ngay, mà cười nói, trước khi đưa cho cô chúng ta có thể nói chuyện về bí mật của virus ca, cô có muốn nghe không? Trái tim thương chăn đập nhanh ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, anh nói đi. Vạn Thiệu Luân tiến lên nửa bước đột nhiên cúi người hai mắt nhìn chằm chằm vào thương chăn, tôi có thể sống sót trở về bởi vì. Trong lúc nói chuyện, anh ta đột ngột ấn công tắc trên tay, chỉ nghe thấy tiếng nổ vang lên, quả bom gắn trên đèn chùm pha lê phát nổ ngay lập tức đèn chùm pha lê rơi xuống dữ dội tiếng hét vang lên khắp khán phòng mọi người hoảng sợ tản ra khắp nơi cũng ngay khi tiếng nổ vang lên khuôn mặt tươi cười của vạn thiệu luân đột nhiên trở nên oán hận và méo mó anh ta gầm lên một tiếng vì tôi là vật chủ đặc biệt trực tiếp túm lấy cánh tay thương chăn cắn vào cổ cô trong lúc hỗn loạn thương chăn đá một cú đầu gối đá mạnh vào thắt lưng vạn thiệu luân nhưng vạn thiệu luân một lần nữa lao tới vì sắp chết nên bộc phát tiềm lực đáng sợ anh ta bóp cổ thương chăn một cách kích động thật hối hận khi lần đầu tiên gặp cô mà không giết chết cô nạn ra được vài chữ từ kẽ răng một lần nữa há miệng cắn vào cổ thương chăn Thương chân bị bóp nghẹt thở, khoảnh khắc đó cảm giác đó giống hệt như kiếp trước. Lúc đó cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Thiệu Luân tiêm virus cho mình. Vạn Thiệu Luân đổi sắc mặt gầm lên một tiếng dữ tợn giống như một con thú hoang đang đói khát muốn cắn một miếng thịt. Vào thời khắc quan trọng một bàn tay siết chặt miệng anh ta, xẹt một tiếng máu bắn tung tóe. Phong Hành Diệm chẳng kịp suy nghĩ liền xông lên dùng tay chặn lại, rồi dùng tay đấm mạnh một cái, đấm Vạn Thiệu Luân bay ra ngoài. Anh ta nhìn Thương Chân một cái ngay lập tức tách ra cẩn thận kiểm tra Thương chăn từ trên xuống dưới, miệng không ngừng hỏi, Thương chăn, em không sao chứ? Có bị thương không? Nhưng thương chăn lại ngây người nhìn bàn tay bị thương của Phong Hành Diệm, thấy cô có vẻ không sao, Phong Hành Diệm mới lắc lắc tay tự giễu nói: Anh không sao, anh đã như vậy rồi. Lần này người gặp chuyện hẳn là anh ta rồi. Vạn Thiệu Luân bị đánh ngã, bị thuộc hạ của Phong Hành Diệm khống chế. Người quản gia đang trốn trong bóng tối thấy bàn tay bị thương của Phong Hành Diệm đột nhiên xông ra kêu lớn, mọi người đừng lại gần. Vạn Thiệu Luân anh ta là người nhiễm virus ca. Một câu của người quản gia khiến cho đại sảnh vốn đã bình tĩnh lại ngay lập tức trở nên hỗn loạn tại sao anh ta lại bị nhiễm virus ca trong nước không thể có virus ca mọi người quên rồi sao anh ta là từ nước Nờ trở về những nghi vấn khiến mọi người kinh hồn táng đảm đột nhiên có người phản ứng lại tên điên này sẽ không trộn máu của anh ta vào thức ăn và đồ uống chứ đợi đã phong hành diệm phong hành diệm bị vạn thiệu luân cắn đại sảnh vốn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh mọi người sắc mặt khác nhau nhìn phong hành diệm phong hành diệm bị vạn thiệu luân cắn vạn thiệu luân bị trói chặt mặt đỏ bừng thấy cuối cùng mình cắn phải phong hành diệm không kìm được phát ra tiếng gầm giận dữ phấn khích mặc dù không thể kéo thương chăn chết cùng nhưng phong hành diệm thực sự là niềm vui bất ngờ người quản gia thấy mục đích của mình đã đạt được giả vờ sợ hãi nói phải làm sao bây giờ phong hành diệm nhất định bị lây nhiễm rồi cậu chủ nhà chúng tôi trở về đã lây nhiễm cho hai người rồi không ngờ ngay cả phong hành diệm mọi người nghe vậy đều không tự chủ được mà che miệng mũi lùi lại vài bước trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng có vẻ như dây tiếp theo phong hành diệm sẽ biến thành ác quỷ lao tới vậy phong hành diệm sắc mặt khó coi ánh mắt tối sầm lại đây là lần đầu tiên anh ta phải đối mặt với sự bài xích của thế gian Trước kia những chuyên gia ở nhà mặc dù sợ hãi nhưng không dám biểu hiện ra. Còn bây giờ những người này trắng trợn kỳ thị và sợ hãi. Ngay giây tiếp theo bàn tay bị thương của anh ta bị người ta nắm lấy, thương chân nghiêng người áp sát vào phong hành diệm giả vờ sốt cao đi. Mau lên, phong hành diệm mới như bừng tỉnh người mới nhiễm virus sẽ nhanh chóng sốt cao. Ngay giây tiếp theo anh ta trực tiếp ngã gục xuống đất, cả người dựa vào lòng thương chân ngất đi. Mọi người mới nhớ ra người bị nhiễm virus ca sẽ nhanh chóng sốt cao. Điều này cũng khiến họ thở phào nhẹ nhõm bởi vì không ai trong số họ có biểu hiện sốt thương chăn ôm phong hành diệm nâng cao giọng nói với bàng thất nhanh đưa anh ấy về đi chúng ta còn kháng thể còn một phần trăm cơ hội sống bàng thất lập tức hiểu ý thương chăn đây là đang che giấu tình hình bệnh tình của cậu chủ vội vàng gật đầu sau đó cùng thương chăn dìu phong hành diệm ra ngoài họ đi rất vội vàng như thể thực sự vội vàng đi tiêm kháng thể vậy lên xe thương chăn để phong hành diệm nằm trên đùi mình thấy thỉnh thoảng có người nhìn về phía cửa sổ xe dặn dò đừng cử động bên ngoài cửa sổ có người đợi xe đi ra ngoài đã xe phóng nhanh trên đường thấy mọi người đều bị bỏ lại phía sau Thương Chân mới cười một tiếng bình tĩnh phân tích, sau khi về chúng ta nói với bên ngoài anh đã tiêm kháng thể thành công, nói chung tiêm kháng thể thành công sẽ có thời kỳ suy nhược 1 đến 3 tháng, còn người nhiễm virus ca thì không sống được một tháng, một tháng sau họ thấy anh vẫn sống khỏe mạnh sẽ tin rằng anh không bị nhiễm bệnh. Phong Hành Diệm lo lắng nói, nhưng có rất nhiều người muốn kéo anh xuống, trong vòng một tháng này họ sẽ không dừng lại, sẽ không ngừng thăm dò. Thương Chân nhìn anh ta với ánh mắt kiên định, em sẽ luôn ở bên anh, có em ở đây sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội cô nói lời này rất nghiêm túc khiến phong hành diệm vô cùng cảm động anh ta ngẩng đầu nhìn thương chân nắm lấy tay cô cảm giác lưu luyến ngày càng mãnh liệt thương chân em không sợ anh sao phản ứng của những người như hôm nay vẫn là bình thường nhưng em chưa bao giờ như vậy thương chân cúi đầu nhìn sâu vào mắt phong hành diệm làm sao em có thể sợ anh một người từng hai lần được phong hành diệm cứu và suýt chết vì virus cô có tư cách gì để sợ anh ấy hơn nữa phong hành diệm bị bệnh vẫn luôn đối xử tốt với cô chưa bao giờ vì mình bị bệnh mà đối với cô bằng cảm xúc tiêu cực vì vậy thương chân trực tiếp hôn anh ta trong trường hợp này không có gì khiến người ta an tâm hơn là tiếp xúc thân mật phong hành diệm đột nhiên ngồi dậy đè thương chăn xuống trong sự sốc nảy nhẹ trong không gian tối tăm đôi mắt sâu thẳm của anh ta như thể bùng cháy hai ngọn lửa địa ngục hơi thở cũng trở nên thô giáp hơn em thực sự không sợ anh sao em không sợ anh sẽ muốn em ngay bây giờ sao giọng anh ta khàn khàn ánh mắt nóng bỏng trên người cô tùy tiện khám phá một lực cuối cùng nhìn chằm chằm vào mắt cô thương chăn bị ánh mắt đầy xâm lược của phong hành diệm nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân tê liệt nhưng vẫn cười ngọt ngào một tiếng không sợ ngay cả khi anh muốn em anh ta cố kìm nén ham muốn phong hành diệm thở hồn hển bên tai cô giọng nói vừa đau đớn vừa vui vẻ em thật là người phụ nữ xấu xa em cố ý đúng không giọng điệu của anh ta ngọt ngào mây đen trong mắt gần như tan biến anh tưởng mình đã đủ yêu em rồi nhưng em lại ép anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ cho dù có thành ma cũng không thể buông em được tin tức phong hành diệm bị cắn lan truyền rất nhanh đã có rất nhiều phóng viên vây quanh biệt thự của phong gia được biết vạn thiệu luân đã chính thức bị nhiễm bệnh và trước sự chứng kiến của mọi người phong hành diệm bị vạn thiệu luân cắn chúng ta đã đến trước cửa nhà cũ của phong gia tình hình cụ thể vẫn đang được xác minh thêm hiện tại phong hành diệm đã trở thành tâm điểm chú ý của cả thành phố hải trung mọi người đều sợ hãi một khi virus ca lây lan trong nước mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm tương chân bình tĩnh nói với phong hành diệm đừng lo lắng anh chỉ cần giả vờ yếu ớt đi xuống là được chỉ cần họ thấy anh hết sốt là đủ chúng ta có thể nói với bên ngoài rằng anh đã tiêm kháng thể và đã vượt qua thành công phong hành diệm phẩy tay nhướng mày cười nói anh không lo lắng cùng đi chứ phong hành diệm vừa xuất hiện các phóng viên lập tức lao đến xung quanh vô số đèn flash chớp nháy chụp thẳng vào mặt anh ta phong hành diệm có vẻ hơi yếu đuối nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ta các phóng viên háo hức hỏi phong hành diệm tiêm kháng thể thành công không phong hành diệm bây giờ cảm thấy thế nào sau này anh còn khả năng lây nhiễm không phong hành diệm anh có chịu công khai xét nghiệm máu không để mọi người yên tâm phong hành diệm không nói gì cũng không thèm để ý đến đám người này anh ta đi thẳng đến cửa xe như một quý ông mở cửa cho thương chăn thương chăn vừa xuống xe thần sắc lạnh lùng ngay lập tức khiến những lời nói của các phóng viên dừng lại một chiếc váy bó sát màu đen ánh mắt sắc bén ngẩng đầu lên nói to tôi biết các người muốn hỏi gì đúng vậy anh trai tôi đã bị tên điên đó cắn nhưng vừa rồi trên xe anh trai tôi đã tiêm kháng thể và rất rõ ràng anh ấy đã hết sốt trở thành một phần trăm người may mắn một phóng viên tiến lên chuyện này rất quan trọng không biết phòng hành diệm có ý định mở họp báo công khai xét nghiệm máu để mọi người yên tâm không thương chăn cau mày ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nói lạnh lùng sau khi tiêm kháng thể thành công cần phải có thời gian hồi phục từ 1 đến 3 tháng trong thời gian này anh trai tôi sẽ không ra ngoài các người lo lắng cái gì hơn nữa người nhiễm virus nhiều nhất chỉ sống được một tháng đợi đến khi anh trai tôi bình phục bất kỳ suy đoán và tin đồn nào cũng sẽ tự sụp đổ vì vậy tại sao chúng ta phải để anh trai tôi trong tình trạng cơ thể không khỏe mở một số cuộc họp báo vô nghĩa nhưng khi các phóng viên còn muốn phản bác phong hành diệm tiến lên che thương chân ở bên cạnh khí thế trên người anh ta ngày càng tăng ý của thương chân cũng chính là ý của tôi các người rõ ràng biết bây giờ tôi không khỏe nhưng lại ở đây làm phiền là muốn tôi kiện các người cố ý gây thương tích sao nói xong trực tiếp nắm tay thương chân đi vào nhà trong đại sảnh thương bách tề ngồi không yên đi đi lại lại trong phòng khách thấy thương chân đi vào liền vội vàng tiến lên lo lắng hỏi thương chân phong hành diệm thật sự không sao chứ nghe nói vi rút ca rất đáng sợ cậu ấy thương chân vỗ tay thương bách tề an ủi nói ba đừng hoảng hốt anh ấy không sao đâu thương bách tề cúi đầu tự trách đều tại ba quá ngu ngốc bị vạn thiệu luân lửa nếu không cũng sẽ không liên lụy con và phong hành diệm đến cứu phong hành diệm cũng sẽ không thương chân thở dài một tiếng thật ra con cũng có trách nhiệm suy nghĩ mãi báo thù mà lại bỏ qua sự an toàn của những người bên cạnh Thương Bách Tề tuy có hơi hồ đồ nhưng là máu mủ ruột thịt, nhớ đến kiếp trước gia tộc thương suy tàn, trước khi chết thương Bách Tề đã bán quả thận của mình với giá 15 vạn, tất cả đều đưa cho cô, 15 vạn đó là số tiền cô đau lòng nhất khi tiêu trong kiếp trước, vì vậy kiếp này cô nhất định phải bảo vệ ông ấy bình an, cũng coi như là báo đáp ông bà nội. Vài ngày sau, trong tù Vạn Thiệu Luân bị đưa đi thẩm vấn riêng trước bức tường bảo vệ dày cộp, Vạn Hằng ngồi đối diện nhìn Vạn Thiệu Luân với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, có vẻ như đang đánh giá giá trị còn lại của anh ta. Tao đến đây là để nói với mày mặc dù phong hành diệm bị cắn nhưng sau khi tiêm kháng thể thì anh ta đã hết sốt. Không ngoài dự đoán anh ta hẳn là người may mắn trong số 1%. Nhưng biểu cảm vốn có chút hoảng hốt của vạn thiệu luân ngay lập tức trở nên đáng sợ. Không thể nào, anh ta dùng sức đập hai tay vào kính giọng nói đột nhiên cao vút. Anh ta liều mạng mới kéo được một kẻ thù xuống sao anh ta có thể không sao. Ngay lập tức cơn giận dữ dâng cao ho ra một ngụm máu lạnh. Mặc dù được bảo vệ bởi kính nhưng vạn hằng vẫn không nhịn được mà ngả người ra sau một chút nhíu mày sắc mặt thay đổi giọng nói lại lạnh thêm vài phần vạn thiệu luân mày giấu thương thanh thanh ở đâu mày giao con bé ra đây tao sẽ nghĩ cách đưa mày ra ngoài cho mày một nơi để mày sống quãng đời còn lại vạn thiệu luân vẻ mặt kỳ lạ đột nhiên cười lớn vạn hằng đây mới là mục đích ông đến tìm tôi đúng không bấy nhiêu năm tình cha con vạn hằng không đến cứu anh ta càng không an ủi anh ta ông ta đến thực sự là vì đứa con gái ngu ngốc đó mắt vạn thiệu luân dần đỏ hoe giọng nói trầm thấp và thất vọng tôi sẽ không nói cho ông biết tôi đã nói tôi muốn ông tuyệt tự tuyệt tôn sắc mặt vạn hằng thay đổi đứng phát dậy giọng nói đột nhiên trở nên u ám vì mày không biết điều thì ở đây từ từ chờ chết đi nói xong trực tiếp quay người rời khỏi phòng thẩm vấn khuôn mặt gầy gò của vạn thiệu luân lộ ra vẻ chua chát chết tại sao lại như vậy mình thực sự phải sống quãng đời còn lại ở nơi này sao biệt thự của phong gia sắp có nhiều người đến thăm bởi vì tháng sau là sinh nhật của bác phong nhiều người lấy cớ tặng quà để đến dò la thực hư thương chan suy nghĩ một lúc đột nhiên nghĩ ra một ý hay gần đây luôn có người tới thăm dò hư thực cứ trốn mãi cũng không phải cách hay không bằng tổ chức tiệc sinh nhật cho gì cho mọi người một cơ hội biết được chân tướng phong hành diệm tất nhiên tán thành không chút do dự tối tiệc sinh nhật của bác phong khách hứa nườm nượp bạn thân của phong hành diệm cũng hiếm khi đến thiệu vũ nhân thấy phong hành diệm giống như hồi nhỏ vui vẻ ôm trầm lấy anh ta cậu thật là không biết điều nói đi nghỉ dưỡng cùng nhau kết quả một năm rồi bóng dáng cậu cũng chẳng thấy thấy phong hành diệm mất tập trung thiệu vũ nhân cười trêu chọc trong cậu có vẻ không tập trung lắm đang tìm ai thế phong hành diệm buồn chán liếc nhìn anh ta hai cậu có thể đừng có hóng hớt vậy không nhưng phong hành diệm lại không phản bác khiến thiệu vũ nhân kinh ngạc đồng thời cũng thấy hứng thú không phải thật chứ diệm cậu thực sự đang yêu sao là ai là ai cô gái họ hoa kia thì quá nhạt nhẽo cô gái họ lý kia lại kiêu ngạo như vậy cậu chắc chắn không thích thương khai ngọc kỳ thục hiền chắc không phải là vị hôn thê cũ của cậu trước đây đầy chứ ha ha thật đáng sợ nghe anh nói vậy thích em có vẻ rất mất mặt thì phải thương chăn mặc một chiếc váy đỏ bước đi chậm rãi đi tới làn da trắng như ngọc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn trên đôi chân thon dài có một sợi dây chuyền kim cương trông cao quý và sang trọng thương chăn phong hành diệm cười nhìn cô mắt sáng lên Trời ơi nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi. Thiệu vũ nhân kinh ngạc há hốc mồm chỉ vào thương chăn nói, người phụ nữ kia thực sự là cô sao? Là vị hôn thê vừa quê mùa vừa xấu xí vừa tham lam của cậu sao? Phong hành diệm vừa khó chịu vừa tức giận nhìn thiệu vũ nhân gửi cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo. Sợ thương chăn tức giận, phong hành diệm vội vàng chuyển chủ đề. Đúng rồi thương chăn, có một chuyện anh muốn thương lượng với em. Anh ta xoa xoa cầm chậm rãi nói, trong số tài sản mà ông nội để lại cho anh có một nơi dùng làm viện dưỡng lão. Anh định cải tạo thành viện nghiên cứu cấp 4 tặng cho em như vậy em có thể nghiên cứu trong nước rồi thương chăn đột nhiên hứng thú quên hết chuyện vừa rồi anh định xây riêng cho em một viện nghiên cứu sao thuộc về em sao phong hành diệm gật đầu giọng điệu rất nhiệt tình đúng vậy xây cho em một viện nghiên cứu chỉ thuộc về em còn thể chất đặc biệt như vạn thiệu luân sẽ là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của em thương chăn không nhịn được cười thật là một vòng luân hồi thú vị kiếp trước vạn thiệu luân và thương thanh thanh khiến mình sống không bằng chết trong viện nghiên cứu còn kiếp này vạn thiệu luân lại rơi vào tay mình mình nên trả thù hay cho vạn thiệu luân một cái chết nhanh gọn cô còn chưa nghĩ xong bỗng một giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ truyền đến ngắt ngang dòng suy nghĩ người đến có mái tóc ngắn màu tím trông rất tháo vát và tao nhã liếc nhìn hai người một cách không mấy thiện cảm có lẽ mấy năm rồi cũng ta không gặp nhỉ hy vọng cậu còn nhớ người chị họ này phong hành diệm lạnh lùng liếc nhìn cô gái một cái rồi nói nhỏ bên tai thương chăn cô ta tên là lý trừng là họ hàng bên mẹ anh lý trừng thấy phong hành diệm đối xử với mình lạnh nhạt liền xách chiếc túi sách nhỏ xinh đẹp của mình chủ động tiến lên phong hành diệm chúng ta cùng đi uống một ly nhé cô ta đưa tay ra định nắm lấy tay phong hành diệm chiếc túi sách nhỏ trên cổ tay cô ta cũng va vào ngay khi sắp chạm vào mu bàn tay phong hành diệm thương chăn ánh mắt trở nên sắc bé nhanh tay kéo chiếc túi sách thương chăn sách chiếc túi lên liếc nhìn một cái cười nói cô lý có thể giải thích một chút không tại sao trên túi sách của cô lại đính những thứ sắc nhọn như vậy chiếc kim này giấu rất kín người bình thường e rằng rất khó phát hiện ra nếu chiếc kim này cứa vào mu bàn tay phong hành diệm có thể chảy máu ngay lập tức một khi máu bị xét nghiệm thì không thể giấu được tình hình bệnh nữa phong hành diệm tức giận ngay lập tức sau đó cười gượng nói Cô nói kim cương và đá quý đính trên túi sách sao? Chúng không sắc bén chút nào, không biết cô thường đang nói gì. Cô ta vừa nói vừa cười gượng muốn giật lại túi sách của mình nhưng dù cô ta có kéo thế nào thì thương chăn vẫn giữ chặt chiếc túi. Lúc này sắc mặt phong hành diệm đã rất đáng sợ anh ta mặt lạnh nhìn chầm chầm Lý Trừng giọng nói lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Lý Trừng, cô muốn lấy máu của tôi sao? Các người muốn kết thông gia với nhà họ phong tôi. Bây giờ định vứt bỏ mối quan hệ thông gia rồi sao? Không có. Lý Trừng bị anh ta dọa cho tái mặt gần như theo phản xạ có điều kiện mà thanh minh các người có phải hiểu lầm rồi không phong hành diệm cậu đừng nghe người phụ nữ này nói bậy cậu nhìn kỹ xem trên túi sách của tôi có chỗ nào không ổn không cô ta chắc chắn chiếc túi này được thiết kế rất kín đáo người khác tuyệt đối không nhìn thấy chiếc kim nhỏ chưa đầy nửa cm đó hơn nữa mũi kim sáng lấp lánh đều bị ánh sáng của đá quý che khuất thương chăn không thể nhìn thấy cô ta nhất định là cố tình thử mình nhất định là thương chăn cố tình nhắm vào mình thương chăn quả quyết có vấn đề hay không thử là biết ngay Thương Chân đột nhiên giật lấy chiếc túi sách trực tiếp dùng mặt có kim đập mạnh vào cánh tay Lý Trừng, tiếng hét thảm thiết vang lên, mũi kim đâm vào da máu lập tức chảy ra nhưng Thương Chân vẫn chưa dừng tay, cô trực tiếp dùng sức giật chiếc túi trực tiếp xé một vết trên cánh tay trắng nõn của Lý Trừng. Lý Trừng sắp phát điên rồi, buông tay đổ khốn, mau buông tay. Cô ta giơ tay muốn đánh trả Thương Chân nhưng bị Phong Hành Diệm túm lấy cánh tay, trong mắt anh ta tràn ngập sát khí, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vết máu trên cánh tay Lý Trừng lạnh lùng nói, vậy cô giải thích vết thương trên tay mình thế nào? để lấy được máu của tôi mà thiết kế tinh xảo như vậy, nhà chị đúng là quá tốn công. Lý Trừng cũng vô cùng chuột dạ cũng vô cùng sợ hãi, hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Cô ta hoảng loạn nhìn Phong Hành Diệm nức nở cầu xin Phong Hành Diệm xin cậu tha thứ cho tôi, tôi không cố ý, tôi là chị họ của cậu mà, tôi chỉ là chỉ là tò mò, đây không phải là ý của gia đình tôi. Y Phong Hành Diệm ghét bỏ hất tay cô ta sang bên rồi ra lệnh cho người bên cạnh đuổi cô ta ra ngoài cùng những người đến với cô ta đuổi ra ngoài hết cho tôi. Hai vệ sĩ nhanh chóng thi hành, Lý Trừng vội vàng đi về phía cửa. Lý Trừng vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết van xin, "Đừng, Phong Hành Diệm chúng ta là họ hàng mà." Phong Hành Diệm hừ lạnh một tiếng, "Tôi không cần một người họ hàng luôn tính kế với tôi." Thương chăn nghiêng đầu cười tà mị, "Bữa tiệc tối nay nhất định sẽ rất thú vị, không biết bọn họ còn có chiêu thức nào chờ đợi anh nhỉ?" Phong Hành Diệm lên sân khấu khuôn mặt u ám liếc nhìn mọi người nói to, "Hôm nay rất cảm ơn mọi người đến chúc mừng sinh nhật mẹ tôi. Tôi đã gặp tai nạn một thời gian trước mọi người cũng biết rõ." nhưng bây giờ tôi đã tiêm kháng thể virus ca đang trong thời gian hồi phục đợi một hai tháng hồi phục tôi sẽ mở tiệc lần nữa cùng mọi người ăn mừng ngay khi mọi người đều tin rằng phong hành diệm đã tiêm kháng thể thành công bỗng một người đàn ông gầy gò đột nhiên bước ra cười nói phong hành diệm anh sẽ không trách tôi không mời mà đến chứ rất nhanh đã có người trong đám đông nhận ra người đàn ông phát ra tiếng nói là triệu hữu vấn anh đến đây làm gì triệu hữu vấn sắc mặt không tốt lắm cười gượng nói sao lại thế tôi và phong hành diệm cũng coi như có họ hàng đã là tiệc gia đình tại sao tôi không thể đến phong hành diệm lúc này mới nhớ ra người này trước đây là cổ đông bị đuổi có vẻ là một kẻ thù nhỏ của nhà họ phong không đáng nhắc tới thấy phong hành diệm không thèm để ý triệu hữu vấn tiến lên một bước cười nói phong hành diệm cơ thể không khỏe nghỉ ngơi cũng là bình thường hôm nay tôi chỉ muốn hỏi cô thương vài câu trước mặt mọi người phong hành diệm cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh ta nhếch mày cười lạnh anh có tư cách gì để hỏi cô ấy nếu tôi nhớ không nhầm anh chỉ là đứa con riêng không được cương chiều không có tiếng nói trong gia đình mà thôi anh căn bản không có tư cách nói chuyện ở đây sắc mặt triệu hữu vấn lập tức trở nên khó coi nhưng vẫn cố cười nói phong hành diệm thật là bênh vực cô thương thật kỳ lạ phong hành diệm trước đây rất ghét cô thương bây giờ lại hết mực bảo vệ, rốt cuộc là vì sao? cô thương có thể giải thích không? thấy những người xung quanh bắt đầu bàn tán, khuôn mặt tái nhợt của triệu hữu vấn lộ ra vẻ nham hiểm tiếp tục nói, hay là nói cô thương có thể mang lại lợi ích phi thường cho phong hành diệm? tôi nghe nói cô thương đang nghiên cứu virus ca đúng không? có vẻ như đã có một số tiến triển, có lẽ cô thương đã nghiên cứu ra phương pháp che giấu sự bùng phát của virus ca, ví dụ như khiến người bị nhiễm nhanh chóng hết sốt thậm chí xuất hiện như người bình thường. Những lời bóng gió của anh ta gần như ám chỉ Phong Hành Diệm coi trọng Thương Chân là vì cô đã tìm ra đột phá của loại virus này. Phong Hành Diệm thực sự đã bị nhiễm bệnh, chỉ có một mình Thương Chân hiện tại mới có thể che giấu được. Nói xong chưa, Thương Chân khoanh tay trước ngực hoàn toàn không hề lo lắng khi bị vạch trần, ngược lại còn cười rạng rỡ, phải nói là giả thuyết của anh rất thú vị. Phong Hành Diệm cau mày lạnh lùng nói: "Lố bịch, cút đi cho tôi." Ngay lập tức có hai người đi tới một trái một phải khống chế Triệu Hữu Vân. Triệu Hữu Vân không ngờ Phong Hành Diệm lại hoàn toàn không quan tâm đến lời bàn tán của mọi người cũng không hề có ý định giải thích thực sự vội vàng muốn xử lý anh ta anh ta hét lớn phong hành diệm cậu phải giải thích cho mọi người chúng tôi mới tin rằng giữa hai người không có vấn đề gì phong hành diệm thấy buồn cười vô cùng anh ta liếc nhìn mọi người khinh thường hỏi vậy các người cũng cho rằng tôi cần giải thích cho các người sao mọi người vội vàng lắc đầu mặc dù trong lòng hoàn toàn không nghĩ như vậy nhưng biểu cảm trên mặt đều đứng về phía phong hành diệm ánh mắt mọi người vẫn không ngừng hướng về phía thương trăn thương trăn là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu y học nói một cách dễ hiểu với tình trạng bệnh của phong hành diệm hẳn là rất dễ dàng nếu phong hành diệm bị bệnh lại lén lút chữa trị không quan tâm đến sự an nguy của mọi người thì có hơi đáng sợ nhìn thấy cảnh hỗn loạn tại hội trường do lòng người dao động thương chăn và phong hành diệm trao đổi ánh mắt đột nhiên cô nắm lấy tay phong hành diệm cười nhẹ nói đã như vậy tôi cũng không giấu dếm nữa ban đầu anh diệm không thích tôi là vì hiểu lầm tôi sau đó tôi lui một bước trở thành con gái nuôi của nhà họ phong ở bên anh ấy ngày đêm mới giải tỏa được hiểu lầm cô mỉm cười quay đầu nhìn phong hành diệm bây giờ anh ấy cũng đã bị tình yêu của tôi làm cảm động chấp nhận tôi tôi còn nhỏ tuổi vì vậy tôi muốn giấu chuyện này trước chờ hai năm nữa mới nói không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy tôi rất hứng thú với virus ca luôn muốn công phá bài toán khó của thế giới này nhưng tôi chỉ là người phàm hiểu biết về virus ca có hạn chỉ nói đến phỏng đoán của vị tiên sinh kia thì quá thần thánh hóa tôi rồi anh diệm thực sự đã bị nhiễm virus may mắn là tiêm kháng thể kịp thời trở thành một phần trăm người may mắn tôi còn vui hơn cả anh ấy phong hành diệm nghe những lời nói chân thành nhịp tim không khỏi tăng nhanh mỉm cười nhẹ nhàng anh ta có chút đắc ý giơ tay nắm chặt tay thương chăn tuyên bố trịnh trọng với những người sắc mặt khác nhau vì mọi người đều muốn biết nên tôi sẽ nói cho mọi người biết đợi thương chăn đến tuổi kết hôn tôi sẽ đăng ký kết hôn với cô ấy tôi thích cô ấy điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi thương chăn cũng thêm dầu vào lửa em cũng sẽ luôn thích anh 10 năm 20 năm thậm chí lâu hơn nữa mọi người có mặt tại hội trường không nhịn được phát ra tiếng kinh ngạc trời ơi họ đang phát cầu lương tôi cũng muốn có một tình yêu như vậy có người gan dạ không nhịn được hỏi vậy nếu phong hành diệm không trở thành một phần trăm người may mắn thì sao cô thương sẽ làm gì câu hỏi đùa có vẻ vô hại này nhưng thương chân lại cảm nhận được sự ác ý trong đó cô mỉm cười ánh mắt tràn đầy tình yêu chân thành nếu anh diệm thực sự không qua khỏi vậy thì tôi sẽ chỉ làm một chuyện ngay khi dứt lời đột nhiên cô kiễng chân trước sự chứng kiến của mọi người chặn đôi môi mỏng của phong hành diệm phong hành diệm theo bản năng ôm chặt thương chân đáp lại một cách nồng nhiệt sau một hồi quấn quýt khó phân thương chân mặt đỏ ửng nói nếu anh diệm không sao tôi sẽ kết hôn với anh ấy sau đó sinh một đứa con đáng yêu cô nhìn phong hành diệm bằng đôi mắt dịu dàng tràn đầy tình cảm nếu anh diệm chết tôi sẽ chết cùng anh ấy không có kết quả khác mọi người nghe những lời cảm động này đều nở nụ cười thiện trí phong hành diệm nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt tôi chờ thiệp mời đám cưới của hai người tiệc chưa đãi tối qua của gia đình họ phong tin vui truyền đến tai vạn hằng nhưng lại trở thành tin xấu ông ta xoa cằm lẩm bẩm cũng không biết tối qua cảnh tượng đó có mấy phần thật mấy phần giả người trợ lý đằng sau nghe xong không khỏi nói ít nhất tôi không nhìn ra bất kỳ thành phần giả nào vạn hằng gật đầu một cách mất tập trung phải nói rằng tên nhóc nhà họ phong kia thực sự không dễ đối phó bảo sao tiểu luân lại phải chịu thiệt thòi trong tay anh ta cũng tại trước đây tôi luôn bận rộn ở kinh đô không thoát ra được bây giờ xem ra chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo gánh chịu tổn thất này thôi vạn hằng đột nhiên nhớ đến thương thanh thanh lại hỏi thanh thanh bên đó thế nào cảm xúc đã ổn định chưa vẫn chưa lần này cô ấy may mắn thoát chết nhưng cũng chịu đã thích không ít chúng tôi đã đổi một bác sĩ tâm lý khác vạn hằng tức giận đập một cái vào bàn đau đầu nói quả nhiên mẹ nào thì con nấy thương thanh thanh đúng là không giống tôi chút nào có lẽ bây giờ chỉ là chưa lớn thôi người trợ lý hờ hững nói một câu nhưng trong lòng lại đầy vẻ khinh thường ít nhất thông qua điều tra sự tàn nhẫn của thương thanh thanh và vạn hằng giống hệt nhau vạn hằng không vui trên mặt đầy vẻ thất vọng hy vọng là như vậy bây giờ tiểu luân đã phế rồi ngoài nó ra hình như tôi cũng không còn lựa chọn nào khác xem ra đã đến lúc để nó nhận tổ quy tông rồi bên kia vạn thiệu luân bị bịt mặt đưa đến một nơi một căn phòng tối tăm vạn thiệu luân bị bịt mắt trói vào ghế lúc này anh ta đã gầy trơ xương mười mấy ngày nay anh ta như thể đã trải qua mười mấy năm mỗi ngày đều sống không bằng chết khi miếng vải bị xé ra anh ta nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ chế giễu của thương chăn anh trai anh trông thật đáng thương ăn uống ở khu vực cách ly không tốt sao thương chăn cô muốn làm gì là muốn đến giết tôi sao vạn thiệu luân cố gắng trừng mắt nhìn cô giọng điệu mang theo chút sợ hãi đừng phí sức nữa vài ngày trước có người của nhà nước đến nói muốn đưa tôi đi nghiên cứu cô không biết sao Người khác nhiễm virus ca một tháng là chết nhưng tôi thì khác chỉ cần không ngừng bổ sung dinh dưỡng, tôi vẫn có thể tiếp tục sống. Nếu cô dám giết tôi thì chỉ còn nước chờ đợi sự trừng phạt của chính phủ. Thương chăn cười lạnh một tiếng đầy tà ác, thực ra người muốn đưa anh đi nghiên cứu chính là tôi. Vạn Thiệu Luân dùng mình lòng lập tức lạnh ngắt, anh ta sợ hãi nhìn thương chăn, là cô, cô muốn làm gì tôi. Thương chăn bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt suy tư. Tôi vốn định xây một viện nghiên cứu để tiện cho tôi nghiên cứu virus ca, còn anh chính là vật thí nghiệm sống số một của tôi cái gì vạn thiệu luân tuyệt vọng nhưng đột nhiên lại thở phào nhẹ nhõm chỉ cần thương chăn không trực tiếp giết anh ta một khi thí nghiệm thành công anh ta vẫn còn cơ hội sống sót anh có thấy không trở thành vật thí nghiệm ít nhất cũng phải đối xử tốt với nhau chứ thương chăn cười tàn nhẫn trực tiếp đập tan hy vọng của anh ta ưu điểm lớn nhất của anh so với những bệnh nhân thông thường chính là không đau đớn đúng không bây giờ anh không đau chỉ vì virus ca làm tê liệt dây thần kinh cảm giác đau của anh anh thực sự sẽ sống lâu hơn người bình thường bởi vì rất nhiều phản ứng rõ ràng Ví dụ như sốt và các biến chứng khác sẽ không xảy ra với anh nhưng 4 tháng 9 là giới hạn của anh, anh không thể sống quá nửa năm, không thể nào. Vạn Thiệu Luân tin chắc rằng mình khác với người khác vì vậy phản ứng rất dữ dội. Anh ta lộ ra vẻ bừng tỉnh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi biết rồi, cô cố tình nói như vậy, cố tình nói với người khác như vậy đúng không? Đợi 4 tháng sau giết chết tôi rồi cô có thể nói với bên ngoài rằng tôi chết một cách bình thường đúng không?" Thương Chân cười khẩy lạnh lùng hừ một tiếng nhìn anh ta như nhìn một kẻ sắp chết giọng điệu vui vẻ, bất kể anh có tin hay không bây giờ anh chỉ có hai con đường hoặc là chết hoặc là làm vật thí nghiệm của tôi một khi trở thành vật thí nghiệm sống bắt đầu giai đoạn điều trị tác dụng làm tê liệt thần kinh của virus đối với anh sẽ giảm đi rất nhanh anh sẽ phải trải nghiệm nỗi đau giống như những bệnh nhân khác hơn nữa vì thể chất của anh đặc biệt tôi sẽ cố gắng kéo dài tuổi thọ của anh để tiện cho tôi nghiên cứu tôi sẽ trói chặt tứ chi của anh nhét rẻ vào miệng anh buộc anh vào giường bệnh nhìn anh dãy ruộng lời nói của thương chăn tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc tin tôi đi tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết từng ngày giọng nói có phần rùng rợn của cô vang vọng trong phòng vạn thiệu luân run rẩy toàn thân mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo trong mắt chỉ còn sự sợ hãi vô tận lạnh thấu xương anh ta kinh ngạc phát hiện ra thương chân thực sự rất hận anh ta tại sao cô lại hận tôi như vậy biểu cảm của vạn thiệu luân trở nên buồn bã khàn giọng chất vấn tôi thừa nhận rằng ngay khi tôi xuất hiện đã phá hỏng chuyện tốt của cô cũng thừa nhận rằng sau đó tôi muốn làm cô bị thương nhưng tôi không hề chiếm được lợi ích nào từ cô tại sao cô lại hận tôi như vậy muốn hành hạ tôi như vậy vạn thiệu luân không hiểu lòng căm thù sâu sắc này của cô đối với anh đến mức vô lý Thương Chân cười một cách vô hồn, ánh mắt và nụ cười của cô đều mang theo sự oán hận không thể hóa giải, bởi vì anh đã khiến tôi nếm trải nỗi đau như vậy. Anh nói xem tôi có hận anh không? Vạn Thiệu Luân cảm thấy Thương Chân đã phát điên, cô được phong hành diệm nâng niu trong lòng bàn tay, bị người khác cắn một miếng ngay lập tức trả lại gấp 10 lần, làm sao anh ta có thể trải qua những nỗi đau mà cô vừa nói? Thương Chân từ từ đứng dậy nhàn nhã nói, tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Thương Chân từng bước tiến gần đôi mắt hơi mơ màng nhìn khuôn mặt tiêu tụy của anh ta u ám hỏi một câu, anh có tin vào sự sống lại không? trong căn phòng tối đen như mực dưới ánh đèn mờ ảo thương chân kể hết câu chuyện của mình biểu cảm của vạn thiệu luân từ lúc đầu không dám tin đến cuối cùng im lặng đến điên cuồng thì ra là vậy anh ta trợn mắt nhìn thương chân vừa bất ngờ vừa cười hét lớn nhưng khóe miệng lại méo mó đây là lý do khiến cô thay đổi chỉ sau một đêm sao không trách được tại sao cô lại hoàn toàn khác với những gì lâm tuyết hàm nói không trách được tại sao cô có thể tiên đoán trước không trách được tại sao cô lại bí ẩn như vậy thương chân gật đầu chắc nịch giọng nói mơ hồ vạn thiệu luân tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật nữa Vạn Thiệu Luân điên cuồng lắc đầu, tôi không nghe, cô đừng nói nữa. Anh ta sợ hãi quay đầu đi không nhìn Thương Trân nữa. Sau khi Thương Trân nói hết bí mật của mình với anh ta chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Anh không nghe sao? Thương Trân giật tóc anh ta ép anh ta nhìn vào mắt mình, anh phải nghe. Anh có biết cả đời này tại sao tôi lại nghiên cứu virus ca không? Bởi vì tôi muốn cứu Phong Hành Diệm. Nói xong cô buông tay, đáy mắt tràn đầy niềm tin. Đúng vậy, anh ấy đã bị nhiễm virus ca từ lâu rồi. Vạn Thiệu Luân kinh ngạc như bị xét đánh khuôn mặt tái nhợt. Lúc này còn đáng sợ hơn cả chết anh ta không cam lòng hỏi cô vừa nói kiếp trước hắn đối xử không tốt với cô vậy tại sao anh còn cứu phong hành diệm mà lại không tha cho tôi thương chăn cười khẩy anh xứng được so sánh với phong hành diệm sao anh chỉ là một vai phụ không đáng kể tôi muốn dùng nỗi đau của anh để cứu phong hành diệm kiếp trước vạn thiệu luân coi cô là vật thí nghiệm cô vốn định trả đũa để anh ta cũng nếm thử hương vị đó nhưng mình ghét nhất những người nghiên cứu mình mình hà tất phải vì vạn thiệu luân mà biến bản thân thành người mà mình ghét nhất hơn nữa tiến độ nghiên cứu của nước nở không đủ Vạn Thiệu Luân trở thành vật thí nghiệm cũng không có ý nghĩa gì lớn, tốt hơn là nên ép chết anh ta. Tâm trạng của Vạn Thiệu Luân đã lung lay chỉ cần thêm một đòn nữa là đủ. Thương Chân tiếp tục kích động bằng giọng điệu mỉa mai: "Vạn Thiệu Luân, anh sinh ra đã là trẻ mồ côi cả đời muốn vươn lên, với trí thông minh và sự tàn nhẫn của anh đủ để đùa giỡn họ trong lòng bàn tay, nhưng thực tế anh chỉ xứng đáng nằm dưới đất cho người ta giày xéo. Anh căn bản chẳng ra gì cả, đừng nói nữa đừng nói nữa." Ánh mắt Vạn Thiệu Luân điên loạn gào thét như phát điên: "Mấy người chỉ dựa vào xuất thân tốt hơn tôi thôi." tôi mới là người lợi hại nhất cô tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn để cô nghiên cứu để cô lợi dụng tôi cứu cái tên phong hành diệm chết tiệt kia sao cô nằm mơ đi nói xong anh ta cắn đứt lưỡi mình một cách dứt khoát máu tươi từ khóe miệng chảy xuống mang theo sự ngoan cố và tuyệt vọng điên cuồng tự sát thương chăn quay người vô cảm đến mức tê liệt kiên trì không sai vươn lên không sai không có xuất thân tốt tự mình gây dựng tương lai cũng không sai nhưng anh đã đối xử với tôi như vậy tôi có làm gì sai đâu thương chăn có chút mệt mỏi đi ra bàng thất vẫn luôn canh giữ ở cửa Vạn Thiệu Luân sợ trở thành vật thí nghiệm đã cắn lưỡi tự sát, xác. xác của anh ta rất nguy hiểm nên đốt đi. Phong Hành Diệm trong phòng riêng, Bàng Thất giao kết quả điều tra cho Phong Hành Diệm, điều tra được rồi, là Lý Trừng và Triệu Hữu vấn gây chuyện trong bữa tiệc đều do nhà họ Vạn sai khiến. Vạn Hằng hiện tại đang kéo em trai mình vào để bù đắp vào chỗ trống mà Vạn Thiệu Luân để lại. Con bài mặc cả là để cháu trai làm người thừa kế. Phong Hành Diệm khinh thường hừ một tiếng nụ cười tà ác. Bản thân Vạn Hằng còn lo không xong thực sự còn muốn nhúng tay vào nhà họ Phong là một người có thủ tất báo anh ta nhất định phải trả cho vạn Hằng một món quà lớn, kể từ khi biết được vạn Thiệu Luân bắt cóc Thương Thanh Thanh anh ta đã bí mật điều tra chuyện này, quả nhiên không ngoài dự đoán, Thương Chân vui vẻ bước vào, anh trai thân yêu, em nghe nói anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, còn liên quan đến Thương Thanh Thanh nữa, Phong Hành Diệm gật đầu khuôn mặt bình tĩnh đưa bản giám định quan hệ cha con đó qua, mặc dù rất vô lý nhưng chuyện này liên quan đến em và cha em, vì vậy anh phải nói cho em biết, anh ta dừng lại một chút rồi nói, Thương Thanh Thanh không phải em gái em cũng không phải người nhà em cha cô ấy là vạn hằng anh ta vừa nói vừa quan sát biểu cảm của thương chăn nhưng thấy cô xem xong thậm chí ngay cả lông mày cũng không động đậy phong hành diệm đè nén cảm giác kỳ lạ xuống tiếp tục nói mặc dù tạm thời vẫn chưa rõ tại sao vạn hằng không nhận thương thanh thanh nhưng tả kỳ đã đi điều tra rồi nên sẽ sớm có câu trả lời thôi không cần đâu thương chăn đột nhiên ngắt lời anh ta mắt hơi lóe lên em biết lý do sao em biết giọng điệu của phong hành diệm hơi cao biểu cảm ngạc nhiên chẳng lẽ em đã biết từ trước thương thanh thanh là con gái của vạn hằng nhưng em lại không nói cho cha em biết Thương Chăn túm lấy cà vạt của Phong Hành Diệm dùng sức giật một cái khuôn mặt đẹp trai áp sát vào tay cô, nhẹ giọng thì thầm, "Chuyện này rất thú vị để em nói cho anh biết." Hơi thở hơi lạnh của Thương Chăn phả vào tai Phong Hành Diệm khiến trái tim anh ta đập loạn nhịp, cảm giác tê dại truyền đến từ bên tai khiến anh ta vô thức nuốt nước bọt. Bàng Thất bên cạnh xấu hổ đổ mồ hôi trong lòng thầm kêu lên, "Cậu chủ, mau bảo tôi ra ngoài đi, tôi không muốn làm kỳ đã cản nỗi đâu." Giọng nói của Thương Chăn vừa nhẹ vừa chậm giống như đang trêu chọc Phong Hành Diệm khiến trái tim anh ta như bị mèo cào khi hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp nhiệt độ trong không khí cũng bắt đầu tăng lên đột nhiên anh ta hét lớn bàng thất mau ra ngoài vâng cậu chủ bàng thất nhanh chóng đáp lại biểu lộ ra vẻ nhẹ nhõm vội vàng lao ra khỏi phòng khi trong phòng chỉ còn lại hai người phong hành diệm xoay người một cái trực tiếp đẩy thương chân vào góc bàn thương chân lập tức trở lại bình thường ngạc nhiên nói anh làm sao vậy không muốn nghe bí mật của thương thanh thanh nữa sao phong hành diệm đưa tay ôm chặt cô nói nhỏ bây giờ anh muốn khám phá nhất chính là bí mật của em đợi thương chân nói hết bí mật của thương thanh thanh phong hành diệm đã bình tĩnh lại thảo nào vạn hằng không muốn nhận thương thanh thanh điều này thật vô lý thương chăn nhìn phong hành diệm với vẻ không thể phủ nhận vì vậy anh định dùng thân thế của thương thanh thanh để phản công mạnh mẽ với vạn hằng sao nhưng thương thanh thanh đã rời khỏi nhà họ thương đối phó với cô ta sẽ không còn dễ dàng như vậy phong hành diệm nói nếu em muốn giữ cô ta lại vậy anh sẽ đổi cách khác dù sao vẫn còn nhiều cách để đối phó với vạn hằng thương chăn đột nhiên cười cô đã thay đổi ý định có vẻ như vậy cũng không tệ không cần phải xưng chị em với thương thanh thanh nữa cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm phong hành diệm không nhịn được cúi đầu hôn lên mái tóc của cô nung chiều nói mọi thứ đều theo ý em tối hôm đó trong khách sạn vạn hằng và em trai vạn khai cuối cùng đã thỏa thuận xong các điều kiện đang tiến hành bữa tối thân mật sau giao dịch anh trai chuyện này cứ quyết định như vậy đi vạn khai giơ ly rượu lên khuôn mặt nghiêm túc dù sao tiền và người em đều đã đưa cho anh rồi anh phải chăm sóc tiểu khác thật tốt vạn hằng vui vẻ chạm cốc giọng điệu như mở lòng nói tình hình của anh thì em cũng biết anh không có con nên nhất định sẽ coi tiểu khắc như con trai ruột cho dù sau này may mắn sinh được một đứa con Vạn Khai nghe xong cười to giả tạo, nếu anh trai có thể có con của riêng mình em chắc chắn sẽ vui mừng thay anh, đến lúc đó chắc chắn sẽ nhường lại cho con của anh chỉ cần đừng quên người anh em này là được. Vạn Khai nói chuyện xã giao nhưng trong lòng lại chế giễu, ai mà không biết Vạn Hằng chữa trị mãi mà không có kết quả. Năm ngoái bác sĩ còn tuyên bố anh ta mất khả năng sinh sản, vì vậy sau này đồ của Vạn Hằng đều là của con trai mình. Ánh mắt Vạn Hằng lóe lên một tia sáng cười nói, trong số mấy anh em, anh thấy em là người có tình người nhất, không ủng công anh chọn tiểu khắc làm người thừa kế. Hy vọng nó giống như em, như vậy khi anh già rồi vẫn có người nương tựa. Nhưng vừa kịch tình cha con sâu đậm vẫn chưa diễn được bao lâu thì trợ lý của Vạn Khai đã đưa cho anh ta một bản giám định quan hệ cha con. Khi Vạn Khai nhìn thấy nội dung trên giấy khuôn mặt vốn đang tươi cười lập tức u ám, Vạn Hằng anh dám lừa tôi, mau trả tiền lại cho tôi. Vạn Hằng toát mồ hôi lạnh cố tỏ ra bình tĩnh, em trai, em đang nói gì vậy, sao anh lại không hiểu. Vạn Khai đập mạnh bản giám định quan hệ cha con lên bàn gầm lên, bằng chứng rành rành thế này anh còn muốn chối cãi sao anh dám nói anh với thương thanh thanh không có chút quan hệ nào sao khuôn mặt vạn hằng biến sắc trong lòng khó hiểu bí mật của thương thanh thanh sao lại bị bại lộ thương thanh thanh trốn ở nước ngoài một năm nhưng vào thời điểm quan trọng nhất của nhà họ vạn lại trở về nghe nói thương thanh thanh đã trở về nước thương chăn đã về nhà họ thương từ sớm thương bách tề thấy cô ấy trở về thái độ vừa dè dặt vừa nhiệt tình vội vàng nên đón thương chăn vào chăn chăn mau vào ngồi đi vừa đúng lúc tối qua thanh thanh đã trở về để ba đi gọi con bé xuống để hai chị em các con hàn huyên tâm sự thấy thương bách tề khách sáo như vậy thương chăn có chút không thích ứng kể từ tiệc chiêu đãi bị ép thừa nhận quan hệ với phong hành diệm thái độ của thương bách tề đối với cô ấy đã thay đổi bây giờ càng giống như đang tiếp khách không lâu sau thương thanh thanh đi xuống lầu trông có vẻ rất miễn cưỡng một năm không gặp thương thanh thanh đã thay đổi rất nhiều thiếu nữ hoạt bát đáng yêu trước đây lúc này hoàn toàn không còn vẻ trẻ trung của một cô gái 18 tuổi thương Chân thấy thương thanh thanh mặt mày ủ rũ đã hào phóng nở một nụ cười ngọt ngào lâu rồi không gặp lúc này tâm trạng của thương thanh thanh rất tệ nhìn thương Chân đầy phẫn nộ và ghen tị mình đã chịu nhiều khổ cực như vậy ở nước ngoài nhưng thương chăn lại sống rất tốt ở trong nước khi mình bị bắt cóc thương chăn lại nhận được lời cầu hôn công khai của phong hành diệm cô ta dựa vào cái gì cô ta xứng sao rõ ràng là chị em ruột tại sao số phận lại khác nhau một trời một vực thương thanh thanh hít một hơi thật sâu đè nén sự hận thù trong mắt lộ ra một nụ cười chị em mới bị bắt cóc ở nước ngoài cách đây không lâu tâm trạng không được tốt hy vọng chị đừng trách em thương chăn hơi nhướng mày xem ra thương thanh thanh đã trưởng thành không ít cô ta sao có thể trách được thực ra lần này tôi đến là muốn tặng cô một món quà lớn thương thanh thanh tự hỏi thương chăn sẽ tốt bụng như vậy tặng quà cho mình sao thương chăn phản ứng trước nói với thương bách tề bố con có vài chuyện riêng muốn nói với thanh thanh con đảm bảo đây là một cuộc trò chuyện vui vẻ bố và dì có thể cho chúng con một chút không gian không lâm tuyết hàm cảm thấy bất an vô cớ vội vàng đứng ra chúng ta là người một nhà có gì không thể nói trước mặt nhau thương chăn cười bí ẩn thương thanh thanh những gì tôi muốn nói đối với cô mà nói chắc chắn là chuyện tốt nếu cô thực sự không muốn nghe vậy thì thôi thương thanh thanh và lâm tuyết hàm nhìn nhau vẫn bị thương chân thuyết phục được rồi cứ nói chuyện ở phòng khách đi thương thanh thanh có chút do dự đồng ý lâm tuyết hàm lo lắng quay đầu nhìn lại thanh thanh con phải đề phòng đứa quỷ quyệt thương chân này đợi thương bách tề biến mất khỏi tầm mắt thương thanh thanh bắt chéo chân ngồi xuống ghế sofa ngay lập tức đổi lại khuôn mặt trước đây nói đi chị muốn nói gì thương chân cười nói thực ra tôi rất hiểu tâm trạng hiện tại của cô cô có phải cảm thấy mọi người đều vây quanh tôi không mọi chuyện tốt đẹp đều đến với tôi chúng ta đều họ thương nhưng hoàn cảnh lại khác nhau một trời một vực thần sắc thương thanh thanh dần trở nên cau có nhìn thương chân một cách u ám như rắn độc vậy nên cô đến để khoe khoang sao đồ tiện nhân kia là cô đã cướp đi tất cả của tôi cô đã khiến tôi thân bại danh liệt bị đuổi khỏi trường bây giờ còn thành công có được phong hành diệm trở thành người phụ nữ tôn quý nhất cả thành phố hải trung cô vừa ý rồi chứ nhưng thương chân lại lắc đầu lạnh lùng hừ một tiếng cô khinh thường thân phận tiểu thư nhà họ thương này cảm thấy nó rẻ tiền cô khinh thường thương bách tề nhưng lại không thể không nịnh bợ ông ấy nhưng nếu không có ông ấy thì cô ngay cả thân phận rẻ tiền này cũng không có thương chăn có chút thương hại nhìn cô ta từng bước tiến gần cô còn khinh thường lâm tuyết hàm mặc dù bà ta hết lòng vì cô nhưng tất cả những thứ cô để mắt tới bây giờ đều nằm trong tay tôi cô ghen tị với tôi muốn thay thế tôi đúng không thương thanh thanh tức giận đến nỗi gần như không thở được vì những lời nói của thương chăn trong mắt dường như có thể dỉ ra chất độc nếu cô chỉ muốn xỉ nhục tôi thì chúng ta không có gì để nói nữa đồ tiện nhân tốt nhất là cô có thể đắc ý mãi mãi Thương Thanh Thanh muốn đi nhưng Thương Chăn nắm lấy cầm cô ta cong môi nhàn nhã nói món quà lớn mà tôi muốn tặng cô chắc chắn là thứ cô muốn thân phận tôn quý người cha lợi hại và địa vị độc nhất vô nhị Thương Thanh Thanh khựng lại cô có ý gì Thương Chăn buông tay thẳng người dạy giọng điệu rất bí ẩn chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ tới cô có một người cha giàu có hơn mà cả đời ông ta chỉ có mình cô là con gái sao Thương Chăn nhìn Thương Thanh Thanh với vẻ nghiêm túc gây sốc nói thân phận thực sự của cô là con gái duy nhất của vạn hằng chủ gia tộc họ vạn hiện tại vạn hằng bẩm sinh có khiếm khuyết về cơ thể ban đầu sẽ không có con nhưng cô lại là một sự cố ngoài ý muốn tôi là con gái duy nhất của chủ gia tộc họ vạn giọng điệu của thương thanh thanh đột nhiên cao vút khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi điều đó không thể nào nhà họ vạn đó là một thế lực khổng lồ mà mười nhà họ thương cũng không thể sánh được biểu cảm của cô ta kinh ngạc nhưng trong mắt lại mang theo tia nghi ngờ nhìn thương chăn nếu điều cô nói là thật thì mẹ sẽ không thể không nói cho tôi biết với sự hiểu biết của cô ta về lâm tuyết hàm bà ta tuyệt đối không phải là người sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý thương chăn mím môi cười nhẹ vỗ vai cô ta lâm tuyết hàm không nói cho cô biết không phải vì bà ta không muốn nói mà là vạn hằng không cho bà ta nói bởi vì vạn hằng không thích lâm tuyết hàm tất nhiên cũng không có kỳ vọng gì ở cô mà lâm tuyết hàm lại không dám chống lại ông ta nên mới dẫn cô về nhà họ thương nếu không cô nghĩ với tính cách kiêu ngạo của lâm tuyết hàm tại sao lại chọn một người như thương bách tề ánh mắt sáng rực của thương thanh thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh cô ta suy nghĩ hỗn loạn mở miệng nói thương chăn cô lừa tôi đúng không cô nói những điều này với tôi để làm gì bởi vì tôi muốn các người cút khỏi nhà họ thương thương chăn ở trên cao nhìn xuống đôi mắt màu tím lóe lên sự cam hận giữa lông mày bao trùm một tia hàn ý khiến thương thanh thanh lạnh toát sống lưng nói với lâm tuyết hàm trong vòng 10 ngày phải ly hôn với bố tôi nếu không tôi sẽ đưa bằng chứng cho bố tôi thương chăn đột nhiên tiến lại gần cuối cùng thương hại nói cho cô ta một tin vạn hằng chuẩn bị bí mật nhận một người cháu trai làm người thừa kế nếu cô không vội nịnh bợ vạn hằng thì sau này tài sản của ông ta sẽ không liên quan gì đến cô cảm giác khủng hoảng ập đến với thương thanh thanh không được không được mình tuyệt đối không thể để tài sản của vạn hằng rơi vào tay người khác sự không cam lòng của thương thanh thanh đã bị thương chăn nhìn thấu khóe miệng cô nở một nụ cười đắc ý vạn hằng ông ta muốn dùng vị trí người thừa kế để đổi lấy tiền từ vạn khai giải quyết khó khăn vậy bây giờ tôi sẽ đưa thương thanh thanh đến trước mặt ông xem ông giải thích với vạn khai thế nào khi thương thanh thanh biết được mình là con gái duy nhất của nhà họ vạn thì không chút do dự từ bỏ cha nuôi thương thanh thanh xúi dục lâm tuyết hàm đến nhà họ vạn trước biệt thự nguy nga của nhà họ vạn lâm tuyết hàm mặt mày ủ rột sao nhà họ phong lại điều tra ra được thân thế của con còn cố tình nói chuyện này cho con biết cũng không biết có âm mưu gì thấy lâm tuyết hàm vẫn không tiến lên thương thanh thanh gào lên một tiếng mẹ đã đến tận cửa nhà họ vạn rồi mẹ còn do dự gì nữa chúng ta không còn lựa chọn nào khác nếu thương bách tề biết con không phải con ruột của ông ta chắc chắn sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà bây giờ chúng ta chỉ có thể bám lấy nhà họ vạn lâm tuyết hàm cảm thấy đau khổ tại sao vạn hằng không chịu nhận thương thanh thanh bà ta hiểu rất rõ nhưng vạn hằng ông ta thực sự chấp nhận chúng ta ư dù sao con cũng là đứa con duy nhất của vạn hằng ông ta không nhận cũng phải nhận Tương thanh thanh trực tiếp ngắt lời lâm tuyết hàm phân tích lợi hại vạn hằng sắp nhận một người thừa kế bây giờ không ra tay sau này sẽ càng không thể trở về nhà họ vạn mẹ đừng do dự nữa thương bách tề đối xử với thanh thanh vẫn rất tốt nhưng bây giờ thương thanh thanh chỉ có vẻ phấn khích hoàn toàn không có chút đau lòng hay không nữa nào không hiểu sao thương thanh thanh như vậy khiến bà ta có chút sợ hãi nhưng lời nói của thương thanh thanh vẫn làm bà ta động lòng bà ta cắn răng được rồi bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi gặp vạn hằng sau đó ly hôn với thương bách tề trong thư phòng của vạn hằng ông ta vẫn chưa kịp thở thì thấy trợ lý dẫn hai người đi vào trái tim vạn hằng run lên toát mồ hôi lạnh nếu vạn khai nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ đổ bể lâm tuyết hàm cô đến đây làm gì khuôn mặt vạn hằng rất khó coi nhìn lâm tuyết hàm và thương thanh thanh với vẻ chán ghét không nói nên lời lâm tuyết hàm đột nhiên quỳ xuống dưới chân vạn hằng nước mắt giàn ruộng lần này em thực sự không còn cách nào khác con nhóc thương chăn kia đã biết được mối quan hệ giữa thanh thanh và anh nó uy hiếp em nếu em và thanh thanh không dọn khỏi nhà họ thương nó sẽ công khai mối quan hệ giữa thanh thanh và anh thương thanh thanh cũng đáng thương cô ta nhìn vạn hằng với đôi mắt đỏ hoe chú vạn cháu không ngờ bố cháu lại là chú không trách trước đây chú đối xử tốt với cháu như vậy còn phái người chăm sóc cháu ở nước ngoài không trách khi cháu gặp chú cháu luôn cảm thấy rất thân thiết hai người phụ nữ thi nhau đánh đàn cầu thương khiến vạn hằng đau đầu vô cùng ông ta trừng mắt nhìn lâm tuyết hàm gầm lên cô có biết bây giờ là lúc nào không do thua lỗ kéo dài một năm tôi cần một số tiền lớn vì vậy tôi nhất định phải nhận người thừa kế tôi nhất định phải có được tiền trong tay vạn khai hai người lúc này chạy đến gây rối là muốn tôi phá sản sao trên đường đến đây thương thanh thanh đã hiểu sơ qua về vấn đề của vạn hằng cho dù vạn hằng phá sản cũng có địa vị hơn thương bách tề nhiều so với sự giàu có của vạn hằng ánh mắt thương thanh thanh lóe lên một bên khóc lóc nói chú vạn cháu và mẹ cũng không còn cách nào khác không phải cố ý mẹ sẽ sớm ly hôn với thương bách tề cháu không muốn trở thành người vô gia cư nói xong liền quỳ xuống đất một cách tủi thân van xin chú vạn xin chú hãy giúp mẹ con cháu chỉ cần chú cho mẹ con cháu một chỗ ở là được cháu đảm bảo sẽ giữ mồm giữ miệng sẽ không gây rắc rối cho chú vẻ mặt tuổi thân của thương thanh thanh vẫn khiến vạn hằng có chút động lòng dù sao ông ta cũng chỉ có một đứa con gái sau khi suy nghĩ thực sự đồng ý vào thời điểm mấu chốt này giọng điệu ông ta dịu đi một chút được rồi mau đứng lên đi vì các người đã bị dồn đến nước này tôi cũng không thể mặc kệ các người được các người về nhà họ lâm ở vài ngày trước chờ tôi giải quyết xong chuyện này rồi sẽ cho các người một câu trả lời thích đáng đối với vạn khác vạn hằng đã có tính toán từ sớm dù sao vạn khác cũng không phải con ruột của ông ta ông ta không thể thực sự trao vị trí người thừa kế cho anh ta chờ đến khi lợi dụng vạn khác giải quyết được vấn đề cấp bách sẽ thủ hạ lưu tình trừ khử anh ta đến lúc đó hãy xem xét chuyện của thương thanh thanh nhận được sự đảm bảo của vạn hàng lâm tuyết hàm phấn khích bày tỏ tấm lòng chân thành anh hằng em vui quá không ngờ cả đời này anh hằng lại có thể chấp nhận em cuối cùng em cũng không cần phải chịu đựng tên đàn ông nhu nhược thương bách tề nữa nhìn đôi mắt ủy khuất quyến rũ và tình cảm nồng nàn của lâm tuyết hàm tâm trạng của vạn hằng khá hơn nhiều chuyện ly hôn thì phải giữ kín cứ nói là do cô nhầm thằng nhu nhược thương bách tề biết thanh thanh là con tôi cũng không dám tính toán với cô Vài ngày sau, khi thương trân nhận được tin tức trở về nhà thì thấy thương bách tề đang ngồi trên ghế sofa, cảm xúc kích động ôm đầu khóc. Vì mối quan hệ với vạn hằng ông ta chỉ có thể đè nén chuyện xấu này một mình chịu đựng tổn thất như vậy. Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Thương trân đau lòng tiến lên an ủi: bố đừng buồn quá, bọn họ không đáng. Thương bách tề vẫn không chịu chấp nhận sự thật, tâm trạng rất u ám. Lâm Tuyết Hàm nói cô ta hiểu lầm. Trước khi ở cùng ba bà ta đã từng qua đêm với vạn hằng. Bà ta nói bây giờ mới phát hiện ra thanh thanh là con gái của vạn hằng muốn ly hôn với ba thương chăn tiến lên vỗ nhẹ vào lưng ông ta ba mặc dù con nói như vậy có thể khiến ba đau lòng nhưng rõ ràng là lâm tuyết hàm đã bày kế với ba lâm tuyết hàm lúc đầu phát hiện mình mang thai con của vạn hằng nhưng vạn hằng không chịu nhận vì vậy bà ta đã chuốc say ba cố ý bày kế khuôn mặt thương bách tề tái nhợt rõ ràng đã bị đà kích rất lớn lúc đầu bà ta bày kế với ba bây giờ tại sao lại mới nói cho ba biết chẳng lẽ những năm qua ba đối xử với bà ta không tốt sao ông ta càng nói càng kích động khuôn mặt tái nhợt trông như già đi 10 tuổi bà ta coi ba và thanh thanh là gì là muốn chúng ta trở thành trò cười sao cho thiên hạ sao ba vẫn chưa nhận ra sự thật sao thương chăn cười lạnh không thể nhận ra đáy mắt tràn đầy sự thất vọng không ngờ đến lúc này rồi ba vẫn còn nhớ đến thương thanh thanh ba có biết lâm tuyết hàm đột nhiên nói ra sự thật là do thanh thanh đứng sau suối dục không ánh mắt của thương chăn dần trở nên sắc bén đối với thương bách tề cô lớn tiếng nói cô ta biết mình là tiểu thư duy nhất của nhà họ vạn nên đã ép lâm tuyết hàm dẫn cô ta đi nhận tổ quy tông từ lúc bà ta ly hôn với bố đến giờ thương thanh thanh đã gọi điện cho bố chưa chưa một lần nào đúng không thương chăn đau khổ trong lòng từng câu từng chữ tàn nhẫn nói với ông ta cô ta căn bản không quan tâm đến bố ba không hề có vị trí trong lòng cô ta cuối cùng thương bách tề cũng tuyệt vọng không dám tin rằng mình lại thất bại như vậy nhưng sự thật bày ra trước mắt tàn nhẫn như vậy những lời nói của thương chăn cuối cùng cũng khiến ông ta bình tĩnh lại trở nên ảm đạm ông ta nhắm mắt lại khó khăn nói là ba quá ngây thơ nghĩ về mọi người quá tốt nhưng con người không phải cỏ cây ba nhất thời khó có thể chấp nhận được xem ra bấy lâu nay ba đã yêu nhầm người thương thanh thanh và lâm tuyết hàm căn bản là cùng một loại người bằng thất báo cáo với thương chân những tin tức nghe ngóng được sau khi vạn khai biết lâm tuyết hàm ly hôn kiên quyết muốn rút vốn vạn hằng để giữ vững ông ta đã đồng ý tổ chức họp gia tộc vào ngày mai nghe nói vạn hằng sẽ lập di trúc viết rõ ràng rằng cả đời này sẽ không nhận lại thương thanh thanh còn vạn khai lo lắng vạn hằng sẽ cũng hết tiền bạc sẽ làm tổn thương con trai mình vạn khai còn yêu cầu bổ sung một điều khoản nếu người thừa kế vạn khai gặp bất chắc vạn hằng phải nhường vị trí chủ gia tộc Thương Chân tỏ vẻ thích thú cười xấu xa, thật thú vị, tin tức thú vị như vậy phải nói cho Thương Thanh Thanh biết mới được. Mọi chuyện đã đến nước này Thương Thanh Thanh nhất định sẽ không từ thủ đoạn để trở thành tiểu thư nhà họ Vạn. Tại biệt thự ven sông, Thương Thanh Thanh nhận được điện thoại của Thương Chân giọng điệu rất lo lắng, "Chị nói thật chứ, Vạn Hằng định ký thỏa thuận vào ngày mai, sẽ không bao giờ nhận tôi, tôi không cần lừa cô." Khóe miệng Thương Chân cong lên cố ý nói, nhưng cô hiểu chuyện như vậy chắc chắn sẽ không làm khó ba mình chứ. Dù sao thì cho dù không thể trở thành tiểu thư nhà họ Vạn, Vạn Hằng vẫn sẽ nuôi cô. Tương Chân không hề động đậy, nụ cười trên khóe miệng lại càng sâu hơn rất tiếc khi nói như như vậy cô sẽ không bao giờ có thể vượt qua tôi được. Nếu tôi là cô thì tôi nhất định sẽ gây chuyện ầm ĩ trước khi ông ta ký thỏa thuận, buộc ông ta phải thừa nhận. Dù sao cô mới là đứa con gái duy nhất của ông ta. Nói xong liền cười cúp điện thoại. Tương Thanh Thanh nắm chặt điện thoại trong tay từng chút một bóp vào thịt. Không được, không thể để vạn hàng ký thỏa thuận. Mình xúi dục Lâm Tuyết hàm ly hôn không phải để trở thành một đứa con riêng không thể ra ngoài gặp người cũng không được công nhận. Lâm Tuyết Hàm vốn đang rất vui vẻ kết quả là khi gọi Thương Thanh Thanh ăn cơm thì thấy Thương Thanh Thanh nước mắt giàn rụa vẻ mặt tủi thân. Thương Thanh Thanh kể lại chuyện vừa rồi với Lâm Tuyết Hàm, Lâm Tuyết Hàm cũng nhận ra sự bất thường, Vạn Hằng sẽ ký một thỏa thuận như vậy rõ ràng là không quan tâm đến sự sống chết của họ. Hai mẹ con đều rất không cam lòng, bọn họ đã từ bỏ nhà họ Thương đi đến bước này tuyệt đối không thể nhận kết cục như vậy. Trong thư phòng của Lâm Minh khuôn mặt già nua của Lâm Minh rất u ám, không được, không thể để Vạn Hằng ký thỏa thuận này những năm qua mặc dù nhà họ vạn đã chăm sóc nhà họ lâm nhưng họ cũng đã làm không ít chuyện cho nhà họ vạn nếu vạn hằng ký thỏa thuận cả đời không nhận thương thanh thanh thì cũng giống như cắt đứt quan hệ với nhà họ lâm vì vậy thỏa thuận này không thể ký được lâm tuyết hàm có chút sốt ruột hỏi vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến vạn hằng nhận chúng ta lâm minh cười nham hiểm xem ra chỉ có thể tạo ra sự tình cờ quyết đấu tới cùng rồi ngày hôm sau trong phòng họp của tập đoàn vạn thị trước mặt vạn hằng là một bản thỏa thuận vạn hằng nghiêm nghị đọc nội dung trên đó là chủ gia tộc nhà họ vạn hôm nay tôi sẽ ký bản di trúc này cũng như thỏa thuận người thừa kế mong rằng những người có mặt ở đây sẽ làm chứng ông chủ không ổn rồi đột nhiên trợ lý thân cận của vạn hằng là lý mạnh đẩy cửa sông vào vội vàng hét lên thương thanh thanh bị bắt cóc đến cầu hải trung bọn bắt cóc yêu cầu ông bích thân đến gặp nếu không sẽ giết không tha trong lúc hỗn loạn thương thanh thanh nói rằng cô ta là con gái của ông bây giờ có rất nhiều phóng viên đang đợi ông ra mặt vạn khai tức giận đập bàn hét lớn vạn hằng ông cố ý đúng không không muốn ký thì đừng ký lại tung ra tin tức như vậy ép nhà họ vạn chúng tôi phải thừa nhận thương thanh thanh thú vị lắm hả tôi không có vạn hằng sắc mặt hoảng loạn vừa lo lắng vừa đau đầu trong lòng ông ta gần như hận chết lâm tuyết hàm và thương thanh thanh đúng vào thời điểm quan trọng lại gây ra chuyện lớn như vậy không có ư ông hãy giải thích với các phóng viên đi mọi chuyện đã đến nước này dù thế nào tôi cũng phải rút vốn nói xong sắc mặt khó coi dẫn vạn khai bỏ đi vậy ông chủ bây giờ chúng ta phải làm sao phóng viên bên kia còn ở đó chờ ông trợ lý run rẩy hỏi ánh mắt đầy thương tiếc của vạn hằng sáng lên bây giờ lập tức đưa tôi đến cầu hải trung có nhiều phóng viên như vậy ngay cả con gái ruột mình cũng không cứu sau này còn làm sao có thể lập nghiệp ở đây tại cầu hải trung trận mưa như chút nước giống như những viên ngọc trai đứt dây rơi xuống rào rào một người đàn ông tên là triệu vĩnh cầm dao nhọn đặt chéo lên cổ thương thanh thanh trong mưa anh ta gào thét hỏi vạn hàng đâu ông ta ngay cả con gái của mình cũng không cần sao lúc này thương thanh thanh đã khóc đến nỗi thở không ra hơi hối hận vô cùng anh anh bình tĩnh một chút đừng giết tôi tôi vô tội có rất nhiều người dân hiếu kỳ vây xem trên cầu có người nhận ra người đàn ông này người này tên là triệu vĩnh trước đây là một ông chủ có chút tài sản sau này nghe nói bị vạn hàng làm cho nợ nần chồng chất gia đình tan vỡ xa xa có một chiếc xe hơi thương chăn ngồi trên xe nhìn cảnh tượng trên cầu qua cửa sổ xe cười rất tươi chắc chắn đây là chủ ý của lâm minh lần này vạn hàng sợ phải tức chết phong hành diệm nắm lấy tay thương chăn mỉm cười bí ẩn anh đảm bảo sau hôm nay nhà họ vạn nhất định sẽ tan đàn xẻ nghẽ danh tiếng sẽ bị hủy hoại thương chăn liếc nhìn cây cầu ánh mắt sắc bén tốt nhất là như vậy nếu cần thiết em không ngại châm thêm dầu vào lửa vạn hằng bước từng bước nặng nề đi từng bước về phía thương thanh thanh thấy nhiều phóng viên như vậy vẫn ở đây khuôn mặt vạn hằng rất khó coi ông ta hét vào mặt cảnh sát cảnh sát của thành phố hải trung các người ăn cơm không làm việc sao nhiều phóng viên như vậy trốn ở đây các người cũng không quản cảnh sát quay đầu lại vẻ mặt kỳ lạ nói với ông ta chuyện này là ý của cấp trên nói một cách đơn giản chính là ông tự đắc tội với người không nên đắc tội không cần chút giận lên chúng tôi vạn hằng sửng sốt ông ta thực sự cảm thấy tuyệt vọng không ngờ nhà họ phong lại làm đến mức này biết vậy ông ta nên chịu thiệt cố gắng hàn gắn quan hệ với phong hành diệm chú vạn cứu cháu một tiếng hét của thương thanh thanh kéo vạn hằng về với thực tại cảm giác sợ hãi cái chết khiến cô ta rơi nước mắt cô ta vốn tưởng rằng lâm minh chỉ tìm người làm trò dọa vạn hằng một chút không ngờ triệu vĩnh này lại hận vạn hằng đến tận xương tủy thậm chí còn muốn giết ông ta thanh thanh vẫn chưa muốn chết bất kể trong lòng vạn hằng tức giận mệt mỏi thế nào nhưng lúc này ông ta không thể biểu hiện ra bên ngoài triệu vĩnh tôi đến rồi anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi đừng làm khó một cô gái nhỏ muốn tiền sao tôi có thể đưa cho anh thả con gái tôi ra hai chữ cuối cùng ông ta nói đặc biệt sắc nhọn ánh mắt lạnh lùng nhìn thương thanh thanh mặc dù căn bản không muốn nhận thương thanh thanh nhưng nếu nhà họ phong đưa ra báo cáo xét nghiệm máu thì tình hình của ông ta sẽ càng tệ hơn triệu vĩnh đã đợi rất lâu cuối cùng vạn hằng cũng đến cơ thể vạn hằng run rẩy trong gió lớn lưỡi dao lại tiến lên cổ thương thanh thanh bị siết chặt đầy vẻ thù hận ông đã hủy hoại gia đình tôi tôi muốn tiền để làm gì tôi muốn ông quỳ xuống nhận sai vừa khéo các phóng viên đều ở đây, tôi muốn vạch trần tội ác của ông. Năm đó ông thuê tàu của tôi sau khi xảy ra chuyện lại đổ hết mọi tội lỗi cho tôi. May mà không đủ bằng chứng tôi mới thoát khỏi cảnh tù tội. Sau khi vũ khí bị cảnh sát thu giữ những kẻ buôn lậu đều tìm tôi đòi nợ. Anh ta kích động giọng nghẹn ngào, vợ con tôi bỏ đi, cha mẹ tôi đã chết, tất cả đều do ông gây ra. Khuôn mặt vạn hàng hơi lo lắng cảm thấy mình rơi vào một vực thẳm đầy cả bẫy. Ông ta không ngờ Triệu Vĩnh lại nói hết ra như vậy. Có nhiều phóng viên đang quay phim như vậy, ông ta tuyệt đối không thể thừa nhận tội ác này lông mày nhíu lại trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng xem ra chỉ có thể kích thích triệu vĩnh để anh ta kéo thương thanh thanh đi chết chung triệu vĩnh anh nói bậy bạ gì đó vạn hằng đột nhiên thay đổi sắc mặt đầy vẻ vô tội chính cậu làm chuyện xấu mà còn muốn đổ lỗi cho tôi rõ ràng là cậu xảo quyệt mượn danh nghĩa của tôi để buôn lậu ba mẹ cậu có chết hay không hoàn toàn là do cậu tự chuốc lấy cầm miệng ông cầm miệng cho tôi ông đang nói dối triệu vĩnh bị vạn hằng chọc tức đến nỗi mắt đỏ ngầu từ từ lùi về sau anh ta điên cuồng bàn tay nắm lấy thương thanh, thanh cũng siết chặt hơn Vạn Hằng chăm chú nhìn con dao gam trong tay Triệu Vĩnh mong rằng anh ta sẽ tự sát, trong lòng ông ta điên cuồng nghĩ trên miệng cũng không ngừng kích động anh ta, cậu còn không biết sao, tại sao cậu không thể tìm thấy vợ con bỏ nhà đi, bọn họ bị những kẻ nam đó đến nhà cậu để ý chúng, vợ cậu bây giờ chắc đang làm việc trong nơi an lạc nào đó, còn con trai cậu e là đã sớm bị đám người đó giết chết rồi. Triệu Vĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng ngắt lời Vạn Hằng, trừng mắt không thể tin nổi đã gần đến bên thành cầu, ông đang nói cái gì? Rõ ràng là ông ép tôi, tôi chỉ là con cờ trong tay ông những hạt mưa nhỏ li ti cũng trở nên dữ dội thương thanh thanh chỉ còn cách một bước nữa là sẽ bị triệu vĩnh kéo xuống dòng nước cuồn cuộn nếu anh thực sự nhảy xuống thì mới trúng kế của ông ta một giọng nói lạnh lùng truyền đến kéo lại lý trí mong manh của triệu vĩnh thương chân cầm ô đi tới từ phía sau khuôn mặt tươi cười môi hơi cong lên triệu vĩnh tôi đến để giúp anh lý do có nhiều phóng viên ở đây như vậy đều là do tôi gọi đến anh có thể biểu diễn ở đây lâu như vậy mà không bị bắt đi cũng là do tôi sắp xếp vì vậy anh hãy bình tĩnh lại nếu không anh sẽ không nhìn thấy kẻ thù của mình sụp đổ đâu thấy thương chăn vạn hằng không nhịn được lùi lại mấy bước khuôn mặt tái nhờ sắc mặt nhẫn nhịn chất vấn tiểu thư thương ý của cô là muốn làm kẻ thù với nhà họ vạn sao cô có tư cách gì để nói như vậy thương chăn cười khẩy tư cách sao tôi là chị gái trước đây của thương thanh thanh cũng là con gái nuôi của phong gia không biết những thân phận này có đủ tư cách để đứng đây không hơi lạnh trên người cô tỏa ra ngay lập tức khiến vạn hằng bắt đầu dùng mình khuôn mặt ông ta khó coi trong lòng càng thêm bất an tức giận ông ta hít một hơi thật sâu đôi mắt u ám lợi dụng ẩn ý uy hiếp lớn tiếng chất vấn vậy thì cô công khai khiêu khích nhà họ vạn là ý của nhà họ thương hay là ý của phong gia cô có thể làm chủ hai gia đình sao thương chăn cười lạnh một tiếng ánh mắt từng chút một dừng lại trên người ông ta khiến người ta không khỏi dùng mình ông nhầm rồi tôi đứng đây không phải ý của nhà họ thương cũng không phải ý của phong gia mà là ý của chính tôi tôi một mình tuyên chiến với ông lời nói cùng điệu cười của cô ngay lập tức khuấy động một trận sóng gợn các phóng viên đều sôi sục thương chăn thực sự công khai khiêu khích nhà họ vạn đó là nhà họ vạn của thượng kinh đấy mặc dù nhà họ vạn không bằng nhà họ phong nhưng phong hành diệm cứ để cô ta đi khắp nơi kết thù như vậy sao nhưng liên tưởng đến những chuyện tối nay ở đâu cũng có bóng dáng nhà họ phong xem ra phong hành diệm thực sự rất cương chiều cô ta vạn hàng đột nhiên cảm thấy hoảng loạn ông ta luôn có cảm giác hôm nay sẽ tèo ở đây vì thương chân ở đây vậy thì phong hành diệm chắc chắn cũng ở đây ông ta vẫn nên cẩn thận thì hơn ông ta há miệng đột nhiên không còn sự ngạo mạn như trước tiểu thư thương tôi tự nhận rằng không có bất kỳ hiềm khích nào với cô không có bất kỳ hiềm khích nào sao thương chân cười lạnh một tiếng đột nhiên ngắt lời ông ta Ông thông đồng với Lâm Tuyết Hàm lừa ba tôi 18 năm, chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao? Vạn Hằng đột nhiên mất hết khí thế vội vàng giải thích, tiểu thư thương chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, cô cũng biết tình hình của tôi, tôi rất khó có con nếu năm đó biết Lâm Tuyết Hàm mang thai con của tôi, tôi nhất định sẽ vui lắm, sao có thể không nhận bọn họ? Thanh Thanh, lời của Vạn Hằng còn chưa dứt Lâm Tuyết Hàm đã xông ra khỏi đám đông, thực ra bà ta vẫn luôn ở đây, trước đó khi thấy Triệu Vĩnh muốn làm hại Thương Thanh Thanh, bà ta đã muốn xông ra nhưng không biết tên khốn nào đã trói bà ta lại vì vậy để bà ta xem vạn hằng từng bước hy sinh con mình như thế nào nhìn thấy thương thanh thanh đáng thương như vậy lâm tuyết hàm không nhịn được cơn giận dữ nữa tát vạn hằng một cái gào thét vạn hằng rốt cuộc ông đang làm gì vậy ông cố ý muốn giết chết thanh thanh sao con bé là con gái duy nhất của ông sao ông có thể nhẫn tâm như vậy lâm tuyết hàm không ngờ rằng người đàn ông mà mình yêu thương nhiều năm thực sự có thể ra tay với đứa con gái duy nhất của mình bà ta gào thét tặng cho vạn hằng một cái tát trời giáng con đàn bà chết tiệt ai cho bà lá gan đánh tôi vạn hằng bịt má phải nghiến răng nghiến lợi trước mặt nhiều phương tiện truyền thông như vậy khuôn mặt già nua của ông ta coi như mất hết thể diện thương chân liếc nhìn lâm tuyết hàm nở một nụ cười xấu xa lâm tuyết hàm đến đúng lúc lắm tôi có chuyện muốn xác nhận với gì vừa rồi vạn tiên sinh nói năm đó không phải ông ta cố ý không nhận thương thanh thanh mà là do lỗi của gì nhưng về thân thế của thương thanh thanh tôi còn nghe một phiên bản khác khuôn mặt đầy thịt của vạn hằng giật giật lời nói của thương chân càng khiến hai người kinh ngạc thương chân thu hết biểu cảm của bọn họ vào mắt dùng giọng điệu từ tốn kể lại một chuyện đủ khiến mấy người mất hết mặt mũi một cách nhẹ nhàng lâm tuyết hàm là một người không cam chịu tầm thường một lòng muốn leo lên cao nhưng thân phận con riêng của bà ta không thể gả cho nhà tốt hơn rõ ràng năm đó lâm minh thấy đứa con gái này có chút đẹp bèn lợi dụng gửi bà ta đến hộp đêm quốc tế tân hảo đêm đó ở hộp đêm lâm tuyết hàm nhận ra thân phận của vạn hằng nửa lôi nửa kéo bước vào phòng riêng của ông ta để quyến rũ vạn hằng bà ta dùng hết mọi thủ đoạn thậm chí còn thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng riêng phòng riêng đó có tổng cộng 7 người chú của vạn hằng bạn bè của ông ta từng người một thực sự là một đêm điên cuồng lâm tuyết hàm chính là mang thai thương thanh thanh vào đêm đó nghe được tin tức giật gân như vậy các phóng viên vô cùng kinh ngạc trong lòng càng thêm bất an đây quả thực là vụ bê bối lớn nhất thượng kinh cô đừng nói nữa cô nói bậy lâm tuyết hàm đột nhiên hét lên bà ta sắp phát điên rồi lúc này bà ta không còn tâm trạng đi tìm vạn hàng gây phiền phức nữa mà là lao tới muốn xé miệng thương chăn nhưng chưa kịp đến gần đã bị hai vệ sĩ khống chế thương chăn không nhìn lâm tuyết hàm mà nghiêng đầu cười khẩy với vạn hằng vạn hằng không trách ông không chịu nhận thương thanh thanh nếu ông nhận cô ta nhỡ có một ngày để những người cùng chung chăn gối đêm đó nhớ đến cô ấy ông còn có thể lăn lộn ở thượng kinh được sao một lời nói làm cho trái tim vạn hằng từng chút một chìm xuống ánh mắt cũng dần trở nên hung dữ vì thương chăn muốn làm mọi chuyện trở nên dối bời thì ông ta đành phải ra tay trước vậy ông ta ra hiệu bằng mắt các vệ sĩ phía sau đều rút súng ra chĩa vào thương chăn trên cầu hải trung gió lạnh mưa phùn hai bên dương cung bạt kiếm nhưng vẻ mặt thương chăn không hề thay đổi nhìn vạn hằng với vẻ khinh thường sao lại tức giận đến mức muốn giết người diệt khẩu thế thương chăn vung tay các cảnh sát phía sau vội vàng giơ súng lên chĩa vào vạn hằng không được động thủ tổng giám đốc vạn xin ông hãy buông súng xuống đây là ở trong nước ông muốn một mình khiêu khích chúng tôi sao vạn hằng nhìn xung quanh sự bất ổn trong lòng càng lan rộng cuối cùng thực sự nảy sinh một tia tuyệt vọng hai bên giáp công bất kể là về số lượng người hay vị trí ông ta đều không có chút lợi thế nào vạn hằng đột nhiên gầm lên một tiếng một nhóm người vội vã chạy đến thì ra là vạn khai ông ta trước mặt mọi người chỉ vào vạn hằng và nói danh tiếng của nhà họ vạn đều bị ông làm hỏng rồi chúng ta phân ra đi phân ra sao lại thế này vạn hằng nghe vậy đột nhiên lùi lại mấy bước khuôn mặt tái nhợt xong rồi mọi thứ đều hết rồi sau khi phân ra tài sản bị chia cắt một mình ông ta đơn độc sau này phong hành diệm muốn động đến ông ta cũng giống như dẫm chết một con kiến vậy đám tiểu nhân vạn hằng tức giận đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu còn thương chăn ở bên cạnh thản nhiên nói nếu đã định phân ra thì các người phải nhanh lên bởi vì tôi định kiện vạn hằng và lâm tuyết hàm cô cười tùng tìm nhìn triệu vĩnh còn anh nữa vạn hằng đã hại gia đình anh tan nát món nợ này cũng phải tính không chỉ vậy tất cả những ai từng bị vạn hằng làm hại bây giờ đều có thể kiện ông ta một câu nói của thương chăn giống như một tín hiệu tuyên bố rằng thời đại của vạn hằng đã qua rồi sau này mọi người có thể oán thì oán có thủ thì báo cuối cùng vạn hằng không chịu nổi đà kích mắt trợn trắng chân mềm nhũn ngã xuống ở xa xa phong hành diệm và bàng thất mắt chứng kiến mọi chuyện đôi mắt bàng thất sáng lên nhìn thương chăn với ánh mắt sùng bái cảm thán cô chủ thật oai phong một gia tộc lớn như nhà họ vạn mà cô ấy đều có thể ứng phó được thực sự không phải người bình thường phong hành diệm nhìn qua màn mây thần sắc vô cùng đắc ý người phụ nữ của tôi đương nhiên là giỏi nhất rồi sau khi mọi người rời đi thương thanh thanh dựa vào lan can cầu hai mắt vô hồn vừa rồi lời nói của thương chăn khiến cô ta trực tiếp phải chịu đả kích hủy diệt trước đây cô ta đã từng hỏi lâm tuyết hàm tại sao vạn hằng không chịu nhận cô ta nhưng lâm tuyết hàm thế nào cũng không chịu nói thì ra là vì lý do này cô ta còn không bằng nhảy xuống cầu chết luôn đi lâm tuyết hàm muốn kiểm tra vết thương của con gái nhưng bị cô ta đẩy ra bà cút đi đừng chạm vào tôi cô ta gào thét hét chói tai trong mắt tràn đầy sự ghê tởm và khinh thường tại sao bà đã trải qua chuyện như vậy mà vẫn có thể sống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra còn sinh ra tôi nữa bà thật ghê tởm lâm tuyết hàm ngã trên mặt đất ánh mắt đầy vẻ sợ hãi thương thanh thanh đứng dậy loạn choạng thương chăn cô là ác quỷ đều là tại cô tại sao cô lại nói ra trước mặt mọi người thương thanh thanh giống như con rắn độc trừng mắt nhìn thương chăn nếu như ánh mắt có thể giết người thương chăn đã chết từ lâu rồi vệ sĩ vừa định tiến lên ngăn cản thì thương chăn xua tay ra hiệu cho anh ta lui xuống Thương Thanh Thanh tiến lên bóp chặt cổ áo Thương Chân gào thét, "Thương Chân chẳng lẽ cô không biết điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi lớn đến mức nào sao? Tôi không thể quyết định xuất thân của mình, rõ ràng là tôi không biết gì cả. Chúng ta dù sao cũng lớn lên cùng nhau, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?" Thương Chân ném chiếc ô trong tay xuống đất tay trái nắm lấy cổ tay Thương Thanh Thanh xoắn mạnh một cái lạnh lùng cười khẩy một tiếng, "Cô cảm thấy mình rất vô tội sao? Đúng vậy, tội lỗi của cha mẹ không nên để cô phải gánh chịu." Khóe miệng Thương Chân nở một nụ cười bí hiểm, "Nhưng vậy thì đã sao?" ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt thương chăn giống như lưỡi dao sắc bén cô trầm giọng nói khi cô hãm hại tôi trước đây chẳng lẽ tôi không bất hạnh sao tôi sẽ trả lại cho các người tất cả những gì tôi đã phải chịu nói xong cô ta hất thương thanh thanh ra quay người bỏ đi thương chăn hừ một tiếng bước về phía trước nếu không phải các người từng hại tôi đến chết tôi sao có thể mang theo đầy hận thù trở về kể từ sau khi chuyện cầu hải trung xảy ra vạn hằng đã ngã bệnh nằm viện khi nghe trợ lý báo cáo rằng tuần tới nhà họ phong sẽ mở tiệc còn phải xét nghiệm máu tại chỗ để chứng minh đã khỏi bệnh ông ta không nằm được nữa khuôn mặt béo tròn trở nên dữ tợn vặn vẹo gào thét tôi không tin phong hành diệm bị vạn thiếu luân cắn rồi mà vẫn có thể bình an vô sự tôi không tin số phận lại bất công đến vậy ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt ra lệnh cho trợ lý bên cạnh đi gọi bạch tỉnh đến đây nhà phong ra muốn xét nghiệm máu tại chỗ sao tôi thật sự muốn coi xem phong hành diệm có thực sự may mắn như vậy không ông ta liếc nhìn lý hút trong mắt tràn đầy sự tàn nhẫn bây giờ chỉ có virus ca mới là hy vọng duy nhất để đánh bại hoàn toàn phong hành diệm vài ngày sau tại tư gia nhà họ phong nhà họ phong cung nghênh các vị khách đến từ mọi tầng lớp thậm chí còn mời cả đối thủ đến mục đích là để chứng minh phong hành diệm đã khỏi bệnh do virus ca gây ra và cơ thể khỏe mạnh để cho bọn họ biết đừng có ý định gì hay lén lút làm trò mờ ám mọi người tụng năm tụng bảy trò chuyện với nhau đều vô cùng tò mò về tình hình sức khỏe của phong thiếu lúc này phong hành diệm xuất hiện và đi vào một cách đầy khí phách các phóng viên xông tới che nhau phỏng vấn phong hành diệm anh thực sự đã hoàn toàn bình phục rồi sao nghe nói phong hành diệm định xét nghiệm máu tại chỗ đủ loại nghi vấn ập đến phong hành diệm dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn các phóng viên khiến họ lập tức im lặng sau đó sải bước đến giữa phòng tiệc cằm hơi hếch lên vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo anh ta nói lớn tôi biết mọi người đến đây chỉ có một mục đích đó là muốn biết tôi phong hành diệm có còn sống hay không anh ta cười khẩy một tiếng lông mày hơi nhướng lên như mọi người thấy đấy tôi vẫn sống rất tốt chỉ là một loại virus ca thôi sợ gì chứ Đột nhiên ánh mắt sắc bén của anh ta nhanh chóng lướt qua mọi người, phong cách thay đổi, vì để sau này không còn nghe thấy một số lời đồn đại vô căn cứ. Hôm nay tôi sẽ xét nghiệm máu tại chỗ, hy vọng chuyện virus ca từ hôm nay sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Phong Hành Diệm vừa dứt lời thì Thương Trân mặc một bộ váy dạ hội màu đen sang trọng bước ra. Khi nhân viên y tế mang một cốc chất lỏng và một máy xét nghiệm virus đặt trên bàn, Phong Hành Diệm cầm máy xét nghiệm virus nâng lên cho mọi người xem. Thương Trân nói lớn: Đây là máy xét nghiệm virus truyền nhiễm, tôi nghĩ mọi người đều không xa lạ chỉ cần nhúng đầu nhọn của nó vào máu là có thể chẩn đoán được máu có chứa virus truyền nhiễm hay không đèn đỏ sáng là máu có tính truyền nhiễm đèn xanh là bình thường trước sự chứng kiến của mọi người cô lấy vài giọt máu của phong hành diệm sau đó nhỏ vào cốc nước rồi đặt máy xét nghiệm virus vào vài giây sau đèn xanh của máy xét nghiệm sáng lên thấy cảnh này thương chăn âm thầm thở phào nhẹ nhõm biểu cảm của những vị khách bên dưới rất khác nhau cô cười hỏi kết quả đã có rồi bây giờ mọi người còn nghi ngờ gì nữa không không có tôi đã nói rồi mà phong hành diệm đã có thể đứng ở đây thì làm sao có thể chưa khỏi được có người vội vàng nịnh hót, những kẻ đang nghi kia nhìn là biết không có ý tốt, nhiều người xu nịnh cũng vội vàng phụ họa theo. Thấy mọi người không còn phản đối Thương chăn liền bảo người dọn bàn đi. Ngay khi hai người khiêng bàn định đi thì một người phụ nữ đột nhiên bị đẩy mạnh ra va và mạnh vào bàn, ngay lập tức cốc nước đó đổ hết lên người cô ta. Ngay khi mọi người đang lạnh lùng đứng xem bàng thất tiến lên đỡ người phụ nữ đó dậy, đồng tử Thương chăn co lại bất động thanh sắc nhìn phong hành diện một cái, xong rồi, cốc nước đó, vài phút sau bàng thất chạy đến báo cáo, cậu chủ, thảm trải sàn đã xử lý xong rồi. Người phụ nữ bị ngã nói rằng vừa rồi có người đẩy cô ta quần áo bị nước đổ ướt đã được thay ra, nhưng bàng thất đột nhiên nghiêm mặt nói, nhưng bọn tôi vừa phát hiện ra một mảnh vải nhỏ ở góc áo của cô ta đã bị cắt mất, nhưng bản thân cô ta lại không biết, khuôn mặt thương chăn tối sầm lại nói nhỏ, xem ra chúng ta đã bị theo dõi rồi, người phụ nữ đó vừa rồi bị ngã ai là người đầu tiên đến đỡ, cốc nước để xét nghiệm máu cô ta đã động tay động chân, nếu bị người ta mang đi xét nghiệm chuyện sẽ rất khó giải quyết, bằng thất nhớ lại một chút khẳng định nói, là cô chủ nhà họ nhạc, ánh mắt phong hành diệm lóe lên liền bảo, lập tức sai người dẫn bà ta lại đây vâng bằng thất lập tức đi thực hiện bên kia vạn hàng ở bệnh viện đã nhận được điện thoại của bạch tình bạch tình cô chắc chắn chứ nhà họ phong thực sự đã thực sự dở trò trong một góc vắng vẻ của nhà họ phong bạch tình vẻ mặt căng thẳng nhìn trước ngó sau nhỏ giọng thì thầm chắc chắn rồi tôi dùng giấy thử nghiệm rồi nước dính trên quần áo không phải nước tinh khiết phong hành diệm chắc chắn đang che giấu điều gì đó máu của anh ta không có vấn đề gì có lẽ là do cốc nước đó nhưng tôi đã tiêu hủy quần áo và giấy thử nghiệm rồi những thứ này chắc chắn không mang ra ngoài được tôi không thể để nhà họ phong biết chuyện này là do tôi làm điện thoại bên kia vạn hàng lẩm bẩm phong hành diệm rõ ràng đã vượt qua một tháng nhưng lại phải giờ trò khi xét nghiệm máu tại chỗ đột nhiên ông ta nhớ đến trước đây nghe vạn thiệu luân nói Ulrich aziz ở nước lờ từng gài bẫy khiến phong hành diệm nhiễm virus ca mà sau một năm phong hành diệm cũng ít khi ra ngoài gặp người khác chẳng lẽ rất nhanh sau đó bạch tình bị bàng thất mời đến trước mặt thương chăn nhưng sau khi khám xét không tìm thấy thứ gì bạch tình thoát nạn cô ta cố nén giận nói dù sao tôi cũng là phu nhân nhà họ nhạc các người lại vô lễ như vậy các người định làm gì? Bạch Tình, bà đã làm gì thì cô tự biết rõ trong lòng. Vì quan hệ bạn bè nhiều năm giữa nhà họ Phong và nhà họ Nhạc, lần này tạm thời bỏ qua chuyện này nhưng nếu còn có lần sau. Đột nhiên trong mắt Thương Chân lóe lên một tia lạnh lẽo, nhà họ Nhạc của các người sẽ không may mắn như vậy đâu. Ngay sau đó tiến lên vỗ vai Bạch Tình nghiêng đầu cười một tiếng, "Được rồi, nhạc tiên sinh đến đón bà rồi nhanh về với ông ấy đi. Chỉ cần không có bằng chứng trực tiếp mọi chuyện đều có thể giải quyết, nếu xử lý nhà họ Nhạc một cách thiếu suy nghĩ ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ." rất nhanh bạch tình được nhà cổ đằng đón đi những việc bạch tình làm tối nay tương đương với việc đặt toàn bộ nhà họ nhạc vào thế đối đầu với nhà họ phong mối quan hệ mà ông ta đã vất vả duy trì nhiều năm nay gần như đổ sông đổ biển khuôn mặt nhà cổ đằng u ám ông ta quát bạch tình bà đúng là hồ đồ bây giờ ai cũng tránh xa vạn hằng bà lại dám liên thủ với ông ta bà muốn nhà họ nhạc trở thành nhà họ vạn tiếp theo sao bạch tình khóc lóc kể lể ấm ức nói tôi chỉ muốn báo thủ cho mộng như phong hành diệm và thương chăn đã hại con gái tôi phải vào tù chịu khổ sao tôi có thể tha thứ cho bọn họ lúc này vạn hằng gọi điện thoại đến sau khi kết nối vạn hằng trực tiếp nói nhạc cổ đằng ông có muốn nhìn thấy nhà họ phong gặp xui xẻo không nhà họ phong đã hại con gái ông vào tù bây giờ bạch tình lại đắc tội với bọn họ nếu ông không ra tay trước nhà họ phong chắc chắn sẽ không tha cho các người bây giờ tôi có 8 phần nắm chắc để khẳng định phong hành diệm thực sự đã nhiễm bệnh tôi có một ý tưởng ông ta cười bí ẩn ánh mắt u ám chỉ cần ông giúp tôi liên lạc với một vài người đã tham dự tiệc tối nay nhà họ phong chắc chắn sẽ chết hai ngày sau một tin tức đã phá vỡ sự yên bình thành phố hải trung đột nhiên xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus ca khiến mọi người vô cùng hoang mang vài bệnh nhân nhiễm virus ca vừa xuất hiện ngay lập tức đã được kiểm soát và cách ly mà những người này thì ra đều là những người đã tham dự tiệc tối ở nhà họ phong mấy ngày trước trong nháy mắt tin tức giống như virus lan truyền khắp thành phố hải trung khiến mọi người rơi vào hoảng loạn bên ngoài tư gia nhà họ phong một số kẻ gây chuyện chặn ở cửa dẫn dữ la hét chuyện này nhà họ phong phải giải thích cho chúng tôi không thể vì là gia tộc đứng đầu mà mà lại bất chấp mạng sống của chúng tôi. Con trai tôi mới 27 tuổi đang ở độ tuổi đẹp nhất mà lại phải nhiễm loại bệnh này. Một người đàn ông ở bên cạnh cũng phụ họa theo, con gái tôi cũng mới thi đỗ vào một trường đại học tốt. Chuyện này nhà họ Phong không đưa ra lời giải thích chúng tôi dù có chết cũng không từ bỏ. Những lời nói tương tự như vậy không đếm xuể. Rốt cuộc những người bị bệnh đều là những người có thân phận không tầm thường, cũng không dễ để tùy tiện đuổi khéo. Nhà họ Phong có thể đảm bảo virus ca tuyệt đối không phải do nhà họ Phong phát tán ra ngoài. Bằng thất đứng trong đám đông cố gắng chấn an mọi người nhưng lại bị bọn họ phản bác dữ dội hơn, bằng chứng đầu. Trừ khi các người để phong hành diệm đến bệnh viện xét nghiệm máu, nếu không chúng tôi sẽ không tin. Trong tư gia, lông mày phong tứ hải cau có không giãn ra, nếu chuyện này không thể giải quyết kịp thời thì sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho tập đoàn. Kẻ chủ mưu đằng sau quả thực là điên cuồng. Để hãm hại nhà họ phong thậm chí không từ thủ đoạn tung ra virus ca, kẻ chủ mưu đằng sau hẳn là vạn hằng. Tương chăn bình tĩnh phân tích, trước đây vạn thiệu luân để kiểm tra xem bản thân có bị nhiễm bệnh không nhất định đã rút máu. Những máu bị nhiễm phôi virus đó có lẽ vẫn còn được lưu giữ ở nhà họ Vạn. Phong Hành Diệm ánh mắt phức tạp một lát sau nói, anh phải nhanh chóng mở một buổi họp báo rửa sạch mối nghi ngờ, nếu không nhà nước can thiệp vào chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Ngày họp báo, do sự tuyên truyền rầm rộ của Vạn Hằng, chuyện đã đến mức không thể cứu vãn. Nhà họ Phong đi đến bước đường ngày hôm nay thì kẻ thù càng nhiều không đếm xuể cộng thêm những người nhà của nạn nhân. Các công tố viên do nhà nước cử đến, các phóng viên nghe ngóng tin tức đến từ khắp nơi, trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã vây kín hội trường. Phong Hành Diệm nhìn đám đông khuôn mặt đăm chiêu thần sắc lạnh lùng, "Tin em đi." Thương Chân mặc một chiếc váy đỏ xuất hiện bên cạnh Phong Hành Diệm giọng điệu thoải mái an ủi anh ta, "Chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ sẽ không có sơ suất đâu. Hơn nữa dù có bất ngờ xảy ra," thương Chân cười bí ẩn nháy mắt tinh nghịch, "Em còn có vũ khí bí mật." Phong Hành Diệm nghi hoặc hỏi, "Vũ khí bí mật là gì vậy?" Thương Chân làm một động tác hư ảo đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, "Đến lúc đó anh sẽ biết." Vạn Hằng cũng ngồi xe lăn đến hội trường, ông ta vừa xuất hiện đại sảnh càng trở nên náo loạn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Vạn Hằng đã gầy đi trông thấy khuôn mặt tái nhợt, vô lực tinh thần cũng vô cùng suy sụp. Mọi người không khỏi thở dài ai mà ngờ được vạn gia chủ hôm mưa gọi gió năm xưa mà bây giờ lại xa sút như vậy. Phong Hành Diệm và Thương Chân lạnh lùng nhìn mọi thứ bên dưới khẽ cười một tiếng, vạn hằng quả thực là đến chết không bỏ, dốc hết tâm sức hãm hại anh, bây giờ lại đến để lấy đồng tình. Lúc này Bàng Thất đến báo cáo, thanh tra chu của cục kiểm nghiệm độc tố đã đến. Thương Chân và Phong Hành Diệm tay đan vào nhau nhìn nhau rồi gật đầu, cho đối phương một ánh mắt kiên định sau đó cùng nhau đi xuống lầu. Thanh tra chu đối với Phong Hành Diệm vẫn rất khách sáo, sau khi lịch sự cho hỏi ông ta nói lần này cục kiểm nghiệm độc tố cử tôi đến là để xoa dịu dư luận trả lại sự an tâm cho người dân hy vọng anh có thể hiểu tôi hiểu phong hành diệm đối xử với ông ta khá hòa nhã chuyện này có người cố tình nhắm vào tôi tôi đã nắm được một số bằng chứng sau khi họp báo kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể thanh tra chu có chút kinh ngạc vậy thì quá tốt rồi vì mục đích cá nhân mà làm ra chuyện như vậy tuyệt đối không thể tha thứ phía trên đã dặn dò phải nghiêm trị kẻ chủ mưu phong hành diệm gật đầu không còn sớm nữa chúng ta bắt đầu thôi thanh tra chu đi đến giữa đại sảnh nói với các phương tiện truyền thông bên dưới một cách nghiêm túc gần đây thành phố hải trung xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt để xoa dịu tin đồn cục kiểm nghiệm độc tố cử tôi là chu hạo đến giám sát vụ việc này tôi sẽ đảm bảo công bằng công chính sẽ không oan ủ người tốt cũng sẽ không dung túng cho bất kỳ kẻ xấu nào khoan đã một giọng giàn nua vang lên vạn hàng vội vàng ngồi xe lan tiến đến thanh tra chu lần trước phong hành diệm chính là dùng máy xét nghiệm virus để xét nghiệm máu trước sự chứng kiến của mọi người mà qua mắt họ lần này ông còn dùng phương pháp này sao lời nói chắc nịch của ông ta khiến chu hạo không vui nhíu mày ý của ông là tôi bao che cho nghi phạm sao vạn hằng lắc đầu ánh mắt vô cùng không thiện trí tôi chỉ sợ thanh tra chu bị phong hành diệm lừa mà thôi hơn nữa thiết bị khó tránh khỏi có lúc trục chặt hay là đổi phương pháp xét nghiệm khác đi không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo vạn hằng xem ra ông không kiểm tra được tôi có vấn đề thì sẽ không yên tâm vì ông đã nêu nghi vấn chắc chắn đã chuẩn bị từ trước nói đi ông muốn xét nghiệm như thế nào tôi phong hành diệm sẽ chơi với ông tới bến nhưng tôi phải nhắc nhở ông cho hề nhàm chán này tôi chỉ chơi với ông một lần thôi đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén lạnh như băng nếu sau này còn dây dưa không dứt đừng trách tôi không khách sáo cậu dám thì cứ làm thân sắc vạn hằng lập tức trở nên oán hận vặn vẹo thật muốn xông lên cắn anh ta một cái thiết bị điện tử dễ bị nhiễu kết quả xét nghiệm chúng ta dùng phương pháp nguyên thủy nhất là giấy thử để xét nghiệm ông ta tin chắc phong hành diệm tuyệt đối đang giả vờ mạnh miệng phong hành diệm rất thoải mái nhìn chu hạo làm theo cách ông ta nói đi rất nhanh có người mang giấy thử lên chu hạo cầm giấy thử nói lớn giấy thử gặp máu bình thường sẽ hiện ra màu đỏ nếu máu bị nhiễm virus k thì sẽ chuyển sang màu xanh nói xong lấy một cây kim chọc vào ngón tay phong hành diệm máu từ từ nhỏ xuống cùng lúc đó vạn hàng nín thở trái tim cũng treo ngược lên cổ họng trong lòng ông ta không ngừng nói thầm nhất định phải đổi màu đổi màu đi nhưng kết quả là máu trên giấy thử vẫn là màu đỏ chu hạo giơ giấy thử lên giọng điệu chắc nịch đây chính là kết quả xét nghiệm máu của phong hành diệm bình thường không bị nhiễm bệnh không thể nào khuôn mặt vạn hàng đột nhiên thay đổi trong mắt thậm chí còn lấp lánh nước mắt giọng nói không cam lòng vang vọng khắp hội trường ánh mắt của những người xung quanh nhìn lại đều mang theo vẻ khinh thường nhàn nhạt, nhạt nhưng dù là vậy vẫn có người không cam lòng nêu nghi vấn một người phụ nữ tiếp lời cho dù không phải do nhà họ phong làm nhưng tất cả những người bị nhiễm đều chỉ có một điểm chung đó là đều đã tham dự tiệc tối ở nhà họ phong chuyện này sao có thể nói là không liên quan đến nhà họ phong được những người tham dự tiệc tối ở nhà họ phong không chỉ có mấy người bị nhiễm này giọng nói lạnh lùng pha chút chế diễu vang lên bước từng bước đến bên cạnh phong hành diệm tại sao những người khác đều không sao mà chỉ có mấy người đó bị nhiễm bởi vì bọn họ còn có một điểm chung nữa sau khi người đến dự tiệc rời đi bọn họ đều không về nhà ngay mà đã đến một nơi khác thân sắc thương chân hơi lạnh lẽo cuối cùng nhìn về phía vạn hằng tiếp tục nói lúc đầu là vạn thiệu luân đã mang virus ca đến thành phố hải trung hơn nữa có một người có quan hệ thân thiết nhất với vạn thiệu luân muốn lấy được máu của vạn Thiếu luân làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy thì dễ như trở bàn tay thêm vào đó ông ta luôn nhắm vào tôi và nhà họ phong nên hắn ta làm ra chuyện vu oan giá họa này cũng không có gì lạ vài câu nói có ý chỉ của phong hành diệm khiến tất cả các máy quay phim trong nháy mắt đều hướng về phía vạn hằng khuôn mặt vạn hằng tái nhợt tay chân run rẩy đặc biệt là ánh mắt của những người nhà nạn nhân càng thêm sắc bén lạnh như băng vạn hằng khó khăn nuốt nước bọt tôi không có không phải tôi phong hành diệm cậu hại tôi còn chưa đủ thảm sao lại còn muốn đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn lúc này vạn hằng giống như một con thú hấp hối đang dãy dụ cố gắng cãi cọ phong hành diệm vô cùng khinh thường nhìn xuống ông ta nói lớn còn muốn cãi cọ sao thủ hạ của ông quản gia của vạn thiếu luân đã khai hết rồi là ông đã lấy mẫu máu vạn thiếu luân để lại còn bí mật điều tra hành tung của khách dự tiệc tối ở nhà họ phong của tôi giọng nói của anh ta rất điềm đạm nhưng sắc khí lại lan tỏa từng chút một vạn hằng vì mục đích cá nhân mà phát tán phôi virus ông đúng là quá điên rồ vạn hằng bị người nhà nạn nhân túm lấy cổ áo vạn hằng con trai tôi đã đắc tội với ông ở đâu mà ông lại muốn hại nó như vậy những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán ông ta chảy xuống khuôn mặt vạn hằng tái nhợt như ma lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi tôi không làm tôi không làm chuyện như vậy nhưng không còn ai tin ông ta nữa người nhà nạn nhân vô cùng tức giận hận không thể xé xác vạn hằng ngay tại chỗ lúc này một giọng nói bất ngờ vang lên không biết từ lúc nào lý văn huyện vẫn luôn bị nhà họ phong khống chế thì đột nhiên xông ra ngay khi mọi mũi nhọn đều chỉ vào vạn hằng thì lý văn huyện người vẫn luôn đi theo thương chân nghiên cứu virus ca lặng lẽ bước vào ông ta căng thẳng nhìn phong hành diệm nói rất nhanh tôi là giáo sư lý văn huyện của đại học colin cũng là chuyên gia cấp s của trung tâm nghiên cứu virus để công phá virus ca chữa bệnh cho phong hành diệm thương chân đã thành lập một nhóm chuyên gia cách đây một năm tôi từng là một thành viên trong số đó nhưng vì tôi không muốn mạo hiểm đến nước nờ nên bị nhà họ phong giam lòng ông ta liếc nhìn phong hành diệm mà sắc mặt phong hành diệm nghiêm trọng nhìn về phía bàng thất bàng thất giật mình vội vàng nói tôi sẽ đi điều tra ngay một câu nói làm dấy lên sóng gió tất cả các phóng viên và khách hứa đều sôi sục các phóng viên càng vây quanh lý văn huyện chĩa máy ảnh vào ông ta liên tục chụp phong hành diệm hai lần xét nghiệm máu trước sự chứng kiến của mọi người đều không có vấn đề gì ông nói như vậy có bằng chứng không lý văn huyện hừ lạnh một tiếng kích động nói tôi có thể giải thích cho mọi người biết lý do phong hành diệm hai lần xét nghiệm máu đều không có vấn đề đầu tiên máy xét nghiệm virus có thể bị nhiễu còn xét nghiệm bằng giấy thử chắc chắn là mẫu giấy đã bị ngấm thuốc do thương chân chế tạo ra lý văn huyện đột nhiên nhìn chằm chằm thương chân đắc ý nói thương chân đã nghiên cứu thuốc phủ từ năm ngoái bây giờ chắc chắn đã nghiên cứu thành công rồi bệnh nhân sau khi dùng thuốc phủ sẽ khiến giấy thử không đổi màu khi xét nghiệm máu trên thực tế phong hành diệm căn bản là không khỏi bệnh máu của anh ta có khả năng lây nhiễm ngay khi dứt lời mọi người gần như theo bản năng bắt đầu lùi lại trong nháy mắt một khoảng trống lớn xuất hiện xung quanh hai người nhìn bàn tay phong hành diệm vẫn đang chảy máu cảm thấy vô cùng khó chịu thật đáng sợ người này nói có đúng không vậy là thành phố hải trung bị do gì virus hay là do nhà họ phong những lời của lý văn huyện giống như vạn hàng đang hấp hối được tiêm một mũi thuốc khiến ông ta đột nhiên cười điên cuồng bây giờ các người biết ai mới là kẻ chủ mưu rồi chứ chính là virus không phải do tôi thả ra phong hành diệm muốn hại tôi mới đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi tôi vô tội phong hành diệm nắm chặt hai tay toàn thân tỏa ra hơi lạnh nồng nặc ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo ánh mắt thương chân lóe lên một tia sáng xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu cuối cùng rồi cô vươn tay nắm lấy tay phong hành diệm truyền hơi ấm cho anh ta từng chút một cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cái tay phong hành diệm hoàn hồn ánh mắt lại trở nên sắc bén dù có chết anh cũng không nghĩ sẽ liên lụy đến em mà bây giờ dù có xảy ra vấn đề gì anh cũng tuyệt đối không chịu khuất phục đối mặt với sự chất vấn và tức giận của mọi người cũng như đủ loại ánh mắt lạnh lùng căm ghét trước khi cảm xúc bùng nổ lần nữa phong hành diệm cứng rắn lên tiếng các người chỉ nghe lời của lý văn huyện một phía thì đã muốn kết tội nhà họ phong rồi sao giọng nói điềm tĩnh của anh ta khiến mọi người im lặng trong giây lát rất nhanh lý văn huyện đã phản ứng lại nói sắc bén phong hành diệm chuyện đã đến nước này rồi anh còn không thừa nhận sao anh chính là người bị nhiễm virus ca anh thành lập nhóm chuyên gia là để chữa bệnh cho bản thân thương chăn cười lạnh phong hành diệm triệu tập nhóm chuyên gia thành lập đội ngũ chỉ vì tôi hứng thú với virus ca mà thôi nhưng ông lại nói anh ấy thành lập đội ngũ vì bị bệnh thì bằng chứng đâu lý văn huyện nhất thời câm lặng miệng há to không nói nên lời mình có thể trốn thoát đã là kỳ tích rồi trên tay thật sự không có bằng chứng nào chứng minh phong hành diệm bị bệnh ngay cả hợp đồng thuê đặc biệt cũng không giữ được thầy lý văn huyện không nói gì vạn hằng nóng nảy ông ta mặt mày giữ tợn nhe nanh vuốt về phía thương chân hét lớn thương chăn lý văn huyện không có bằng chứng chứng minh lời ông ta nói vậy còn cô cô cũng không có bằng chứng chứng minh lời mình nói phải không thương chăn nhướng mày khẽ cười một tiếng tất nhiên là tôi có cô nghiêng người ôm lấy cổ phong hành diệm hôn anh ta thật sâu phong hành diệm đột nhiên giật mình một nỗi bất an vô danh xâm chiếm lấy trái tim anh ta đôi mắt sáng ngời như vì sao của thương chăn nhìn chằm chằm vào phong hành diệm nhẹ giọng nói em đã từng nói nếu anh có chuyện gì em tuyệt đối không sống nữa Vậy nếu em có chuyện gì thì anh sẽ ghét bỏ em chứ?" Trong đầu Phong Hành Diệm đột nhiên lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng, Thương Chân rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cô ấy? Dây tiếp theo Thương Chân dưới sự chú ý nồng nhiệt của mọi người nắm chặt tay Phong Hành Diệm không chút do dự, cô ta đưa ngón tay đang chảy máu của anh ta vào miệng mình. Khoảnh khắc đó trái tim Phong Hành Diệm như bị tảng đá lớn đập trúng như bị điện giật vội vàng rụt ngón tay lại, nhưng đã quá muộn, một màu máu nhuộm lên môi Thương Chân. Trong ống kính máy quay phóng to, cảnh tượng đó thật kinh hoàng, hội trường bàn tán ồn ào, Thương Chân thế mà lại nuốt máu của Phong Hành Diệm. Máu của bệnh nhân nhiễm virus ca có khả năng lây nhiễm, nếu thương chân bị sốt thì chứng tỏ Phong Hành Diệm đã bị nhiễm bệnh. Đây quả thực là bằng chứng có sức thuyết phục nhất. Phong Hành Diệm ôm trầm lấy thương chân thần sắc căng thẳng, anh đưa em đến bệnh viện. Thương chân cười tà mị đầu ngón tay chạm vào môi anh ta nhẹ giọng nói, dưới khán đài có nhiều đôi mắt như vậy đang nhìn chằm chằm, không thể hoảng hốt, nếu không mọi việc em làm đều uổng phí, bất kể tâm trạng của Phong Hành Diệm thế nào. Cô Tinh Nghịch thò đầu ra nói với Chu Hạo, "Thanh tra Chu, trong hộp đựng quần áo mà ông mang theo chắc là có máy đo nhiệt độ cơ thể đúng không?" ông có thể cho tôi mượn không ó tôi có máy đo tai nhiệt không đợi chu hạo lên tiếng một người phía sau phản ứng lại đưa máy đo nhiệt độ cơ thể cho cô thương chăn dưới sự chú ý của mọi người không chút do dự đo nhiệt độ tai thương chăn thậm chí còn không nhìn mà đưa cho chu hạo thanh tra chu làm phiền ông xem một chút tôi có bị sốt không chu hạo lúc này mới như bừng tỉnh nhìn một chút số liệu thần sắc phức tạp nói lớn 36 độ 8. thương chăn không bị sốt câu nói này gần như đã đập tan hy vọng trong lòng mọi người chu hạo thở phào nhẹ nhõm vỗ vai phong hành diện cuối cùng nói xem ra hôm nay chỉ là hiểu lầm tôi sẽ báo cáo tình hình còn vạn hằng thì giao cho tôi xử lý nếu không tôi không thể báo cáo với cấp trên nói xong anh ta ra lệnh cho cấp dưới bắt vạn hằng vội vàng rời đi chu hạo vừa đi cả hội trường yên tĩnh không khí vô cùng tĩnh mịt phong hành diệm lạnh lùng nói tả kỳ chỗ này giao cho cậu những người này cậu cứ xử lý đi nói xong vội vàng đưa thương chân rời đi nếu không phải nhanh chóng đưa chương chân quay về kiểm tra ngay anh ta sẽ không tha cho bất kỳ ai ở đây những người có mặt nhìn thấy sắc mặt của phong hành diệm đột nhiên giật mình phong hành diệm vội vàng rời đi như vậy chắc chắn là hận bọn họ rồi hôm nay xem náo nhiệt này quả thực là quá thiệt thòi sau khi xe rời đi chán thương chăn bắt đầu toát mồ hôi lạnh phong hành diệm ôm thương chăn tay chân luống cuống muốn hỏi nhưng không dám hỏi thấy phong hành diệm lo lắng nhìn mình thương chân cười tự diễu phong hành diệm em cũng bị nhiễm virus ca rồi lần này chúng ta thật sự vướng víu không rõ rồi không chăn chăn phong hành diệm trợn tròn mắt giọng điệu căng thẳng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ em đừng nói đùa như vậy anh ta dùng hai tay ấn chặt vai thương chăn gần như van xin cô rõ ràng em không bị sốt em sẽ không bị nhiễm bệnh đúng không thương chăn cười lắc đầu rút vào vòng tay anh ta nhẹ giọng nói cơ thể em hơi đặc biệt phản ứng các chất có hại khác chậm hơn người bình thường với virus cũng vậy nói xong cô đau đớn rên lên một tiếng sau đó trực tiếp ngủ thiếp đi phong hành diệm sờ chán cô lúc này nỗi sợ hãi to lớn nhấn chìm anh ta nhưng sau đó anh ta bảo tài xế lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất anh ta phải nhanh chóng tiêm kháng thể cho thương chăn có lẽ cô là người may mắn trong số một phần trăm trang phong hành diệm ôm thương chăn vội vã xông vào phòng thí nghiệm hai mắt đỏ hoe nói với nghiêm lão với giọng vô cùng gấp gáp nghiêm lão cứu cô ấy nhất định phải cứu cô ấy thương chân không thể xảy ra chuyện được nghiêm lão có chút khó xử nhìn anh ta nói tôi tôi sẽ cố gắng sau khi tiêm kháng thể cho thương chân bác sĩ nhanh chóng phát hiện ra kháng thể không có tác dụng với thương chân nhiệt độ cơ thể cô ngược lại tăng lên đến 42 độ nghiêm lão cau mày nhanh chóng ra lệnh truyền dịch cho cô ấy dùng rượu hạ sốt tiểu nạc đến phòng thí nghiệm lấy thuốc ức chế virus ca cải tiến của thương tiểu thư phong hành diệm đứng ở một bên bất lực nhìn một nhóm người vây quanh thương chân cảm giác đau đớn như bị móc tim móc phổi khiến anh ta gần như sụp đổ lúc đó phản ứng đầu tiên của anh ta là nếu thương chăn chết anh ta cũng không muốn sống nữa lâm uyển uyển dựa vào lòng phong tứ hải khóc không thành tiếng tôi đã không chăm sóc tốt cho chăn chăn tôi không xứng đáng làm mẹ của chăn chăn tôi có lỗi với con bé đối với phong tứ hải mà nói hành động của thương chăn hôm nay khiến ông ta vô cùng biết ơn nếu không phải cô liều mạng cứu giúp thì nhà họ phong bây giờ còn không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào sau một đêm dài chống trọi thương chăn cuối cùng cũng tỉnh lại cảm thấy cơ thể đau nhức quen thuộc Cô ta biết rằng mình vẫn không thoát được sau khi tiêm kháng thể vẫn bị nhiễm bệnh, người may mắn quả thực là rất ít, chăn chăn, em thế nào rồi? Giọng nói khàn khàn của Phong Hành Diệm truyền đến, Thương chăn quay đầu nhìn lại, thấy trên khuôn mặt vô cùng từ tụy của Phong Hành Diệm mang theo nụ cười khổ sở. Anh ta vừa hôn lên tay Thương chăn đã nghẹn ngào, sao em có thể tự ý làm như vậy? Mặc dù cơ thể rất đau nhưng Thương chăn vẫn cố nặn ra một nụ cười an ủi anh ta, anh yên tâm em sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, em đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho anh thì nhất định sẽ làm được. Phong Hành Diệm tự trách lắc đầu nếu biết em sẽ ngốc như vậy tuyệt đối anh sẽ không đưa em đến hội trường tiệc chiêu đãi tương chân ngồi dậy hôn lên trán anh ta đừng tự trách đây là lựa chọn của em tin em đi chúng ta đều sẽ vượt qua cô nhìn vào mắt phong hành diệm rất bình tĩnh nói bây giờ em cũng bị nhiễm virus ca rồi không ai thích hợp làm vật thí nghiệm sống hơn em có lẽ em có thể nghiên cứu thành công huyết thanh giải độc trong quá trình thử thuốc cô còn chưa nói hết câu đã bị phong hành diệm ôm chặt vào lòng những lời cô nói khiến phong hành diệm gần như nghẹt thở thương Chân, anh vẫn còn ở đây em có thể dựa vào anh nhiều hơn không cảm nhận được sự hoang mang và đau khổ của phong hành diệm thương chân vỗ lưng anh ta hôn anh ta một cái cảm ơn anh phong hành diệm bảy ngày trôi qua trong nháy mắt trận gió độc của vạn hằng dần dần lắng xuống vạn hằng bị xử bắn lý văn huyện cũng bị bắt vào tù còn những người bị nhiễm bệnh đang bị cách ly sau khi uống thuốc do thương chân gửi đến tình trạng bệnh cũng tạm thời ổn định bàng thất đi theo sau phong hành diệm báo cáo những chuyện gần đây phong hành diệm dừng bước nhìn bàng thất sắc bén chuyện nhà họ Nhạc đã giải quyết ổn thỏa chưa Nhà họ Nhạc hợp tác với Vạn Hàng phải trả giá đắt, Bàng Thất gật đầu mạnh mẽ, giải quyết ổn thỏa rồi, nhà họ Nhạc vì lần đầu tư lớn này thất bại đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Nhưng Nhạc Mộng như đã ra tù cô ta hình như đang tìm Thương Thanh Thanh giúp đỡ. Bây giờ Thương Thanh Thanh đã thừa kế tài sản của Vạn Hàng đổi tên thành Vạn Thanh Thanh, Bàng Thất còn chưa nói hết câu trong phòng đã truyền đến một tiếng rỉ đau đớn. Nhìn qua lớp kính, Thương chăn trên giường bệnh ngậm một miếng gạc trong miệng phát ra tiếng ư ử, cơn đau dữ dội khiến toàn thân cô co giật. Nghiêm lão ở bên cạnh đang căng thẳng ghi lại phản ứng của Thương chăn yêu cầu y tá tiêm cho Thương chăn một liều thuốc ức chế. Các người đang làm gì vậy? Phong Hành Diệm trực tiếp đẩy cửa xông vào quát lớn với mọi người. Nghiêm lão, ông không thấy Thương Chân rất khó chịu sao? Kể từ khi Thương chăn không màng đến sự phản đối của anh ta mà dùng bản thân để thử thuốc, những cảnh tượng như vậy hầu như ngày nào cũng diễn ra. Theo Nghiêm lão nói sau khi tiêm thuốc, cơn đau sẽ tăng lên đến mức giới hạn của cơ thể con người. Ánh mắt của Phong Hành Diệm khiến cơ thể Nghiêm lão co rúm lại, nhưng vào thời khắc quan trọng ông ta không thể không cắn răng nói với cậu chủ, chỉ có tiêm vào thời điểm này mới có thể kiểm tra được hiệu quả, nếu không, những đau đớn trước đó đều vô ích. Đây đều là tiểu thư sắp xếp, phong hành Diệm cũng biết đây là sự sắp xếp của Thương chăn nhưng anh ta không thể nhịn được. Nhìn Thương Chân bị tra tấn đến sống không bằng chết trong lòng vô cùng ái náy, tại sao phải là cô ấy? Tôi cũng bị nhiễm virus ca rồi tôi cũng có thể làm vật thí nghiệm. Nghiêm lão chịu đựng áp lực khuôn mặt tái nhợt giải thích, cậu chủ, thể chất của cậu và tiểu thư không giống nhau. Tiểu thư là người bị nhiễm bệnh đặc biệt sẽ không lây nhiễm cho người khác hơn nữa hoạt tính cơ thể của cô ấy gấp 10 lần người bình thường sức sống mãnh liệt lúc này một y tá bên cạnh kích động nói bác sĩ nghiêm nhịp tim và huyết áp của tiểu thư thương đã trở lại bình thường thương chăn ngồi dậy trong tinh thần không tệ cũng không đau như vậy nữa ghi lại hiệu quả của k 2 thêm sq 3 rất rõ ràng tôi có thể cảm thấy virus trong nháy mắt đã tiêu tan rất nhiều cũng không có phản ứng khó chịu gì phong hành diệm tiến lên sờ chán thương chăn mọi người cũng vội vàng lui ra ngoài thương chăn nâng mặt phong hành diệm nhìn thẳng vào mắt anh ta mỉm cười ngọt ngào đừng lo lắng em sẽ không tùy tiện đùa giỡn với mạng sống của mình đâu mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em theo tiến độ hiện tại có lẽ 3 tháng nữa là có thể chế ngự được virus ca em muốn dùng nó để đạt được thành tựu đầu tiên của mình ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén giọng điệu đầy sự tự tin mạnh mẽ kiếp trước cô chết đi mà không thể chứng minh được bản thân kiếp này cô nhất định phải giải quyết được vấn đề nan giải nhất thế giới này để cả thế giới phải nhớ đến tên cô không ngờ nhạc mộng như cao cao tại thượng ngày xưa mà bây giờ lại phải quỳ gối cầu xin thương thanh thanh trong biệt thự nhà họ vạn thương thanh thanh đã lột xác trở thành người thừa kế của vạn hàng đổi tên thành vạn thanh thanh mặc dù nhà họ vạn đã xa suốt thành gia tộc hạng ba nhưng xét về tài sản thì vẫn giàu có hơn nhà họ thương chỉ là không còn quyền thế nhiều nữa nhạc mộng như quỳ gối trước mặt vạn thanh thanh một cách thảm hại thanh thanh cô nhất định phải giúp tôi nhà tôi bây giờ đã đắc tội với nhà họ phong bố tôi lại đầu tư thất bại nếu trong vòng 3 ngày không có vốn xoay vòng thì nhà chúng tôi sẽ phá sản vạn thanh thanh trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo không hề che giấu mà chế nhạo không ngờ nhỉ tiểu thư nhà họ nhạc cao cao tại thượng ngày nào vừa mới ra tù mà đã phải đến cầu xin tôi cho vay tiền nhạc mộng như cố đè nén sự không cam lòng trong lòng nhục nhã nghiến răng nói tôi cầu xin cô bây giờ cô đã thừa kế tài sản của vạn hằng số tiền tôi vay này đối với cô mà nói thì chẳng là gì cả hơn nữa chúng ta còn có chung một kẻ thù cô giúp tôi cũng chính là giúp bản thân mình nhắc đến kẻ thù chung vạn thanh thanh tức giận ném cây rũa móng tay xuống đất cô dám nhắc đến cái tên thương chăn trước mặt tôi sao thương chăn chính là điều cấm kỵ của vạn thanh thanh cứ nghĩ đến thương chăn là trong lòng cô ta lại dâng lên một trận tức giận oán khí trong lòng vạn thanh thanh không có chỗ phát tiết ngực tức như muốn nổ tung thanh thanh sẽ không bao giờ quên cô ta đã bị thương chăn ép bức đến mức nào muốn tôi giúp cô cũng được vạn thanh thanh đột nhiên đổi giọng nâng mặt nhạc mộng như lên lạnh lùng cười nói cô đi trang điểm đi tôi dẫn cô đi gặp một người phục vụ hắn ta cho tốt tôi nhất định sẽ giúp cô đêm khuya trong nhà họ phong thương chăn rơi vào cơn ác mộng sâu sắc trong mơ một cặp vợ chồng già xuất hiện một bà lão to nhã đầy đầy mắt kính từ giọng nói xuất phát sự chân thành cứ dùng cái tên chân này được chứ thương chân nghe cũng rất hay tên thương chân này hay lắm ông lão xoa xoa cô bé trong lòng bánh bao nhỏ sau này đây chính là tên chính thức của con bà lão mỉm cười hy vọng tên này của con sẽ khiến đứa trẻ nhà họ phong kia coi con là tình yêu chân thành nhất hình ảnh liên tục thay đổi từ thời thơ ấu ấm áp đến tuổi thiếu nữ xuất hiện hình ảnh lâm tuyết hàm má hứa thương chân mười tuổi rồi cũng nên tự lập rồi cô hãy giám sát tiểu thư giặt quần áo tránh để cô ấy dưỡng thành thói quen lười biếng trong phòng giặt lò sưởi bị hỏng nước nóng cũng không có bây giờ còn mất điện máy giặt cũng không dùng được ma hứa vội vàng gật đầu tôi biết phải làm sao rồi mùa đông năm đó lạnh thấu xương ánh mắt người giúp việc lóe lên vẻ hung dữ chỉ vào cô bé đang giặt quần áo trước mặt chua ngoan nói mau giặt đi không giặt sạch quần áo bẩn của cô thì hôm nay đừng hỏng ăn cơm còn không xem bản thân mình là cái thá gì còn muốn bà đây giặt quần áo cho cô sao thương chăn ngồi xổm trước chậu nước lớn run rẩy hình ảnh lại thay đổi đến khi trưởng thành thương thanh thanh độc ác xỉ nhục cô còn chuẩn bị phòng thí nghiệm mới để nghiên cứu cô hình ảnh càng ngày càng đáng sợ cô bắt đầu sợ hãi khóc lóc chạy trốn tại sao lại như vậy rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì thương chăn mau tỉnh lại đi đột nhiên một giọng nói quen thuộc và ấm áp truyền đến em không làm sai điều gì em chỉ đang gặp ác mộng thôi anh ở đây em đừng sợ thương chăn đột nhiên mở mắt nhìn vào khuôn mặt của phong hành diệm quá tốt rồi thương chăn cuối cùng em cũng tỉnh rồi vừa nãy gọi mãi mà em không tỉnh thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của anh ta trái tim thương chăn đột nhiên quặn thắt phong hành diệm vươn tay ôm chặt cô vào lòng con người khi đau khổ sẽ thiếu cảm giác an toàn thương chăn có lẽ vì vậy mà mới gặp ác mộng anh vốn định chờ mọi thứ ổn định lại rồi mới cầu hôn thương chăn một cách long trọng nhưng bây giờ xem ra không bằng cầu hôn ngay bây giờ nghĩ đến đây anh ta lật người mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ tinh xảo mở hộp ra quỳ một gối trên giường thần sắc nghiêm túc ánh mắt lóe lên vẻ kiên định thương chăn em đồng ý lấy anh không sao anh đột nhiên thương chăn sững sốt ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc phong hành diệm lấy ra chiếc nhẫn kim cương hồng đã chuẩn bị từ lâu gần đây anh suy nghĩ rất nhiều anh vốn định đợi đến khi chúng ta đều khỏi bệnh rồi mới cầu hôn em để mọi người chứng kiến. Nhưng bây giờ anh không muốn đợi nữa. Phong hành diệm rất căng thẳng anh ta sợ thương chân tức giận cho rằng anh ta quá tùy tiện. Phong hành diệm bổ sung thêm, tất nhiên, sau này anh vẫn sẽ bù đắp cho em một màn cầu hôn long trọng. Nhưng giây tiếp theo cô đã đồng ý, thương chân nhìn anh ta chăm chú đôi mắt đỏ hoe tràn đầy hình bóng của anh ta. Trái tim phong hành diệm đập loạn nhịp nhanh chóng hoàn hồn lại đeo chiếc nhẫn kim cương hồng vào ngón tay thương chăn. Hài lòng ôm thương chăn, thương chăn, anh sẽ không làm em thất vọng. Thương Chân hạnh phúc nép vào lòng anh ta khẽ nhếch môi, nhớ kỹ lời hứa hôm nay của anh, trong mắt Thương Chân tràn đầy nụ cười kiên định, em nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Đột nhiên bầu không khí tốt đẹp bị một cuộc điện thoại làm gián đoạn, Thương Chân nhìn thấy số điện thoại nhíu mày, là Nhạc Mộng Như, cô ta đột nhiên tìm đến phá hỏng bầu không khí cầu hôn ngọt ngào. Nhạc Mộng Như nói chuyện với giọng điệu u ám ý tứ không rõ ràng, "Thương Chân, chúng ta đã một năm không liên lạc rồi, nghe nói chưa, gần đây thành thành leo lên thành nhân vật lớn rồi." Thương Chân và Phong Hành Diệm liếc nhau không vui nói, "Cô tìm tôi chỉ để nói chuyện này sao?" nhạc mộng như không nói thẳng mà lại nói chuyện một cách mập mờ cô không tò mò vạn thanh thanh bám được ai sao cô ta bảo tôi nhắn với cô ba ngày sau nhà họ vạn sẽ mở tiệc cô nhất định phải đến có vẻ như sợ thương chăn không coi trọng đột nhiên nói thẳng nếu không thương bách tề có thể sẽ gặp chút chuyện ngoài ý muốn thương chăn khinh thường cười khẩy một tiếng các người đang uy hiếp tôi sao nhạc mộng như chẳng lẽ mùi vị của nhà giam quá ngon nên cô sốt ruột muốn quay lại rồi sao sắc mặt nhạc mộng như thay đổi nghiến răng nghiến lợi nói thương chăn cô đắc ý cái gì cô chỉ dựa vào việc phong hành diện thích cô thôi nếu không có nhà họ phong cô sớm đã bị nhà họ vạn giết chết rồi nhạc mộng như phong hành diệm lạnh lùng lên tiếng quát lớn một tiếng làm nhạc mộng như sừng sốt xem ra bây giờ nhà họ nhạc vẫn quá nhàn nhã rồi để cô rảnh rỗi ở đây ăn nói lung tung thương chăn cười nhạt nói hành diệm không cần tức giận với loại người này nhạc mộng như xem như nể mặt vạn thanh thanh từng là em gái tôi ba ngày sau tôi sẽ đến rất mong chờ các người sẽ diễn vở kịch gì nói xong trực tiếp cúp điện thoại kiếp trước vạn thanh thanh bám được vào công tử nhà thế gia dịch mang lần này nhà họ vạn mở tiệc có lẽ cũng sẽ mời hắn ta năm đó, công tử dịch mang vì đời tư hỗn loạn mà bị nhiễm virus ca, chính là vì cứu anh ta nên mình mới bị ép trở thành vật thí nghiệm chịu đủ mọi giày vò. ba ngày sau, nhà họ vạn mở tiệc. hôm đó, ban đầu phong hành diệm không cho thương chân đi, còn thương chân kiên quyết muốn đi, nhưng thương chân không muốn phong hành diệm đi cùng cô. dùng giọng điệu thương lượng khuyên bảo, em có cơ thể đặc biệt sẽ không lây nhiễm cho người khác nhưng anh thì khác. ngoan ngoãn ở đây đợi em có được không? phong hành diệm bất lực thở dài. được rồi, anh ở trên xe đợi em. chờ thương chân vào đến phòng tiệc, tiệc đã bắt đầu được một lúc nhìn thoáng qua phát hiện toàn là nam thanh nữ tú thương chăn vừa bước vào vạn thanh thanh lập tức cười tươi đón tiếp vô dĩ chỉ mới 17 18 tuổi nhưng lại ăn mặc như gái làng chơi 30 tuổi chị em tưởng chị không đến em thật sự phải cảm ơn chị nếu không phải nhờ chị thì em cũng không có được cuộc sống tốt như vậy bây giờ em có nhiều tiền muốn tiêu thế nào cũng được còn oai hơn làm tiểu thư nhà họ thương nhiều thương chăn không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng nghe nói cô tìm được chỗ dựa lớn rồi là ai vạn thanh thanh cười nhẹ đã gọi là chỗ dựa tất nhiên phải bí ẩn một chút Thanh Thanh cúi người để lộ ra vẻ quyến rũ, hay là chị lên lầu tham gia tiệc riêng của chúng em đi, anh ấy cũng đang ở trên đó. Thương Trân đột nhiên nhận ra đây là một cái bẫy nhắm vào cô nhưng nghĩ đến phong hành diệm và vệ sĩ đang ở bên ngoài cô cũng không có gì phải sợ, thật sao? Vậy dẫn đường đi, Vạn Thanh Thanh cười bí ẩn, chị nhất định sẽ thích. Nói xong dẫn Thương Trân đi lòng vòng đến một căn phòng, mở cửa ra, một mùi khó chịu kỳ lạ sộc vào, cả căn phòng khói mù mịt khiến Thương Trân hơi nhíu mày. Đi vào bên trong, cảnh tượng bên trong càng khiến cô càng kinh ngạc trong phòng có mấy đôi nam nữ đang ăn mặc hở hang hút thuốc thương chân đột nhiên hiểu ra đây là loại tiệc gì vạn thanh thanh thế mà lại công khai tổ chức ở nhà cô ta không muốn sống nữa sao thương chân đột nhiên lùi lại một bước muốn nhanh chóng rời đi nhưng ngay sau đó hai người đàn ông xuất hiện chặn cô lại tiểu thư thương đây là tiệc riêng để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn tất cả những người vào đây đều không được rời đi trước khi tiệc kết thúc thương chân cười lạnh một tiếng vạn thanh thanh để giữ tôi lại cô cũng không tiếc bất cứ giá nào đấy nhỉ đừng nói như vậy vạn thanh thanh cười nói ẩn ý Em chỉ muốn giúp thử lòng của anh để giúp chị thôi. Phong Hành Diệm nếu biết chị ở đây một hai tiếng, anh ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Cô ta tính toán nhìn Thương Chân cười nhạo. Đối với chị kiên định như vậy hay là tức giận đến mức phát điên? Đang nói chuyện thì một người đàn ông thò đầu vào. Thương Chân đến chưa? Khi nhìn thấy Thương Chân, hai mắt anh ta sáng lên. Hàng ngon, quả nhiên là hàng ngon. Không uổng công tôi tốn nhiều tâm tư để Vạn Thanh Thanh đưa cô đến đây. Anh ta vươn tay ra tham lam nhìn Thương Chân, bảo bối. Đến đây chơi với anh nào, anh sẽ khiến em lên tận mây xanh. Thương Chân hất tay người đàn ông ra, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quả nhiên là anh ta. Vạn Thanh Thanh bám được Văn Cát, đó là một tên điên hoàn toàn. Kiếp trước bọn họ cũng không có nhiều giao tình, xem ra hành động trước đó của mình đã thay đổi quỹ tích lịch sử, xem ra không thể hoàn toàn tin vào ký ức kiếp trước được nữa. Văn Cát nhao mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Thương Chân cười xấu xa, "Có biết tôi thật vui đấy, hóa ra tôi nổi tiếng như vậy ở Hải Trung." Thanh Thanh thấy Văn Cát hứng thú với Thương Chân giả vờ bực bội nói, "Văn thiếu, anh phải biết điều một chút, cô ta là bảo bối của Phong Hành Diệm mà." bảo bối à ha ha chỉ là một người phụ nữ thôi phong hành diệm muốn thì tôi tặng anh ta mấy người là được nhưng có điều người này tôi muốn thương chăn thầm kêu không ổn cô liếc nhìn vị trí cửa ra vào lén nhìn điện thoại nhưng phát hiện điện thoại không có tín hiệu nói cách khác nếu tối nay xảy ra chuyện gì ở đây sẽ không ai biết được trước cửa nhà họ vạn phong hành diệm ngồi trong xe lo lắng gọi điện cho thương chăn vào đấy một tiếng rồi điện thoại cũng không gọi được cảm xúc bất an dâng lên khuôn mặt đột nhiên thay đổi lạnh lùng ra lệnh tả kỳ dẫn người bao vây biệt thự trước khi tôi tìm được thương chăn tất cả mọi người đều không được đi chuẩn bị chúng ta vào trong phong hành diệm ra lệnh một tiếng mọi người trên mấy chiếc xe đều hành động rầm rầm xông vào phòng tiệc những người bên trong không biết chuyện gì đang xảy ra thấy phong hành diệm sắc khí đằng đằng thế như trẻ tre vội vàng tránh sang một bên đây là ai vậy thật đáng sợ chẳng lẽ là đến để trả thù sao cậu không biết sao một người đàn ông ở bên cạnh cẩn thận nói tuổi còn trẻ đã ngồi vững vị trí người đứng đầu nhà họ phong phong hành diệm tiếng nhạc đột nhiên dừng lại tất cả mọi người đều im lặng nhạc mộng như đứng ra nghênh đón sợ hãi nói Phong Hành Diệm sao anh lại đến đây? Thương Chân không phải đã về từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ quên cái gì ư? Phong Hành Diệm bất lực cau mày ghét bỏ nhìn Nhạc Mộng Như, muốn giả vờ trước mặt tôi ư? Nói xong, trực tiếp rút súng ra ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô ta, "Không muốn chết thì mau nói cho tôi biết Thương Chân hiện tại đang ở đâu. Chỉ bằng nhà họ Nhạc nửa sống nửa chết này và nhà họ vạn không có hậu thuẫn mà cũng dám ra tay với Thương Chân của tôi." Nhạc Mộng Như cũng không dám chậm trễ nữa chạy trước dẫn đường, cô ta dẫn Phong Hành Diệm lên tầng hai, mặc dù Nhạc Mộng Như sợ muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra gan dạ nói: thương chân hẳn là ở bên trong tôi thấy cô ấy cùng một người đàn ông đi vào phong hành diệm không thèm nghe cô ta nói nhảm sắc mặt lạnh lùng vung tay ra sau người phía sau lập tức đá cửa ngay lập tức một mùi khó ngửi truyền ra nhìn thoáng qua thấy một cảnh tượng khiến anh ta tức giận thương chân đang làm chuyện không thể tả còn nhạc mộng như khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt như bị dọa sợ kêu to lên tất cả khách hứa nghe thấy tiếng hét cũng vội vàng chạy đến quản gia nhà họ vạn lo lắng tiến lên phong hành diệm đây là nơi ở của khách quý anh không thể tùy tiện lời còn chưa dứt đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng bao gồm cả những người phía sau ông ta cũng nhìn thấy những bóng người đó có người kinh ngạc kêu lên trời ơi không phải là vợ chưa cưới của nhà họ phong sao một câu nói làm kinh ngạc mọi người nhiều người vô thức nhìn lại đó đúng là khuôn mặt của thương chăn nhạc mộng như đã bị cảnh tượng này làm choáng váng vạn thanh thanh nói muốn tặng thương chăn một món quà lớn không ngờ lại mạnh mẽ như vậy hơn nữa quản gia dẫn người đến cũng đúng lúc lần này thương chăn chết chắc rồi cô ta vội vàng nhẹ giọng trước mặt phong hành diệm giả vờ làm người tốt hoảng hốt nói phong hành diệm anh đừng kích động Tôi tin thương chăn không cố ý. Những lời nói muốn che giấu sự thật này khiến mọi người thầm cười lạnh. Phong hành diệm mà họ kính sợ lại bị cắm sừng nhiều lần như vậy trước mặt mọi người. Lần này có trò hay để xem rồi. Phong hành diệm không thể nhịn được nữa, bắn ba phát súng lên trần nhà. Hội trường lập tức im lặng. Đôi mắt đầy dẫn dữ nhìn lướt qua mọi người cuối cùng nhìn về phía nhạc mộng như câm miệng hết cho tôi. Anh ta lạnh lùng ra lệnh cho tà kỳ bắt hết những người ở đây lại tra hỏi. Không tìm được chăn chăn không ai được phép rời đi. Mọi người sợ hãi tái mét, hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng mấy vệ sĩ đã chặn đường họ bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm thiết của quản gia phong hành diệm ghê tởm nhìn người phụ nữ trên giường đầy sắc khí vạn thanh thanh chán sống rồi thật to gan dám dùng khuôn mặt của chăn chăn để làm hỏng danh tiếng của cô ấy trong mật thất trên tầng 2, nghe thấy tiếng súng bên ngoài vạn thanh thanh nhếch mày cười quá tốt rồi phong hành diệm quả nhiên không chịu được kích thích ra tay rồi thương chăn vốn căng thẳng nghe vạn thanh thanh nói vậy không hiểu hỏi các người đã làm gì vạn thanh thanh dựa vào người vân cát mỉm cười nói tôi tìm người phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của chị còn tiêm cho cô ta thuốc gây ảo giác chắc phong hành diệm đã nhìn thấy cảnh tượng vị hôn thê mà anh ta yêu nhất gian díu với người khác nói đến đây ánh mắt vạn thanh thanh trở nên điên cuồng tôi còn gọi rất nhiều người đến xem ngày mai cả thành phố hải trung sẽ biết chị không biết xấu hổ đến mức nào xem chị còn lấy mặt mũi nào mà gả cho nhà họ phong văn cát khen ngợi kế hoạch của em luôn thú vị như vậy anh có hơi nóng lòng muốn xem phản ứng của phong hành diệm rồi chuyện của thương chân vừa bại lộ chỉ riêng dư luận cũng có thể khiến nhà họ phong bị tổn thương nặng nề thương chân vẫn luôn bình tĩnh khẽ hừ một tiếng Vạn Thanh Thanh thật khó cho cô khi có thể nghĩ ra một kế hoạch toàn diện như vậy. Xem ra cô đã mưu tính hãm hại tôi trong thời gian này. Văn Cát phấn khích lau khóe miệng, đừng nói nhảm nữa. Tôi sớm đã muốn nếm thử người phụ nữ của phong hành diệm có mùi vị gì rồi. Anh ta ra lệnh một tiếng, hai vệ sĩ xông vào thương chăn. Nhưng giây tiếp theo thương chăn thoát một cái người đàn ông hét lên một tiếng, quỳ xuống đất đùi bị đâm một cây kim bạc, còn thương chăn cũng lợi dụng khoảng thời gian này nhanh chóng rút con dao bên hông vệ sĩ chuẩn bị tư thế phòng thủ. Chỉ cần mình xuất hiện trước mặt mọi người lúc này thì cục diện này sẽ tự phá vỡ. Văn Cát lộ ra vẻ hung dữ khuôn mặt đầy vẻ u ám, các người còn ngây ra đó làm gì? Bắt lấy Thương Chan, nếu cô ta chạy trốn thì dùng súng bắn gãy chân cô ta. Sau khi lục soát khắp ngôi nhà vẫn không tìm thấy Thương chăn. Tả Kỳ báo cáo với Phong Hành Diệm, nhưng ngôi nhà này được thiết kế rất kỳ lạ chắc chắn có mật thất nhưng không tìm được ở tầng nào. Vậy thì không tìm nữa, Phong Hành Diệm đột nhiên trầm giọng nói, ánh mắt không chứa chút biểu cảm nào lộ ra vẻ nguy hiểm thấu xương, đến cả các người cũng không muốn nói sao. Sắc khí trên người anh ta bùng lên trực tiếp quay người, dẫn hết những người này đi rồi phóng hỏa tôi muốn đốt chỗ này tôi nhất định phải dụ các người ra ngoài phong hành diệm nói một câu làm quản gia mất hết ba hồn bảy vía đốt đốt nơi này vậy thì những người trong mật thất phải làm sao trong một mật thất trên tầng hai vài vệ sĩ liên tục nổ súng vào thương chăn thương chăn với tốc độ như chớp ngay lập tức trốn sau chiếc ghế sofa bên cạnh cô từng đến biệt thự này nếu nhớ không nhầm mật thất này hẳn là phòng sách của vạn hàng cải tạo thành lúc này báo động phòng cháy chữa cháy trong nhà đột nhiên vang lên nước đột ngột phun ra từ trần nhà Vạn Thanh Thanh và Văn Cát là những người mới đến nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trông có vẻ bối rối. Nghe thấy tiếng báo động vang lên như sấm sét mới mơ hồ nhớ đến báo động phòng cháy chữa cháy, chẳng lẽ xảy ra hỏa hoạn sao? Lúc này một vệ sĩ chỉ vào một bức tường, lớn tiếng nói: "Cát thiếu, anh mau nhìn xem bức tường đó sao lại mỏng như vậy?" Thậm chí còn nhìn thấy ánh lửa bên ngoài, Văn Cát nhìn theo hướng vệ sĩ chỉ thì giật mình, chẳng lẽ là tường kính cách âm? Lúc này mới đột nhiên nhận ra, thảo nào Thương Chân vừa rồi vẫn luôn dẫn vệ sĩ bắn vào bức tường đó, hóa ra cô ta biết đó là tường cách âm vạn thanh thanh giật lấy khẩu súng trong tay vệ sĩ tuyệt đối không thể để thương chăn chạy thoát nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ánh mắt lạnh lùng độc ác nói bây giờ chỉ có thể giết cô ta bức tường trước mặt bởi vì lỗ đạn đã bắt đầu lộ ra một mảng lửa vạn thanh thanh lên đạn giơ súng từ từ tiến lại gần thương chăn dựa sát vào tường để bản thân bình tĩnh lại bức tường cách âm hẳn là đã bị phá hủy gần hết rồi bây giờ chỉ còn cách liều mạng cùng lúc đó phong hành diệm bên ngoài biệt thự nhìn ngọn lửa trước mắt trong lòng căng thẳng tầm mắt tập trung cao độ ngay lúc này anh ta đột nhiên nhìn thấy một bức tường ở tầng 2 đang nứt dần ngay giây tiếp theo một tiếng nổ lớn vang lên một bóng người phá tường lao ra phong hành diệm vô thức ngẩng đầu lên mặc dù không nhìn rõ vào khoảnh khắc đó nhưng tiềm thức thúc đẩy anh ta dùng tốc độ nhanh nhất lao tới cuối cùng ôm chọn người đó vào lòng anh ta ôm chặt người đó vào lòng thở dài nhẹ nhõm giọng nói run rẩy vô cùng kinh ngạc và mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc cuối cùng cũng tìm thấy em rồi tại lỗ hồng trên tầng hai một bóng người lặng lẽ xuất hiện ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ khuôn mặt lộ ra vẻ độc ác như rắn độc Vạn Thanh Thanh bóp cò súng nhưng bằng thủ pháp lợi hại vì đã bôn ba nhiều năm trên giang hồ của mình, Phong Hành Diệm ra tay trước bắn vào cánh tay cô ta, ánh mắt sắc bén như sói như dao quét nhìn tầng trên ôm thương chăn quay người ra lệnh, Tả Kỳ phái người đi cứu hỏa, nhớ rằng Vạn Thanh Thanh và những người khác tụ tập bất hợp pháp trong mật thất gây ra hỏa hoạn, thu thập bằng chứng khi cứu hỏa và giao cho cảnh sát. Vâng, Tả Kỳ trả lời dứt khoát nhưng lại khiến những người khác toát mồ hôi lạnh, rõ ràng là Phong Hành Diệm phóng hỏa nhưng vì anh ta nói là Vạn Thanh Thanh vậy thì là vậy đi cho dù biết sự thật ai dám nói nhiều phong hành diệm bế ngang thương chăn lên nhẹ nhàng nói thương chăn chúng ta về nhà trên đường về thương chăn vẫn còn hơi choáng váng cô không khỏi đưa tay ôm lấy cơ thể căng thẳng của phong hành diệm thì anh ta mới từ từ thả lỏng phong hành diệm cảm ơn anh đã đến cứu em lần này là lỗi của em em không nên phạm sai lầm như vậy giọng nói của thương chăn hơi buồn do cô quá tin tưởng vào ký ức kiếp trước mà khiến mình rơi vào cảnh hiểm nghèo thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng cảm nhận được sự tự trách và cảm giác lưu luyến sâu sắc của thương chăn anh ta khẽ gọi một tiếng cúi đầu hôn lên trán cô đồ ngốc ai cũng có thể phạm sai lầm chuyện hôm nay không trách em thương chăn nhíu mày em không ngốc như vậy đâu đây chỉ là lần đầu tiên mình tính toán sai lầm sau khi được tái sinh sau này mình sẽ không chỉ hành động theo cảm tính nữa khi nghe nói đến việc vạn thanh thanh và văn cát liên hợp hãm hại cô khuôn mặt phong hành diệm lại trở nên khó coi thật không ngờ lại là tên khốn đó hai năm trước một người phụ nữ mà văn cát theo đuổi đã công khai nói rằng thích anh trước mặt mọi người kể từ đó hắn ta liên tục gây chuyện anh vẫn luôn cho rằng hắn ta chẳng làm được gì nên cũng không để tâm hắn ta thế mà dám ra tay với em phong hành diệm càng nghĩ càng tức giận đôi mắt sâu thẳm lóe lên vẻ tàn nhẫn anh sẽ khiến hắn ta phải trả giá thương chân gật đầu dựa vào vai phong hành diệm hạnh phúc nói có anh thật tốt phong hành diệm được khen ngợi khuôn mặt u ám ban đầu bỗng chốc sáng bừng tất nhiên rồi anh ta đột nhiên nhớ đến món quà đã hứa tặng thương chân trước đó hình như sắp hoàn thành rồi có lẽ có thể tạo cho cô ấy một bất ngờ trước khi kết hôn sáng sớm hôm sau trong văn phòng của phong hành diệm thương chân nhàn nhã thưởng thức trà sáng đọc báo trên đó có tin biệt thự nhà họ vạn tụ tập bất hợp pháp vạn thanh thanh bị kết án một năm tù phong hành diệm không hài lòng lắm với kết quả này đặc biệt là khi biết văn cát cầm đầu dùng súng ép thương chăn chơi trò chơi còn suýt nữa hủy hoại danh tiếng của cô càng cảm thấy không thể tha thứ rất nhanh nhà họ văn đã dẫn văn cát đến cửa để xin lỗi văn thái bình dẫn văn cát đến khuôn mặt đầy vẻ đau khổ hành diệm vì mặt mũi của chú văn lần này cháu có thể tha thứ cho tiểu cát được không thằng bé cũng bị vạn thanh thanh xúi dục mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chú đã dùng gia pháp trừng phạt nó rồi nó thực sự biết lỗi rồi Thương Trân ngồi bên cạnh lạnh lùng nói một câu, ông Văn ông biết con trai ông đã làm gì với tôi không? Tôi suýt chút nữa đã mất hết danh tiếng, các người chỉ dùng gia pháp trừng phạt là xong sao. Thương Tiểu Thư, thực sự xin lỗi, lời nói của Thương Trân khiến Văn Thái Bình giật mình. Ông ta đầy vẻ tội lỗi vội vàng xin lỗi. Thương Trân, con trai tôi nhất thời hồ đồ mong cô đừng chấp nhặt với nó. Chuyện lần này nhà họ Văn chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Tôi tôi sẽ chuyển giao công ty Hải Vương Ngọc Bích ở thành phố Hải Trung cho nhà họ Phong, chúng tôi không thiếu tiền. Phong Hành Diệm lạnh lùng ngắt lời ông ta khuôn mặt Hành Diệm tràn đầy tức giận, Văn Cát xít nữa đã hại chết cô chủ tương lai của nhà họ Phong của chúng tôi, chẳng lẽ không nên đền mạng sao? Văn Thái Bình sắc mặt tái mét chán lấm tấm mồ hôi, ông ta chắp tay cầu xin, "Phong Hành Diệp, tôi 40 tuổi mới có được đứa con trai này, tôi thương nó lắm." Thương Chân nhướng mày thần sắc lạnh lùng chế nhạo, hừ một tiếng, "Văn Cát thì không đến nỗi phải đền mạng, nhưng tối qua Văn thiếu gia định đánh gãy chân tôi, chỉ cần bây giờ ông Văn bằng lòng tự tay đánh gãy chân hắn ta chuyện này coi như bỏ qua, đánh gãy chân tôi." Văn Cát vốn mặt mày tê liệt, giờ không nhịn được nữa, dựa vào một con phượng hoàng giả leo lên từ gia tộc hạng ba như cô mà cũng xứng. Phong Hành Diệm khuôn mặt lạnh lùng, sắc khí bùng lên trong nháy mắt. Anh ta không nói nhiều nữa, trực tiếp vung tay ra hiệu tà kỳ và bằng thất lập tức tiến lên trực tiếp lôi Văn Cát. Văn Cát lúc này hoảng sợ, Phong Hành Diệm, anh định dùng nhục hình sao? Tôi sẽ đi kiện anh. Văn Thái Bình tái mặt mồ hôi lạnh chảy dòng dòng run rẩy nhìn Phong Hành Diệm. Phong Hành Diệm nhất định phải như vậy sao? Mọi người đều nói Phong Hành Diệm làm việc nhanh gọn đã quyết định thì không thể thu hồi nhà họ văn tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ của nhà họ vạn đang nói thương chân cầm theo một cây gậy sắt từ từ bước tới nói nhẹ nhàng ông văn nếu ông không ra tay được thì để tôi làm tôi là phụ nữ nếu ra tay cũng sẽ không quá nặng hơn nữa đây là chuyện giữa tôi và văn cát văn thái bình cắn răng trực tiếp quay đầu đi không nhìn văn cát nữa nghiến răng nói vậy thì phiền thương tiểu thư giúp tôi dạy dỗ nó văn cát hét lên một tiếng không cam lòng thương chân cầm cây gậy sắt trong tay ánh mắt lóe lên vẻ độc ác và kỳ lạ văn cát bây giờ đến lượt anh rơi vào tay tôi rồi lập tức một cây gậy sắt trực tiếp đập mạnh vào đầu gối văn cát một tiếng rắc vang lên văn cát ngã xuống đất lộ ra hàm răng run rẩy cùng với tiếng hét thảm thiết bố cứu con với thương chăn nhìn văn cát từ trên cao xuống khinh thường nói đừng tưởng chỉ có anh mới biết trả thù tôi cũng biết trong mắt văn cát lóe lên vẻ tàn nhẫn và đắc ý nhưng sự khác biệt là anh ta chỉ là một tên phế vật khiến người ta ghê tởm thương chăn văn cát nổi giận đùng đùng ánh mắt đầy vẻ độc địa định vung nắm đấm về phía thương chăn nhưng chưa kịp đến gần đã bị phong hành diệm túm lấy anh dám động vào cô ấy thử xem đôi mắt tĩnh lặng như vực sâu trong nháy mắt tràn đầy sắc khí văn cát nhìn vào khoảnh khắc đó khiến sống lưng lạnh toát đến dùng mình thương chăn xua tay nhẹ nhàng nói thôi bỏ đi không đánh nữa văn tiên sinh đưa con trai ông về đi phong hành diệm hung dữ đẩy văn cát ra đáy mắt toàn là vẻ sắc bén quản chặt anh ta nếu có lần sau không chỉ đơn giản là gãy tay gãy chân thế đâu văn thái bình nghiêm túc gật đầu giọng điệu có phần nịnh nọt nhất định sẽ không có lần sau tuyệt đối không có lần sau xử lý xong chuyện nhà họ văn thương chăn không vui lắm mà có chút do dự nói phong hành diệm đột nhiên em cảm thấy mình rất đáng sợ Vừa rồi em tuy chỉ đánh văn cát hai lần nhưng em cố tình dùng một số kỹ thuật y học. Thực ra anh ta còn đau hơn cả gãy chân, nhưng anh ta càng đau em lại càng vui. Cô phức tạp nhìn phong hành diệm, em không hiểu tại sao anh lại thích một người độc ác tàn nhẫn như em. Em không lương thiện cũng không đơn thuần, trong lòng em ngày ngày còn nghĩ đến làm sao báo thù. Phụt một tiếng không đợi thương chăn nói xong, phong hành diệm trực tiếp che miệng cười lớn. Anh ta nhìn thương chăn rất nghiêm túc nói, thương chăn, em đúng là một người đáng sợ, em quá tàn nhẫn với bản thân. Em sẽ không chút do dự cứu mạng anh dưới họng súng em rõ ràng biết anh là vật chủ nguy hiểm nhưng vẫn ở bên cạnh anh khi tất cả mọi người đều muốn giết anh em lại nhiều lần ra mặt bảo vệ anh khóe miệng phong hành diệm cong lên trong mắt toàn là ý cười tươi sáng lần đầu tiên anh biết được cảm giác được người khác bảo vệ lại hạnh phúc đến vậy giọng điệu của anh ta ngày càng dịu dàng ánh mắt đầy vẻ tự trách và ái náy chỉ là cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được em thậm chí còn khiến em bị nhiễm virus ca vì anh một người như vậy anh thực sự không thể không thích hơn nữa nếu em không lương thiện sao có thể tốn nhiều tâm sức để cứu nhiều người như vậy thương chăn bị anh ta nhìn chằm chằm những lời nói ấm áp đã xua tan đi bóng tối vừa rồi ánh mắt cô lại trở nên tươi sáng phong hành diệm nhẹ nhàng vuốt ve đầu thương chăn khuôn mặt đầy vẻ cương chiều viện nghiên cứu mà trước đó nói muốn tặng em đã cải tạo xong rồi vừa khéo hôm nay thời tiết đẹp có muốn đi xem thành phẩm không mắt thương chăn sáng lên gật đầu xe đi càng lúc càng xa phong hành diệm lấy ra một chiếc khăn lụa che mắt thương chăn bí ẩn nói để tạo bất ngờ cho em anh sẽ che mắt em trước em nghỉ ngơi một lát sẽ đến rất nhanh thôi xe đã đến đích phong hành diệm dìu thương chăn từ từ bước về phía trước nhưng đột nhiên khóe miệng thương chăn hơi nhếch lên dừng bước dường như ngửi thấy mùi gì quen thuộc mùi đó giống hệt với mùi mà kiếp trước cô bị nhốt trong viện nghiên cứu làm vật thí nghiệm sống mỗi ngày đều có thể ngửi thấy phong hành diệm không ngờ rằng món quà anh tặng thương chăn lại là bước vào viện nghiên cứu bị dày vò cả đời phong hành diệm dìu thương chăn từ từ tiến lên vui vẻ giới thiệu cánh đồng hoa trước mặt thương chăn em có ngửi thấy gì không ở đây trồng một cánh đồng lớn hoa hương thảo nơi này là một trong những tài sản của nhà họ phong ba mặt giáp biển cách biệt với thế giới bên ngoài là nơi tốt để an dưỡng tuổi già trước đây ông nội muốn xây dựng thành viện dưỡng lão vì hoa hương thảo có thể tỉnh táo và sảng khoái nên ông đã trồng một cánh đồng hoa hương thảo bên ngoài viện dưỡng lão lúc này thương chăn đột nhiên dừng lại vô thức ngẩng đầu nhìn lên giọng điệu nặng nề giọng nói khàn khàn hỏi còn đây là món quà anh muốn tặng em viện nghiên cứu độc quyền thuộc về em sao đúng vậy sau này em sẽ là chủ nhân ở đây phong hành diệm vui vẻ gỡ khăn che mắt thương chăn nơi này không có lệnh khám xét đặc biệt là không được phép vào vì vậy em không cần lo lắng sẽ có người làm phiền em em có thể làm bất cứ điều gì em thích cùng với chữ cuối cùng rơi xuống thương chân từ từ mở mắt ra đột nhiên đồng tử của cô co lại sự tức giận trào dâng từng bộ phận trên cơ thể gần như run rẩy thì ra thực sự là nơi này kiếp trước cô bị ép làm vật thí nghiệm trong viện nghiên cứu những ký ức đã chôn vùi từ lâu đột nhiên bùng nổ đột nhiên cô như muốn phát điên hét lên đau đớn ngã quỵ xuống đất các mạch máu trong não như muốn nổ tung thì ra là vậy bởi vì kiếp trước nơi này sản xuất bất hợp pháp các vật thí nghiệm nhưng không ai quản bởi vì không có lệnh khám xét đặc biệt không ai có thể vào để khám xét phong hành diệm lo lắng tiến lên thương chăn em sao vậy vừa định đỡ nhưng bị thương chăn đẩy ra mạnh mẽ đừng chạm vào em đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự căm hận không thể che giấu gào lên một tiếng cô dùng hết sức lực của mình hỏi phong hành diệm hết lần này đến lần khác dịch hoàng là người như thế nào với anh nhìn thương chăn rơi nước mắt phong hành diệm không hiểu tại sao thương chăn lại khóc anh ta lúng túng ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cô thận trọng nói nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có phải dịch hoàng đã làm gì tổn thương em không anh ta ôm chặt thương chăn vào lòng giải thích dịch hoàng là chiến hữu của ba anh anh em khác họ lúc nhỏ anh đã được ông ấy chăm sóc không ít nhưng nếu ông ấy làm tổn thương em anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua anh ta đầy vẻ nghiêm túc ánh mắt lộ vẻ kiên định bởi vì anh là chồng em anh sẽ mãi mãi đứng về phía em sẽ không để em chịu bất kỳ thiệt thòi nào thương chăn không hề xúc động giọng nói lạnh như băng từ từ nói nếu em nói người làm hại em là anh thì sao phong hành diệm cũng không thể tin được lưỡi không ngừng chuyển động chằm chằm nhìn cô thân thể thương chăn giống như một con báo săn đang chuẩn bị tấn công căng thẳng hai tay nắm chặt thành nắm đấm anh luôn tò mò về những gì em đã trải qua phải không hôm nay em sẽ kể hết cho anh nghe hai người vội vàng bước qua cánh đồng hoa hương thảo đi vào một tòa nhà giống như bong ke việc cải tạo bên trong đều do một tay phong hành diệm thực hiện thương chăn lạnh lùng nhìn mọi thứ đột nhiên cười khẩy phong hành diệm nơi này rất đẹp có thể thấy anh đã bỏ ra không ít tâm sức em biết anh thực sự muốn em vui lời nói của thương chăn khiến phong hành diệm cảm thấy bất an nhưng rõ ràng là anh đã không thành công thương chăn nhao mắt đột nhiên quay người về phía trước đi theo em cô đi quanh co đến trước một bức tượng rồi dừng lại thương chăn dùng tay xoay một cần gạt phía dưới bức tượng đột nhiên mở ra một mật thất phong hành diệm trong lòng vô cùng kinh ngạc nơi này phong hành diệm nhanh chóng nghĩ đến việc anh ta đã kêu bảng thất xây dựng một căn phòng bí mật dưới lòng đất nhưng anh ta thậm chí còn chưa kịp hỏi thì thương chăn làm sao biết khi cánh cửa mở ra thương chăn cười lạnh lùng với phong hành diệm phong hành diệm em đã từng bị nhốt ở đây 3 năm bị ép nhiễm virus ca bị ép trở thành vật thí nghiệm sống cô tuy cười nhưng đáy mắt lại đầy vẻ bi thương giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo cảm giác trống rỗng kiếp trước tuy anh không yêu em nhưng em đã yêu anh trọn vẹn 20 năm những chuyện đó đã qua rồi em chỉ không ngờ cô chéo ngực cười khẩy chế giễu nhìn mọi thứ vẻ mặt dịu dàng ban đầu thay đổi trở nên u ám em chịu mọi cực hình trong sản nghiệp của anh nhưng anh chưa từng ra tay cứu em lấy một lần anh ta run rẩy cái lạnh trong lòng ngày càng đậm lúc đó anh thực sự không biết người chịu khổ ở đây là em chăn chăn phong hành diệm nắm chặt tay cô những gì thương chăn nói khiến anh không thể tin được Thương Trân nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Phong Hành Diệm rồi cười lắc đầu, em có thể tiên đoán trước mọi việc là vì em đã trải qua tất cả, em là người đã chết một lần nhưng ông trời đã cho em cơ hội được tái sinh. Những lời em nói có lẽ rất khó tin nhưng đó chính là sự thật mà anh muốn biết. Tiếp theo để em dẫn anh tham quan thế giới ngầm nhé. Phong Hành Diệm vẫn không thể chấp nhận được người mà anh ta hết lòng yêu thương, kiếp trước lại bị hành hạ thành như vậy, đặc biệt là trong lãnh địa của chính mình. Anh ta dừng bước nắm lấy tay Thương chăn ánh mắt đau buồn và hoảng loạn. Thương Trân, mặc dù anh không biết kiếp trước chúng ta đã xảy ra chuyện gì, và tại sao em lại phải trải qua những chuyện đó nhưng những quá khứ đau khổ đó em không cần phải miễn cưỡng nhớ lại anh ta hối hận ôm chặt lấy cô ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại hơn nữa em đã nói rồi đó đều là chuyện kiếp trước kiếp này anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra trái tim anh ta đau nhói viễn cảnh mất đi thương chăn khiến anh ta cảm thấy sợ hãi và đau nhói trong lòng nếu kiếp trước anh làm tổn thương em em có thể trừng phạt anh trả thù anh nhưng đừng làm tổn thương chính mình đừng rời xa anh cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay phong hành diệm và sự cầu xin trong giọng nói của anh ta lý trí của cô đã trở lại một chút em biết những chuyện đó không liên quan đến anh bây giờ nhưng em chỉ là em không thể vượt qua được rào cản trong lòng phong hành diệm nắm tay thương chăn nhanh chóng đi ra ngoài nếu em ghét nơi này thì anh sẽ để nó biến mất mãi mãi ánh mắt anh ta kiên định giọng nói mang theo sự quyết tâm không thể lai chuyển anh ta gần như chạy thật nhanh để đưa thương chăn rời khỏi tòa nhà chứa đầy ký ức đau khổ đó sau khi tìm thấy nơi an toàn phong hành diệm lấy ra một công tắc thiết bị vân tay quyết đoán nhấn xuống khi phong hành diệm xác nhận mật mã bốn chữ số toàn bộ tòa nhà kích hoạt hệ thống tự hủy phong hành diệm dừng lại đi đây không phải là tài sản mà ông nội anh để lại cho anh sao tại sao anh lại phải thương chăn muốn ngăn cản nhưng với sự quyết tâm của phong hành diệm thì đã quá muộn anh ta đọc chữ số cuối của mã tự hủy ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên toàn bộ tòa nhà nhanh chóng bị nổ tung thành đống đổ nát cả viện nghiên cứu lớn từ từ sụp đổ mây khói bụi cao hàng trăm mét bay lên cùng với sự hủy diệt của viện nghiên cứu tâm trạng bồn chồn lo lắng của hai người cũng dần biến mất phong hành diệm ôm thương chân vào lòng che tai cho cô giọng điệu kiên định thương chân làm bất cứ điều gì cho em đều đáng giá thương chân vô cùng xúc động cuối cùng nhắm mắt lại một cách khó chịu phong hành diệm thực sự đã phá hủy tất cả vì mình vì sao lại đối xử tốt với em như vậy rõ ràng em nên hận anh nhưng anh lại đối xử tốt với em như vậy bảo em làm sao nữa chứ phong hành diệm cúi đầu nhìn cô khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ cay đắng và tự trách thương chân anh không cầu xin em tha thứ cho anh nhưng đừng rời xa anh được không nếu giữa chúng ta có một trăm bước hay một nghìn bước em chỉ cần đứng yên tại chỗ anh sẽ từng bước tiến lại gần em thân thể thương chân khẽ run rẩy từ khi bắt đầu trái tim vẫn luôn đập loạn xạ dần dần bình tĩnh lại khiến cô có cảm giác chóng mặt bàng thất và tả kỳ vội vàng chạy tới không hiểu tại sao nhìn nơi đã được cải tạo với giá hàng chục tỷ đồng thành đống đổ nát sững sờ không nói nên lời hai người có vẻ nghiêm trọng ngơ ngác quay đầu lại nhìn viện nghiên cứu sao lại phong hành diệm không biểu cảm ôm thương chân quay người rời đi nhẹ nhàng đáp lại không có gì viện nghiên cứu không cần nữa chúng ta về thôi đêm đó sau khi thương chăn trở về nhà hoh phong trong lòng rất phức tạp cô mệt mỏi nằm trong bồn tắm nhớ lại những chuyện đã qua thương chăn vốn nghĩ rằng kiếp trước anh ấy không thực sự làm hại mình nhưng giờ sự thật lại như một cái gai mình và phong hành diệm còn có thể tiếp tục bên nhau không lúc này đột nhiên mất nước thương chăn toàn thân đầy bọt xà phòng quấn một chiếc khăn tắm bước ra khỏi bồn tắm ngoài cửa phòng tắm phong hành diệm dựa vào tường suy nghĩ miên man không ngờ thương chăn lại là người được tái sinh đáng ghét anh ta tức giận nắm lấy đầu mình và giậm chân bây giờ anh ta muốn đánh bản thân mình lúc trước vì đã làm hại thương chân cửa phòng tắm mở ra thương chân đi ra vừa khéo nhìn thấy vẻ điên cuồng của phong hành diệm hai người cùng sửng sốt cả hai người mỗi người mang một tâm tư ánh mắt chạm nhau lúng túng thương chân vén tóc ra sau tai hơi ngượng ngùng nói phòng tắm đột nhiên mất nước bọt trên người em vẫn chưa rửa sạch sao lại vậy phản ứng đầu tiên của phong hành diệm là cảm thấy kỳ lạ lúc này có người gõ cửa ngoài cửa truyền đến giọng nói có phần xin lỗi của bà phong hành diệm à tạm thời đừng tắm nhé áp lực nước của hệ thống tuần hoàn nước có vấn đề phải ấn thủ công mới có nước thương chăn xấu hổ vội vàng rũi cổ hỏi mẹ nuôi làm thế nào để ấn thủ công bà phong vui mừng giả vờ bình tĩnh nói lớn hành diệm hẳn là biết công tác áp suất ở đâu mẹ còn có việc hai đứa nghỉ ngơi sớm đi nói xong bà ấy phấn khích giơ tay ra hiệu ok với bảng thất bảng thất lau mồ hôi cậu chủ chúng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu chủ đã phá hủy viện nghiên cứu đã được chuẩn bị cẩn thận chắc chắn là đã xảy ra mâu thuẫn với cô chủ rồi hy vọng họ sớm làm hòa với sự trợ giúp của bà Phong, không khí giữa hai người đã dịu đi rất nhiều. Trong phòng tắm, Phong Hành Diệm ấn công tắc, nghe tiếng nước chảy rào rào tai dần nóng lên. Không có vách ngăn không có che chắn, chỉ cần anh ta quay đầu lại là có thể nhìn thấy cơ thể Thương Chân rõ ràng. Vô số cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, trong lòng dường như có hai con quỷ nhỏ đang đấu tranh, có nên lén nhìn không? Không được, không có sự đồng ý của Thương Chân không thể làm như vậy. Khi bức màn được kéo ra, Thương Chân mặt đỏ ửng chậm rãi nói, "Phong Hành Diệm, em đi thay quần áo. Anh đợi thêm một lát." Nói xong, quấn khăn tắm bước nhanh rời đi rõ ràng mới biết được sự thật về viện nghiên cứu giao cản trong lòng vẫn chưa qua bây giờ lại phải ở chung một phòng với phong hành diệm thật ngại ngùng đột nhiên bắp chân cô đau nhói phát ra tiếng rên rỉ vừa định ngã xuống đất phong hành diệm nhanh chóng tiến lên ôm cô vào lòng thương chăn em làm sao vậy thân thể thương chăn hơi run rẩy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vi rút đột nhiên phát tác một lát nữa sẽ ổn thôi cô với tay nắm lấy cánh tay phong hành diệm giọng nói rất nhẹ đừng động đậy trước tiên cứ giữ nguyên như vậy để em từ từ bình tĩnh lại phong hành diệm ôm chặt thương chăn giọng nói dịu dàng em không cần miễn cưỡng khó chịu quá thì nhất định phải nói với anh anh sẽ bảo nghiêm lão đến đây thương chăn khẽ hừ một tiếng từ từ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm trong vòng tay phong hành diệm cô đưa tay sợ mặt anh ta kiếp trước đau khổ đến thế bây giờ được tái sinh một lần cô thực sự rất muốn nắm bắt được hơi ấm này phong hành diệm kiếp này luôn nghĩ cho mình anh ta thực sự đối xử tốt với mình nếu cứ đắn đo về những chuyện đã qua mình vẫn không thể tiến lên phía trước thương chăn thực sự vẫn không muốn từ bỏ phong hành diệm không biết đã bao lâu không cảm nhận được động tác của thương chăn nhìn lại thương chăn đã ngủ say anh ta cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô Thương Trân, may quá em đã trở lại. May quá kiếp này anh không bỏ lỡ em. Những nỗi đau mà em đã từng trải qua anh sẽ từng bước đòi lại công bằng cho em. Ngày hôm sau, khi Thương Trân tỉnh dậy, Phong Hành Diệm đã không còn trong phòng. Cô nhanh chóng đi xuống lầu thì thấy bà Phong thân thiện đón tiếp. Thương Trân, con tỉnh rồi. Bà ấy kéo Thương Trân đến bàn ăn trong mắt mang theo ý cười. Đến ăn chút gì đi. Thương Trân ngơ ngác ngồi xuống nhìn quanh một vòng không thấy Phong Hành Diệm. Nhìn thấy cô vô hồn thì bà Phong lập tức hiểu ra. Bà ấy dừng lại một chút giọng điệu thoải mái nói phong hành diệm hôm qua phá hủy một tài sản tổ tiên con nói muốn bán đi sáng sớm hôm nay những người khác trong nhà họ phong đã đến bây giờ đang ở trong thư phòng nói chuyện phiếm thương chân gật đầu nói con xin lỗi chỗ tài sản tổ tiên của nhà họ phong là vì con mới bà phong vội vàng ngắt lời chăn chăn con không cần xin lỗi phong hành diệm làm vậy tất nhiên là có lý do của nó bà ấy nắm chặt tay thương chăn con là báu vật vô giá của nhà chúng ta là thứ không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì đôi mắt lý uyển uyển đầy vẻ thương xót mẹ nhìn con lớn lên luôn coi con như con gái ruột mà yêu thương. Con có ấm ức gì cũng có thể nói với mẹ đừng giữ trong lòng cho khó chịu. Biết không, lời nói của Lý Uyển Uyển khiến Thương Chân cảm thấy ấm áp trong lòng, cô nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn mẹ nuôi. Thương Chân nghĩ thầm, có lẽ mình có thể thử mở lòng với những người thực sự quan tâm đến mình. Cô quay người lại đối mặt với Lý Uyển Uyển bắt đầu kể lại, trước đây con thực sự đã trải qua một số chuyện không hay nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó chẳng phải chuyện gì to tát. Hồi nhỏ con chỉ có thể mặc quần áo cũ còn lại của Thương Thanh Thanh, điều này khiến con vô cùng khao khát những chiếc váy đẹp có một lần trường tổ chức buổi dạ hội yêu cầu các bạn nữ mặc váy đẹp nhưng Lâm Tuyết Hàm không mua quần áo mới cho con. Vì vậy, khi đó con đã khai man về giải thưởng hoạt động của buổi dạ hội, khai thêm 35 nhân dân tệ để thuê váy, nhưng lời nói dối này nhanh chóng bị vạch trần. Hôm đó, Lâm Tuyết Hàm tức giận chạy đến trường trước mặt mọi người, bà ấy đã mắng con một trận. Bà ấy mắng con không biết lễ nghĩa liêm sỉ còn đi nói với giáo viên để con kiểm điểm trước toàn trường. Kể từ đó không ai dám đến gần con nữa, bà ấy còn ném tiền vào mặt con yêu cầu con nhặt từng tờ tiền đó lên khuôn mặt thương chăn nở nụ cười đó là một nụ cười cay đắng và chế giễu lúc đó con không hiểu rõ ràng nhà con không thiếu tiền tại sao vì một chút tiền như vậy mà con lại sống hèn hạ như thế rõ ràng đây là nhà con tại sao con lại có cảm giác bị áp bức như người ở nhờ thương chăn đột nhiên lại cười đáy mắt không giấu được vẻ bi thương nhưng sau đó con đã hiểu ra có những chuyện không cầu được thương chăn mấy chuyện này lúc ấy con phải nên nói với mẹ lâm tuyết hàm không phải là người tốt nhưng không ngờ cô ta lại đối xử với con như vậy thương chăn nhẹ nhàng vỗ vào lưng lý uyển uyển đang run rẩy vì xúc động an ủi nói đều qua rồi bây giờ có thể sống cùng mọi người con đã rất hạnh phúc rồi thương chân bình tĩnh kể lại nhưng không để ý thấy đằng sau cánh cửa một bóng người cao giáo đã đứng ở đó từ lâu phong hành diệm đứng sau cánh cửa nghe kể về tuổi thơ bi thảm của thương chân hai tay nắm chặt cơ thể lạnh lẽo đôi mắt đen láy phủ đầy xương giá giống như đá lâm tuyết hàm tôi sẽ khiến bà phải trả giá cho những việc đã làm trước đây đột nhiên bằng thất xuất hiện vỗ vai phong hành diệm một cái cậu chủ anh không phải đi ăn sáng sao đứng đây làm gì phong hành diệm lúc đầu hơi đỏ mặt ngay lập tức quay sang nhìn bàng thất với vẻ mặt u ám ánh mắt lạnh lùng như thể đang nói có mắt không có tin tôi điều cậu đến biên giới không lý uyển uyển cười nhẹ thú vị tìm một lý do để rời đi thương chân nhanh chóng liếc nhìn phong hành diệm sau đó xấu hổ quay đầu đi phong hành diệm đã đứng đó bao lâu những lời vừa rồi anh ấy nghe được bao nhiêu mặc dù quyết định không so đo với anh ấy về chuyện kiếp trước nhưng mới nổi trận lôi đình với anh ấy có chút không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào phong hành diệm tiến lại gần cẩn thận kéo ghế bên cạnh ngồi xuống ngượng ngùng nở một nụ cười chăn chăn tối nay em có rảnh không thương chăn cầm tách trà giả vờ bình tĩnh nhấp một ngụm nhẹ nhàng nói có chuyện gì phong hành diệm gãi đầu lấy cớ nói đi ra ngoài với anh một chuyến anh muốn đưa em đến một nơi thương chăn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta lại nhấp một ngụm gật đầu chắc là rảnh buổi tối phong hành diệm đưa thương chăn đến trước biệt thự nhà họ lâm thương chăn dừng bước có chút khó hiểu nhà họ lâm phong hành diệm đưa mình đến đây để làm gì không đợi thương chăn hỏi phong hành diệm trực tiếp nắm tay cô đi vào đi theo anh vở kịch hay sắp bắt đầu rồi đi được nửa đường thương chăn dừng lại áp thấp giọng hỏi phong hành diệm bây giờ nhà họ lâm không còn là mối đe dọa với em nữa anh đưa em đến đây rốt cuộc muốn xem vở kịch gì phong hành diệm không trả lời trực tiếp mà hỏi cô một cách thích thú em có muốn trả thù không trước đây ở nhà họ vạn em không gặp được lâm tuyết hàm là vì vạn thanh thanh căn bản không muốn nhận bà ta bà ta chỉ có thể ở lại nhà họ lâm sống cùng những người hầu ở trên lầu nhưng hôm qua vạn thanh thanh đã tìm mọi cách liên lạc với lâm tuyết hàm hy vọng bà ta có thể cứu mình ra khỏi tù em nói xem lâm tuyết hàm sẽ làm gì nghe đến đây thương chân đột nhiên cảm thấy hứng thú trong nhà họ lâm bà ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa lâm minh sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bà ta người duy nhất có thể giúp bà ta chỉ có thể là đột nhiên một cánh cửa ở cuối hành lang phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu ra hai người chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng thở dốc truyền ra từ trong phòng khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó thương chân không thể tin được mà mở to mắt lâm tuyết hàm và lâm hàn thạch họ thực sự đang ở trong phòng phong hành diệm thì thầm vì nên chăn chăn bây giờ em muốn làm gì bất kể em muốn làm gì anh đều sẽ giúp em thương chăn chỉ do dự một lát ngay lập tức ánh mắt kiên định nói em muốn lâm tuyết hàm thân bại danh liệt không thể ở lại trong gia đình này nữa phong hành diệm nắm lấy tay thương chăn nhẹ nhàng hôn giọng nói đầy vui vẻ được mọi chuyện đều nghe em nói xong anh ta lấy điện thoại gọi cho bàng thất bàng thất dẫn tất cả người hầu ở dưới lầu lên đây bàng thất cười gian xảo đôi mắt sáng lấp lánh sau đó trực tiếp xuống dưới lầu đứng giữa hành lang kéo cổ họng hét lớn nhanh lên mọi người ơi trên lầu có trộm rất nhanh nhiều cánh cửa phòng mở ra những người hầu đều thò đầu ra xem trên lầu có trộm sao lâm tuyết hàm ở trên lầu nhanh lên đi xem khi lâm tuyết hàm nghe thấy tiếng động thì đã muộn nhiều người hầu chạy lên trực tiếp chặn hai người lại trong phòng triệu tĩnh nghe thấy tiếng động liền chạy tới không nói hai lời trực tiếp tát một cái mày lại dám quyến rũ cả anh trai mày lâm tuyết hàm run rẩy nhìn triệu tĩnh không thể thanh minh nhưng điều khiến mọi người không ngờ là lâm hàn thạch lại trực tiếp tiến lên bảo vệ lâm tuyết hàm Đối mặt với chữ Tĩnh, anh ta hét lớn, "Đủ rồi, đừng như một con đàn bà tranh chua ở đây cãi nhau ầm ĩ, bà xem bà đã dẫn tất cả người hầu đến đây, cùng với việc ngày càng nhiều người hầu chạy lên, bây giờ thực sự không thể giấu được nữa. Trời ơi, đây quả thực là tin tức chấn động thế kỷ, Lâm Tuyết Hàm thực sự lại qua lại với người anh cùng cha khác mẹ của mình, cút hết đi cho tôi." Lâm Hàn Thạch mặt mày tái mét nổi giận hét vào mặt người hầu, "Ai dám nói ra chuyện tối nay tôi sẽ khiến cả nhà các người tan cửa nát nhà!" đúng lúc này một vệ sĩ đột nhiên chạy tới không ổn rồi lão ra đột nhiên ngất xỉu gia chủ ông mau đến xem đi lâm hàn thạch vô cùng kinh ngạc cũng không thể không buông lâm tuyết hàm ra trực tiếp bước đi triệu tĩnh trừng mắt nhìn xem mày làm những chuyện tốt đẹp gì mày ở đây đợi đấy cho tao tao sẽ xử lý mày sau nói xong bà ta trực tiếp ra lệnh cho người hầu nhốt lâm tuyết hàm vào trong phòng và vội vàng rời đi lâm tuyết hàm bị mọi người bắt tại trận những người hầu như ong vỡ tổ hét lớn bà ta bất lực nằm trên bàn cả người đều ở bên bờ vực sụp đổ hận đến nghiến răng tại sao lại thành ra thế này Rõ ràng tôi là tiểu thư khuê các, là mẹ của người thừa kế nhà họ Vạn, những người này lại dám đối xử với tôi như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn thấy hai bóng người đang tiến lại gần, cả người đều căng thẳng từ từ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Thương Trân trái tim đột nhiên co lại khuôn mặt như nhìn thấy ma, Thương Trân là cô sao? Thương Trân nhướng mày chế giễu nhìn bà ta, Lâm Tuyết Hàm, đã lâu không gặp dạo này có khỏe không? Sao hai người lại ở đây? Bà ta đột nhiên phản ứng lại, tôi biết rồi chuyện vừa rồi chính là do hai người bày trò, là hai người cố tình dẫn người lên. Ánh mắt đầy oán độc của bà ta nhìn chằm chằm vào Thương Chân, Thương chăn, tại sao cô còn đến hại tôi? Cô hại tôi chưa đủ thảm sao? Lâm Tuyết Hàm vừa sợ hãi vừa mất kiểm soát hét lên, cô muốn ép chết tôi đúng không? Sao cô lại tàn nhẫn như vậy? Thương chăn nghe bà ta điên cuồng hét lên khóe môi lạnh lùng nhếch lên, tôi tàn nhẫn, bà có quên mình đã từng đối xử với tôi như thế nào không? Lâm Tuyết Hàm, bây giờ bà phải sống nhờ vào người khác, danh tiếng bị hủy hoại sống như chuột chạy qua đường, đó đều là do bà tự chuốc lấy, tôi không có, tôi không làm gì sai. Sắc mặt Lâm Tuyết Hàm đột nhiên thay đổi ôm đầu lùi lại vài bước, đều là do cô hại tôi nếu không phải cô ép tôi tôi sẽ không rời khỏi nhà họ vạn càng không bị vạn thanh thanh dùng bỏ nhìn thấy bà ta đáng thương như vậy thương chân đột nhiên lắc đầu lạnh lùng cười một tiếng chuyện đã đến nước này vẫn không biết hối cải thật nực cười nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ bên ngoài thương chân nhìn phong hành diệm người nhà họ lâm đã trở về em không muốn chào hỏi với những người đó chút nào phong hành diệm nắm tay thương chân khóe miệng hơi nhếch lên thư thái nói anh đã chuẩn bị trước từ lâu rồi nói xong anh ta kéo thương chân đi thẳng qua lâm tuyết hàm đi đến trước cửa sổ sát đất liền mở cửa sổ ở bên ngoài tiếng cánh quạt trực thăng từ xa đến gần cuốn lên một trận lá rụng thương chăn nhìn chằm chằm vào khâu chung trong mắt chứa đựng ánh sáng lấp lánh thương chăn há miệng đang ngây người đứng tại chỗ hoàn toàn kinh ngạc phong hành diệm thực sự còn sắp xếp cả trực thăng phong hành diệm nắm chặt tay thương chăn trước khi đi anh ta quay đầu cảnh cáo nhìn lâm tuyết hàm chuyện tối nay bà có nói ra ngoài cũng không sao nhưng vạn thanh thanh trong tù sợ là sẽ không được thoải mái lâm tuyết hàm tái mặt vội vàng đảm bảo tôi sẽ không nói gì cả mong hai người đừng làm hại thanh thanh của tôi bất kể lâm tuyết hàm có biểu cảm như thế nào phong hành diệm cũng dẫn thương chăn rời đi cùng với tiếng động cơ gầm rú máy bay dần dần rời đi mặt trời từ từ mọc lên trông như một quả cầu hình tròn màu đỏ thương chăn nhìn qua lớp kính vào những tia sáng vàng rực đó trong lòng thoải mái từ từ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của ánh nắng mặt trời thật đẹp đây là lần đầu tiên có người cùng em ngắm bình minh phong hành diệm dịu dàng nhìn thương chăn giọng điệu kiên định chỉ cần em đồng ý sau này mỗi ngày anh đều sẽ cùng em ngắm bình minh sáng hôm sau trong một cửa hàng thương chăn tò mò cười nói phong hành diệm sao anh lại đưa em đến đây ăn sáng đi thêm một đoạn nữa là đến trường đại học hải trung rồi phong hành diệm hơi ngượng ngùng ho một tiếng cười nói bọn họ nói các cặp đôi đại học thường cùng nhau ăn sáng ở gần trường thương chân cạn lời thật trẻ con chúng ta đâu phải là cặp đôi đại học đúng đúng chúng ta là vợ chồng phong hành diệm vui vẻ sờ chiếc nhẫn kim cương trên tay thương chân nghiêm túc nói em đã đồng ý lời cầu hôn của anh nên không được nuốt lời thương chân nhìn phong hành diệm có điều gì đó đang suy nghĩ anh ấy chắc chắn là đang lo lắng về chuyện viện nghiên cứu vì mình đã quyết định rồi đang định nói gì đó đột nhiên bị cuộc gọi của bàng thất làm gián đoạn phong hành diệm nghe điện thoại đôi mắt dịu dàng đột nhiên nhíu lại sắc mặt lập tức trở nên u ám cái gì vạn thanh thanh đã được dịch mang bảo lãnh rồi anh ta còn muốn tuyên bố vạn thanh thanh là vị hôn thê của anh ta vào ngày kia thương chân hơi nhíu mày dịch mang hắn cũng nên xuất hiện rồi núi dựa lớn nhất của vạn thanh thanh sau khi diệt vạn hằng phong hành diệm nắm tay thương chân khẽ nói nghe nói lúc ấy dịch mang cũng đang ở trong ngục lúc dịch hoành bảo lãnh hắn cũng bảo lãnh luôn cho vạn thanh thanh mặc dù nhà họ dịch và nhà họ phong có giao hảo nhưng nếu em muốn báo thù phong hành diệm thoáng lộ ra vẻ tàn nhẫn không hề che giấu anh chắc chắn sẽ đứng về phía em bởi vì tất cả mọi thứ cộng lại đều không quan trọng bằng em thương chăn xoa khuôn mặt căng thẳng của anh ta cười nói ừm ngày kia vạn thanh thanh và dịch mang đính hôn anh đi cùng em nhé nhưng hôm nay đã ra ngoài rồi thì chơi cả ngày đi phong hành diệm anh thấy thế nào được nghe em tất em muốn đi đâu thương chăn tinh nghịch chớp mắt trước tiên chúng ta phải thay một bộ quần áo Ai mà ngờ được tổng giám đốc lạnh lùng phong hành diện thực sự có thể mặc đồ đôi nhìn như chó con xuất hiện ở công viên giải trí. Hai người vừa xuất hiện ngay lập tức thu hút vô số ánh nhìn, trước thấy đồ đôi không đẹp giờ lại thấy thì ra vấn đề là người mặc. Trai xinh gái đẹp quá đẹp đôi, phong hành diệm giật giật quần áo trên người cả người không được tự nhiên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Thương Chân cũng không biểu hiện ra nữa, vì Thương Chân thích vậy thì mặc cùng cô ấy. Thương Chân cầm lấy kẹo bông gòn màu hồng, phong hành diệm vui vẻ cắn một miếng, hai người đi tàu lượn siêu tốc một cách bình tĩnh phong hành diệm sợ đến mặt mày tái mét nhưng vẫn giữ nụ cười thời gian vui vẻ trôi qua đến tối hai người giống như nhiều cặp đôi khác ngồi trên ghế dài chia sẻ cùng một cốc trà sữa những ánh sao rực rỡ tỏa sáng trên không trung làm nở rực cả bầu trời đẹp đẽ vô cùng phong hành diệm đặt cốc nước lên thương chăn nhẹ nhàng hỏi đang nghĩ gì thế cô cười tươi đáp em đang nghĩ hôm nay coi như đã hoàn thành một ước muốn ở kiếp trước của em kiếp trước em từng vô số lần mơ mộng có thể làm một cặp tình nhân bình thường với anh mặc đồ đôi đi công viên trò chơi phong hành diệm đưa tay sang khều nhẹ chân chăn, bất kể em muốn gì anh cũng sẽ cùng em biến nó thành sự thật rồi anh ta phấn khích hay là chúng ta liệt kê bảng nguyện vọng đi viết hết ước muốn của từng người ra sau đó cùng nhanh thực hiện từng cái một bất ngờ phong hành diệm áp sát thương chăn ước muốn đầu tiên của anh là hy vọng được nghe thấy chân chăn nói với anh một câu em yêu anh thương chân mặt đỏ ửng miệng khẽ nói phong hành diệm em chưa kịp thốt ra những từ cuối thì pháo hoa đột nhiên bắn lên làm bầu trời rực sáng tiếng pháo hoa đã cắt ngang dòng cảm xúc thương chân lúc này đứng dậy kéo tay phong hành diệm chúng ta cùng ngắm pháo hoa đi phong hành diệm hiểu tâm lý của cô nên nhẹ nhàng đặt tay lên vai thương chân cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này xem ra còn phải cho chăn chăn thêm thời gian rồi hai ngày sau tiệc chiêu đãi của nhà họ dịch đã đến một chiếc xe hơi sang trọng từ từ dừng lại trước cửa một ngôi nhà phong hành diệm lịch sự mở cửa xe thương chân mặc một chiếc váy dài trễ vai màu trắng sữa xương quai xanh ẩn hiện chiếc váy xẻ tà vừa phải để lộ đôi chân dài thon thả như ngọc mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng bí ẩn cao quý cạnh tranh với vẻ đẹp yếu đuối vừa đi được vài bước bị thư không cần chặn đường như thường lệ anh ta cười xấu xa vẫy tay với thương chăn thương chăn lâu rồi không gặp khuôn mặt phong hành diệm trong nháy mắt chuyển từ nắng sang mây thật hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn ta tư không cần trực tiếp phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của phong hành diệm tự nói thương chăn cơ thể của trường sinh phục hồi khá tốt khi nào cô qua khám cho nó trường sinh vẫn luôn nhớ đến cô còn nói muốn thi vào trường đại học mà cô theo học thương chăn tính toán ngày tháng suy nghĩ một chút thật sự nên khám lần cuối vậy thì thứ sáu tuần sau tôi qua trường sinh cậu ấy Thương chân còn chưa nói hết thì Phong Hành Diệm đã vòng tay qua vai cô cả người toát ra vẻ chua hoa quyền thế nói, không còn sớm nữa chúng ta nên vào thôi. Hai tình địch nhìn nhau trong nháy mắt, ánh mắt toàn là điện quang hỏa thạch mùi thuốc súng nồng nặc. Khi Phong Hành Diệm ôm Thương chân đi còn cố ý quay đầu lại đắc ý một phen. Trong một đại sảnh nguy nga trắng lệ, Phong Hành Diệm ôm eo thon của Thương chân uy nghiêm bước vào. Vừa vào hai người lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Sự kết hợp của trai xinh gái đẹp luôn khiến người ta mãn nhãn, nhưng điều khiến mọi người bàn tán nhiều hơn chính là mối quan hệ giữa họ. Phong Hành Diệm, một giọng nói vui vẻ vang lên một gia chủ hớn hở bước nhanh tới phong hành diệm đến thật là vinh dự khuôn mặt phong hành diệm không biểu lộ cảm xúc rất khách sáo đáp lại một câu bác dịch mời mà sao cháu không đến được còn thương chăn sau khi gặp kẻ thù khí chất của cơ thể đột nhiên thay đổi phong hành diệm liếc nhìn một cái nhẹ nhàng nói chỉ là tiệc đính hôn này sao không thấy hai nhân vật chính xa xa một người phụ nữ âm u bước nhanh tới khi đi qua bàn liền cầm lấy một ly rượu ngẩng đầu lên mới nhìn rõ người tới là vạn thanh thanh ánh mắt cô ta như bắn ra những tia sét cắn chặt răng như muốn giết người con khốn chết tiệt đột nhiên hét lớn một tiếng trực tiếp cầm ly rượu trong tay đập xuống tư không cần hét lớn một tiếng thương chân cẩn thận nhưng phong hành diệm phản ứng nhanh hơn anh ta đột ngột quay lại vòng tay ôm chặt thương chân vào lòng ly rượu đập mạnh vào sau gáy phong hành diệm máu chảy đầm đìa sắc mặt thương chân đột nhiên thay đổi trông rất căng thẳng không xong rồi phong hành diệm chảy máu rồi tư không cần chạy được vài mét đứng sững tại chỗ nắm chặt tay lại chậm một bước dịch mang lúc này xông tới giữ chặt vạn thanh thanh giả vờ lo lắng vạn thanh thanh sao em lại chạy đến đây em còn làm phong hành diệm bị thương vạn thanh thanh thần sắc điên cuồng ánh mắt lóe lên ngọn lửa không thể kiềm chế gào thét buông em ra em muốn giết thương chăn dịch hoành liếc nhìn dịch mang một cái mắng con đàn bà điên này sao lại ra ngoài còn không mau đưa cô ta đi quay người khuôn mặt bất lực xin lỗi phong hành diệm phong hành diệm xin lỗi con vạn thanh thanh đột nhiên phát điên sau khi mang thai chúng tôi luôn nhốt cô ta lại không ngờ cô ta lại chạy ra ngoài đối với lời nói của dịch hoành tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc vạn thanh thanh lại có thai rồi nhà họ dịch có nhầm không diệp công tử lại cưới một kẻ điên Tương chăn không màng đến lời bàn tán của người khác nhìn vết máu của Phong Hành Diệm trên sàn nhà thần sắc ngưng động, Phong Hành Diệm vẫn chưa bình phục, chảy máu ở nơi công cộng như vậy rất dễ bị lây nhiễm, Dịch Hoành vô cùng áy náy tiến lên vội vàng níu kéo, "Cậu chủ Phong, đều là lỗi của bác cả, sau này nhất định sẽ cho con một lời giải thích, trước tiên bác sẽ ngờ người băng bó cho cháu nhé." Sắc mặt Phong Hành Diệm u ám, ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ lạnh lùng nói, "Dịch Hoành, nếu tôi nhớ không nhầm, ông lấy lý do tổ chức tiệc đính hôn cho Vạn Thanh Thanh và Dịch Mang mời khắp nơi, tôi mặc kệ ông tính toán điều gì nhưng nếu tính kế với tôi thì phải trả giá đắt đúng lúc này dịch mang đột nhiên hốt hoảng chạy tới kêu lên bố không ổn rồi vừa rồi con đưa vạn thanh thanh về cô ấy dùng cốc đập phong hành diệm bị thương không cẩn thận làm xước tay một người người đó bị sốt rồi khi dịch mang hoảng sợ nói có người dính máu của phong hành diệm bị sốt dịch hoành giả vờ mắng một tiếng con nói bậy bạ gì vậy sao người đó lại đột nhiên sốt ngay lập tức lấy một dụng cụ thử nghiệm ra khỏi túi vẻ mặt nghiêm túc chắc chắn chuyện này không liên quan đến phong hành diệm có vết máu của phong hành diệm trên sàn nên tôi sẽ thử nghiệm ngay tại chỗ cho mọi người xem ông ta vừa bước tới thì bị phong hành diệm túm lấy cổ áo đá dịch hoành ông có ý gì anh ta hạ thấp giọng ánh mắt ẩn chứa dao găm ông tính kế với tôi rốt cuộc muốn gì những vệ sĩ phía sau lão ra muốn xông lên dịch hoành vẫy tay khuôn mặt già nua cười gian xảo tôi muốn cậu giao người đã giúp cậu kéo dài mạng sống ra hơn một năm nay tôi vẫn luôn theo dõi cậu nhà nghiên cứu lý văn huyện đó là do tôi thả ra tôi chắc chắn 100% cậu chính là người bị nhiễm bệnh Người bị virus ca nhiễm chắc chắn không thể sống quá một tháng nhưng cậu lại sống đến bây giờ SHAC chắn có người đang giúp cậu. Đột nhiên cơ thể căng thẳng của ông ta mềm nhũn giọng điệu thay đổi thậm chí còn có chút cầu xin bất lực. Cậu bảo người đó cũng giúp tôi đi. Tim tôi có vấn đề trước khi tìm được trái tim phù hợp có thể chết bất cứ lúc nào. Ông ta nắm chặt cánh tay phong hành diệm ánh mắt mang theo sự không cam lòng và khát vọng sống. Lỡ tôi chết rồi thì sự nghiệp to lớn mà tôi vất vả gây dựng không phải sẽ chắp tay nhường cho người khác sao? Tôi không thể để chuyện như vậy xảy ra, đột nhiên trở nên dữ tợn nôn nóng hét lớn, nói đi kẻ đó là ai phong hành diệm thần sắc chế diễu lòng bàn tay từ từ nắm chặt thành nắm đấm muốn biết không đời sau đi nói xong anh ta đấm mạnh vào mặt dịch hoành đánh ông ta ngã xuống đất lão gia dịch mang và vệ sĩ nhanh chóng vây quanh còn phong hành diệm là người đầu tiên nắm tay thương chăn thương chăn chúng ta đi đứng lại vài vệ sĩ bước tới trực tiếp chặn trước mặt hai người dịch hoành trực tiếp xoa khuôn mặt nói phong hành diệm không giao người ra đừng hòng rời đi đột nhiên cuộc tranh cãi leo thang thành cản trở bằng vũ lực thần sắc của các vị khách trở nên không vui ông dịch chúng tôi đến đây để tham dự tiệc đính hôn rốt cuộc ông định làm gì ánh mắt dịch hoành lóe lên vẻ điên cuồng ông ta không quan tâm đến người khác chỉ nhìn chằm chằm vào phong hành diệm cậu chủ phong giao người đó ra không hề gây tổn thất cho cậu sao cậu lại không chịu đồng ý với tôi chẳng lẽ mạng sống của cậu là quan trọng còn mạng của tôi thì không phải sao chúng ta có thể thương lượng lại về những điều tốt đẹp cậu muốn gì cũng được phong hành diệm nắm chặt tay thương chăn mắt lạnh hơi nheo lại ánh mắt sắc bén ông đúng là đồ điên dịch hoành thấy phong hành diệm không chịu mềm mà thích cứng lạnh lùng cười một tiếng vậy thì đừng trách bác không nể tình cũ thương chăn hơi nhíu mắt xem ra lần xét nghiệm máu này không thể tránh khỏi mặc dù nghiên cứu sắp thành công phong hành diệm có bị cách ly cũng có thể nhanh chóng ra ngoài nhưng mọi việc bọn mình đã làm trước đó sẽ bị nhận định là lừa dối nhà họ phong căn bản không thể giải thích được cô nhìn phong hành diệm với vẻ mặt phức tạp xem ra chỉ còn cách đó thương chăn tiến lên một bước chặn dịch hoành lại nói lớn xét nghiệm thì xét nghiệm nhưng vì một chuyện không đâu vào đâu mà những người các người hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi thực sự không thể chịu đựng được dịch hoành nếu phong hành diện không có vấn đề gì thì ông phải giao bệnh viện thiên lực ở ninh hạ cho tôi được không đôi mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dịch hoành lóe lên một tia tàn nhẫn chỉ cần ông đồng ý chúng tôi sẽ xét nghiệm máu ngay tuyệt đối không chỉ hoãn kiếp trước dịch hoành có thể sống sót chính là thông qua bệnh viện thiên lực tìm được một trái tim phù hợp nếu có thể giành được bệnh viện thiên lực trước một bước có lẽ có thể gián tiếp khiến dịch hoành chết dịch hoành nghiến răng không chút do dự đồng ý được giao cho cô thì giao cho cô bây giờ xét nghiệm máu đi Tương chân vòng tay qua eo Phong Hành Diệm bình tĩnh nhìn anh ta khóe miệng cong lên, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Thương chân lấy ra một ống tiêm đột nhiên tiêm thuốc vào Phong Hành Diệm. Phong Hành Diệm cảm thấy cơn đau nhói nhẹ ngay lập tức chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng. Một nhân viên lấy máu tiến lên lấy ra một miếng thủy tinh cẩn thận nhỏ máu của Phong Hành Diệm lên đó, lấy dụng cụ xét nghiệm ra nhấn công tắc trên đó. Sau khi dụng cụ phát ra vài tiếng bíp đèn chỉ thị trên đó đồng loạt hiển thị màu xanh lục. Sao có thể? Dịch Hoành hét lên một tiếng không thể tin được nhìn kết quả xét nghiệm cả người run rẩy người bị bình rượu đập chúng rõ ràng là bị sốt luôn mà thương chăn cười cười người đó có lẽ thực sự đã bị nhiễm virus ca cô nhìn dịch hoành một cách đầy ẩn ý nhưng rốt cuộc là do phong hành diệm gây ra hay là do nhà họ dịch các người gây ra thì phải hỏi ông dịch rồi nhà họ dịch các người tấn công trước ép buộc sau rốt cuộc muốn làm gì tôi thực sự không hiểu dịch hoành vốn đang còn đang trong cơn sốc nghe thương chăn nói vậy đột nhiên phản ứng lại là cô nhất định là cô đã dở trò quỷ cô vừa rồi đã làm gì thương chăn cười nhẹ ông cũng quá coi trọng tôi rồi tôi chỉ là một cô gái yếu đuối chưa đầy 20 tuổi, tôi có thể làm gì? Nhưng ông Dịch đừng quên bệnh viện Thiên Lực đã thuộc về tôi rồi, Dịch Hoành ngất xỉu ngay tại chỗ. Hội trường hỗn loạn phong hành diệm nắm tay thương chăn bước đi nhanh chóng, sau khi ra ngoài thì không thể chống đỡ được nữa khuôn mặt trắng bệch toàn bộ cơ thể nặng nề ngã xuống. Thương chăn hoảng hốt, sao phong hành diệm lại ngất, chẳng lẽ huyết thanh tiêm vào người anh ấy có vấn đề? Phong hành diệm bị hôn mê lâu nhanh chóng trở về phòng thí nghiệm. Khi viện trưởng nghe nói thương chăn đã tiêm cho phong hành diệm loại huyết thanh số 3 thì vô cùng kinh ngạc, loại huyết thanh đó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoàn toàn chưa được kiểm nghiệm thương chân hơi mệt mỏi xoa xoa giữa mày tôi biết nhưng tình hình lúc đó rất đặc biệt tóm lại ông hãy kiểm tra xem bây giờ phong hành diệm rốt cuộc bị làm sao dù sao thì xét nghiệm máu cũng đã cho kết quả bình thường lẽ ra không nên như vậy nghiên cứu huyết thanh chống virus k đã đến bước cuối cùng thương chân tin rằng phán đoán của mình sẽ không sai phong hành diệm nhất định sẽ sớm khỏe lại sau khi kiểm tra xong viện trưởng nhìn vào dữ liệu trên báo cáo chán hơi giãn ra qua kiểm tra ban đầu các chức năng cơ thể của phong hành diệm đều bình thường việc ngất xỉu có lẽ là tác dụng phụ của huyết thanh có thể cần phải điều chỉnh một chút về liều lượng nói đến đây ông ta đột nhiên nhận ra điều gì đó ánh mắt có chút vui mừng nói cách khác nghiên cứu huyết thanh giải độc của chúng ta đã thành công rồi nhưng vì lý do an toàn tốt nhất là cô nên để một tháng sau hẳn tiêm tiếp thương chân nắm chặt tay phong hành diệm không giấu hơi thở phào nhẹ nhõm bây giờ phải tăng tốc tiến độ thí nghiệm tiếp theo lấy dữ liệu lâm sàng của phong hành diệm làm tham khảo cố gắng hoàn thành toàn bộ nghiên cứu trong vòng một tháng nhìn phong hành diệm đang nằm trên giường bệnh khóe miệng cô hơi cong lên kể cả virus ca cũng chẳng qua cũng chỉ như vậy một tuần sau bàng thất chở thương chăn trên đường đến khám lại cho tư không trường sinh đột nhiên bị tấn công hai người nhảy khỏi xe rồi vội vàng chạy vào sâu trong rừng tạ kỳ nhận được điện thoại nhanh chóng xông vào phòng họp nói cho phong hành diệm biết chuyện thương chăn bị phục kích sắc mặt phong hành diệm thay đổi nhanh chóng dẫn người đi tới đó trong rừng liên tục vang lên tiếng súng thương chăn và bàng thất không ngừng né tránh những kẻ truy đuổi phía sau những người này ra tay tàn nhẫn có vẻ như muốn triệt để trừ khử thương chăn bàng thất đưa vũ khí duy nhất trong tay cho thương chăn nói nhanh cô chủ Bọn chúng quá đông chỉ riêng hai chúng ta không thể thoát ra được, tôi sẽ chặn chúng lại cô mau chạy đi đừng ngoảnh đầu lại. Thương Chân không chút do dự nhận lấy, "Được, anh tự cẩn thận." Sau đó không ngoảnh đầu lại chạy về phía bên kia. Thương Chân biết rằng mục tiêu của những kẻ tấn công là mình, tách bằng thất ra có lẽ có thể đánh lạc hướng chúng sau đó tìm cơ hội từng bước đánh bại kẻ cầm đầu. Hai người tách ra quả nhiên đám người kia cũng chia thành hai nhóm truy đuổi. Thương Chân chạy được một đoạn thể lực ngày càng kém do ảnh hưởng của virus ca mắt bắt đầu mờ đi thở cũng khó khăn. Cô cố gắng lắc đầu buộc mình phải tỉnh táo mình nhất định phải kiên trì không thể để những kẻ tấn công mình toại nguyện rất nhanh hai người đàn ông đuổi tới người đàn ông gầy gò ngồi xổm xuống đất quan sát dấu chân mà thương chăn để lại đại ca thương chăn hẳn là ở ngay phía trước người đàn ông có vết sẹo trên mặt ánh mắt hung dữ lạnh lùng hừ một tiếng nghe nói người nhà họ phong đã đến rồi chúng ta nhất định phải tìm thấy cô ta trước khi nhà họ phong đến vừa mới tiến lên phía trước chân anh ta đột nhiên vấp phải thứ gì đó chưa kịp để người đàn ông có vết sẹo phản ứng thì thấy hai cây kim bạc đột ngột bắn về phía mặt anh ta một tiếng kêu thảm thiết người đàn ông có vết sẹo đau đớn che mắt lại máu đỏ tươi chảy xuống từ mắt trái của người đàn ông cả người run rẩy răng nghiến chặt rõ ràng là đau đớn tột cùng khốn nạn thương chân tao sẽ giết mày tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng lúc này phong hành diện cũng dẫn người đến sau khi anh ta ra lệnh xong thì tạ kỳ ôm bàng thất bị thương bất tỉnh đi tới cậu chủ tôi tìm thấy bàng thất ở lưng chừng núi may mà viên đạn không trúng vào chỗ hiểm tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng tôi không tìm thấy tung tích của cô chủ phong hành diệm nhíu mày ra lệnh cho tà kỳ nhanh chóng đưa bằng thất đến bệnh viện gọi viện trưởng qua đó chữa trị cho cậu ta nói xong anh ta quay người đi vào sâu trong rừng thương chân đi thẳng lên đỉnh núi mắt mờ khiến bước chân cô bắt đầu loạn choạng lúc này cô đã không nhìn rõ gì nữa trước mắt chỉ toàn một màu trắng xóa mờ mịt một trận gió lớn thổi qua khiến cô dừng bước nghe thấy tiếng đá vụn rơi xuống thương chân cảm thấy nguy hiểm nhưng vào lúc này một hơi thở nguy hiểm lạnh lẽo hơn nữa lại đến gần cô cuối cùng cũng tìm được cô rồi một giọng nói hung dữ vang lên thương chăn cô chạy đi cô chạy nữa đi Thương Chân cố gắng quay đầu lại nhưng chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng cao lớn mơ hồ. Người đàn ông có vết sẹo thấy phía sau Thương Chân là vách đá không còn đường lui nữa ngay lập tức cảm thấy dễ chịu có vẻ như mắt cũng không đau lắm. Anh ta cười gian xảo từng bước tiến tới con mắt còn lại lóe lên ánh sáng hung dữ, "Thương Chân, chết đi." Ngay khi chuẩn bị bóp cò thì nghe thấy bộ đàm bên hông người đàn ông có vết sẹo phát ra tiếng ngăn cản gấp gáp, nội dung giao dịch đã thay đổi, tiền thù lao tăng gấp đôi, giọng nói của Dịch Hoành truyền ra từ bộ đàm mang theo vài phần đe dọa, "Cậu không được làm hại Thương Chân." phải đưa cô ta về cho tôi một cách nguyên vẹn, nếu không thì các người đừng hòng nhận được một xu nào. Nghe thấy chưa, người đàn ông có vết sẹo khinh thường nhổ một tiếng, dịch hoành muốn tôi đưa người về cho ông còn phải nguyên vẹn, mơ đi. Anh ta trợn mắt đỏ ngầu gào thét giận dữ, cô ta dám làm hỏng mắt tôi, tôi muốn ông ta chết, nói xong, trực tiếp đập vỡ bộ đàm. Bên kia, dịch hoành nắm chặt bộ đàm giọng điệu vội vàng, không được làm hại thương chăn, tôi còn cần cô ta kéo dài mạng sống cho tôi. Nghe thấy tín hiệu bị ngắt sắc mặt ông ta lại trắng thêm một phần, hối hận không kịp không ngờ thương chăn lại là người kéo dài mạng sống cho phong hành diệm bây giờ mới nhận được tin tức thật là sai lầm thương chăn nhân lúc người đàn ông có vết sẹo đang nói chuyện bắn một phát về phía bóng đen mơ hồ nhưng chỉ trúng vào cánh tay của anh ta vì đau đớn người đàn ông có vết sẹo biểu cảm vặn vẹo hoàn toàn mất đi lý trí thương chăn ta muốn mày chết không toàn thay anh ta rút ra một con dao găm trực tiếp đâm về phía thương chăn khi mũi dao sắp đâm trúng thương chăn hoảng loạn lùi về phía sau ngay giây tiếp theo sườn dốc dưới chân không chịu nổi sức nặng của hai người trực tiếp nứt ra thương chăn giật mình chân dưới hững đi người cũng rơi xuống giữa vách đá dựng đứng thương chăn và người đàn ông có vết sẹo treo lơ lửng trên đó khi thương chăn tỉnh lại chỉ cảm thấy cổ tay bị gãy toàn thân đau nhức ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc không ngờ rơi xuống vách đá mà mình vẫn sống sót thị lực cũng đã hồi phục bình thường nhìn lại người đàn ông có vết sẹo phía dưới đầu anh ta toàn là máu thương chăn đưa tay thăm dò mũi anh ta lúc này thương chăn mới nhận ra chính người đàn ông này đã trở thành tấm đệm lưng cho cô mới khiến cô thoát chết lúc này trên người người đàn ông đột nhiên vang lên tiếng phát thanh chào mừng bạn đến với chương trình lắng nghe cuộc sống mới thương chan giật mình cho đến khi cô lấy ra từ người đàn ông một chiếc điện thoại cũ ánh mắt bùng lên vẻ kinh ngạc may quá điện thoại của anh ta không bị hỏng thậm chí còn có tín hiệu thật sự là trời không tuyệt đường người nhưng một phút sau thực tế một lần nữa dáng cho cô một đòn nặng nề chiếc điện thoại này thực sự không thể gọi điện cũng không thể nhắn tin thương chan sắp phát điên rồi tên này sao lại để một chiếc điện thoại như vậy bên người chứ nhưng đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó vừa rồi có vẻ như đã nghe thấy tiếng chương trình phát thanh có vẻ như điện thoại không hoàn toàn mất chức năng có lẽ có thể thử xem sau một hồi do dự cô rất cẩn thận nhập một câu vào kênh rồi gửi đi trong khu rừng rậm rạp một nhóm người vẫn đang tìm kiếm trên diện rộng phong hành diệm vô cùng lo lắng khốn kiếp đã tìm khắp trên dưới núi rồi sao vẫn không thấy thương chăn đột nhiên một vệ sĩ chạy tới kinh ngạc hét lên cậu chủ anh mau xem cái này đi có tin tức của cô chủ rồi phong hành diệm mừng rỡ gần như giật lấy điện thoại trong tay anh ta người dẫn chương trình tên bạch trạch trong phòng phát thanh tắt tiếng phát bên ngoài khuôn mặt kinh ngạc cái gì vừa rồi gửi tin nhắn là thương chăn thật sự là vị hôn thê của cậu chủ phong tập đoàn phong thị giám đốc đài phát thanh gật đầu biểu cảm nghiêm túc tóm lại bây giờ hãy nhường kênh cho phong hành diện trước hỗ trợ anh ta cứu vị hôn thê bạch trạch đáp vâng tôi biết phải làm gì rồi trên vách đá giữa lưng chừng núi rộng chưa đầy 6 mét vuông thương chăn áp sát vào vách đá phía sau cả người căng thẳng không dám thở gió lạnh mạnh mẽ trên núi khiến cô run rẩy khắp người trong lúc nhất thời lại có cảm giác như bị dồn vào đường cùng bây giờ chúng tôi phát một bản tin mới chiếc điện thoại mà thương chăn đang nắm chặt đột nhiên vang lên khiến mắt cô sáng lên chúng ta có một người bạn vị hôn thê của anh ấy bị mắc kẹt trên núi tiếp theo chúng tôi sẽ dành thời gian cho họ không còn kết nối với những người khác nữa mong mọi người thông cảm cuộc gọi nhanh chóng được kết nối một giọng nam vô cùng vội vàng và quen thuộc vang lên thương chăn em có nghe thấy anh nói không là phong hành diệm phong hành diệm anh ấy đến tìm mình rồi thương chăn đè nén trái tim đang đập loạn ánh mắt vui mừng dùng sức gõ hai chữ trên điện thoại em đây lúc này mắt phong hành diệm đỏ hoe có vẻ như vui mừng đến phát khóc Thương Trăn, em có nhớ mình rơi xuống từ vị trí nào không? Trên điện thoại lại truyền đến tin nhắn, chỉ biết là một vách đá, một tảng đá nhô ra ở giữa sườn núi nhưng tảng đá đã bị nới lỏng sắp rơi xuống rồi. Phong Hành Diệm nhìn thấy những chữ cô gõ trong lòng căng thẳng, đừng sợ, anh sẽ đến cứu em ngay, tin anh, anh nhất định sẽ nhanh chóng tìm thấy em. Thương Trăn nắm chặt điện thoại áp vào ngực giống như nắm được sợi rơm cứu mạng. Tin tức Thương Trăn mất tích đã lan truyền khắp thành phố Hải Trung, chương trình của đài truyền hình cũng lọt top một tìm kiếm, sau khi Tư không cần biết tin Thương Trăn gặp nạn cũng đến núi tìm kiếm khi biết tin tức từ đài phát thanh anh ta lập tức chạy tới anh ta có chút lo lắng không biết bây giờ phải làm thế nào được rồi mặc dù thương chân đang ở gần đó nhưng khe núi ở đây cực kỳ hẹp trực thăng không thể hạ cánh được làm sao để xác định vị trí của cô ấy dùng cách thô sơ nhất phong hành diệm lên tiếng giọng điệu kiên định đã mang theo máy giỏ sóng âm chưa chúng ta đến chân núi sau đó dùng nguyên lý phản xạ sóng âm để định vị thương chân nghe cuộc trò chuyện của hai người bất giác cảm thấy an tâm hơn không ít có người đang cố gắng cứu mình mình chỉ cần đợi thêm một chút nữa là được nhưng lúc này tảng đá dưới chân đột nhiên nứt dần những viên đá nhỏ lại một lần nữa lăn xuống cô ngồi trên tảng đá khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch đầy mồ hôi cuối cùng tảng đá cũng không chịu nổi nữa sao thương chân thở dài nắm lấy khẩu súng bên cạnh ánh mắt kiên định đưa ra một quyết định thời gian không còn nhiều nữa để họ nhanh chóng tìm thấy mình hơn có lẽ chỉ có thể làm như vậy khi hai người đang đi về phía vách đá tư không cần đột nhiên giật mình phong hành diệm thương chân nói có một cách có thể giúp anh nhanh chóng tìm thấy cô ấy anh ta dừng lại một chút nói một cách căng thẳng thương chân muốn nổ súng phong hành diệm vô thức thốt ra giọng khàn đặc và căng thẳng thương chân không được nổ súng nổ súng sẽ khiến tảng đá nhanh nứt hơn nữa sắc mặt tư không cần nghiêm trọng anh ta khuyên nhủ tảng đá dưới chân cô ấy đã nứt rồi chi bằng đánh cược một phen thương chân đưa ra quyết định này cũng là tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm thấy cô ấy trong thời gian ngắn nhất phong hành diệm do dự một chút và đồng ý với cách làm của thương chân anh ta quay người nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ điều chỉnh máy dò sóng âm sang trạng thái tiếp nhận khóa chặt vị trí nổ súng một tiếng súng vang vọng khắp khe núi giống như một tín hiệu khiến mọi người đều hành động đã đo được rồi. Ở phía đông nam cách 70m, cách mặt đất 1.700m, đi trực thăng từ trên xuống cứu người là nhanh nhất. Phong hành diệm ngồi trực thăng bay đến vị trí cao nhất, đeo dù thắt dây an toàn đứng ở cửa khoang máy bay tập trung nhìn vào vị trí của thương chăn. Phi công bên cạnh vội vàng dặn dò phong hành diệm với giọng to nhất, cậu chủ, chiều dài của dây thừng đã được đo rồi chỉ cần trượt đến hết dây thừng anh sẽ nhìn thấy cô chủ. Nhớ là động tác phải vững vàng nếu không thì gió mạnh có thể sẽ khiến trực thăng bị lệch hướng. Phong hành diệm không hề sợ hãi anh ta nghiêm mặt nói một câu, thương chăn đừng sợ anh xuống ngay đây trong tiếng gió rít gào thương chăn toàn thân cứng đờ cô áp lưng vào vách đá cực kỳ cẩn thận di chuyển từng chút một nhưng khi cô vừa cử động vô số viên đá nhỏ dưới chân núi cũng bắt đầu rơi xuống không ngừng tiếng rung động của đá rơi xuống thương chăn nghe thấy lời phong hành diệm nói trong lúc đó độ dốc vẫn đang không ngừng nghiêng cô đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng tảng đá sắp rơi xuống cho dù phong hành diệm ở ngay trên đầu mình bây giờ anh ấy xuống chắc cũng không kịp nữa rồi thương chăn mơ màng thì cô nghe thấy giọng nói của phong hành diệm ngẩng đầu lên nhìn với vẻ kinh ngạc phong hành diệm thực sự đến cứu mình rồi phong hành diệm giơ tay ra gọi to thương chăn nhanh nhảy về phía anh ngay khi anh ta vừa dứt lời thương chăn đột ngột nhảy lên cố gắng nắm lấy bàn tay to lớn của anh ta khi thương chăn nhảy lên thì tảng đá dưới chân cô cũng đột nhiên sụp đổ mang theo xác của người đàn ông có vết sẹo lan xuống cuối cùng phong hành diệm cũng nắm chặt tay thương chăn nhưng đột nhiên trực thăng bị sức nặng của hai người kéo cho đảo trên không trung rung lắc dữ dội cuối cùng vẽ một vòng cung lớn trên không trung phi công đã cố gắng hết sức để giữ thăng bằng nhưng lúc này bất kỳ sự chệch hướng nhỏ nào của máy bay đều có thể khiến hai người ở đầu dây thừng bị đập vào vách đá trong gió mạnh phi công chỉ có thể cố gắng nâng máy bay lên cao hai người treo lơ lửng trên dây thừng lắc lư giữa vách đá dựng đứng thương chân cảm thấy cánh tay mình như muốn gãy rời phong hành diệm chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách nếu không máy bay mất kiểm soát chúng ta sẽ chết hết phong hành diệm nhìn thương chân một cách chăm chú hỏi thương chân em có tin anh không có dám cùng anh đánh cược lần nữa không thương chân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt phong hành diệm trang trọng nói em đương nhiên tin anh anh định làm gì ngay dây tiếp theo phong hành diệm tháo dây an toàn trong khoảnh khắc dây thường rời khỏi tay phong hành diệm hai tay anh ta nắm chặt tay thương chăn kéo mạnh vào trong lòng trong lúc rơi xuống nhanh chóng đưa thương chăn vào lòng khoảnh khắc đó hai người dường như quên mất cả việc hít thở ôm chặt lấy nhau vừa mới kéo dây dù thì dù lập tức bị gió thổi căng phồng mang theo hai người từ từ hạ xuống cuối cùng hạ cánh an toàn phong hành diệm vui mừng ôm lấy thương chăn thương chăn chúng ta đã xuống đất rồi kết quả là thời khắc kinh hoàng như vậy thương chăn lại ngủ thiếp đi như thế này tư không cần và những người khác chạy đến vừa định nói gì đó thì thấy phong hành diệm đang chiều mến nhìn người trong lòng khiến tư không cần thất vọng anh ta nhắm mắt lại trong lòng cười khổ một tiếng thương chăn xem ra em căn bản không cần con đường lui như anh nữa rồi lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên là nhà đài muốn biết tình hình sao rồi nhưng phong hành diệm ngắt máy bỏ mặc tất cả cửa nhà họ phong đóng chặt phong hành diệm còn chưa tìm dịch hoành tính sổ thì dịch hoành đã tự mình đến trước cửa mấy ngày không gặp dịch hoành trông già đi không ít phong hành diệm không vui nhìn dịch hoành lạnh lùng nói dịch hoành tôi còn chưa tìm ông ông đã tự tìm đến cửa rồi dịch hoành run rẩy lấy ra một tấm kim bài có khắc chữ phong dơ ra trước mặt phong hành diệm phong hành diệm đây là thứ mà ông nội của cậu đã đưa cho tôi năm xưa lần chiến đấu cuối cùng tôi đã cứu mạng ông ấy khi ông ấy đưa thứ này cho tôi ông ấy đã nói bất kể khi nào tôi cũng có thể dùng thứ này để đổi lấy một sự giúp đỡ của gia chủ nhà họ phong vậy thì sao phong hành diệm sắc mặt tối sầm lại giọng điệu lại lạnh hơn bây giờ ông muốn dùng thứ này để uy hiếp tôi đổi lấy việc tôi giao thương chăn cho ông để kéo dài mạng sống cho ông sao dịch hoành đột nhiên quỳ xuống cúi đầu xuống tỏ vẻ hối hận chuyện đã đến nước này trời không muốn tôi sống tôi nhận ra khoảng thời gian này tôi đã u mê đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn tôi nguyện ý chịu trách nhiệm hôm nay lấy thứ này ra chỉ muốn cầu xin anh tha cho các con tôi người con trai cũng không đành lòng cũng quỳ xuống cậu chủ phong cậu rộng lòng tha thứ cho bố tôi một lần đi bố tôi chỉ không muốn chết mới bất đắc dĩ làm vậy ông ấy không muốn làm hại tiểu thư thương chỉ muốn dọa cô ấy một chút ép anh giao người kéo dài mạng sống ra hai người các người còn mặt mũi nào Phong Hành Diệm đột nhiên quát lớn một tiếng giọng điệu lạnh lùng khiến hai người cùng run lên. Anh ta chống cằm, cười lạnh một tiếng, uy hiếp tôi, làm hại người của tôi, sau đó còn muốn dùng tình cảm của thế hệ trước để cầu xin tôi tha thứ. Chuyện này, Phong Hành Diệm tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Sự chế giễu của Phong Hành Diệm khiến Dịch Hoành tức giận đến mức mất hết lý trí, ông ta nghiến răng nghiến lợi lật mặt. Phong Hành Diệm, tôi đã hạ mình cầu xin cậu như vậy, cậu lại không biết điều cậu sẽ hối hận cậu nhất định sẽ hối hận dịch hoành mặt mày tái mét được con trai dìu dậy phẫn nộ bỏ đi sau khi dịch hoành rời đi thương chăn cũng tỉnh lại phong hành diệm đích thân xuống bếp nấu cháo cho thương chăn ngay khi hai người định làm gì đó thì thương bách tề đột nhiên đẩy cửa bước vào thương chăn ba nghe nói con bị thương rồi con thế nào rồi thấy có nhiều người quan tâm đến mình như vậy thương chăn cảm thấy lòng ấm áp đột nhiên cảm thấy kiếp này thật hạnh phúc cảnh tượng trước mắt này là điều mà kiếp trước cô không dám nghĩ tới thương bách tề ngồi xuống đột nhiên cúi đầu thương chăn thật ra lần này ba đến đây còn có một chuyện muốn nói với con phong hành diệm biết điều bưng bát cháo tìm một cái cớ đi ra ngoài thương bách tề có chút sợ hãi nhìn thương chân một cái nhưng vẫn nói lắp bắp à thì vài ngày trước ba vô tình lái xe đâm phải người khác thương chân nheo mắt nhìn ông ta là lâm tuyết hàm thương bách tề tiếp tục cắn răng nói lúc đó cô ta bị thương nên ba đưa cô ta đến bệnh viện nhưng nhà họ lâm đã từ mặt cô ta không muốn quan tâm đến chuyện của cô ta nhưng cô ta nói chỉ cần ba kêu mang thì cô ta nguyện ý làm trâu làm ngựa thương chân xoa xoa thái dương bất lực thở dài ba đâm vào lâm tuyết hàm chắc chắn là lâm tuyết hàm đã sắp đặt Nghĩ đến đây cô cũng muốn xem thử thủ đoạn của bà ta là gì và cũng không làm khó người cha mềm lòng này nữa trực tiếp đồng ý, chờ tay con khỏi hẳn con sẽ về nhà ở vài ngày. Thương chăn muốn xem Lâm Tuyết Hàm lại muốn làm trò gì. Khi Phong Hành Diệm nghe nói Thương chăn muốn về nhà họ thương ở tạm thì lập tức không vui. Anh ta không hài lòng nhìn Thương Bách Tề một cái trong lòng thầm mắng. Thương Bách Tề hiếm khi đến đây mà đến thì lại để dành người với mình. Phong Hành Diệm nhanh chóng chạy tới nắm chặt tay Thương chăn mang theo chút giọng điệu nũng nịu. Thương chăn ở đây không tốt sao? Về đó làm gì? Liên tục nháy mắt. Đừng rời xa anh thương chân bất lực cười một tiếng cúi xuống bên tai anh ta nhẹ giọng nói lâm tuyết hàm đến nhà em làm trâu làm ngựa rồi trước đây bà ta bắt nạt em như vậy bây giờ có cơ hội rồi em đương nhiên phải trả lại gấp đôi phong hành diệm do dự một chút chỉ có thể đồng ý anh ta giơ một ngón tay lên nhỉ khuôn mặt thương chân anh chỉ cho em một tuần chơi đủ rồi thì về nhé được không thương chân vui vẻ véo má anh ta được rồi em biết rồi hai người nhìn nhau tình cảm gần như không để ý đến xung quanh thương bách tề ngạc nhiên trời ạ à, đây có phải là phong hành diệm mà ông ta biết không vài ngày sau thương chăn về nhà họ thương trực tiếp bắt chéo chân ngồi xuống ghế sofa lâm tuyết hàm lập tức bưng một tách hồng trà đặt lên bàn khuôn mặt cung kính mỉm cười đại tiểu thư mời dùng trà trên khuôn mặt của lâm tuyết hàm không còn nhìn thấy chút chuông hoa nào như trước nữa thương chăn chỉ liếc nhìn một cái nhưng không nhận dùng ánh mắt nửa đùa nửa thật nhìn bà ta ít nhất bà cũng đã làm mẹ kế của tôi mười mấy năm rồi chẳng lẽ không biết tôi không thích hồng trà sao lâm tuyết hàm sừng sốt rụt rè đáp tôi không biết cô thích uống gì không biết thì không đi học hỏi sao Thương Chân quát một tiếng ngồi trên ghế sofa giọng điệu kiêu ngạo và hống hách, hay là bà đang chờ tôi, chủ nhân của bà dạy bà cách làm người hầu sao? Khuôn mặt Lâm Tuyết Hàm khó chịu thấy rõ, trong lòng thầm mắng, đáng ghét, Thương Chân lần này trở về đúng là đến để gây sự. Lúc này Thương Bách Tề đi tới rất khách sáo nói, "Thương chăn, người hầu đã chuyển hành lý của con vào phòng rồi, còn gì cần bổ sung nữa cứ nói với bà." Lâm Tuyết Hàm nhìn thấy Thương Bách Tề bục một tiếng quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, "Thương Chân, trước đây là lỗi của tôi, là tôi ngu ngốc, tôi thực sự quyết tâm hối cải làm lại cuộc đời." xin cô cho tôi một cơ hội để tôi ở lại nhà họ thương làm người hầu trục tội thương chăn nhẹ nhàng liếc lâm tuyết hàm một cái nói một cách lạnh lùng lâm tuyết hàm tôi chỉ bảo bà rót cho tôi một tách trà bà ở đây khóc lóc om sòm làm gì một người hầu có tính khí như vậy tôi không dùng được lâm tuyết hàm đã nắm chặt tay đè nén cơn giận trong lòng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu nói không có không có tôi đi ngay đây thương bách tế bất đắc dĩ thở dài khuyên nhủ thương chăn ba biết con sợ cô ta có ý đồ xấu cũng hiểu con là vì muốn tốt cho ba nhưng ba chỉ kêu mang cô ta một thời gian ba và cô ta đã không còn gì với nhau nữa chỉ thấy cô ta đáng thương dù sao thì cũng là vợ chồng mười mấy năm có chút không đành lòng thương chân không nói gì chỉ nhìn bóng lưng lâm tuyết hàm một cách lạnh lùng cười thầm trong lòng ba vẫn không hiểu lâm tuyết hàm bây giờ cô ta tai tiếng đầy mình ở hải trung nhưng vẫn có thể thản nhiên mưu tính cho bản thân một người phụ nữ như vậy thương bách tề mãi mãi không phải là đối thủ rất nhanh lâm tuyết hàm lại bưng một cốc trà tới không đưa trực tiếp cho cô mà quỳ xuống ghế hai tay dâng cốc trà lên đôi mắt đẫm lệ cực kỳ đáng thương lần trước là thái độ của tôi có vấn đề xin cô hãy tha thứ cho tôi lần này đi cốc trà hoa quả ngâm này coi như là lễ vật tạ lỗi của tôi bà ta nắm chặt cốc trà nghĩ thầm trong trà có thêm rất nhiều mướp đắng với giấm thương chăn uống vào chắc chắn sẽ nổi giận đến lúc đó thương bách tề thấy thương chăn không biết điều như vậy nhất định sẽ đứng về phía mình trà hoa quả ngâm sao thương chăn cười một tiếng không rõ ý giơ tay nhận lấy cốc trà đưa lên miệng ngửi một cái khóe miệng càng cong lên hay là thế này đi lâm tuyết hàm chỉ cần bà uống hết cốc trà này tôi sẽ tha thứ cho bà thế nào lâm tuyết hàm sắc mặt cứng đờ thương chăn nhướng mày ý cười không chạm đến đáy mắt sao vậy muốn tôi tha thứ mà ngay cả một cốc trà cũng không muốn uống sao lâm tuyết hàm nghiến răng nhận lấy cốc trà định uống cạn một hơi nhưng vừa uống một ngụm ngay lập tức quay người nhịn không được mà nôn ọe che miệng chật vật bò dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh dì lâm sau này đừng làm mấy thứ kỳ lạ như thế nữa trong nhà vệ sinh lâm tuyết hàm chật vật ngồi dưới đất ngực phập phồng dữ dội cắn răng nghiến lợi thậm chí muốn lang chỉ thương chăn nhưng ý nghĩ điên cuồng này chỉ thoáng qua một cái đã được bà ta dằn xuống dù sao thương chân cũng chỉ ở lại một tuần cố nhịn thêm chút nữa là được bây giờ mình vẫn chưa có cách nào gặp được vạn thanh thanh chỉ có thể ra tay với thương bách tề thôi ngày hôm sau thương chăn tranh thủ đến nhà tư không cần để khám bệnh lần cuối cho tư không trường sinh khi tư không trường sinh nghe thương chăn nói sau này không cần khám lại nữa ánh mắt đầy vẻ thất vọng cậu ta không muốn sẽ không bao giờ được gặp thương chăn nữa càng không muốn mất đi mối liên kết duy nhất với thương chăn trước khi thương chăn đi cậu ta lấy hết dũng khí yêu cầu chị thương chăn em có thể vẽ chân dung cho chị lần cuối không thương chăn cười đến híp cả mắt đương nhiên là được rồi đứa bé ngốc vài phút sau tư không trường sinh đột nhiên hỏi thương chăn chị thực sự thích phong hành diệm sao thương chăn sửng sốt nhưng không trả lời tư không trường sinh vừa vẽ vừa liếc nhìn biểu cảm của anh cô rồi tiếp tục nói chị có muốn tìm một người đơn giản hơn yêu đương đơn giản sống cuộc sống đơn giản không thương chăn cúi mắt lẩm bẩm một tiếng thực sự có cuộc sống như vậy sao nghe có vẻ rất đáng mong đợi đương nhiên là có tư không trường sinh vui mừng trả lời ngay chỉ cần chị muốn đột nhiên đứng dậy nhìn thương chăn rất nghiêm túc nói nếu chị không thích phong hành diệm nữa thì có thể cân nhắc đến tình yêu chị em không khoảnh khắc đó nụ cười trên mặt thương chăn cứng đờ giọng nói trong trẻo của tư không trường sinh một lần nữa vang lên một cách kiên định em cảm thấy so với cuộc sống hiện tại có vẻ như chị thích sự đơn giản và tự do hơn mà em thích chị thứ tình cảm này rất đơn giản thương chăn ngẩng đầu nhìn nụ cười ngây thơ của cậu ta trong đầu vẫn còn choáng váng tư không trường sinh ngượng ngùng gãi đầu cười nhẹ chị không cần trả lời càng không cần cảm thấy gánh nặng em chỉ muốn nói cho chị biết tâm trạng của mình dù thế nào đi nữa em sẽ luôn ở bên chị bởi vì chúng ta là bạn mà tư không trường sinh cười trong đôi mắt sáng người vô tình thoáng qua một tia cay đắng khóe miệng thương chăn hơi cong lên mỉm cười dịu dàng trường sinh cảm ơn em nhưng đời này có lẽ mình thực sự bị trói buộc với phong hành diệm rồi trải qua thất vọng đau khổ rằng xé cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn là người ấy cho đến tận hôm nay mình mới phát hiện ra việc thích anh ấy chưa bao giờ thay đổi buổi tối vừa trở về nhà họ thương thì cô nhận được cuộc gọi từ phong hành diệm sau khi kết nối không đợi thương chăn lên tiếng thì nghe thấy giọng nói có chút vội vàng của phong hành diệm thương chăn em đang ở nhà sao đừng đi đâu cả bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đừng ra ngoài anh sẽ nhanh chóng cử người đến bảo vệ em thương chăn không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng chuyện gì xảy ra vậy phong hành diệm ngồi trong xe giọng điệu nghiêm trọng khiến người ta căng thẳng chính phủ nước lờ hôm nay đã chính thức ký kết hiệp định giải phóng hòa bình nhưng kẻ chủ mưu phát động cuộc đấu tranh này chính là chú của uric azusa chira ông ta thấy tình hình không ổn đã bỏ chạy từ lâu 13 quốc gia liên hợp truy nã đều không tìm thấy ông ta nhưng vừa rồi người của anh báo cáo đã phát hiện ra tung tích của chira ở trong nước cho nên em đừng đi đâu hết bảng thất đã dẫn người đến bảo vệ em rồi 10 phút nữa sẽ đến. Thương Chan giật mình lúc này sao anh còn phái người đến bên này. Nếu thực sự là Chira thì mục tiêu của ông ta chắc chắn là anh. Anh làm như vậy quá nguy hiểm rồi, em rất an toàn đừng lo lắng. Phong hành diệm nhẹ nhõm hơn một chút, bên thương bách tề, anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Em nhất định phải nghe lời anh ngoan ngoãn ở nhà biết chưa. Lúc này tà kỳ báo cáo đã phát hiện ra vị trí của Chira. Phong hành diệm nói câu cuối cùng, chăn chăn, đợi anh về rồi cúp điện thoại nhưng lúc này điện thoại của thương chân lại gieo là một số lạ gửi đến một đoạn video cô tò mò mở ra thì thấy tư không trường sinh bị trói quỳ trên mặt đất một người đàn ông thu kịch da ngăm đen đang vuốt tóc tư không trường sinh khuôn mặt hưởng thụ kêu thảm thiết hơn chút nữa nếu cậu không kêu thì đừng trách tôi không khách sáo người đàn ông thu kịch dùng tay đen xì vuốt cầm tư không trường sinh cười dâm đãng cơ thể xinh đẹp của cậu không chơi đùa thêm một chút thì thật đáng tiếc ánh mắt hoảng sợ nhưng kiên cường của tư không trường sinh lóe lên trong khung hình nghiến răng nói ông giết tôi đi cảnh tượng sắc bén này khiến đồng tử thương chân co lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tên đàn ông kia cười dâm đãng nói với ông kính người phụ nữ của phong hành diệp thương chân đúng không tôi ra lệnh cho cô trong vòng nửa giờ đến cảng liên ngư nếu không tôi sẽ chơi chết cậu ta nói xong màn hình lóe lên màu đen thương chân ngồi trên giường bàn tay cầm điện thoại run rẩy bọn chúng sao dám trong đôi mắt u ám sắc khí cuồn cuộn thật muốn vặn gãy cổ tên đó tư không trường sinh ngây thơ và lương thiện như vậy mà bọn chúng lại đối xử với cậu ấy như vậy lúc này tư không cần đột ngột đẩy cửa phòng xông vào Thương Chân kể lại mọi chuyện cho Tư Không Cần nghe và cả hai cùng lên kế hoạch giải cứu Tư Không Trường Sinh. Rất nhanh, Bàng Thất đã đón Thương Chân, Thương chăn lạnh lùng liếc anh ta một cái nghiêm túc hỏi, "Bàng Thất, cậu đã dẫn theo bao nhiêu người đến đây? Bên phong hành diệm thực sự không có vấn đề gì sao?" Bàng Thất cảm thấy căng thẳng trong lòng có một sự cảm không lành vô thức nói, "Dẫn theo 25 người." Phía cậu chủ không cần lo lắng, chỉ là cô chủ đến cảng lên Ngư nếu cậu chủ biết được có thể sẽ mất tập trung. Thương Chân cong môi cười, "Vậy thì đừng để anh ấy biết." Bàng thất rụt cổ lại cuối cùng cắn răng đồng ý, nghĩ rằng chỉ cần cô chủ không xảy ra chuyện thì cậu chủ nhất định sẽ bị được cô chủ dỗ dành. Mình chỉ cần bảo vệ tốt cô chủ là được. Trong một nhà kho cũ, một tên đàn ông da đen to lớn đang xoa bóp cậu thiếu niên trắng trẻo trước mặt hành hạ và làm nhục. Dịch hoành vội vàng chạy tới khuyên nhủ, đa quay tiên sinh, ông đừng động vào tư không trường sinh. Bắt cậu ta, tư không cần còn không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng nếu thực sự động vào cậu ta tư không cần sẽ liều mạng với chúng ta. Bây giờ đang cần người quấn lấy phong hành diện chúng ta không thể có thêm kẻ thù nữa đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng súng rất nhanh bắt đầu màn đấu súng lần này tư không cần thực sự tức giận những người này động vào ai cũng được khi không lại dám động vào em trai anh ta nếu tư không trường sinh xảy ra chuyện gì cho dù có chết cũng phải kéo bọn chúng xuống địa ngục ánh mắt lạnh lùng đó nhìn chằm chằm vào dịch hoành dịch hoành ông dám cấu kết với người nước ngoài làm hại em trai tôi là chán sống rồi sao đa quay đảo mắt nhìn một vòng không thấy thương chăn cúi đầu hung dữ nói thương chăn đầu không phải nói là cô ta dẫn người của phong hành diệm đến sao sao lại không ở đây bàng thất cười bí ẩn lấy ra một chiếc điện thoại di động cô chủ của tôi thực sự đã đến nhưng bây giờ vẫn chưa tiện lộ diện nói xong ném điện thoại cho dịch hoành dịch hoành cô chủ có mấy câu muốn nói với ông dịch hoành nhận lấy điện thoại do dự một chút rồi nghe máy giọng nói lạnh lùng của thương chăn truyền đến từ đầu dây bên kia ông dịch chúng ta làm một giao dịch ông thấy thế nào không đợi dịch hoành mở miệng thương chăn nói trước một bước ông hợp tác với chira chẳng qua là vì tôi nhưng chira là tội phạm bị 13 quốc gia truy nã nhân lúc ông còn chưa bị bại lộ nên sớm cắt đứt quan hệ với ông ta đi tôi có thể hứa với ông giúp ông kéo dài mạng sống khuôn mặt dịch hoành tái mét nghiến răng đến giờ mới nói những lời này cô không thấy quá muộn sao không muộn thương chân cười lạnh giờ ông dẫn tư không trường sinh đến khu nuôi cá ngay bây giờ tôi dùng chính mình để đổi lấy cậu ta có tôi trong tay ông có thể uy hiếp phong hành diệm bảo vệ ông nếu ông lo lắng bị phục kích có thể điều máy bay không người lái đến kiểm tra nơi này thông thoáng bốn bề tôi không thể phục kích ông ông thậm chí có thể mang theo vệ sĩ đến lời nói của thương chăn khiến bộ não căng thẳng và hưng phấn của dịch hoành bình tĩnh lại từng chút một lời nói của cô rất hấp dẫn nếu có thể thì mình thực sự muốn thoát khỏi mối quan hệ với chira bằng không cho dù mình có sống sót cũng phải sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi suy nghĩ một lúc áp thấp giọng nói được tôi dẫn người đến đó tốt nhất cô đừng có ý nghĩ xấu nếu không tôi nhất định sẽ kéo tư không trường sinh chôn cùng dịch hoành cút điện thoại đa quay vội vàng hỏi chuyện gì vậy thương chăn ở đâu dịch hoành đảo mắt một vòng nói thương chăn yêu cầu chúng ta đến khu nuôi cá trao đổi con tin cô ta hẳn là sợ khi đến đây rồi thì chúng ta đến bắt cô ta nhưng lại không thả tư không trường sinh thấy đa quay còn định nói gì đó dịch hoành vội vàng nói không còn thời gian do dự nữa rồi chủ nhân của ông còn đang chờ thương chăn là con tin quan trọng ông ở lại kiềm chế tư không cần giao tư không trường sinh cho tôi đa quay cũng không nghĩ nhiều liền mơ hồ giao người ra ngoài tư không cần thấy thương chăn đã dụ dịch hoành đi thì lập tức bắt đầu kế hoạch của mình dịch hoành vừa đi không lâu thì đột nhiên có hàng chục chiếc xe cảnh sát bao vây nơi này đa quay đã vội vàng gọi điện cho dịch hoành nhưng luôn hiển thị máy bận lúc này ông ta mới phản ứng lại dịch hoành đã phản bội chúng ta ông ta kéo dài thời gian của cảnh sát ra lệnh cho thuộc hạ gọi điện cho chira bảo ông ta cử người đến khu nuôi cá xử lý kẻ phản bội cùng lúc với thương chăn thì phong hành diệm cũng đang truy bắt chira trên núi cũng nhận được tin dịch hoành phản bội dịch hoành vội vàng dẫn tư không trường sinh đến điểm hẹn khi thấy thương chăn một mình ông ta bắt đầu căng thẳng không dám tiến tới một cách mạo hiểm mà cảnh giác hỏi người đã mang đến rồi cô muốn trao đổi thế nào thương chăn chỉ vào chiếc xe đỗ không xa phía sau cô người của tôi ở trong xe bên kia ông thả trường sinh ra để cậu ta đi về phía xe tôi đi về phía ông thế nào dịch hoành suy nghĩ một lúc gật đầu buông tư không trường sinh ra ngay khi tư không trường sinh định bước đi dịch hoành đã túm lấy cậu ta cậu chủ tư không cậu nên đi theo hướng ngược lại và rời đi thấy tư không trường sinh lo lắng thương chăn mỉm cười với cậu trường sinh đừng lo ông ta có việc cầu xin chị nên sẽ không làm hại chị đâu tư không trường sinh cũng hiểu rõ cậu ta ở lại chỉ làm phiền thương chăn nhưng cậu ta rất khó chịu mình vô dụng như vậy sao ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được xin lỗi em đã liên lụy đến chị thương chân lắc đầu cười lạnh lùng nói gì vậy rõ ràng là chị đã liên lụy đến em đi đi anh trai em đang đợi em mặc dù không muốn rời đi nhưng cậu ta chỉ có thể nghiến răng đi về hướng khác sau khi tư không trường sinh rời đi thương chân đột nhiên lùi lại vài bước cười một cách rất âm u và kỳ lạ dịch hoành ông biết không tôi muốn ai chết thì cho dù trời có muốn bảo vệ hắn hắn cũng chắc chắn phải chết khi thương chân vừa dứt lời phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe ô tô thương chăn cô chơi bẩn dịch hoành gầm lên một tiếng mọi người tiến lên một bước ngay lập tức bao vây thương chăn thương chăn nhún vai không chút sợ hãi tôi không làm gì cả tôi cũng không biết là ai đến xe dừng lại một nhóm người da đen to lớn đầy ám khí bước xuống tên da đen đứng đầu còn khiến đồng tử dịch hoành co lại thuộc hạ của chira chưa kịp mở lời thì tên thuộc hạ của chira đã trực tiếp dùng súng chĩa vào ông ta may mà vệ sĩ của dịch hoành đã nhanh tay đẩy dịch hoành ra nếu không thì dịch hoành chắc chắn sẽ chết tại chỗ một phát súng trực khiến tên da đen cau mày không vui tôi muốn thương chăn giao cô ta cho tôi khuôn mặt dịch hoành tái mét do dự những thuộc hạ của chira trông không phải là người dễ chọc nhưng nếu giao thương chăn ra ông ta sẽ chẳng còn con bài tẩy nào nữa thương chăn đứng phía sau cười nhẹ đột nhiên nói nhỏ ông ta có thể tìm đến đây chứng tỏ chira đã biết chuyện ông phản bội ông cho rằng giao tôi ra ông ta sẽ tha cho ông sao dịch hoành nghiến răng nghiến lợi nhìn thương chăn cô tính kế tôi thương chăn cười nhẹ tôi không thể sai khiến tên to xác này mọi quyết định đều do ông tự đưa ra bây giờ đổ lỗi cho tôi có phải là quá muộn rồi không nhưng tôi có một cách có thể khiến tất cả bọn chúng chết ở đây thương chăn chỉ vào phía sau thấy lưới đánh cá màu xanh lá cây đằng sau không đưa tôi đến đó cố gắng để dẫn đám người của chira đến gần chúng ta cô ông có chắc không dịch hoành bây giờ mất hết lý trí rõ ràng là không thể tin thương chăn nữa nhưng ham muốn sống mãnh liệt vẫn khiến ông ta không nhịn được mà hỏi thương chăn tự tin cười tất nhiên tôi không bao giờ làm chuyện không chắc chắn cả dịch hoành do dự một lúc nghiến răng ông ta hét lớn về phía đám người áo đen cô đà tôi có thể giao cô ta cho ông nhưng ông phải hứa với tôi một chuyện bảo mọi người hạ súng xuống đến khoảng đất trống bên cạnh tôi tôi sợ các ông tập kích dịch hoành vừa hét vừa khống chế thương chăn từ từ lùi lại chỉ cần tôi có thể rời đi an toàn tôi sẽ giao thương chăn cho các ông nhanh lên nếu không tôi sẽ giết cô ta cô đa lạnh lùng nhìn dịch hoành rồi nhìn thương chăn một cái dịch hoành không phải là mục tiêu quan trọng của bọn mình để ông ta đi thì cũng không sao ngay lập tức ra hiệu cho thuộc hạ nói nhỏ tất cả hạ vũ khí xuống đi theo tôi đừng dẫm lên đất đã bị đào qua những người ở gần đó hạ vũ khí xuống tiếp theo tiến về phía thương chăn nhìn thấy mấy người phía trước dần dần đến gần dịch hoành bắt đầu sợ hãi dùng súng chỉ vào đầu thương chăn nói với người đàn ông tôi đã gọi tất cả bọn họ đến cô định làm gì thương chăn hơi nghiêng người cười một cách kỳ lạ bây giờ trò chơi kết thúc nói xong lòng bàn tay hiện ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ nhanh chóng nhấn xuống cô đa nhìn thấy điều khiển từ xa trong nháy mắt đồng tử co lại ngay khi thương chăn nhấn công tắc gần như tất cả mọi người đều vô thức chọn cách nằm xuống một loạt tiếng nổ vang lên thuốc nổ dường như được chôn dưới lòng đất vì vậy bề mặt không bị nứt quá nhiều rất nhanh tiếng nổ biến mất cô đa thấy người của mình không chết cũng không bị thương không khỏi đắc ý may mà đã nhắc nhở thuộc hạ trước là đừng đến gần những nơi đã bị đào bới nhưng người phụ nữ này thật ngu ngốc chôn bom sâu như vậy có ích gì thương chăn chỉ nhìn anh ta một cách lạnh lùng giây tiếp theo mặt đất đột nhiên sụp xuống cô đa còn chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân anh ta nhanh chóng sụp đổ tất cả người nhanh chóng chìm xuống cùng nhau biến mất không thấy tăm hơi dịch hoành đứng bên cạnh đã ngây người ban đầu ông ta nghĩ rằng đến đây sẽ là một trận tử chiến không ngờ đối phương lại bị tiêu diệt toàn bộ như vậy Điều khiến ông ta sợ hãi nhất là bên dưới khu nuôi cá này thực sự có một cái hố và Thương chăn đã biết từ lâu. Thương Chân nhân lúc Dịch Hoành đang ngẩn người giật lấy khẩu súng trong tay ông ta nhanh chóng cướp lấy rồi chỉ vào đầu ông ta. Dịch Hoành sợ hãi toát mồ hôi lạnh thậm chí còn không dám thở mạnh. Thương Chân dùng Dịch Hoành uy hiếp để thuộc hạ của ông ta đứng yên tại chỗ. Kiếp trước, mình đã xem một bản tin bến cá Liên Ngư đột nhiên sụp một mảng xuất hiện hố sâu khổng lồ. Vì vậy, mình đã sớm nhờ bàng thất cử người tìm thấy hang động ngầm trước, mua thuốc nổ, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy lúc này bằng thất cũng đến kịp kích động hét lớn cô chủ đa đã bị cảnh sát bắt đi rồi thấy thương chăn một mình chế ngự tất cả mọi người hai mắt sáng lên lại một lần nữa dùng bái cô chủ thật lợi hại người của chira và dịch hoành đều bị cô ấy khiến cho xoay như trong chóng lúc này không ai để ý Cora đã trèo lên từ hố sâu anh ta giơ tay lên cầm họng súng chĩa thẳng vào thương chăn bằng thất đột nhiên hét lớn cẩn thận thân thể thương chăn trong nháy mắt căng thẳng đã tỉnh táo lại một viên đạn xuyên qua cánh tay cô cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể dịch hoành nhân lúc không ai để ý đã lặng lẽ bỏ chạy bàng thất và những người khác vừa nhanh chóng nổ súng vào cô đa vừa quay sang hét với thương chăn cô chủ mau chạy đi thương chăn gật đầu bịt chặt vết thương ngay lập tức chạy về phía nơi không có người bàng thất và những người khác bắn liên tiếp nhiều phát súng nhưng vẫn không bắn chúng cô đa anh ta nghiến răng tên này đúng là quái vật thương chăn loạng choạng bước đi về phía trước virus ca trong người thương chăn vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt với lượng máu chảy này cô phải cố gắng chạy đến nơi không có người tuyệt đối không được lây cho người khác loạn trọng chạy đến một con hẻm không có người và dọc theo cánh tay máu liên tục chảy xuống não cô bắt đầu có chút hỗn loạn viên đạn của cô đa thực sự rất hiểm hóc cô đã dùng hai mũi kim khâu vết thương để cầm máu nhưng vẫn không cầm được máu mất quá nhiều máu cộng thêm chạy một đoạn đường như vậy đã bắt đầu chóng mặt người phụ nữ xảo quyệt đột nhiên cô đa xuất hiện trước mặt như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi cô không thể trốn thoát được đâu lúc này thương chân đột nhiên cười lạnh một cách kỳ lạ những người các ngươi sao lại thích gây rắc rối với tôi như vậy cô đa thực sự khó đối phó nhưng thì sao cô đang cười sao cô đa ngạc nhiên một chút ngay lập tức tát mạnh vào mặt thương chăn khiến cô ngã xuống đất hai mắt anh ta đỏ ngầu lòng căm hận thương chăn gần như đã lên đến đỉnh điểm cô sắp chết rồi anh ta dần dần tiến lại gần giật lấy cổ áo của thương chăn đập mạnh cô vào tường tôi sẽ bắt cô về để uy hiếp phong hành diệm sau đó sẽ xác cô ra thành từng mảnh thương chăn không hoảng sợ mà dùng sức bóp chặt bàn tay bị thương của cô đa đột nhiên mở miệng một cách âm u cô đa mặc dù tôi không có vũ khí trong tay nhưng người giết chết anh nhất định là tôi đôi mắt của thương chăn như ác quỷ đoạt mạng bởi vì tôi chính là vũ khí mạnh nhất Người phụ nữ này rốt cuộc đang nói gì vậy? Trước khi anh ta hỏi xong đột nhiên một cảm giác đau đớn lan tỏa từ tim đến toàn thân. Tại sao cơ thể tôi lại đột nhiên nóng như vậy? Triệu chứng này, khi Thương Chân vừa chạm vào vết thương của anh ta, có máu của cô ta chẳng lẽ? Anh ta nhìn Thương Chân một cách khó tin đôi mắt đó như muốn trừng ra khỏi hốc mắt. Thương Chân cười khẩy đứng thẳng người bước về phía anh ta, đúng như anh nghĩ, tôi là người nhiễm virus K và bây giờ anh đã bị nhiễm bệnh. Cô nhặt khẩu súng lục bên cạnh cô đa không giữ lại chút nụ cười lạnh lùng nào, cuối cùng cho anh ta một cơ hội lựa chọn anh chọn bị virus ca hành hạ đến chết hay bị tôi bắn chết theo tiếng súng vang lên bàng thất đã khóa vị trí của thương chăn vội vàng chạy đến thì thấy cô đa đã nằm trong vũng máu không còn dấu hiệu của sự sống bàng thất tự trách đỡ thương chăn dậy nước mắt trào ra cô chủ tôi vô dụng không bảo vệ được cô thương chăn cười nhẹ khóc cái gì tôi đâu có chết chỉ là hơi mệt nghe nói thương chăn không sao bàng thất kích động lau nước mắt thật sự dọa chết tôi rồi cô chủ tôi sẽ đưa cô về xử lý vết thương ngay trong rừng tà kỳ đang báo cáo cậu chủ vừa nhận được tin cô đa đã chết cô chủ thì bị thương nặng bàng thất đưa cô ấy về nhà họ phong cô ấy liền rơi vào hôn mê phong hành diệm không nói gì ánh mắt như có sấm sét lóe lên anh ta lấy từng viên đạn một nạp vào khẩu súng lục nói bằng giọng lạnh lẽo đến kỳ lạ tất cả nghe lệnh của tôi cùng tôi xông vào trong một hang động trên núi chira và vài tên đàn em còn lại đang trốn bên trong đại ca người của phong hành diệm đang truy đuổi phía sau hai lần này rút lui trước đi chỉ cần còn sống vẫn còn cơ hội chira tức giận đến nỗi hai mắt phun lửa cắn răng nói chúng ta đi nhưng vừa ra khỏi hang một quả lựu đạn bay tới mặt đất ngay lập tức bị nổ tung một mảnh đá lửa bùng lên ngùn ngụt khói bụi tan đi đợi đến khi chira ngẩng đầu lên phong hành diệm đã đứng trước mặt một thân sát khí chira cho mèo đuổi bắt đã chơi đủ chưa đầu hàng đi ông không thể trốn thoát được nữa khuôn mặt chira tái mét hai nắm tay nắm chặt không cam lòng nhìn chằm chằm vào phong hành diệm như lần này đã định sẵn kết cục lúc này thương chăn đã điều trị xong yếu ớt nằm trên giường phong hành diệm vội vàng chạy về hỏi gấp gáp bác sĩ nghiêm tình hình của thương chăn bây giờ thế nào bác sĩ nghiêm nhìn tờ xét nghiệm trong tay nói nhỏ đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì mất quá nhiều máu nên bây giờ vẫn còn rất yếu phong hành diệm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thương chân hốc mắt đỏ hoe đều tại tôi nếu không phải vì tôi cô ấy cũng sẽ không bị cuốn vào chuyện này sau khi bác sĩ nghiêm và bàng thất đi ra ngoài thương chân cũng tỉnh lại trái tim treo lơ lửng của phong hành diệm cuối cùng cũng được đặt đúng chỗ giống như một đứa trẻ anh ta ôm chặt thương chân vào lòng tự trách sâu sắc xin lỗi là anh khiến em chịu khổ không thể đến bên em ngay từ đầu như vậy là đủ rồi giọng nói yếu ớt của thương chân truyền đến giúp vào lòng anh ta em có thể tự giải quyết kẻ thù bây giờ anh đã đến người đầu tiên em mở mắt ra nhìn thấy là anh như vậy là đủ rồi anh ta nhìn thương chân với vẻ đáng thương em không nghe lời anh không ở nhà cũng không cho bảng thất nói với anh anh sẽ tha thứ cho em chứ phong hành diệm bất lực hôn lên trán cô nung chiều nói ngốc ạ à, làm sao anh nỡ trách em được phong hành diệm nhẹ nhàng vuốt tóc thương chân cười xấu xa nhưng anh phải phạt em một chút phạt em không được chạy lung tung trước khi vết thương lành chỉ được hoạt động trong tầm mắt của anh thương chân nhướng mày vậy em tắm rửa thế nào? phong hành diệm đến gần thương chăn hơi nóng bên tay phả vào tay anh ta nhẹ giọng nói đừng lo anh đâu phải chưa từng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thương chăn đỏ bừng ném chiếc gối sau lưng về phía anh ta anh còn dám nói ra phong hành diệm nhắm mắt lại cười một cách vô liêm sỉ có gì mà không dám nói chúng ta đã làm những chuyện thân mật hơn thế này rồi sau này còn thường xuyên làm thương chăn trợn trắng mắt ngửa đầu ra sau tên này chắc chắn vừa mới nghĩ đến điều gì đó kỳ lạ sau nhiều lần cải tiến huyết thanh giải độc cuối cùng cũng được nghiên cứu thành công thương chăn tự mình làm người thử nghiệm cuối cùng dưới ánh mắt căng thẳng và mong đợi của mọi người bác sĩ nghiêm từ từ tiêm thuốc vào cơ thể thương chăn vài phút sau thương chăn không có bất kỳ phản ứng kích ứng nào trên người cơ thể cũng nhẹ nhàng và linh hoạt hơn trước như thể đã lột xác cô nhỏ máu vào hộp đựng đặt vào máy kiểm tra cẩn thận ấn xuống mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm vào máy thậm chí còn nín thở cố gắng lâu như vậy lần này có thành công không rất nhanh máy chuyển sang đèn xanh tiếng bíp bíp vang lên lúc này mọi người đều vui mừng khô xiết nước mắt lưng tròng thành công rồi cuối cùng họ cũng thành công rồi không đau đớn sau khi tiêm nó đã âm thầm tiêu diệt hết virus trong cơ thể đây chính là phiên bản cuối cùng của huyết thanh giải độc thương chăn kích động nhìn phong hành diệm nói một cách nghiêm túc giúp em liên hệ với tất cả các quốc gia đang phải chịu đựng nỗi thống khổ của virus ca em sẵn sàng hiến tặng công thức nghiên cứu huyết thanh giải độc miễn phí cho họ kể từ đó trở đi mọi người không cần phải sợ hãi nữa phong hành diệm gật đầu không vấn đề gì anh ta cười nhẹ nhưng anh cũng có một tin tốt muốn chia sẻ với em dịch hoành đã bị bắt hiện đang chờ xét xử ít nhất ông ta sẽ bị xử 30 năm tù số phận chờ đợi ông ta chỉ là chết trong tù vì bệnh tật ngày hôm sau tại hội trường họp báo thương chăn mặc trang phục trang trọng xuất hiện một cách thoải mái những người nước khác rất biết ơn hành động của thương chăn đều cúi đầu chào tỏ lòng kính trọng thương chăn cũng rất cảm động kiếp trước mình bị vạn thiệu luân lợi dụng và bóc lột cướp đi thành quả nghiên cứu kiếp này cuối cùng cũng đã chứng minh được bản thân và giúp đỡ người khác mà người có thể khiến mình nghiên cứu mà không phải lo lắng chính là phong hành diệm sau khi rời khỏi hội trường họp báo hai người đến bệnh viện thiên lực đây là bệnh viện mà thương chăn đã lấy lại từ tay dịch hoành ở đây hai người đã đi tham quan xung quanh và gặp lại tư không cần anh ta nhờ thương chăn khám bệnh cho tư không trường sinh do vụ bắt cóc lần trước nên trường sinh đã bị ảnh hưởng đến tâm lý sau khi được thương chăn quán triệt tư tưởng thì tâm trạng của tư không trường sinh cũng đã khá hơn mấy ngày sau khi thương chăn tan làm thì bên ngoài trời bắt đầu mưa phùn phong hành diệm đến đón cô hai người thong thả bước đi trong mưa lúc này phía trước chuyển đến tiếng phụ nữ chửi bới sắc nhọn xe của anh làm tôi ướt hết cả người rồi bộ đồ này của tôi là hàng đặt may đó anh đền nổi không trước mặt là người phụ nữ mặc đồ đỏ một người phụ nữ gầy gò không ngừng gật đầu và cúi chào xin lỗi tôi không cố ý thương chân đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi thứ cười lạnh một tiếng lâm tuyết hàm cao ngạo như vậy mà lại có kết cục thê thảm như thế này nếu mình xuất hiện biểu cảm của bà ta chắc chắn sẽ rất thú vị thương chân tiến lên vài bước vẫy tay về phía lâm tuyết hàm đây không phải là gì lâm của tôi sao trời mưa thế này sao lại ở đây đẩy xe thế này có cần chúng tôi đưa gì về nhà không lâm tuyết hàm nhìn thấy thương chăn biểu cảm cứng nở ngay lập tức che mặt chạy trốn như điên cô nhận nhầm người rồi Tôi không phải gì lâm gì hết, tôi cũng không quen cô. Thương Chân không để lộ biểu cảm, "Được rồi, chúng ta về nhà thôi, còn phải về nhà tham dự tiệc tối nữa." Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó ngẩng đầu lên cười, "Nghe nói em họ của anh đã về nước từ nước ngoài vì bữa tiệc tối này." Nhắc đến em họ, Phong Hành Diệm đau đầu xoa xoa thái dương, "Em họ anh luôn tò mò mọi thứ, em ấy là kiểu người mà anh thấy khó đối phó nhất, em sẽ biết thôi." Tiệc tối ở nhà họ Phong cũng đến, hai người vừa bước vào cửa thì một cô gái trẻ xinh đẹp khoảng 17-18 tuổi nhiệt tình chào đón, "Anh họ, cuối cùng anh cũng về rồi." đây chính là cô em họ khiến phong hành diệm đau đầu phong tiểu duyệt phong hành diệm nhìn thấy phong tiểu duyệt không tự chủ được lùi lại một bước phong tiểu duyệt nhảy đến trước mặt thương chân nhìn từ trên xuống dưới oa đây là chị dâu của em sao Xinh quá đi mất đúng là đẹp tuyệt trần anh họ sau này con của hai người chắc chắn sẽ đẹp tuyệt trần sự kết hợp ghen mạnh mẽ này thật tuyệt nói xong cô ấy còn cúi xuống nhìn bụng thương chân eo nhỏ nhắn này em nhìn mà thèm phong hành diệm vội vàng che mắt phong tiểu duyệt nói lớn em tránh xa thương chân ra đừng luôn thèm muốn những thứ em không có phong tiểu duyệt gạt tay phong hành diệm ra trêu chọc ngay cả em họ cũng ghen anh họ lòng chiếm hữu của anh sớm muộn gì cũng sẽ dọa chị dâu chạy mất nói xong cô ấy xoa xoa chán thở dài tiếc nuối trước đây em còn tưởng anh là bậc thầy tình yêu bây giờ xem ra anh chỉ là một tên ngốc tiểu duyệt liếc nhìn phong hành diệm có muốn em chỉ cho anh vài chiêu không phong hành diệm vừa thẹn vừa giận vội vàng đẩy cô ấy đi em im miệng cho anh đi đâu mắt mẻ đi nếu em còn làm loạn nữa anh sẽ trực tiếp đưa em về hai người đi đến một bên phong tiểu diệt rất nghiêm túc nói anh họ em thấy rõ ràng là anh không có chiêu thức gì anh đừng giả vờ nữa sự hòa hợp của vợ chồng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống đấy thấy phong hành diệm không nói gì cô ấy còn tỏ ra già dặn anh họ tội nghiệp của em từ nhỏ đã bị đính hôn thậm chí không có cách nào đi xem thế giới đầy màu sắc này anh có thương chăn là đủ rồi phong hành diệm cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng phong tiểu diệt không nói thêm nữa trực tiếp lấy một viên kẹo từ trong túi ra anh họ đây là do em tự làm đặc biệt mang đến cho anh ăn anh nếm thử xem, không đợi Phong Hành Diệm lên tiếng, Phong Tiểu Diệt vội vàng trả lời, chỉ là sô cô la thông thường thôi. Yên tâm, em sẽ không hại anh đâu, đây là nhà của anh mà. Nếu em dám hại anh không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Em cũng không dám làm bậy đâu. Phong Hành Diệm không nghĩ nhiều án luôn viên kẹo đó. Khuôn mặt tròn trịa của Phong Tiểu Diệt lộ ra vẻ gian xảo, em cũng đã chuẩn bị cho chị dâu để ở trong phòng chứa đồ. Anh họ, anh có thể lấy giúp em và đưa cho chị dâu không? Phong Hành Diệm thở dài bất lực, biết rồi, em tự đi chơi một mình đi đừng làm phiền Thương chăn phong hành diệm bị phong tiểu duyệt lừa ăn một viên kẹo sau đó đến phòng chứa đồ tìm quà cho thương chăn nhưng vừa mới đi đến gần ánh ta đã cảm thấy toàn thân nóng gian khó chịu cơn nóng bừng bừng từ bụng dưới bốc lên khiến anh ta dần dần trở nên mơ hồ anh ta thở hồn hển má ửng hồng lúc này anh ta mới nghĩ đến viên kẹo mà phong tiểu duyệt vừa đưa cho anh ta rốt cuộc là gì bên kia phong tiểu duyệt tìm thấy thương chăn đang tiếp khách cười tinh nghịch chị dâu anh họ bảo chị đến phòng chứa đồ một chuyến anh ấy có thứ muốn tặng chị thương chăn nhìn cô ấy nghi ngờ phòng chứa đồ sao sao phong hành diệm lại chạy đến phòng chứa đồ để tặng quà cho mình phong tiểu Diệt mở to đôi mắt ngây thơ vô tội có lẽ anh ấy muốn tạo bất ngờ cho chị ngay lập tức lè lưỡi với thương chăn chị dâu chị sẽ không nghĩ em lừa chị chứ thương chăn do dự một chút vẫn đi về phía phòng chứa đồ trong phòng chứa đồ phong hành diệm ngồi trên mặt đất thở gấp bởi vì sự thay đổi của cơ thể phong hành diệm bên ngoài toàn là người cậu ấy không dám ra ngoài lúc này cánh cửa kêu cót kết mở ra một đôi chân dài trắng nõn lọt vào mắt anh ta khiến cậu ấy cảm thấy không ổn lúc này ai đến vậy trong tầm mắt của phong hành diệm một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện cánh cửa bị khóa lại âm thanh đó như một tín hiệu phong hành diệm đứng dậy ngay từ trên mặt đất không đợi thương chân phản ứng một tay đẩy cô ấy vào cửa đòi hỏi một cách dữ dội phong hành diệm cơ thể anh ta như bốc cháy khiến anh ta trở nên tham lam và điên cuồng một lúc lâu sau anh ta từ từ cởi bỏ dây áo của thương chân nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng giọng nói trầm thấp và đầy từ tính thương chân giúp anh anh khó chịu anh thực sự yêu em anh muốn làm mọi chuyện mà những người yêu nhau trên thế gian này sẽ làm với nhau Thương Chân xấu hổ cúi đầu, ánh mắt mơ màng giọng nói nhẹ nhàng, anh phải dịu dàng một chút, tất nhiên, anh sẽ luôn dịu dàng với em, mãi mãi chỉ với một mình em. Ngày hôm sau, trong văn phòng Phong Hành Diệm nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay hai mắt vô hồn nhưng đầu liên tục nghĩ đến cảnh ân ái với Thương chăn tối qua, anh họ cười gì vậy? Phong Tiểu Duyệt đột nhiên xuất hiện ngắt lời Phong Hành Diệm nháy mắt tinh danh, tối qua em làm tốt chứ? Phong Hành Diệm tức giận trừng mắt nhìn cô ấy, Phong Tiểu Duyệt, anh còn chưa đi tìm em tính sổ mà em lại tự tìm đến tận cửa. Những viên thuốc đó ở đâu ra? Phong Tiểu Duyệt vẫy tay nũng nịu nói, anh họ đừng nghiêm túc như vậy được không em cũng chỉ quan tâm đến anh thôi em dám chắc chị dâu là người mềm mỏng chỉ cần anh thể hiện ra mặt yếu đuối chị ấy chắc chắn sẽ mềm lòng cô ấy xoa xoa lòng bàn tay một cách tò mò vậy nên tối qua rốt cuộc có thành công không phong hành diệm trực tiếp cốc đầu cô ấy con nít thì đừng quan tâm đến chuyện của người lớn nói xong anh ta đứng dậy rời đi anh phải đi đón thương chăn tan làm rồi có lẽ phong tiểu duyệt nói đúng sau này mình phải tỏ ra yếu đuối trước mặt thương chăn khiến thương chăn thương mình nhiều hơn bệnh viện thiên lực thương chăn nhận được điện thoại phong hành diệm đến đón cô vừa cúp điện thoại thì gặp ngay nhạc mộng như đã lâu không gặp nhạc mộng như không sợ hãi anh mắt nhìn thẳng nhưng thương chăn chỉ liếc nhìn một cách chán ghét rồi đi thẳng lên lầu khi thương chăn đi ngang qua nhạc mộng như đột nhiên kéo thương chăn lại thương chăn khinh thường nhìn cô ấy lạnh lùng chế nhạo tôi có gì để nói với cô thương chăn tôi có thai rồi nhạc mộng như đột nhiên lên tiếng tôi đến đây để kiểm tra thương chăn hừ lạnh một tiếng cười nhạo đáp lại cô có thai thì liên quan gì đến tôi nhạc mộng như đột nhiên tiến lại gần nhìn thương chăn đầy khiêu khích bởi vì tôi mang thai đứa con của anh diệp Cô ấy mô tả một cách đầy cảm xúc, cô không biết anh Diệm nhiệt tình với tôi như thế nào đâu. Tôi đoán chắc cô không thể thỏa mãn anh ấy, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không sinh con với tôi. Ánh mắt lạnh lùng đầy sự chế giễu, mang thai đứa con của Phong Hành Diệm sao? Tôi còn có việc không chơi với cô nữa, cô từ từ diễn đi. Nói xong, cô giật tay ra quay người bỏ đi. Ngay khi Thương Chân rút tay ra Nhạc Mộng Như đột nhiên hét lên một tiếng ngã mạnh về phía sau. Thương Chân quay đầu lại thấy Nhạc Mộng Như lăn xuống dưới nên cô vô thức muốn nắm lấy, nhưng nhạc mộng như không đưa tay về phía cô mà nở một nụ cười đắc thắng theo tiếng nhạc mộng như ngã xuống lầu mọi người đều nhìn về phía tiếng hét còn thương chăn giang tay ra như thể cô ấy là người đẩy mọi người đều vây quanh còn nhạc mộng như ôm bụng co do trên mặt đất dòng máu đỏ tươi chảy ra dưới người cô ấy khiến người ta kinh hãi cô ta đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía thương chăn nước mắt lập tức trào ra thương chăn tôi thảm hại như vậy rồi mà cô vẫn không buông tha cho tôi sao đây là đứa con đầu lòng của hàn thiếu thương chăn cô thật độc ác thương chăn lạnh lùng nhìn nhạc mộng như nằm trên mặt đất cười nhạt một tiếng muốn tìm cách hủy đứa trẻ để tiện thể vu oan cho tôi sao thủ đoạn vẫn không tiến bộ gì nhạc mộng như đau đớn co do người nằm trên mặt đất nghiến răng khóc lóc thương chăn cô thật độc ác tại sao lại giết con tôi tiếng hét thảm thiết khiến những người xung quanh bắt đầu bất bình đứa trẻ này vốn dĩ cô đã quyết định bỏ rồi tên chọc phú họ hàng kia căn bản không phải là người tốt nếu không phải vì gia đình cô sẽ không ở bên người đó càng đừng nói đến việc sinh con cho anh ta bây giờ đứa trẻ vừa vặn không chỉ có thể giữ lại mà còn có thể khiến thương chăn mang tiếng giết người chuyện gì đang xảy ra vậy một giọng nói đầy giận dữ vang lên khiến mọi người đang hỗn loạn đều nhìn về phía đó phong hành diệm đến rồi vị hôn thê của anh ta đẩy một phụ nữ mang thai xuống từ trên lầu mà không hề nhíu mày thật là độc ác kiểu người này thật đáng sợ sự lạnh lùng này thật khiến người ta kinh ngạc câm miệng hết cho tôi phong hành diệm mặt đen lại quát lớn một tiếng mọi người lập tức im lặng thương chân bình tĩnh từ từ bước xuống cầu thang cười lạnh nhạc mộng như đừng giả vờ nữa cô không phải muốn bỏ đứa trẻ này sao tiện thể đổ lỗi cho tôi sao cô căn bản không muốn đứa trẻ này thương chân đi đến bên cạnh nhạc mộng như ngồi xổm xuống bình tĩnh nói có phải không đi hỏi bác sĩ khám cho cô là biết ngay hôm nay cô đến bệnh viện để làm gì chắc anh ta cũng rất rõ thương chân nói thẳng ra khiến nhạc mộng như bắt đầu hoảng sợ cô ta đến bệnh viện thực sự là để phá thai nhưng bây giờ đã không còn đường lui cô ta chỉ có thể nghiến răng kéo lê chiếc váy nhuốm máu tiến về phía phong hành diệm tôi muốn phá bỏ đứa trẻ này nhưng tôi cũng cố tình ngã xuống chuyện này không liên quan đến thương chân anh Diệp, anh đừng trách cô ấy, biểu cảm của cô ta càng thêm đau khổ nước mắt như mưa ánh mắt thậm chí còn lộ ra một tia si mê thậm chí còn muốn đưa tay ra chạm vào phong hành Diệp. Anh Diệp, em nhớ anh quá, em không ghét thương chân nữa, anh có thể cùng đi cứu chữa với em không, em đau quá. Giây tiếp theo cổ tay cô ta bị thương chân nắm chặt dùng ánh mắt nhìn thấu mọi thứ cảnh cáo, nhạc mộng như cô làm loạn đủ chưa. Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô thực sự muốn đứa trẻ này không? Nhạc mộng như khóe mắt ngấn lệ ngay lập tức phản ứng lại rất nhanh hất tay thương chân ra khóc lóc thảm thiết. Có không có người mẹ nào không yêu con của mình đây vẫn là đứa con đầu lòng của tôi không đợi nhạc mộng như nói hết thương chăn trực tiếp ngắt lời vậy thì theo ý cô thương chăn quay lại nói với bác sĩ đằng sau chuẩn bị bàn phẫu thuật tôi muốn giữ thai cho cô ta bác sĩ khó hiểu nhìn thương chăn do dự nói đã đến nước này rồi vẫn có thể giữ được sao thương chăn khẽ động ngón tay chỉ thấy một cây kim xuất hiện trực tiếp đâm vào bụng nhạc mộng như tự tin nói tôi nói được tất nhiên là được nhạc mộng như tôi có thể giữ được thai này cho cô nhưng tôi phải nói cho cô một điều nói đến đây thương chân cười xấu xa từ từ nói nếu sau này cô phá thai lần nữa rất có thể sẽ dẫn đến vô sinh suốt đời cô nhất định phải sinh đứa bé này nhạc mộng như tức giận chừng mắt nhìn thương chân nghiến răng nguyền rủa mình không muốn sinh đứa trẻ này nhưng mình càng không muốn vô sinh suốt đời rất nhanh hai bác sĩ khiêng càng chạy đến bác sĩ thương phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong thương chân đứng dậy gật đầu tốt lắm đưa cô ta lên đi nhạc mộng như vốn đang ngồi trên mặt đất kinh ngạc không thôi đột nhiên hét lên tôi không muốn tôi không muốn sao tôi biết cô có muốn giết tôi bịt miệng hay không Thương Chân khoanh tay trước ngực nhau mắt nhìn cô ta, "Nếu cô chết trên bàn mổ của tôi, tôi sẽ đền mạng cho cô, mọi người ở đây đều có thể làm chứng cô còn sợ gì nữa?" Phản ứng của Nhạc Mộng như khiến mọi người nhanh chóng hiểu ra, ngay lập tức hiểu rằng cô ta cố tình lăn xuống cầu thang, Nhạc Mộng như há miệng định nói muốn tìm cớ nhưng lại không nói nên lời, không cần nghĩ thêm cớ nữa, Tương Chân nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng và chán ghét, chỉ cần kiểm tra camera là biết ai đúng ai sai, tôi chỉ muốn xem con người có thể vô liêm sỉ đến mức nào nói xong cô đã quay đi vì cô không định giữ thai vậy thì tôi đi trước thương chăn tại sao anh lại hại tôi như vậy nhạc mộng như không thể kìm nén được cơn giận dữ nữa gào thét điên cuồng cô đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi tôi luôn yêu anh diệm nhưng cô lại cướp anh ấy mất vì cô danh tiếng tốt đẹp mà tôi tích lũy bấy lâu nay cũng không còn nữa cô ta không cam lòng gào thét tiếng gào thét vang vọng khắp sảnh bệnh viện nhạc mộng như tôi thấy cô rất cần đi khám não giọng nói của thương chăn đầy sắc khí khiến nhạc mộng như dùng mình cô quay người lại đôi mắt lạnh lùng lóe lên hàn quang khiến người ta lạnh sống lưng là tôi ép cô hạ độc tô tuần rồi ăn cắp vũ đạo của cô ấy hay là tôi khiến cô bị oan vào tù danh tiếng của cô không tốt hoàn toàn là do cô tự chuốc lấy thương chăn nhìn nhạc mộng như từ trên cao xuống sắc khí bốc lên khắp người hơn nữa phong hành diệm từ đầu đến cuối đều là vị hôn phu của tôi cô căn bản không có tư cách cướp anh ấy với tôi nói xong thương chăn quay người bỏ đi phong hành diệm liếc nhạc mộng như một cái lạnh lùng cảnh cáo sau này nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt thương chăn đừng trách tôi không khách sáo sau khi hai người rời đi nhạc mộng như mềm nhũn cả chân như thể bị rút hết sức lực cô ta nằm bẹp xuống đất những người xung quanh cuối cùng cũng nhớ ra nhạc mộng như thảo nào lại thấy quen mắt hóa ra là nhạc mộng như mau chụp lại đăng lên mạng buổi tối về đến nhà thương chăn đi thẳng về phía trước phong hành diệm cảm nhận được sự lạnh lùng của thương chăn đi tới nắm tay cô vừa định an ủi thì người hầu vội vàng chạy đến cậu chủ cô chủ không ổn rồi bà chủ xảy ra chuyện rồi bà phong vì ông phong đi công tác nên thường xuyên mất ngủ vì thế muốn thương chăn ở lại phòng mình qua đêm phong hành diệm nhìn mẹ mình đầy kinh ngạc trong lòng chua xót tại sao thương chăn lại được yêu thích như vậy ngay cả mẹ anh ta cũng muốn giành giật cô ấy với anh buổi tối phong hành diệm trần chọc không ngủ được đột nhiên ngồi dậy nghĩ rằng lúc này bà phong hẳn đã ngủ rồi nên nhắn tin gọi thương chăn về thương trần nhận được tin nhắn mở ra xem ngay lập tức đỏ mặt còn đâu dáng vẻ của tổng tài lạnh lùng cao ngạo nữa thương chăn liếc nhìn bà phong đang ngủ xe lén đi xuống giường nhẹ nhàng đóng cửa như một tên trộm đi đến phòng phong hành diệm vừa vào cửa một bàn tay to đã ôm lấy eo cô còn chưa kịp kêu lên thì hơi thở nóng bỏng đã phả vào tay cô như thể đang dùng lông vũ cào vào đầu tim cô vậy anh nhớ em anh nhớ em quá chưa kịp làm gì thì bà phong đã nhắn tin đến khuôn mặt nhỏ nhắn của thương chăn đỏ ửng vội vàng bỏ phong hành diệm ra chạy về phong hành diệm túm lấy thương chăn khuôn mặt đen như than anh tức quá sao mẹ anh lại giành giật em với anh như vậy chứ một tuần sau phong hành diệm lấy cớ đi công tác đưa thương chăn đến ai cập sau khi sắp xếp cho thương chăn ở khách sạn anh ta và tả kỳ rời khỏi khách sạn mãi đến chiều mới nhắn tin cho thương chăn đối tác đã chuẩn bị tiệc chiêu đãi chúng ta trên du thuyền lát nữa bằng thất sẽ đưa em đến du thuyền sang trọng xa hoa chiếu sáng cả một vùng biển thương chăn mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ động lòng người đang lúc cô thấy kỳ lạ vì sao không thấy một ai thì phong hành diệm mặc vest tay cầm hoa tươi xuất hiện ở phía trước khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười rạng rỡ ánh mắt đầy mong chờ thương chăn cuối cùng em cũng đến rồi không đợi thương chăn phản ứng phong hành diệm đã đi đến trước mặt cô quỳ xuống một chân dơ bó hoa trước mặt cô thương chăn em đồng ý lấy anh không không chỉ có phong tiểu duyệt thương bách tề bác phong và bàng thất đều đến còn có tư không cần tư không trường sinh cũng được phong hành Diệm mời tư không cần nhìn thương chăn một cách nghiêm túc đầy vẻ không cam lòng thương Chân, nếu cô đột nhiên phát hiện ra mình không thích anh ta nữa thì bây giờ vẫn còn kịp để từ chối lâm văn phong cũng đi đến có chút ái náy chúc phúc mặc dù nhà anh và nhà họ thương đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa nhưng em mãi mãi là em họ của anh thương chăn không ngờ với tính cách của phong hành diệm mà lại mời tất cả bọn họ đến phong hành diệm lấy nhẫn ra nói lớn mặc dù anh hoàn toàn không muốn gặp họ nhưng họ là bạn của em anh hy vọng mọi người có thể chứng kiến khoảnh khắc này thương chăn đừng từ chối anh hãy cho anh một danh phận để anh có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc em cả đời thương chăn mặt đỏ ửng trái tim đập thình thịch cuối cùng đưa tay ra phong hành diệm em đồng ý kết tóc xe duyên mãi mãi không xa rời em không muốn bỏ lỡ anh nữa phong hành diệm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của thương chăn cảm ơn em thương chăn anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng em trong tiếng chúc phúc chân thành của mọi người hai người ôm hôn nhau vài ngày sau tại sân bay hải trung hai người vừa xuống máy bay thì đột nhiên một cậu bé chạy đến đi theo sau phong hành diệm không ngừng gọi bố bàng thất vừa nhìn thấy cậu bé thì sửng sốt chết tiệt đứa trẻ này sao lại giống hệt cậu chủ lúc nhỏ vậy cậu bé vừa đến thì trực tiếp kéo góc áo phong hành diệm làm nũng bố ơi mẹ đi lạc rồi bố giúp con tìm mẹ đi phong hành diệm cảnh giác liếc nhìn con nhận nhầm người rồi chú không phải bố cháu không chú chính là bố cháu bố ơi đừng có cãi nữa cậu bé giọng điệu non nớt nhưng kiên định bố tên là phong hành diệm con đã từng thấy ảnh của bố ở nhà, con không lừa bố đâu. Hôm bố tròn 18 tuổi không phải bố đã cùng bạn học đi ăn mừng sao, tối hôm đó bố say rượu rồi có con. Phong hành diệm căng thẳng vội vàng nhìn về phía thương chăn giải thích, thương chăn em tin anh. Ngoài em ra anh thực sự không đụng đến người phụ nữ nào khác, anh thề rằng chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Lúc này một người phụ nữ chạy đến ôm chầm lấy cậu bé, cưng à, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Sao con lại chạy lung tung thế, cậu bé phấn khích chỉ tay về phía phong hành diệm đằng sau, mẹ ơi con tìm thấy bố rồi, nhìn kìa, bố ở ngay đây người phụ nữ nhìn thấy phong hành diệm má đỏ bừng ngay lập tức đôi mắt chứa đầy tình cảm chân thành phong hành diệm không ngờ vừa về nước đã gặp anh hơn nữa thân phận của đứa bé cũng cô là ai phong hành diệm lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt trong đầu toàn là những lời chửi bới người phụ nữ ngẩn ra một tia thất vọng thoáng qua trong mắt phong hành diệm anh không nhớ em sao em là văn hy bạn cùng bàn cấp 3 của anh chúng ta đã là bạn cùng bàn 2 năm cô văn thương chân lạnh lùng lên tiếng ngắt lời nếu đã hàn huyên xong làm ơn giải thích một chút đứa trẻ này rốt cuộc là sao cậu bé lập tức đứng ra bảo vệ văn hy nói lớn cháu đã nói rất rõ ràng rồi bây giờ vấn đề là các người định chịu trách nhiệm như thế nào mẹ cháu không thể mãi làm bà mẹ đơn thân được cậu bé nhìn phong hành diệm đầy vẻ khinh thường má mì quá mềm lòng nếu như lúc đầu má mì không bỏ đi dựa vào đứa trẻ thì bố đã cưới mẹ cháu từ lâu rồi làm gì còn chuyện của cô nữa chứ phong hành diệm bất lực liếc nhìn hai mẹ con lạnh lùng nói tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô và con trai cô nhưng hành động của hai người đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi và vợ tôi nói xong anh ta nắm tay thương chân nghiêm túc nói thương chân anh chưa từng làm chuyện như vậy anh có thể cùng đứa trẻ kia đến bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ cha con ngay bây giờ. Làm thì làm, mẹ cháu một mình nuôi cháu được 6 năm rồi. Văn Hy vội vàng che miệng cậu bé ủy khuất và chân thành nói, xin lỗi phòng hành diệm, em không muốn làm phiền hai người nhưng đứa bé thực sự là con của anh. Hôm anh tròn 18 tuổi em họ anh đã mời chúng em cùng đi dự tiệc sinh nhật của anh. Tối hôm đó anh uống rất nhiều rượu phải về phòng nghỉ ngơi. Em biết anh bị đau đầu nên đã nấu canh giải rượu mang đến cho anh. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, em cũng rất sợ hãi em biết anh đã có hôn thê nên muốn coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra nhưng ai ngờ em lại mang thai nhưng chuyện đó đã qua rồi con của em em tự nuôi nên không cần làm xét nghiệm quan hệ cha con gì cả hai người cứ coi như chưa từng gặp chúng em là được dưới sự tác động của hai mẹ con thần sắc vẫn thản nhiên nếu đứa trẻ này thực sự là con của phong hành diệm thì nhà họ phong nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng theo như lời phong hành diệm nói đi làm xét nghiệm quan hệ cha con đi khi phong tứ hải biết được có đứa con riêng của phong hành diệm xuất hiện ở sân bay ông ta vô cùng tức giận ngay lập tức sai trợ lý điều tra toàn bộ thông tin của người phụ nữ kia em họ của phong hành diệm phong hàn vũ đến văn phòng nộp báo cáo vừa khéo nhìn thấy tài liệu trong tay phong tứ hải ngay lập tức kích động chú tại sao chú lại điều tra thông tin của người này cô ta bây giờ ở đâu cháu đã tìm cô ta nhiều năm rồi ông phong vẫn lạnh lùng cực kỳ đáng sợ không vui đáp trên đường đến bệnh viện người phụ nữ này lại nói rằng mình đã sinh con cho phong hành diệm còn muốn phong hành diệm chịu trách nhiệm nhà họ phong chúng ta không thể mất mặt như vậy được phong hàn vũ run rẩy cả hai chân vội vàng lao ra ngoài rất nhanh phong hành diệm đến bệnh viện thì nhận được điện thoại của phong hàn vũ phong hàn vũ lắp bắp thăm dò anh họ em nghe nói anh và văn hy có một đứa con riêng có đúng không hai người từ khi nào anh và người phụ nữ đó không hề có quan hệ gì phong hàn vũ vừa dứt lời phong hành diệm lập tức tức giận ngắt lời xem ra ở trụ sở chính đã bắt đầu tung tin đồn rồi ngày mai đến siberia khai hoang đi anh họ em chỉ muốn biết rốt cuộc anh và văn hy có chuyện gì với lại em đã thích cô ấy từ lâu rồi hơn nữa năm đó em đã từng ân ái với cô ấy phong hành diệm ngay càng lúc càng thấy không ổn chẳng lẽ em với cô ta đã phong hành diệm tức đến nỗi tóc cũng dựng đứng lên ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lồng ngực mau đến bệnh viện ngay làm xét nghiệm quan hệ cha con với con trai em con trai gì cơ chưa kịp để phong hàn vũ hỏi cho ra nhẽ thì bên kia đã cúp điện thoại trong bệnh viện đợi rất lâu bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm đi vào khi phong hành diệm nhìn thấy tỷ lệ khớp là 99% thì vui mừng cười văn hy nhìn thấy biểu cảm của phong hành diệm cũng vui mừng khôn xiết phong hành diệm thái độ này của anh chẳng lẽ anh đã nghĩ thông suốt muốn chấp nhận chúng tôi rồi sao nhưng câu nói tiếp theo của phong hành diệm lập tức dập tắt hy vọng của cô ta bây giờ cô định làm thế nào nếu cô muốn mang theo con rời đi nhà họ phong sẽ đưa cô một khoản tiền nếu cô không muốn con không có bố thì cũng được con tất nhiên là phải có bố cậu bé trả lời dứt khoát phong hành diệm nhìn thương chăn tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của hai người quay sang nói với bằng thất đằng sau bằng thất dẫn phong hàn vũ vào đây cho tôi rất nhanh phong hàn vũ ngượng ngùng bước vào phong hành diệm kề vai phong hàn vũ giới thiệu kết quả xét nghiệm này là của em họ tôi phong hàn vũ và đứa trẻ này nói cách khác cậu ta chính là bố của đứa trẻ người làm cô mất đi sự trong trắng ngày hôm đó không phải là tôi không thể nào lời nói của phong hành diệm như thể dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân vân hy ngay lập tức cô ta phản ứng lại ánh mắt không thiện nhìn lướt qua mọi người tôi hiểu rồi phong hành diệm anh muốn đổ lỗi cho phong hàn vũ đúng không sao anh có thể vu khống tôi như vậy những gì anh họ nói đều là sự thật phong hàn vũ ái náy bước tới giải thích đứa trẻ này thực sự là con của anh tối sinh nhật anh họ anh ấy đúng là đã uống say trở về phòng ngủ nhưng anh ấy chê giường trong phòng quá cứng nằm không quen nên đã trực tiếp về nhà anh vì quá buồn ngủ nên đã ngủ trong phòng anh họ không lâu sau anh nghe thấy tiếng của em hôm đó anh say rượu lại thích em từ lâu rồi đã sớm biết em nhận nhầm người một thời hồ đồ sau khi xảy ra chuyện anh rất hối hận không biết phải nói với em thế nào định đợi anh hạ quyết tâm nói cho em biết thì em đột nhiên ra nước ngoài anh nhất định sẽ đối xử tốt với em em có thể cho anh một cơ hội không anh là đồ cưỡng gian khuôn mặt văn hy đỏ bừng đôi mắt trợn tròn vì tức giận cô ta che chở cậu bé ở phía sau lời lẽ sắc bén nếu phong hành diệm không nhận đứa trẻ này tôi sẽ đi kiện phong hàn vũ cưỡng hiếp tôi muốn anh ta ngồi tù đến chết phong hàn vũ đúng là đã làm sai thương chăn không muốn dây dưa với người phụ nữ điên này nữa từ từ đứng dậy lạnh lùng nhìn hai người nhưng chuyện này không liên quan đến chúng tôi là chuyện riêng của hai người nói xong kéo phong hành diệm chúng ta đi thôi ra khỏi bệnh viện bằng thất đã đợi sẵn ở cửa trên tay cầm một ly sữa hạnh nhân nóng hổi vui vẻ vẫy tay cậu chủ tôi đã xếp hàng rất lâu mới mua được đấy phong hành diệm nhận lấy bình sữa ái náy nhìn thương chăn xin lỗi chuyện hôm nay khiến em phiền lòng rồi thử nếm một ngụm xem thương chăn vui vẻ nhấp một ngụm đột nhiên cảm thấy buồn nôn che miệng quay sang một bên nôn thốc nôn tháo phong hành diệm nhíu mày lạ quá cô tự bắt mạch cho mình quả nhiên là vậy thương chăn đứng dậy nhìn phong hành diệm đang bối rối mỉm cười phong hành diệm em có thai rồi phong hành diệm và bàng thất đều sừng sốt như thể bị đóng băng tại chỗ phong thiếu ngay lập tức bật dậy như bị điện giật không thể tin được nhìn thương chăn ánh mắt tràn đầy vui mừng tiến tới ôm lấy thương chăn vui vẻ hét lên anh sắp được làm bố rồi bàng thất cậu nghe thấy chưa tôi sắp được làm bố rồi khi vạn thanh thanh biết tin thương chăn mang thai thì muốn giết chết cả mẹ lẫn con vạn thanh thanh chạy đến nhà họ thương lấy tính mạng ra uy hiếp lợi dụng thương bách tề lừa thương chăn đến khi thương chăn về đến nhà mở cửa bước vào thì nghe tiếng khóc của vạn thanh thanh từ bên trong gia đức anh là vị hôn phu của em chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho anh em chết cũng đáng cô ta vừa khóc vừa lau nước mắt quay đầu nhìn thương chăn chị đến rồi sao chắc chắn chị có thể cứu anh ấy người đàn ông tên gia đức là con trai của một thương gia trước đây đã đưa cho vạn thanh thanh 800 triệu nhờ cô ta giúp tìm thương chăn để chữa bệnh cho con trai mình không ngờ lại bị vạn thanh thanh lợi dụng thương chăn không vui chừng mắt nhìn thương bách tề giọng điệu lạnh lùng không phải đã bảo bố đừng để người lạ vào nhà sao thương bách tề miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ nhàng nói vị hôn phu của con bé bị bệnh lạ con bé khóc lóc thảm thiết lại còn tìm đến cái chết vì bố vợ không sao nên con và thương chăn về trước phong hành diệm ngắt lời lòng tốt giả tạo của thương bách tề trực tiếp ra lệnh bàng thất đuổi những người không liên quan ra ngoài vừa dứt lời vạn thanh thanh đột nhiên quỳ xuống trước thương chăn bám chặt lấy váy cô van xin van xin chị vị hôn phu của tôi bị bệnh teo cơ sơ cứng nói xong cô ta đứng dậy kéo thương chăn sang một bên vì chị có thể chế ngự được virus ca chắc chắn chị cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này đúng không cô ta cầu xin cô bằng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía sau thương chăn ánh mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng lạnh vị trí này hẳn là không có vấn đề gì Thương chân mạnh mẽ gạt tay cô ta ra lạnh lùng nói, vạn thanh thanh tôi không có thời gian diễn trò với cô. Tôi cảnh cáo cô đừng có mơ tưởng mà đến cầu xin bố tôi nữa. Đang nói thì ngoài cửa sổ, một tay súng bắn tỉa nhắm vào thương chăn. Phong hành diệm nhạy bén phát hiện ra một tia sáng phản chiếu. Thương chăn, cẩn thận. Anh ta lập tức đẩy thương chăn ra viên đạn sượt qua tai hai người. Phong hành diệm ôm thương chăn đâm vào bàn trà hít một hơi đau đớn. Một luồng sát khí lan tràn, phong hành diệm vội vàng dẫn người xông ra ngoài. Bên ngoài có tay súng bắn tỉa mau bắt hắn lại. Lúc này vạn thanh thanh đột nhiên điên cuồng cười lớn, ha ha thương chăn kích thích không tiếng cười của cô ta từ cao xuống thấp khuôn mặt trở nên dữ tợn đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào thương chăn nghiến răng nghiến lợi thương chăn tại sao cô lại hạnh phúc hơn tôi tôi muốn cô chết viên đạn thứ hai phá cửa sổ bay vào trực tiếp xuyên thủng tim vạn thanh thanh cô ta chừng mắt đầy oán hận cuối cùng ngã xuống đất chết bên ngoài bàng thất cũng bắt được tay súng bắn tỉa là đồng bọn của chira muốn báo thủ cho chira mục tiêu là phong hành diệm và thương chăn cuối cùng lại giết nhầm vạn thanh thanh một tuần sau mọi chuyện trở lại bình yên hai người đang xem mẫu váy cưới thương chân mới biết sau khi vạn thanh thanh chết lâm tuyết hàm phát điên người nhà họ lâm cũng không muốn quản cô ta cuối cùng lâm văn phong đành phải đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần mời y tá chăm sóc thương chân thở dài một tiếng mặc dù vạn thanh thanh đối xử với lâm tuyết hàm như vậy nhưng bà ta vẫn đau lòng trong lòng vạn thanh thanh từ khi sinh ra đến khi chết đều không thể đánh bại thương chân cuối cùng lại là cái chết của vạn thanh thanh khiến bà ta ta phát điên thời gian trôi nhanh đến ngày cưới thương chân mặc váy cưới trắng tinh tay cầm hoa hồng trắng phong hành diệm dưới sự dẫn dắt của những bông hoa bước trên thảm đỏ từng bước một trong sự chúc phúc và chứng kiến của mọi người hoàn thành nghi lễ hai người tuyên thệ trên khinh khí cầu ôm hôn nhau khoảnh khắc này đã trường tồn mãi mãi không bao giờ quên thời gian trôi qua nhanh chóng cuối cùng cũng đến ngày đứa bé chào đời sau khi nhập viện phong hành diệm đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật đã vào nửa tiếng rồi sao thương chân vẫn chưa ra đang nói thì cửa phòng phẫu thuật mở ra một y tá bế đứa trẻ đi ra trước xin chúc mừng phong hành diệm cô chủ đã sinh một bé trai mẹ tròn con vuông phong hành diệm quả thực không nhìn đứa trẻ lấy một cái đi thẳng đến cửa phòng phẫu thuật nhìn thương chân chờ đến khi thương chăn cuối cùng cũng trở về phòng bệnh phong hành diệm mới thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của thương chăn lòng anh lại đau nhói em vất vả rồi thương chăn sau này chúng ta đừng sinh con nữa anh không muốn em phải chịu khổ nhìn thấy phong hành diệm lo lắng cho mình sự mệt mỏi trên khuôn mặt thương chăn biến mất mỉm cười hôn anh ngốc ạ à, con thì sao có dễ thương không phong hành diệm lúc này mới nhớ ra chuyện đứa trẻ gãi đầu ngượng ngùng ú ớ đứa trẻ bị mẹ anh bế đi rồi anh lo cho em quá nên không để ý đến nó đang nói thì bác Phong ôm đứa trẻ đi vào, mặc dù không muốn làm phiền hai người nhưng tên của đứa trẻ hai con đã nghĩ ra chưa. Phong Hành Diệm đỡ Thương Chân dậy, liếc nhìn, sau này thằng bé sẽ tên là Phong Mộ Thương, ý nghĩa là Phong Hành Diệm mãi mãi yêu Thương Chân một lòng một dạ. Một tháng sau, tại biệt thự ven hồ, kể từ khi Thương Chân sinh con, Phong Hành Diệm ngày nào cũng tan làm sớm tự tay nấu cơm cho Thương Chân. Anh ta nhịn không được ôm lấy Thương Chân môi mỏng dán vào tai cô liên tục hôn, "Thương Chân, anh đã hứa sẽ đưa em đi du lịch." hai ngày nữa đi nhé được không thương chăn bất lực đẩy anh ta ra bây giờ con còn nhỏ đợi con lớn hơn một chút rồi chúng ta đi kết quả là phong mộ thương một tuổi thương chăn chúng ta đi du lịch nhé đợi con lớn hơn một chút rồi đi nhé phong mộ thương hai tuổi thương chăn chúng ta đi du lịch nhé bây giờ con không thể rời xa mẹ chờ thêm một thời gian nữa nhé phong mộ thương ba tuổi thương chăn con đã ba tuổi rồi chuyến du lịch tuần trăng mật của chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể bù đắp lại mẹ ơi mẹ không được bỏ con lại rồi đi với người đàn ông khác phong hành diệm kinh ngạc nhận ra rằng đánh bại được nhiều tình địch như vậy cuối cùng lại thua trong tay con trai mình thương chăn bất lực xoa đầu phong mộ thương đầy vẻ cương chiều con à mẹ đã lâu không đi chơi rồi mẹ thực sự muốn đi chơi phong mộ thương ủy khuất bĩu môi trong mắt không ngừng trực khóc vậy mẹ đi chơi có thể dẫn con theo không phong hành diệm vô tình từ chối hoàn toàn không có dáng vẻ của một người cha con ngoan ngoãn ở nhà đi để thương chăn mang thai sớm như vậy tuyệt đối là quyết định ngu ngốc nhất mà anh ta từng đưa ra phong mộ thương đảo mắt một vòng hừ đừng tưởng rằng ông rất mẹ tôi đi là tôi không thể làm gì được ông Tôi có cách riêng của mình, biệt thự ven biển nơi hưởng tuần trong mật thương chăn mặc bộ bikini gợi cảm khiến phong hành diệm ngây người. Anh ta luôn cảm thấy sau khi thương chăn sinh con thân hình còn quyến rũ hơn trước. Đang định làm gì đó thì đột nhiên nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay thương chăn. Thương chăn giơ cổ tay lên lắc lắc tự hào nói, đây là món quà mà con trai tự tay làm trước khi đi. Đó là tấm lòng của con tất nhiên là em phải luôn mang theo bên mình. Phong hành diệm không nói hai lời tháo chiếc vòng xuống, chiếc vòng tay này chắc chắn không đơn giản. Con trai của anh anh có thể không hiểu sao bên kia nhà họ phong phong mộ thương tức giận nắm chặt tay cái máy nghe lén bị phát hiện rồi cũng không biết ông đó sẽ làm gì với mẹ mình trên bãi biển thương chăn chạy chân trần tung tăng đã lâu rồi không được thoải mái như vậy cảm thấy sau khi được tái sinh thì luôn rất bận rộn phong hành diệm bước tới ôm lấy eo cô nhẹ nhàng nói thực ra em có thể nương tựa vào anh nhiều hơn sau này chúng ta thường xuyên đi du lịch nhé thương chăn gật đầu đợi con lớn hơn một chút còn có thể dẫn con đi cùng phong hành diệm đột nhiên thay đổi giọng điệu Thương chăn hay là chúng ta nhận nuôi thêm một đứa con nữa nhé để mục thương gánh vác trách nhiệm của một người anh trai giảm bớt sự phụ thuộc của nó vào em hơn nữa hai đứa trẻ cũng có thể làm bạn với nhau chưa đợi thương chăn lên tiếng thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu quay đầu nhìn lại thì có một cô bé đang vùng vẫy trong biển phong hành diệm nhanh chóng chạy tới bế cô bé lên thương chăn vội vàng cấp cứu cho cô bé đưa đến bệnh viện trong phòng bệnh của bệnh viện bác của cô bé kể cho hai người nghe về thân thế của cô bé cô bé tên là tiểu kỳ cách đây hai tháng cha mẹ cô bé qua đời những người họ hàng khác đều không muốn nhận nuôi cô bé bản thân cô lại là một bà mẹ đơn thân cũng bất lực gần đây đang làm thủ tục cho tiểu kỳ vào trại trẻ mồ côi buổi tối trở về biệt thự thương chân nói với phong hành diệm về ý định nhận nuôi tiểu kỳ phong hành diệm không chút đắn đo trực tiếp đồng ý một tuần sau khi thương chân đưa tiểu kỳ về nhà họ phong phản ứng đầu tiên của phong mộ thương lại là mẹ ơi có phải là ba thối tha kia bắt nạt mẹ không đây là con riêng của ông ta đúng không phong hành diệm tức đến ngứa răng chỉ muốn đấm cho thằng bé một phát bất chợt tiểu kỳ lấy ra một chiếc vỏ sò nhặt được ở bãi biển ngoan ngoãn đưa tới anh trai em tặng quà cho anh Phong Mộ Thương miễn cưỡng nhận lấy chiếc vỏ sò bĩu môi nói, cô nhóc này cười lên trông cũng dễ thương đấy, hai người nhìn nhau mỉm cười có vẻ như có thể ở chung với nhau. Sau này chính là một gia đình bốn người chúng ta mãi mãi không biết con đường tương lai sẽ dẫn đến đâu nhưng có nhau bên cạnh thì không gì phải sợ hãi nữa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trên chặng đường này yêu các bạn nhiều.